ninh kỳ gật gật đầu trực tiếp mang theo dương chí văn phi đến trước mặt mọi người đám kia chuẩn bị rời đi cường đạo gặp ninh kỳ cùng dương chí văn từ trên trời giáng xuống trong lòng đột nhiên sợ hết hồn cái này cái này chẳng lẽ là đấu vương tên kia thủ lĩnh sợ hãi chồng chất nghĩ đến dương yên tỉnh nhìn thấy dương chí văn phía sau vốn nên lòng tuyệt vọng trong nháy mắt vừa giận nóng ngạc nhiên hô ca muội muội không cần sợ ca ca tới cứu ngươi vô sĩ trương kính còn không thả em gái ta ra dương chí văn tiến lên hai bước tức giận nói, trương kính thần sắc âm trầm không chắc, không có buông ra bắt lấy dương lẳng lặng tay, ngược lại nắm chắc hơn, hắn đem dương yên tĩnh kéo đến trước người mình, cảnh giác nhìn xem ninh kỳ đạo các hạ không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. ninh kỳ cười cười, đạo ngươi không sợ ta? trương kính biến sắc, lập tức lộ ra một tia nhe răng cười, ta trương kính sông sáo nơi đây nhiều năm, chưa từng biết chữ sợ viết như thế nào, ngươi đã là cùng dương chí văn tên phế vật này cùng đi, chính là của hắn trợ thủ. Vừa mới một mực trốn ở trên cây nghe lén a, à, ngươi tuổi còn trẻ, tu vi có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Ta cho ngươi cái lựa chọn, hoặc là này liền rời đi, hoặc là hôm nay cũng không cần đi, báo tử đầu, mang theo thủ hạ của ngươi đem hắn cho ta giết, ta cho ngươi thêm ba khối tinh kim khoáng, đầy đủ ngươi mời người luyện chế một kiện hoàng giai trung phẩm trở lên đấu khí. Trốn ở trên cây, thủ lĩnh cường đạo báo tử đầu lập tức nghĩ thông suốt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy a, à, nơi nào có thể có tuổi trẻ như vậy đấu vương? nơi đây mạnh nhất thanh niên tài tuấn đều ở đây mây xanh tông cùng bạch sơn trong tông, thiên tư xuất chúng giả, cũng bất quá là ngũ tinh đấu sư, nghĩ thông suốt điểm này, báo tử đầu trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, ba khối tinh kim, trương kính công tử thật là hào phóng, chúng tiểu nhân, bên trên. Theo hắn một tiếng hô quát, một đoàn cường đạo lập tức cưỡi ngựa hướng ninh kỳ cùng dương chí văn hai người xung kích mà đến, ca. Dương Yên tỉnh sợ kinh hô một tiếng, yên tâm đi, ta không có nhường báo tử đầu bọn hắn giết ngươi ca. Trương Kính tự tin cười nói, nạp mạng đi. Báo tử đầu vọt tới Ninh Kỳ trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn qua Ninh Kỳ phát ra gầm lên giận dữ, hàng mang lóe lên, hắn quơ đại đao từ trên xuống dưới, hướng Ninh Kỳ đầu người bổ tới, đây nếu là người bình thường, đoán chừng liền bị một đao chém thành hai khúc, chỉ tiếc, Ninh Kỳ chỉ sợ là bọn hắn đời này thấy qua cao thủ khủng bố nhất, ông. Báo tử đầu đại đao, dừng lại ở Ninh Kỳ đỉnh đầu nửa thước chỗ, làm thế nào cũng vung không nổi nữa, phía trên có hai cây đầu ngón tay, nhẹ nhõm kẹp lấy lưỡi dao của hắn mà hai cây đầu ngón tay chủ nhân chính là ninh kỳ làm sao có thể báo tử đầu trên mặt dâng lên một tia kinh hãi muốn chết trương kính cũng sợ hết hồn báo tử đầu thế nhưng là lục tin đấu sư ở chỗ này cũng coi như là thanh danh hiển hách đối phương đã vậy còn quá nhẹ nhõm dùng hai cây đầu ngón tay tiếp nhận báo tử đầu một kích toàn lực e rằng chỉ có đại đấu sư mới làm đến a à, tha mạng báo tử đầu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nhiều năm sờ bơi lội nhưng hắn trong nháy mắt liền phân biệt ra được mình bây giờ nhà hoàn cảnh, rất quả quyết buông lỏng ra nắm chặt chui đao tay, hướng Ninh Kỳ cầu xin tha thứ, hắn biết, mình là gặp được những cái kia qua đường cao thủ, giống Ninh Kỳ còn trẻ như vậy, có thực lực mạnh như vậy, tuyệt không phải bản địa thanh niên tài tuấn có thể đạt tới, thế nhưng là, thủ hạ của hắn phản ứng không có nhanh như vậy, nhao nhao cầm đao hướng Ninh Kỳ chém vào mà đến, không, báo tử đầu phát ra một tiếng tuyệt vọng gọi, Ninh Kỳ mỉm cười, trực tiếp một chưởng đánh ra, long ngâm như xuân lôi vang dội, bốn đầu ngân long trực tiếp đem bọn này cường đạo anh đi phiên đô, người ngã ngựa đổ, báo tử đầu cả nửa người, đều từ bên hông gãy, chết không nhắm mắt, miễu sát, một chưởng miễu sát, trương kính chân không tự chủ rung rẩy lên, liền cùng ninh kỳ cùng đi dương chí văn, đều bị hù bắt đầu rung rẩy, hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng thảm liệt như vậy, nhiều như vậy đấu giả đấu sư, chết ở trước mặt hắn, trương kính gặp ninh kỳ hướng hắn đi tới, mặt hiện vẻ hoảng sợ, lập tức đem dương yên tĩnh kéo trước người, uy hiếp nói, ngươi, ngươi đừng tới ngươi lại tới ta liền giết nàng. Nói, hắn tự tay bắt lấy dương lãng lặng cổ, chỉ cần hơi dùng sức, lấy lực lượng của hắn, đủ để trảo nát vụn dương lãng lặng cổ, muội muội. Dương Chí Văn khẩn trương kêu một tiếng, ngươi đừng làm loạn, thả muội muội ta. Ngươi để hắn đừng đi tới, thả ta rời đi, ta liền phóng nàng rời đi. Trương Kính gầm nhẹ nói, hắn mang tới bọn này thủ hạ, tại nhìn thấy Ninh Kỳ thực lực đáng sợ như thế sau đó, đã hoàn toàn không có chiến ý, nếu như không phải trương kính này bình thường xây dựng ảnh hưởng rất lâu, bọn hắn đã sớm quay người chạy, lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào dương yên tĩnh cái này con tin trên thân, hy vọng đối phương sợ ném chuột vỡ bình, nhóm người mình mới có thể an toàn rời đi, hảo, đem nàng thả, ta liền để các ngươi bình yên rời đi. Ninh Kỳ dừng bước lại, miễn cười nói, ta không tin ngươi, chờ ta trở lại tông môn, tự nhiên sẽ thả hắn. Trương Kính cảnh giác nói, nếu như ngươi bây giờ không đem nàng thả, ngươi có thể đánh cực một keo, tại ngươi ra tay phía trước, ta có thể không thể giết quan các ngươi. Ninh Kỳ cười nói, ngươi. Trương Kính vừa kinh vừa sợ, sau đó hắn ngữ khí mềm nhũng ra, tiền bối, ngươi nói chuyện có thể tính đếm, ta thả nàng, ngươi thật sự sẽ để cho ta đi. Đương nhiên, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ninh Kỳ mỉm cười gật gật đầu, hảo, ta thả nàng rời đi. Trương Kính nói xong, liền đem lỏng tay ra, Dương Yên tĩnh thấy thế, vội vàng lão đảo hướng ninh kỳ cùng dương chí văn chạy tới muội muội ngươi không sao chứ dương chí văn vội vàng chạy lên phía trước đỡ lấy dương yên tĩnh khẩn trương đánh giá thân thể của nàng gặp nàng không có bị thương gì trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra tiền bối người ta đã thả ta đây liền đi trương kính vừa nói một bên từ từ lùi lại mấy bước gặp ninh kỳ quả thật không có ý xuất thủ hắn lúc này mới mang theo một đám thủ hạ chật vật chạy thuộc mạng ca ta không sao chỉ là đầu hơi choáng váng Dương Yên tỉnh thấp giọng nói, Dương Chí Văn gật gật đầu, sau đó kích động hướng Ninh Kỳ quỳ xuống, đa tạ Ninh Huynh đại ân cứu mạng, ta Dương Chí Văn đời này đều luôn nhớ trong tim. Dương Yên tỉnh thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống, dùng lời nhỏ nhẹ đạo, đa tạ tiền bối đại ân cứu mạng. Đứng lên đi. Ninh Kỳ gật gật đầu, mình đích thật có tư cách chịu bọn hắn cúi đầu, các ngươi nhưng biết Bạch Sơn Tông ở nơi nào. Ninh Kỳ vấn đạo, Ninh Huynh chẳng lẽ là nghĩ Dương Chí Văn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, Trương Kính chạy, hắn mặc dù không nói, nhưng trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Nếu như Trương Kính đối phó chính là hắn, lấy tính tình của hắn, chạy liền chạy, thế nhưng là Trương Kính lại đối với Dương Yên tỉnh ra tay, hắn thân nhân duy nhất ở đời này ra tay, đây là một kiện quyết không thể tha thứ sự tình, không phải nói Bạch Sơn Tông đoạt các ngươi mây xanh tông khoáng mạch sao, ta tiễn đưa Phật đưa đến tay, thuận tay cho các ngươi sắp xếp, các ngươi cũng không cần bốn phía phóng đảng, trọng chấn mây xanh tông, chẳng phải là hay hơn ninh kỳ cười nói quá tốt rồi ninh huynh ta biết trắng sơn tông ở nơi nào ta dẫn ngươi đi dương chí văn thần sắc vô cùng kích động sau đó ninh kỳ liền tay phải nắm lên dương chí văn tay trái nắm ở dương tỉnh tỉnh từ dương chí văn dẫn đường hướng trắng sơn tông phương hướng mà đi ninh kỳ tay trưởng đặt ở dương tỉnh tỉnh eo nàng có thể cảm nhận được phía trên truyền tới một cổ nhiệt lượng cái mũi nhẹ nhàng khẽ động nàng lại ngửi được ninh kỳ trên người có một hương thơm kỳ lạ theo bản năng nhiều hít hai cái sắc mặt lập tức soạt một cái biến đỏ bừng nàng sợ nhìn ninh kỳ một mắt thấy hắn không có phát hiện mình khác thường lúc này mới thở vào nhẹ nhõm người này xem ra cùng ta cũng gần như niên kỷ lại lại là một cái đấu vương bực này thiên tư quả thực hiếm thấy nếu ta có thể trở thành nữ nhân của hắn đó là cực tốt a nha ta muốn gì đây sao có thể biến như thế không biết xấu hổ dương tỉnh tỉnh trong lòng thầm mắng một tiếng này liền cùng trên địa cầu một chút nữ nhân một dạng các nàng xem gặp một cái soái ca người lại cao lại nhiều tiền mấu chốt là lại từ cưỡng gian phạm trong tay đem mình cứu lại, chỉ cần còn chưa kết hôn, cho dù có bạn trai, cũng khó tránh khỏi đối với soái ca có chút ý nghĩ, là nhân thường tình, không bao lâu, Ninh Kỳ liền đi tới Trắng Sơn Tông, một tòa cao vút trong mây sơn phong bên trong, khu kiến trúc như ẩn như hiện, tại phụ cận, có giống thanh lam tông phía dưới những cái kia tiểu trấn, chỉ bất quá kích thước nhỏ rất nhiều, trương kính mang theo thủ hạ, chật vật trở lại Trắng Sơn Tông, cùng nhau đi tới, sắc mặt cực kỳ khó coi những cái kia tất cung tất kính cùng hắn chào hỏi lại không được đáp lại trắng sơn tông đệ tử trong lòng nhao nhao oán thầm không thôi trương thiếu đây là gặp phải cái gì chuyện không hài lòng sắc mặt kém như vậy nhỏ giọng một chút chớ chọc đến hắn không thoải mái lúc này một đám người từ ngay phía trước sông tới mặt dẫn đầu là một gã hình dạng cùng trương kính có chút tương tự trung niên nhân hắn chính là trắng sơn tông đương nhiệm tông chủ bác tinh đấu sư trương bảo sơn ở bên cạnh hắn đi theo hắn đại nhi tử trương hiên cùng với trắng sơn tông các đại trưởng lão trương bảo sơn vừa thấy được trương kính thần sắc lập tức âm trầm xuống ngươi đã đi đâu mây xanh tông đầu kia khoáng mạch ta cho ngươi đi phụ trách ngươi đi sao trương kính dương mắt xem xét lập tức sợ hết hồn chột dạ đạo ta đã phái người đi qua ngươi không cần đi cái quặng mỏ này ta giao cho đại ca ngươi trương bảo sơn âm thanh lạnh lùng nói trương hiên ánh mắt lộ ra một tia đắc ý nhìn xem trương kính nhếch miệng lên một tia trào phúng cái gì làm sao có thể trương kính nghe vậy, lập tức giận dữ, chuyện này không phải do ngươi, đúng, mây xanh tông dư nghiệp, quét dọn sạch sẽ có hay không? Trương Bảo Sơn lạnh lùng phủi trương kính một mắt, lại hỏi, trương Bảo Sơn vừa nhắc tới chuyện này, trương kính trong mắt liền thoáng qua một tia hoảng sợ, trương Bảo Sơn thấy thế, lập tức quát hỏi, đến cùng quét dọn sạch sẽ không có, có lời cứ nói, đừng có dông dài. Trương kính thấp giọng nói, ta vốn là mời con báo đầu người đi quét sạch, coi như bị phát hiện, Người khác cũng sẽ không liên lạc với chúng ta Trắng Sơn Tông trên thân, thế nhưng là, ngay tại vừa rồi không lâu, đột nhiên có một gia hỏa xen vào việc của người khác, đem con báo đầu giết đi. Con báo đầu đều bị giết, người kia tu vi gì? Trên mặt mọi người cả kinh, Trương Bảo Sơn trầm giọng vấn đạo, đoán chừng là đại đấu sư a. Trương kính thấp giọng nói, người này cùng Mây xanh Tông có quan hệ. Trương Bảo Sơn lông mày dần dần nhíu lại, nơi đây vắng vẻ, cũng không cái gì tài nguyên phong phú, đừng nói đại đấu sư liền xem như đỉnh phong đấu sư, đều sẽ ly khai nơi này, đi tìm những đường ra khác, nếu như nếu là có cái đại đấu sư ra tay ngang ngược can thiệp, chỉ sợ Trắng Sơn Tông không tốt giải quyết chuyện này, hẳn là không. Trương Kính không dám nói ra là bởi vì chính mình bắt cóc Dương Tĩnh Tĩnh, mới dẫn tới hắn ca cùng tên kia đuổi theo, nếu bị Trương Bảo Sơn biết, hắn sợ rằng sẽ bị phạt tiến phía sau núi diện bích 3 năm, khả năng này chính là đi ngang qua người. Trương Bảo Sơn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, công chủ, các ngươi mau nhìn, có người bay tới là đấu vương. Một cái trưởng lão kinh hải muốn chết chỉ vào bầu trời ba cái kia chấm đen nhỏ đạo, Trương Bảo Sơn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trệ, là hắn, làm sao có thể, hắn tại sao có thể là đấu vương, hắn tại sao muốn đuổi theo, vậy mà lật lòng. Trương Kính ngẩng đầu một cái, sắc mặt liền trở nên vô cùng hoảng sợ, theo bản năng hướng Trương Bảo Sơn sau lưng tránh đi, đấu vương, ở nơi này địa giới, đối bọn hắn tới nói, thật là một loại truyền thuyết tồn tại, ngày bình thường chỉ là ngẫu nhiên có thế trông thấy trên trời có người bay qua nhưng chưa từng thấy qua bọn họ diện mục chân thật đợi đến ninh kỳ mang theo dương chí văn dương tỉnh tỉnh rơi vào trước mặt mọi người mọi người thấy rõ ninh kỳ tướng mạo phía sau càng thêm chấn kinh tuổi trẻ như vậy đấu vương người bên ngoài đều đáng sợ như vậy sao trương bảo sơn tỉnh táo chắp tay nói vị tiền bối này không biết tới ta trắng sơn tông có gì chỉ giáo trương kính ngươi trốn cái gì trốn ta xem thấy ngươi ninh kỳ không để ý đến trương bảo sơn mà là hướng Trương Kính cười nhạo nói, Trương Kính sắc mặt khó coi từ phía sau trong đám người đi ra, hướng Ninh Kỳ đạo, ngươi không phải đáp ứng thả ta rời đi sao? Ta đích xác thả ngươi rời đi, bằng không ngươi bây giờ tại sao lại ở chỗ này? Ninh Kỳ cười nói, Dương Chí Văn cùng muội muội cùng một chỗ, tức giận nhìn chầm chầm Trương Kính, cái này đấu vương vậy mà cùng Trương Kính thiếu gia nhận biết. Xem ra giữa bọn hắn còn có ân oán. Khó trách Trương Kính vừa mới sắc mặt kém như vậy, nói chuyện ấp a à ấp úng hắn đây là cho chúng ta tông môn trêu chọc dạng gì địch nhân a à. trương bảo sơn sau lưng đám kia trưởng lão nhao nhao kinh sợ không dứt trừng trương kính các hạ tiểu nhi nếu là có gì chỗ đắc tội tại hạ thay hắn giải thích với ngươi không bằng tiếng điện uống chén trà xanh như thế nào trương bảo sơn thần sắc khó coi nhắm mắt nói ninh kỳ cười cười uống trà thì không cần hai vị này đâu là mây xanh tông đệ tử bằng hữu của ta ta nghe nói ngươi đem mây xanh tông đánh đi phiên đô hôm nay chính là tới muốn một cái ý kiến Mây xanh tông, Trương Bảo Sơn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ cùng hối hận, trong lòng gầm nhẹ vì cái gì Mây Xanh Tông hội bổ nhào vương có quan hệ? Vì cái gì từ đó đến giờ chưa nghe nói qua? Các hạ, ta, Trương Bảo Sơn vừa mới chuẩn bị mở miệng ổn định Ninh Kỳ, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một hồi kim thiết giao kích thanh âm, Ninh Kỳ dương mắt nhìn lên, đã thấy đến mấy người mặc trắng sơn tông quần áo đệ tử, tay cầm roi da, vội vàng một đám người quần áo bọn hắn lam lũ, gầy như cây củi trong đó có nam có nữ, có lão giả, có tiểu hài, bị xích sắt khóa cùng một chỗ, đám người này phản phất cái xác không hồn đồng dạng, trên mặt vô sinh cơ, đột nhiên, có một bảy, tám tuổi bộ dáng tiểu hài, hôn mê bất tỉnh, lập tức kéo chậm tốc độ tiến lên, mau dậy đi, đừng giả bộ chết. Một cái đệ tử quát lạnh một tiếng, trong tay roi da trên không trung phát ra một tiếng bạo hưởng, vung hướng tên kia tiểu hài, đứa trẻ mẫu thân vội vàng ôm lấy hắn, dùng phía sau lưng của mình, cứng rắn chặn một roi này, ba vốn là rất y phục trách rưới, bị ro da rút thành mảnh vụn, da tróc thịt bong, tiên huyết trong nháy mắt thấm ướt nữ tử này sau lưng của, nàng đau gào lên thê thảm, cơ thể không kìm hãm được bắt đầu phát run. Dương Chí Văn xem xét, lập tức muốn rách cả mí mắt, đại tẩu. Nữ tử kia nghe được âm thanh, hư nhược hướng Dương Chí Văn nhìn bên này tới, nhưng là bởi vì đau đớn, con mắt của nàng làm thế nào cũng thấy không rõ lắm, các ngươi là một đám ma quỷ. Dương Chí Văn kích động hướng Trương Bảo Sơn giận dữ hét. Ninh Kỳ thần sắc cũng trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng, tên đệ tử kia còn chưa phát hiện tình huống bên này, còn nghĩ lại vung lên roi trong tay, cho nữ nhân kia đi lên một chút, sau một khắc, Ninh Kỳ đã một chưởng hướng hắn vỗ tới, cách nhau mấy chục trượng, bốn đầu ngân long gầm thét đánh vào tên đệ tử kia trên thân, hắn liền phản ứng đều không phản ứng, liền bị tại chỗ xé nát, đến chết cũng không biết mình là chết như thế nào, đệ tử khác lúc này mới phát hiện, tình huống tự hồ có chút không thích hợp, thật mạnh. Trương Bảo Sơn bọn người ngu ngơ tại chỗ trong lòng còn tại hiểu ra ninh kỳ vừa mới một chưởng kia đồng thời trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi hiểu lầm đây là hiểu lầm trương bảo sơn vội vàng muốn bổ cứu dương chí văn đã vọt tới nữ tử kia bên cạnh kiểm tra thương thế của nàng nữ tử kia lúc này mới thấy rõ dương chí văn gương mặt phát ra một tiếng kêu khóc tiểu thúc mau cứu ngươi chất nhi a à. nước mắt từ khóe mắt nàng chỗ trượt xuống dương chí văn nhìn mình đại tẩu cùng cháu thảm trạng trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt nàng là chúng ta đại sư huynh thê tử mây xanh tông sụp đổ sau đó đại sư huynh một nhà ba người rời đi tông môn chúng ta vẫn cho là bọn hắn rời đi địa giới này lại không nghĩ rằng dương yên tỉnh sắc mặt tái nhật đạo ninh kỳ vỗ vỗ bờ vai của nàng tiếp đó hướng trương bảo sơn cười lạnh nói các ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a à, xem ra những cái kia rời đi mây xanh tông đệ tử hạ tràng đều tốt không đến đi đâu còn không sai người đem bọn hắn xiền xích toàn bộ mở ra này liền mở này liền mở trương bảo sơn liên tục gật đầu sau đó cho trương hiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái trương hiên lập tức chạy chậm đi qua tay run run cánh tay đem bọn này nô lệ xiềng xích mở ra bọn hắn có chút mê mang còn không biết chuyện gì xảy ra cha đều mở ra trương hiên đi đến trương bảo sơn bên cạnh thấp giọng nói cũng không dám nhìn ninh kỳ một mắt giống người như bọn họ còn có bao nhiêu ninh kỳ âm thanh lạnh lùng nói dừng một chút không muốn thử nghiệm gạt ta bằng không hạ tràng tự suy nghĩ một chút a à. Bạch Bảo Sơn trong lòng lo nghĩ vô cùng, hắn biết mình loại này làm là vì người trong chính đạo kinh thường, nhưng mà hắn đã vào trước là chủ, cho rằng Ninh Kỳ là đấu vương, hữu tâm giấu giếm, lại không có can đảm này, do dự một chút phía sau, hắn thấp giọng nói: các đại khoáng mạch còn có một hơn ngàn người, toàn bộ đều là mây xanh tông. Ninh Kỳ lông mày nhướng lên, không, không phải, mây xanh tông người chỉ chiếm số ít, là khác một vài chỗ. Bạch Bảo Sơn thấp giọng nói: a. À, xem ra cũng là đoạt lại, ngươi ở đây không nên gọi Bạch Sơn Tông, phải gọi Bạch Sơn Trộm, bởi vì các ngươi hành động, cùng cường đạo không khác. Ninh Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối, kỳ thực đây đều là hiểu lầm, chúng ta có cho bọn hắn ăn uống. Bạch Bảo Sơn cười khổ nói, Ninh Kỳ khoát khoát tay, đạo, đem người đưa hết cho ta thả, ta muốn dẫn bọn hắn rời đi. Là, tiền bối, ta đây liền phóng người. Bạch Bảo Sơn trong lòng lập tức một hồi cuồng hỉ, chỉ cần có thể đem Ninh Kỳ đưa tiễn, nhưng hắn trả bất cứ giá nào cũng không có vấn đề gì, không có người, về sau còn có thể bắt nữa, nhưng mà Bạch Sơn Tông nếu là không còn, chính mình nếu là chết, liền hết thảy đều không thể quay đầu, Trương Hiên, Trương Kính, còn không cùng trưởng lão cùng một chỗ, đi đem người toàn bộ cho ta mang tới, nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể làm bị thương hắn nhóm, Bạch Bảo Sơn hướng hai đứa con trai mình khẽ quát, Trương Hiên cùng Trương Kính hai huynh đệ trên mặt cũng lộ ra nét mừng, đi theo các đại trưởng lão cùng một chỗ hướng Bạch Sơn Tông quặng mỏ chạy như bay. Lúc này Dương Chí Văn đỡ nữ tử kia cùng tiểu hài cùng đi đến Ninh Kỳ bên cạnh, ánh mắt vô cùng phẫn nộ trừng Bạch Bảo Sơn, người thân là Bạch Sơn Tông Tông Chủ, lại làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình, đơn giản xuất sinh không bằng. Bạch Bảo Sơn trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, chỉ là một cái tứ tinh đấu sư, cũng dám chỉ vào cái mũi của hắn mắng, còn ngay nhiều người như vậy mặt, đáng tiếc, bởi vì có Ninh Kỳ tại, hắn không thể không áp chế lại mình nộ khí, cười làm lành không nói, Ninh Kỳ liếc mắt nhìn nữ tử kia cùng tiểu hài, hai người có một chút võ học nội tình, không có gì đáng ngại, chỉ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ, xem ra trong khoảng thời gian này chịu khổ không ít, tiểu nữ tử đa tạ công tử cứu giúp chi ân. Nữ tử mang theo tiểu hài hướng Ninh Kỳ quỳ xuống, Ninh Kỳ đỡ dậy hai người, đạo, muốn cảm ơn, liền tạ Dương Huynh A, à, nếu như không phải hắn, ta ngày hôm nay đã sẽ không tới ở đây. Là, đa tạ tiểu thúc. Nữ tử lại hướng Dương Chí Văn đạo tạ, thần sắc hơi có vẻ kích động, Dương Chí Văn gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, không bao lâu, từng bầy nô lệ quần áo lam lũ liền bị mang theo tới, trên tay bọn họ trên chân xiền xích đã bị giải khai, trên mặt rất là mê mang, không biết chuyện gì xảy ra, đều ở nơi này. Ninh Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, Trương Bảo Sơn liên tục gật đầu, đều ở nơi này, một cái cũng không thiếu. Ân, vậy ta người liền mang đi. Mời ngài, mời ngài. Trương Bảo Sơn nịnh nọt nói, sau đó, bọn này nô lệ được mệnh lệnh lấy cùng Ninh Kỳ rời đi, một mực trời đi mấy chục dặm mà phía sau, bọn hắn tự hồ mới có chỗ phản ứng, một lão già cả gan, hướng Ninh Kỳ đạo, "Công tử, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào?" Ninh Kỳ phất tay ra hiệu đám người dừng lại, tiếp đó cất cao giọng nói, "Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ không còn là nô lệ, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó." "Cái gì?" "Công tử lời ấy quả thật. Không phải là bắt chúng ta đùa nghịch vui vẻ a?" À? "Chư vị, nghe ta nói, ta là Mây xanh tông đệ tử, Ninh Huynh nói tới thiên chân vạn sát, chư vị mau mau về nhà đi. Dương Chí Văn lớn tiếng nói, đi qua hắn một phen giảng giải, có vài trăm người thử nghiệm quay người rời đi, gặp Ninh Kỳ bọn người quả nhiên không có đuổi theo, bọn hắn mới chính thức tin tưởng, kích động chảy ra nước mắt, lão giả nước mắt tuôn đầy mặt, đa tạ công tử, đa tạ công tử, chỉ tiếc chúng ta những người này, số đông sớm đã không có nhà. Ninh Kỳ cười nói, vị này Dương Chí Văn Dương công tử muốn trọng chấn mây xanh tông, mây xanh tông cũng có một chút khoáng mạch, các ngươi nguyện ý lưu lại liền lưu lại, đến lúc đó hợp lý cho các ngươi phát ra tiền công. Có thật không, dạng này quá tốt rồi. Lão giả đại hỷ, cuối cùng đại khái đi bảy, tám trăm người, lưu lại một hai trăm người, trong đó liền bao quát tên lão giả kia, lão giả này gọi sông rít cào sư tử, ở nơi này trong đám người rất có uy vọng, Dương Chí Văn cũng vui vẻ không thôi, đã như thế, mây xanh tông sao lãng đi những cái kia khoáng mạch, có thể một lần nữa bắt đầu sử dụng, người trước dẫn bọn hắn xanh trở lại vân tông, ta có chút chuyện, sau đó liền đến. Ninh Kỳ hướng Dương Chí Văn giao phó đạo, Dương Chí Văn gật gật đầu, tiếp đó đã nhìn thấy Ninh Kỳ phá không mà đi. Song Trích Cào sư tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, thà, Ninh công tử là đấu vương. Dương Chí Văn kiêu ngạo đạo, Ninh huynh đích thật là đấu vương. Không nghĩ tới lão hủ đời này còn có thể gặp được đấu vương, ha ha ha, Song Trích Cào sư tử vui vẻ cười ha hả, những cái kia bị Ninh Kỳ người giải cứu, nhao nhao ngẩng đầu nhìn Ninh Kỳ biến mất ở chân trời cái bóng, kích động lại vui vẻ. Trắng sơn tông, trương bảo sơn sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn qua quỳ gối trước mặt mình trương kính, đột nhiên tiến lên một cước đem hắn đạp bay, trương kính rơi ầm ầm trên mặt đất, cảm giác cổ họng ngòn ngọt, ngọt, một nguồn máu tươi cứ như vậy phun tới. trương hiên cùng đám kia trưởng lão nhìn có chút hả hê nhìn xem một màn này, nếu như không phải trương bảo sơn muốn đích thân động thủ, hắn cũng không để ý thật tốt sửa chữa một chút người em trai này, vậy mà dẫn xuất loại tai họa này, suýt chút nữa hại chết đám người bọn họ. Cha, ta sai rồi. Đừng đánh ta. Trương Kính đau khổ cầu xin tha thứ, Trương Bảo Sơn giận, một mực đem hắn đánh tới thoi thóp, lúc này mới dừng tay, sau đó, hắn hướng Trương Hiên quát lên, phái người đi điều tra tin tức, tiểu tử kia vừa rời đi nơi đây giới, liền đem đám nô lệ kia bắt về cho ta, bằng không không ai mở khoáng, chúng ta ăn cái gì? Trương Hiên gật gật đầu, đạo, "Là, cha, ngài yên tâm đi, chuyện này ta nhất định làm thật xinh đẹp." "A, à, phải không?" Cửa ra vào truyền tới một thanh âm quen thuộc trương bảo sơn đột nhiên quay đầu nhìn lại sắc mặt trắng bệch vô cùng trương hiên cùng đám kia trưởng lão cũng nhao nhao ngốc trệ tại chỗ đồng thời trong lòng dâng lên một tia không thể nén sợ hãi vừa mới trương bảo sơn mà nói e rằng đều bị hắn nghe được a à. ninh kỳ cười nói không nghĩ tới ta sẽ đi mà quay lại tiếp đó nghe được ngươi đại kế a à. trương bảo sơn chê cười nói các hạ vừa mới có thể nghe lầm ta đang giáo huấn tiểu nhi đâu cậu từ đầu đến cuối không đổi được ăn phân để các ngươi như thế khó xử đích thật là lỗi của ta tất nhiên dạng này cái này trắng sơn tông cũng không cần phải tồn tại ninh kỳ nói xong một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ trương bảo sơn sắc mặt đại biến ninh kỳ câu nói này hiển nhiên là lời nói bên trong có chuyện a một đám người vội vàng đuổi theo dự định xem ninh kỳ muốn làm gì bây giờ ninh kỳ bay ở trên không tư cao lâm hạ nhìn qua hắn chỉ thấy trong tay hắn nhiều hơn một cái hộp sắt trương bảo sơn bọn người không biết đây là cái gì vật có thể tiếp nhận xuống bọn hắn liền thấy hoảng sợ một màn, một cổ giống như như thác nước dòng nước, từ nơi này trong hộp sắt trút xuống, hướng đám người mãnh liệt mà đi. Cái hộp sắt này tử, chính là Ninh Kỳ một mực đặt ở không gian trong bao, đã từng đem thương lãng chi long sinh hoạt cái kia hồ nước rút khô vũ trụ bài y hình chí tôn đồ bơm nước, đây là cái gì thủ đoạn? Trương Bảo Sơn vừa kinh vừa sợ, đại gia chạy mau. Mãnh liệt hồ nước không bao lâu, đã tràn ngập đến mọi người chỗ đầu gối, mắt thấy Ninh Kỳ không có ngừng tay ý tứ, nước kia còn tại hoa lạp lạp mãnh liệt xuống, đã có trưởng lão lập tức hướng chỗ cao chạy tới, càng tỏa sáng thủy tốc độ. Ninh Kỳ tự nói một tiếng, đồ bơm nước có giọng nói phân rõ hệ thống, nhận được Ninh Kỳ mệnh lệnh phía sau, thân hình của nó bắt đầu biến hóa, xuất thủy khẩu cũng dần dần biến lớn, trút xuống hồng thủy trong nháy mắt nhanh gấp 4 năm lần, Trắng Sơn Tông các đệ tử lập tức hét thảm một tiếng, liền bị hồng thủy bao phủ, chỉ có Trương Bảo Sơn bọn người tu vi khá cao, dùng tốc độ cực nhanh lên núi đỉnh chạy tới, muốn tránh né hồng thủy xâm nhập, kết quả Ninh Kỳ trực tiếp đi theo đám bọn hắn đỉnh đầu bay, Trương Bảo Sơn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, cả người liền bị dòng nước xiết cuốn sạch, kéo dài đến 7-8 phút, đồ bơm nước bên trong thủy mới toàn bộ phóng xong, lúc này, toàn bộ Trắng Sơn Tông đã chật vật không chịu nổi, phòng ở toàn bộ đổ, bàn ghế sông đầy đất, Trương Bảo Sơn bọn người thật vất vả từ hồng thủy bên trong thoát thân mà ra, đứng tại một chỗ trên vách đá, muốn rách cả mí mắt nhìn qua một màn này lòng đan của bọn họ đổ máu, trắng sơn tông trăm năm cơ nghiệp, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, không trung đạo thân ảnh kia, trong lòng bọn họ, đã hóa thân thành một con ma quỷ, bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, loại thủ đoạn này là thuộc về cái gì phạm trù bên trong, tại sao có thể có người có thể vô căn cứ biến ra nhiều như vậy thủy tới bao phủ một ngọn núi, công chủ, chỉ sợ nơi đây chúng ta là không ngồi yên được rồi. Một trưởng lão sắc mặt khó coi thấp giọng nói, cha, chúng ta mau rời đi nơi này đi, thừa dịp tên kia còn không có tới, nếu ngươi không đi liền không có thời gian. Trương Hiên sách theo trương kính, khẩn trương hướng trương bảo sơn đạo, hắn vừa dứt lời, Ninh Kỳ liền bay đến đỉnh đầu bọn họ, cư cao lâm hạ nhìn qua bọn hắn, các hạ, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta. Bạch Bảo Sơn sắc mặt tái nhật ngẩng đầu lên nói, Ninh Kỳ cười cười, rất đơn giản, các ngươi trắng sơn tông từ đây giải tán, Long Chi Đại Lục cũng không còn trắng sơn tông, tiếp đó lăn ra nơi đây giới, ta tạm tha các ngươi một mạng giải tán trắng sơn tông. Trương Bảo Sơn trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, đây chính là lão tổ tông lưu lại cơ nghiệp A, nếu như liền như vậy giải tán, trên trăm năm tích lũy liền cho một mồi lửa, hồi lâu, hắn thở dài, phản phất già mấy tuổi đồng dạng, toàn thân vô lực đạo, hảo, ta giải tán trắng sơn tông. Ninh Kỳ cười nói, vậy còn không lăn. Bạch Bảo Sơn còn băng khoan bên trong tông bảo khố, bên trong là trắng sơn tông tất cả gia sản, có khoáng thạch, đấu khí, đan dược, nhưng mà tại ninh kỳ dưới sự uy áp hắn căn bản không dám nhấc lên chuyện này cùng đám người cùng một chỗ thất hồn lạc phách đi xuống chân núi đến rồi chân núi đại gia liền làm chim muôn bay tán ra riêng phần mình rời đi những trưởng lão kia một điểm không muốn cũng không có chạy rất nhanh chỉ sợ ninh kỳ lại quay đầu tới trừng trị bọn hắn mãi cho đến không thấy được ninh kỳ thân ảnh trương hiên mới không cam lòng nói nhỏ cha chúng ta thật sự cứ đi như thế không đi lời nói muốn chết phải không trương bảo sơn âm thanh lạnh lùng nói đều do đệ đệ, như thế nào chọc tới một cái như vậy sát tinh. Trương Hiên ghen ghét nhìn về phía Trương Kính, Trương Kính sắc mặt tái nhợt, đầu tiên là bị Trương Bảo Sơn đánh một trận tơi bời, lại bị dìm nước rồi một lần, lại thêm trắng sơn tông giải tán, hắn đã không có khí lực nói chuyện, thế gian này, có thực lực mới có thể vì muốn vì, hôm nay thực lực chúng ta không đủ, nhậm chức kẻ bị giết, sau này nếu là ngươi cũng có thể trở thành đấu vương, tự nhiên có thể báo hôm nay mối thù. Trương Bảo Sơn lạnh lùng nói, cha, Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở thành đấu vương, trở lại báo thù. Trương Hiên cắn răng nói, trong mắt cháy hừng hực liệt hỏa, tại Ninh Kỳ nước ngập trắng sơn tông thời điểm, có một thân ảnh, một mực ở tại nơi xa len lén nhìn xem, thẳng đến Ninh Kỳ chuẩn bị rời đi, hắn mới cười lớn bay đến Ninh Kỳ trước mặt, Ninh Kỳ sợ hết hồn, đã qua hắn thuộc tính, phát hiện tất cả đều là dấu chấm hỏi, hiển nhiên là đấu tông trở lên cường giả, người này tóc là màu đỏ, lông mày là màu vàng, toàn bộ đều rối bời, mặt trên người rách tung tóe, sau lưng còn đeo một cái to lớn vô cùng hồ lô, tuổi tác ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, xem xét chính là một cái rất có lịch duyệt cao thủ, tiền bối, có gì chỉ giáo. Ninh Kỳ chắp tay nói, che đô lỗ trên dưới đánh giá Ninh Kỳ một phen, tiếp đó tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi vừa mới món kia là cái gì đấu khí, lấy ra cho ta xem một chút. Ngươi nói cho ngươi xem liền cho ngươi xem, ngươi đồ vật gì, Ninh Kỳ trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá là một cái đồ chơi nhỏ thôi. Gặp Ninh Kỳ không muốn lấy ra, Che Đô Lỗ lúc này mới phản ứng lại, cười ngượng ngùng một tiếng, "Đạo, yên tâm đi, ta Che Đô Lỗ thân là Cửu Châu Đế Quốc thập đại luyện khí sư một trong, làm sao lại cướp tiểu bối đồ vật, như vậy đi, ta lấy đấu khí đổi với ngươi cái kia đồ chơi nhỏ, như thế nào?" "Cái gì? Tiền bối là Cửu Châu Đế Quốc thập đại luyện khí sư một trong?" Ninh Kỳ sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn thuận miệng vấn đạo: tiền bối kia nhưng biết thần long hầu phủ phương thế ngọc phương thế ngọc thần long hầu phủ không phải họ đoàn sao che đô lỗ trên mặt dâng lên vẻ nghi hoặc xác định thân phận của đối phương phía sau ninh kỳ mới cười gượng một tiếng a à, ta có thể nhớ lầm tên bất quá tiền bối ngươi dự định lấy cái gì theo ta đổi ngươi trước cho ta xem xem xét a ta mới có thể xác định ngươi cái này đồ chơi nhỏ có đáng giá hay không trao đổi che đô lỗ một mặt gấp gáp đạo tiền bối mời xem Ninh Kỳ dứt khoát đem đồ bơm nước lấy ra, đưa cho che đô lỗ, che đô lỗ chảy nước bọt tiếp nhận đồ bơm nước cẩn thận kiểm tra lên, chất liệu này, ta chưa bao giờ thấy qua, đây là cái gì tố công, chẳng lẽ là một kiện không gian đấu khí, có thế dạng gì không gian đấu khí có thế chứa đựng nhiều như vậy thủy. Một bên nhìn, che đô lỗ trên mặt vẻ kinh dị thì càng dày đặc, sau đó hắn tò mò đạo, tiểu tử, đây là cái nào luyện khí đại sư luyện chế, kêu cái gì. Ninh Kỳ nghĩ nghĩ, mặt dày vô sĩ cười nói, bất tài, chính là vãn bối luyện chế, nó gọi chí tôn hột, chuyên môn dùng để trữ nước. Cái gì, là ngươi luyện chế? Che đô lỗ giật nảy cả mình, một mặt không tin nhìn xem Ninh Kỳ. Ninh Kỳ tiếu đạo, đúng vậy a, à, đồ chơi nhỏ, nhưng tiền bối chê cười, tiền bối nếu là cửu châu đế quốc thập đại luyện khí sư một trong, chắc chắn liếc thấy thấu huyền diệu của nó. Hắc hắc, đó là tự nhiên. Che đô lỗ gượng cười nói, kỳ thực, hắn đã vừa mới dùng đấu khí thăm dò vào trong đó, Vậy mà không phát hiện được có luyện chế vết tích, đừng nói nhìn thấu huyền diệu của nó, lúc này Che Đô Lỗ là không hiểu ra sao a, à, tiền bối kia còn muốn trao đổi sao? Ninh Kỳ vấn đạo, Che Đô Lỗ cười hì hì nói, "Tự nhiên, ngươi dự định đổi cái gì phẩm giai đấu khí, huyền giai hạ phẩm, huyền giai trung phẩm?" Ninh Kỳ nghe vậy, trực tiếp từ Che Đô Lỗ trong tay đem đồ bơm nước cầm trở về, tiếp đó chắp tay nói, "Tiền bối, vãn bối còn có chuyện quan trọng tại người, đi trước một bước, cáo từ." Ai ngươi chờ một chút. Che đô lỗ lo lắng hô, một cái lắc mình, liền ngăn chặn Ninh Kỳ đường đi, đạo, ngươi tiểu gia hỏa này tại sao như vậy đâu, rốt cuộc muốn đổi cái gì. Ninh Kỳ tiếu cười, ngạo nghễ nói, huyền giai đấu khí, chính ta liền có thể luyện chế, hà tất cùng người trao đổi. Cái kia địa cấp hạ phẩm, dạng này được chưa? Che đô lỗ cao mày nói, ngượng ngùng, địa cấp đấu khí ta còn không để vào mắt. Ninh Kỳ tiếu đạo, cái gì, ngươi nho nhỏ đỉnh phong đấu linh, lại đem lời nói ngông cuồng như thế, chẳng lẽ ngươi vẫn là cửu đại gia tộc tử đệ? Che đô lỗ có chút tức giận, như vậy đi, nếu là tiền bối nguyện ý dùng thiết long pháo theo ta trao đổi, vãn bối liền cố mà làm. Ninh kỳ miễn cười nói, ha ha ha, nguyên lai là coi trọng ta cửu châu đế quốc đồ long pháo, ngươi quá mơ mộng hảo huyền, thiết long pháo thế nhưng là liền lục giai cự long đều sợ tồn tại, ngươi muốn đổi nó, tuyệt đối không thể. Che đô lỗ cười to vài tiếng, trên mặt lộ ra một tia trào ý. Phải không? Theo ta được biết, Đồ Long Pháo không có 30, 50 tọa, thật đúng là không thể hiện được nó đáng sợ, tất nhiên tiền bối không muốn trao đổi, vậy vãn bối cũng chỉ phải rời đi. Ninh Kỳ dục cầm cố Túng Đạo, nói xong cũng muốn đi, khi hắn bay ra mấy trăm mét xa phía sau, che đô lỗ mới khẽ cắn môi, hóa thành một đạo kiếm quang, xuất hiện ở Ninh Kỳ trước mặt, "Đạo, hảo, ta đổi." Nói xong, hắn lấy ra một tòa cao hai thước bỏ túi pháo đài, tòa này pháo đài hiện lên màu bạc nhạt phía trên điêu đầy luyện khí đường vân, huyền diệu khó giải thích, tại pháo đài đỉnh, là một khỏa long đầu, đem chí tôn hộp lấy ra, tòa này thiết long pháo sẽ là của ngươi. Che đô lỗ đạo, tiền bối, ngài có thể hiểu lầm, ta muốn đổi là năm tòa thiết long pháo. Ninh kỳ tiếu đạo, đồng thời hắn đã làm tốt chuẩn bị, đối phương nếu là nổi giận động thủ, chính mình liền lập tức đem chí tôn hộp dâng lên, cái này đồ bơm nước, bỏ ra hắn 7.000 đồ long tệ. Một tòa thiết long pháo cũng bất quá là 5.000 đồ long tệ nếu như không nhiều đổi vài tòa, không phải lỗ lớn vốn, cái gì, ai nha nha, tức chết lão phu. Che đô lỗ đại hống đại khiếu, hơi tay múa chân bộ dáng, nhưng ninh kỳ nhẹ nhàng thở ra, hắn đánh cuộc đúng, lão gia hỏa này mặc dù coi như nôn nôn nóng nóng, cũng không phải một người xấu, ngươi cái tên này, đơn giản công phu sư tử ngoạm, năm tòa thiết long pháo tuyệt đối không thể. Ta đi đây. Bốn tòa. Ta đi. Ba tòa. Thành giao. Ninh Kỳ mặt tươi cười đem đồ bơm nước đưa cho Che Đô Lỗ, tiếp đó một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Che Đô Lỗ sắc mặt tái xanh lại lấy hai tòa thiết long pháo đi ra, hết thảy ba tòa, Ninh Kỳ một nắm bắt tới tay liền trực tiếp ném vào không gian bao khỏa, chỉ sợ đối phương đổi ý. Đồng thời, trong lòng của hắn có một cái dự định, một cái giao dịch đơn giản, chụp tới chi phí, hắn tương đương không công kiếm lời 8.000 đồ long tệ, cơ hội như vậy không nhiều lợi dụng, ông trời cũng sẽ xem thường hắn, hừ. Che đô lỗ tức giận quét Ninh Kỳ một mắt, liền muốn quay người rời đi, rõ ràng bởi vì ninh kỳ công phu sư tử ngoạm dẫn đến hắn đối với ninh kỳ ấn tượng giảm xuống rất nhiều. mông tiền bối, ta còn có một chút đồ chơi nhỏ, ngươi có muốn hay không xem? ninh kỳ hướng về phía che đô lỗ bóng lưng cười nói, đã bay ra ngoài mấy chục mét che đô lỗ lập tức dừng lại, quay đầu cảnh giác nhìn xem ninh kỳ. a, à, ngươi còn có cái gì đồ chơi nhỏ? nếu là cùng nó một dạng, cũng không cần cho ta xem ta tin tưởng nhất định sẽ làm cho tiền bối hài lòng không bằng chúng ta tìm địa phương u tĩnh tường trò chuyện ninh kỳ tiếu đạo che đô lỗ lòng hiếu kỳ lại bị ninh kỳ cho vén lên hai người tìm được một tòa mây mù vòng đỉnh núi tại một cái trên đá lớn ngừng lại cái gì đồ chơi nhỏ nhanh lấy ra nhìn một chút che đô lỗ đạo tiền bối chờ ninh kỳ lập tức tiến vào đồ long thương thành sau đó tiến vào khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm tuyển hạng đồ dùng hàng ngày mua chút vật thú vị gì đâu ninh kỳ tìm một hồi không tìm được có nắm chắc đồ vật, đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái bộ đàm tuyển hạng, cái này bộ đàm tên đầy đủ là Du Long bài trăm dặm bộ đàm, căn cứ giới thiệu, chỉ cần có pin, liền có thể tại trong phạm vi trăm dặm tự do trò chuyện, đã không thuộc về trên địa cầu sản phẩm khoa học kỹ thuật, mà là càng thêm tiên tiến, giá gốc 50 đồ long tệ, bởi vì Ninh Kỳ là ở Long Chi Đại Lục Nguyên Nhân, thế giới khác nhau có gấp 20 lần tăng thêm, đó chính là 1.000 đồ long tệ, hai cái là 2.000, Long Chi Đại Lục tự hồ không có tương tự đấu khí tăng thêm chất liệu của nó, nhất định sẽ làm cho che đô lỗ cảm thấy có thú. Nghĩ tới đây, Ninh Kỳ rất thẳng thắn mua hai khung, hắn đồ long tệ từ 64.900, lần nữa rút lại vì 62.900, làm Ninh Kỳ đem bộ đàm lấy ra, che đô lỗ đầu tiên là sững sờ, sau đó nghi ngờ nói, hai cái này cục gạch một dạng là thứ gì. Ninh Kỳ cười nói, đây là ta luyện chế đồ chơi nhỏ, tên gọi thiên lý truyền âm. Thiên lý truyền âm. Nghe xong cái tên này, Che đô lỗ liền hơi có chút đầu mối, con mắt lập tức phát sáng, phản phất ác lan đồng dạng tiếp nhận bộ đàm chi phối, Ninh Kỳ mở ra bộ đàm, nhưng hắn bay đến hơn vài chục dặm, quy, mông tiền bối, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Che đô lỗ nắm bộ đàm, nghe được bên trong Ninh Kỳ thanh âm rõ ràng truyền ra, không khỏi cả kinh nói, có thế, ta có thể nghe thấy ngươi nói chuyện. Sau đó hắn lại dùng đấu khí dò xét một phen, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được là cái gì nguyên lý, hắn lập tức bay trở về Ninh Kỳ bên kia đạo một tòa sắc long pháo hắn ngữ khí rất kiên quyết hảo nhưng hắn mừng rỡ là ninh kỳ lần này vậy mà không có cùng hắn mặt cả rất quả quyết thành giao cái này khiến hắn đối với ninh kỳ cảm quan hơi cải thiện một chút sau khi giao dịch thành công hắn hồ nghi nhìn xem ninh kỳ ngươi có phải hay không còn có tương tự đồ chơi nhỏ duy nhất một lần đều lấy ra a tiền bối mời xem cái này gọi triệu ba ngươi xem lên mặt hình ảnh có thể quay xuống ta ghi chép cho ngươi xem một tòa sắt long pháo. Thành giao. Tiền bối lại nhìn, cái này gọi súng ngắn, là ta tùy ý luyện chế đồ chơi nhỏ, người bình thường cũng có thể sử dụng, có thể uy hiếp được đấu sư. Một tòa sắt long pháo. Thành giao. Một già một trẻ, trên đỉnh núi nói nhỏ cả buổi, Ninh Kỳ cuối cùng mới giang tay ra, đạo, tiền bối, ta đồ vật đã đưa hết cho ngươi đổi đi, thật không có. Một mặt hưng phấn che đô lỗ hét lớn, cái gì? đừng gạt ta, còn có đồ tốt nhanh lên lấy ra, sắc long pháo ta có chính là. Thật không có. Ninh Kỳ thở dài nói, hắn đã đổi đối phương 30 tọa sắc long pháo, bỏ ra ước chừng 15.000 điểm đồ long tệ, đổi lại xuống sẽ không hoa toán, nhất thiết phải lưu một điểm đồ long tệ, thời khắc khẩn cấp sẽ có mấu chốt tác dụng, không thể toàn bộ đổi đi, hơn nữa hắn vẫn còn nhớ thiên nhai minh nguyệt đao, bất tỉnh một chút dùng, sao được, bây giờ Ninh Kỳ chỉ còn lại 49.900 điểm đồ long tệ. Hắn có hỏi thăm qua có thể hay không đổi ngân long pháo, bị đối phương quả quyết cự tuyệt, cũng không cần phải lãng phí nữa đồ long tệ đổi sắc long pháo, vậy được rồi, tiểu tử, lưu lại cái phương pháp liên lạc, về sau chúng ta có thể tham khảo lẫn nhau một chút luyện khí chi tiết, Che Đô lỗ thật vẫn đem Ninh Kỳ coi là một cái thần kỳ luyện khí sư, dạng này, tiền bối nếu là tìm ta, liền đi tầng đường đế quốc đồ long hậu phủ. Ninh Kỳ cười nói, hảo, ta đi trước một bước. Nói xong, Che Đô lỗ liền vô cùng lo lắng bay đi. Một bên bay, hắn một bên cười hì hì tự nói, hi, nghĩ không ra lần này đi ra ngoài vậy mà để cho ta gặp thần kỳ như thế đấu khí, chỉ cần ta mò thấy nó phương pháp luyện chế, đừng nói 30 tọa sắc long pháo, 30 tọa ngân long pháo ta đều kiếm trở về, những cái này lão gia hỏa trông thấy bọn chúng, nhất định sẽ rất là giật mình a, ha 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 ha. Không có người nào là đồ đần, Ninh Kỳ có suy tính của mình, che đô lỗ cũng có mình tiểu tâm tư, tại Ninh Kỳ xem ra, khoảng giao dịch này hắn kiếm lời lớn nhưng mà đang lừa đô lỗ xem ra, hắn mới thật sự là bên thắng. Ninh Kỳ duy nhất một lần đem 30 tọa sắc long pháo toàn bộ luyện hóa, về sau gặp phải địch nhân gì, ta trước tiên bày xuống pháo trận, bọn hắn đi vào một cái ta liền đánh chết một cái, há không sản khoái. Ninh Kỳ vui vẻ suy nghĩ, hướng mây xanh tông phương hướng bay đi, căn cứ vào tuyến báo, tại hán thủy địa giới nhìn thấy cái tên đó dấu vết. Căn cứ vào tuyến báo, có người trông thấy xuất hiện tại phía đông nam. Kiếm không máu lúc này mang theo năm tên thủ hạ, đứng tại một cái huyết sát tông ám trong nội đường nghe bọn thủ hạ truyền lên cái này tiếp theo cái kia tin tức huyết sát tông tại các đại đế quốc mỗi cái thành trấn đều sắp đặt ám đường trải rộng phi thường rộng khắp một cái ám đường nhiều thì 7-8 người ít thì một hai người nhưng những người này cũng là thu hoạch tin tức kinh anh mỗi tiếp thu được một tin tức thì sẽ một tầng tầng bẩm báo đến huyết sát trong tông trừ cái đó ra ám đường nhân cũng thân kim sát thủ chi trách bọn hắn có thế ra tay giải quyết sự tình huyết sát tông cũng sẽ không lại phái người đi ra Kiếm trưởng lão, cái cuối cùng tin tức, có người trông thấy trắng sơn tông nơi đó xuất hiện dị biến, trắng sơn tông giống như gặp thủy tai, toàn bộ tông môn rách mướp, mặt đất cũng là bùn đất, bên trong tông người cũng biến mất không thấy gì nữa, khoáng mạch lên nô lệ đều bị chuyển tới mây xanh tông, nhưng mà, trắng sơn tông khoảng cách hán thủy sông khoảng chừng vài trăm dặm, ngày đó cũng không trời mưa, như thế nào sẽ gặp phải thủy tai, chuyện này thuộc hạ cũng không hiểu, còn xin kiếm trưởng lão quyết đoán. Nơi đây ám đường đường chủ, một cái nhất tinh đấu linh, kính cẩn nửa quỳ tại kiếm không máu trước mặt, thấp giọng nói, tâm tình của hắn rất là kích động, có thể nhìn thấy huyết sát tông nhân vật trong truyền thuyết, nhiều như vậy ám đường đường chủ, cũng chỉ có rải rác mấy người đi, trắng sơn tông sao, bố trưởng lão, ngươi đi đi một chuyến A. Kiếm không máu nhíu nhíu mày, hướng trong đó một tên lục tinh đấu hoàng đạo, tên kia đấu hoàng gật gật đầu, rời đi ám đường phía sau liền chạy tới trắng sơn tông, bố thiết y rơi vào trắng sơn tông trong phế tích, quan sát một phen, sau đó hắn khiếp sợ lẩm bẩm, nước này lại là từ trên trời giáng xuống, nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, hắn liền hướng mây xanh tông bay đi, chuẩn bị hỏi một chút đến tột cùng, những nô lệ kia là từ trắng sơn tông rời đi, hẳn là sẽ biết chuyện này. Dương Chí Văn cùng Dương Yên tĩnh đứng tại đã một lần nữa tu sửa một lần tông môn cửa ra vào, trên mặt lộ ra một tia vẻ vui mừng, bây giờ, Dương Chí Văn đã trở thành mây xanh tông đáng mặt tông chủ, Dương Yên tĩnh thì thăng làm trưởng lão song rít gào sư tử cũng bị ban cho trưởng lão chức vị, chuyên môn trưởng quản đám kia thợ mỏ, cái này khiến những cái kia thợ mỏ mừng rỡ không thôi, chứng minh mây xanh tông thật là coi bọn họ là người nhìn, tuyệt không phải giống trắng sơn tông như thế nghiền ép bọn hắn, khi bọn hắn là heo cẩu, bọn hắn làm việc thì càng thêm ra sức, bằng không cũng không thể nhanh như vậy đem mây xanh tông một lần nữa tu sửa một lần, lúc này mây xanh tông, khá là vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, đây hết thảy, đều dựa vào ninh huynh, hy vọng trước kia các sư huynh để có thể nghe được tin tức này một lần nữa trở lại mây xanh tông. Dương Chí Văn cảm thán nói, Dương Yên tĩnh trên mặt thoáng qua một tia không cho là đúng, những tên kia, sư tôn vừa chết, liền đem đồ vật đoạt chạy tứ tán bốn phía, trở về để làm gì? Muội muội, không thể nghĩ như vậy, sư huynh đệ thủy chung là sư huynh đệ. Dương Chí Văn khuyên lơn, lúc này bố thiếp y vừa vặn bay đến mây xanh tông sơn môn khẩu, nhìn thấy Dương Chí Văn cùng Dương Yên tĩnh hai người phía sau, hắn trực tiếp rơi xuống, lạnh lùng nói, hai người các ngươi là ai? Dương Chí Văn hai người sợ hết hồn, từ trên trời giáng xuống, đây cũng là một tôn đấu vương A, hắn vội vàng kính cẩn đạo, tại hạ là là mây xanh tông tông chủ, sinh ra mắt tiền bối. Mây xanh tông tông chủ, tứ tinh đấu sư, bố thiết y trên mặt thoáng qua một tia vẽ trào phúng, dạng này cũng dám xưng tông, thật sự là nực cười. Hai người nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi, nhưng mà trở ngại tu vi của đối phương, không dám biểu hiện tại bên ngoài. Dương Chí Văn không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, không biết tiền bối này tới, có gì chỉ giáo? Bạch Sơn Tông chuyện, các ngươi biết không? Bố thiết y âm thanh lạnh lùng nói, Dương Chí Văn sắc mặt hơi đổi, chính là chỗ này sao nhỏ bé biến hóa, cũng bị bố thiết y để ở trong mắt, hắn cười lạnh nói, xem ra các ngươi là biết đến, mau nói đi. Không tốt, người này chẳng lẽ cùng Bạch Sơn Tông có quan hệ, phải làm sao mới ổn đây? Dương Chí Văn trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, tiền bối, Bạch Sơn Tông sự tình chúng ta hoàn toàn không biết, ngươi hỏi lầm người. Dương Tĩnh Tĩnh rất lãnh tĩnh đạo, Bạch Sơn Tông nô lệ đều đến các ngươi mây xanh tông, ngươi cùng ta nói các ngươi không biết chuyện, nếu là nếu không nói, chờ chờ ngươi hai người hạ tràng, liền cùng nó một dạng. Bố Thiết Y cười lạnh một tiếng, đột nhiên một trưởng hướng mây xanh tông sơn môn vỗ tới, vừa mới tu sửa xong đền thờ lập tức bị oanh nát bấy, tóe lên đầy trời bụi mù, hai người bị Bố Thiết Y một trưởng này uy thế làm cho sợ hết hồn, cũng liền vào lúc này, mây xanh tông nội đột nhiên truyền đến cười to một tiếng, muốn biết Bạch Sơn Tông xảy ra chuyện gì liền vào đi. Hà Tràng Huynh, chẳng lẽ Ninh Huynh cùng hắn nhận biết, Dương Chí Văn Hòa Dương tỉnh tỉnh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bố thiết y cho hai người áp lực vô cùng lớn, nếu như không phải Ninh Kỳ mở miệng, bọn hắn cũng không xác định mình là không có thế chịu nổi, giả thần giả quỷ. Bố thiết y trên mặt lộ ra một tia nụ cười dễu cợt, trực tiếp hướng bay xanh tông nội đi đến, hắn thân là lục tinh đấu hoàng, ở loại địa phương này không sợ hãi, không có ai có thể mai phục đến hắn, cùng lúc đó, Ninh Kỳ đã đem tam thập tôn đồ long pháo toàn bộ dọn xong, liền đợi đến đối phương tiến vào, bố thiết y vừa mới bay tới thời điểm, Ninh Kỳ liền thấy hắn thuộc tính, nếu là huyết sát tông, nhất định là vì cho khâu vạn dặm báo thù mà đến, Ninh Kỳ không có ý định thủ hạ lưu tình, chính là muốn nhường hắn có đi không về, hắc hắc, có bọn chúng tại, huyết sát tông tới bao nhiêu ta oanh bao nhiêu. Ninh Kỳ nhìn qua những cái kia đồ long pháo, cười nhẹ tự nói, bố thiết y ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, ánh mắt trước tiên nhìn thấy ngồi ở chính giữa một trương hoa lê một trên ghế lớn ninh kỳ chỉ thấy ninh kỳ đại mã kim đao một chân đạp cái ghế biên giới một cái tay rất tùy ý khoác lên phía trên nghiêng đầu nhìn qua bố thiết y khóe môi nhếch lên một tia nụ cười khó hiểu cái bộ dáng này ngươi là ha 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 tự nhiên chui tới cửa a chính là ngươi giết khâu vạn dặm a bố thiết y chỉ là thoáng trầm tư một chút lập tức liền mừng như điên cười ha hả tiếng cười hoàn tất sau đó hắn nhìn xem ninh kỳ gật gật đầu ân đỉnh phong đấu linh có thể đem có trăm bài ma vương danh xưng khâu vạn dặm giết đi, đích thật là đáng giá làm cho người tuyên dương, chỉ tiếc, ngươi giết là ta huyết sát tông người, dạng này danh tiếng không chỉ có thành tựu không được ngươi, còn có thể hại ngươi. Ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, một, đem cái thanh kia đấu khí giao ra, ta để cho ngươi chết nhanh, hai, đấu khí chính ta cầm, người ta mang về tông nội chịu ngàn kiếp bách luyện lại chết, ngươi tuyển A. Ninh Kỳ cười cười, đạo, ngươi nói xong chưa? Ân, bố thiếp y khẽ cho mày nói xong liền thỉnh xem bên cạnh ngươi có cái gì a à. ninh kỳ hài hước đạo bố thiếp y theo bản năng nhìn lướt qua sắc mặt của hắn đầu tiên là cả kinh sau đó trong nháy mắt trắng bệch chỉ thấy tam thập tôn ngân long pháo lẳng lặng đứng lặng tại góc tường tất cả long đầu bây giờ đều đối chuẩn hắn cửu châu đế quốc sắc long pháo chẳng lẽ ngươi là cửu châu người của đế quốc bố thiếp y cực kỳ hoảng sợ đạo sau một khắc hắn lập tức xoay người bỏ chạy mặc kệ cái này sắc long pháo là thật là giả hắn đều không đánh cực nổi, tam thập tôn ngân long pháo tề xạ, liền xem như cửu tinh đấu hoàng, đều không chịu nổi, huống chi hắn chỉ là lục tinh, muốn chạy, trễ. Ninh kỳ tâm niệm vừa động, trên người đồ long đấu khí trong nháy mắt bị rút sạch, rót vào tam thập tôn sắc long pháo bên trong, chỉ thấy long đầu tản mát ra ngắn mũi ngân quang, qua trong dây lát liền ngưng tụ ra một khỏa lớn chừng quả đấm ngân sắc đạn pháo, cùng nhau hướng bố thiếp y vọt tới, tốc độ nhanh, làm cho người bận tiếu tiếp. Lúc này, Bố Thiếp Y vừa vặn miễn cưỡng bay khỏi mây xanh tông, người còn tại giữa không trung, Dương Chí Văn hai người không biết chuyện gì xảy ra, nghi hoặc nhìn Bố Thiếp Y thân ảnh, ngay sau đó, đằng sau phóng tới một đám màu bạc đạn pháo, đánh vào Bố Thiếp Y trên thân, không. Bố Thiếp Y không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể liền trực tiếp hóa thành bột phấn, bị gió thổi, tiêu tan vô ảnh, không có chút nào vết tích, mãi cho đến chết, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, một cái thật đơn giản nhiệm vụ làm sao sẽ để cho chính mình một đầu đụng vào tam thập tôn đồ long pháo mai phục chi địa. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công đánh giết lục tinh đấu hoàng, bất quá bởi vì lợi dụng ngoại lực, trên thực tế bản thân không có đối với lục tinh đấu hoàng tạo thành bất cứ thương tổn gì, điểm kinh nghiệm giảm xuống đến 30.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được một cái đánh cược gói quà, thỉnh tại 24 giờ bên trong mở ra. Ngân long pháo tiến vào để nguội trạng thái, thỉnh 24 giờ sau lại sử dụng. Sao, vẫn còn có để nguội trạng thái. Ninh kỳ cao mày trước lúc này trên thuộc tính cũng không có đặc biệt viết rõ chỉ nói không thể liên tục sử dụng không nghĩ tới để nguội muốn 24 giờ lâu như vậy xem như vậy đồ long pháo cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy dùng trời ạ à, Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ hắn bị Ninh huynh một chưởng đánh chết Dương Chí Văn ngu ngơ tại chỗ trong hai mắt đều là không dám tin sau đó Dương tỉnh tỉnh vội vàng lôi kéo hắn hướng tông nội chạy tới hai người trông thấy Ninh kỳ thời điểm Ninh Kỳ đã đem đồ long pháo đều thu vào Ninh Huynh, ngươi vậy mà giết một tôn đấu vương. Dương Chí Văn phản phất nhìn quái vật nhìn xem Ninh Kỳ, Dương tỉnh tỉnh thì mắt lộ ra vẻ sùng bái, không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt có chút đỏ bừng, đấu vương, Ninh Kỳ mỉm cười, vì để tránh cho đem Dương Chí Văn cứt đái dọa đi ra, hắn không đem bố thiết y chân thực tu vi nói cho hắn biết, mà là đạo, người này là huyết sát công sát thủ, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy đã tìm được nơi đây, ta muốn rời khỏi nơi này trước, nếu không sẽ liên lụy đến ngươi mây xanh tông. Cái gì? huyết sát tông, Ninh Huynh ngươi làm sao lại trêu chọc đến loại đáng sợ này tông môn. Dương Chí Văn sắc mặt trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt, nơi đây lại vắng vẻ, hắn cũng nghe qua huyết sát tông uy danh, đây chính là liền thanh lam tông cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại, hắn mây xanh tông cùng người ta so ra, cho người ta sách giày cũng không xứng, tùy tiện một người học trò, vài phút là có thể đem mây xanh tông diệt một trăm lần, Dương tỉnh tỉnh ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, theo bản năng tiến lên giữ chặt Ninh kỳ cánh tay, Ninh đại ca, ta không sợ ngươi liên lụy ta, loại thời điểm này chúng ta muốn cùng nhau đối mặt. Dương Chí Văn trên mặt dâng lên một cổ huyết khí, ánh mắt kiên định đạo, đối với, chúng ta tuyệt không phải người vong ân phụ nghĩa, Ninh Huynh ngươi gặp nạn, chúng ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn, ta mây xanh tông còn có một cái phòng tối, ngươi có thể trốn đến bên trong, cái này phòng tối chỉ có ta biết đi như thế nào, tin tưởng huyết sát tông người sẽ không tìm được nơi này. Ninh Kỳ ánh mắt có chút vui mừng, vỗ vỗ dương lẳng lặng mu bàn tay, an ủi hai người đạo, các ngươi yên tâm đi, ta không phải là muốn chạy trốn, ta là muốn giết đến huyết sát tông hang ổ. Nói đến đây, Đinh Kỳ trên thân không thể tự chủ tản bát ra một cổ làm cho người rùng mình sát ý, Dương Chí Văn sợ hết hồn, cả lâm mà nói, thà, Đinh Huynh, ngươi nguyên lai không phải muốn chạy trốn a? À. Đó là đương nhiên. Đinh Kỳ nụ cười tự tin vô cùng, Dương Yên tỉnh ngửa đầu nhìn hắn bên mặt, tâm trong nháy mắt liền bị hòa tan, nếu như ở chỗ này giao thủ, ác sẽ liên lụy các ngươi mây xanh tông, cho nên ta phải ly khai nơi này, bất quá trước khi đi ta tại trong phòng ngươi lưu lại ít đồ sử dụng như thế nào thì nhìn chính ngươi ninh kỳ cười nói nói xong hắn tại hai người nhìn chăm chú bên trong bay thẳng rời khỏi nơi này dương yên tỉnh há to miệng cuối cùng vẫn cũng không nói đến giữ lại dương chí văn nhìn thấy một màn này thở dài đạo muội muội ninh huynh không thích hợp ngươi không thích hợp sao dương yên tỉnh tự lẩm bẩm ánh mắt nhưng dần dần kiên định xuống nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần mình cố gắng một ngày nào đó sẽ đuổi kịp Ninh Kỳ bước chân, đi thôi, chúng ta đi xem Ninh Huynh cho chúng ta lưu lại cái gì, thuận tiện nhường sông rít gào sư tử trưởng lão đem bài này phường tu sửa một chút. Dương Chí Văn Đạo, ngay sau đó, hai người liền đi tìm đến sông rít gào sư tử, nhưng hắn mang theo thủ hạ người đi đem đền thờ sửa một chút, sông rít gào sư tử nhìn thấy đền thờ bộ dáng, có chút hiếu kỳ là thế nào làm cho, nhưng mà hắn không có lắm miệng, chỉ huy bọn thủ hạ cấp tốc tu sửa đền thờ, đường đường mây xanh tông, không có đền thờ sao được, đi tới gian phòng dương chí văn liếc thấy gặp trên mặt bàn có hai cái cái bình còn có một trương tính phong dương yên tỉnh thấy thế vội vàng tiến lên đem thư phong xé mở nhưng nhìn chữ phía trên phía sau trong lòng hơi có chút thất vọng phong thư viết rất ngắn gọn chỉ có mấy chữ hai mươi khỏa hoàng giai cực phẩm dưỡng linh đan ninh kỳ chữ muội muội phía trên viết cái gì dương chí văn mở ra bình sứ ngửi ngửi cảm giác mùi thơm thấm vào ruột gan nhưng mà hắn không phân biệt được đây là đang dược gì nghĩ đến Ninh Kỳ nếu đã lưu lại một phong thư, hẳn là sẽ ở phía trên viết rõ A, à, khi hắn tiếp nhận Dương Yên Tĩnh đưa tới phong thư, xem xét, trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó là cùng hỷ cực độ cùng hỷ dưỡng linh đan, ha ha ha, không nghĩ tới lại là dưỡng linh đan, vẫn là hoàng giai cực phẩm dưỡng linh đan, muội muội, ngươi biết cái này dưỡng linh đan giá trị sao, tùy tiện lấy ra một khỏa bán đi, đều đủ chúng ta mây xanh tông qua nhiều năm. Dương Chí Văn mừng rỡ như điên bắt lấy Dương lẳng lặng bả vai nói. Dương Yên tỉnh sắc mặt có chút bình thản, thất tình nữ nhân A. À. Dương Chí Văn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, liền đem lực chú ý đều đặt ở dưỡng linh đang phía trên, nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng nói, cứ như vậy bán đi thật là đáng tiếc, không bằng đi thay cái yêu thú thú con cùng yêu sủng khế ước, không cần quá mạnh, chỉ cần là cấp 3 yêu thú là được rồi, lại đem bọn chúng đúc tới trưởng thành, đến lúc đó ngươi một đầu ta một đầu, chúng ta mê sanh tông chẳng phải tương đương có hai cái đại đấu sư. Dương Chí Văn càng nghĩ, càng thấy được biện pháp này hảo muội muội, ngươi đừng thương tâm, tỉnh lại, không phải vậy về sau gặp lại Ninh Huynh, ngươi sẽ không dễ nhìn. Dương Chí Văn khuyên lơn, đúng vậy a, à, ta muốn tỉnh lại. Dương Yên tỉnh nghe vậy, khúc mắt lập tức giải khai, sau đó lập tức nói, ta biết phụ cận nơi nào có cái phường thị, cũng có thể gặp phải yêu thú cấp ba thú con cùng yêu sủng khế ước. Sau một ngày, Ninh Kỳ không hề rời đi mây xanh tông quá xa, mà là lựa chọn ở cách mây xanh tông 20 dặm bên ngoài một cái đổ nát trong chùa miếu ngừng lại, hắn muốn nhìn bố thiết y là một người tới, vẫn có đồng bạn, nếu có đồng bạn lời nói, thuận tiện liền một đạo giải quyết, hắn chỗ ở vị trí, nếu có người từ trên trời bay qua, tiểu kim cũng sẽ nhắc nhở hắn, đến lúc đó ninh kỳ một mắt liền có thể nhìn ra đối phương là không phải huyết sát tông người, 30 tọa ngân long pháo bị ninh kỳ bày ra tại chùa miếu các ngõ ngách, sau đó hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu, trông thấy đã thoát sơn kim Phật đang cười hiếp mắt nhìn qua hắn, ninh kỳ tiến lên chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, Phật chủ, hôm nay mượn quý bảo địa dùng một chút, Bỏ qua cho a, à, nếu là để ý, lão nhân gia ngài cũng không có biện pháp bắt ta không phải. An ủi một hồi, Ninh Kỳ liền kiên nhẫn tại trong chùa miếu chờ đợi đứng lên, Tiểu Kim thì tại dưới mệnh lệnh của hắn, khổ bức ở bên ngoài làm một cái lính gác, chi chi chi. Tiểu Kim đột nhiên chạy trở về, chỉ vào cửa ra vào một trận gọi, Ninh Kỳ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đám người mặc kình dùng đại hán, vây quanh một cái 16, 17 tuổi tiểu cô nương đi đến, khi bọn hắn trông thấy Ninh Kỳ thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút nguyên lai lần này chỗ đã có người công tử không ngại để cho chúng ta nghỉ ngơi phút chốc a à. tiểu cô nương lễ phép đạo ninh kỳ nhíu mày khoác khoác tay ta khuyên các ngươi vẫn là mau rời đi ở đây tiểu cô nương nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút chê cười nơi đây chính là nơi vô chủ ngươi dựa vào cái gì để chúng ta rời đi tiểu thư chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi tiểu cô nương bên người một cái trán hán hướng ninh kỳ phát ra cười lạnh một tiếng tiếp đó cung kính hướng tiểu cô nương đạo dịp tử yên gật gật đầu sau đó cũng không để ý Ninh Kỳ khuyên can, đi thẳng tới miếu hoang một bên khác, lập tức có người lấy ra một khối áo da trải trên mặt đất, tiếp đó kính cẩn đạo: "Tiểu thư mời ngồi." Diệp Tử Yên nói một tiếng cảm ơn, ngồi xuống, Ninh Kỳ thấp giọng nói: "Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nơi đây rất là nguy hiểm, nếu là không đi, sau đó đã xảy ra chuyện gì, đừng trách ta." Bang. Ninh Kỳ lời mới vừa ra miệng, đám kia tráng hán liền đem đao rút ra, thanh nhất sắc hoàng giai trung phẩm đấu khí đấu khí màu đỏ tại trên đao như ẩn như hiện toàn bộ đều là đấu sư ngươi có ý tứ gì đang uy hiếp chúng ta tên kia nhìn ninh kỳ tuyệt không thuận mắt tráng háng, tiến lên mấy bước tới gần ninh kỳ hung tợn nói ta nói chỉ là sự thật cũng không ý uy hiếp ninh kỳ nụ cười nhạt nhòa đạo ngươi a đông không muốn vô lễ chúng ta nghỉ ngơi một hồi liền đi không cần thiết phức tạp dịp tử yên quét ninh kỳ một mắt hướng nàng thủ hạ thản nhiên nói Hừ, xem ở tiểu thư phân thượng ta không cùng ngươi tính toán, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn nơi rách nát này có thể có nguy hiểm gì chỗ. A Đông cười lạnh một tiếng, đi trở về. Ninh Kỳ khuyên hai người bọn họ câu, bọn hắn còn không để ở trong lòng, Ninh Kỳ đương nhiên sẽ không khuyên nữa. Cứ như vậy nhắm mắt lại chợp mắt đứng lên, tiểu kim thì tinh lực thịnh vượng chạy tới chạy lui, một hồi chạy đến ngoài điện ngửa đầu nhìn thiên không, một hồi lại chạy đến ninh kỳ bên cạnh, sau đó nó tò mò hướng dịp tử yên phương hướng chạy tới, A Đông thấy thế, hét lớn một tiếng, đáng chết chuột, nhìn ta một cước dẫm chết ngươi. Nói xong, hắn chân to liền hướng tiểu kim dẫm đi, tiểu kim một cái lắc mình, nhẹ nhõm tránh thoát một cước này, tiếp đó tức giận hướng A Đông nhe răng trợn mắt chi chi kêu to, ngươi con chuột này, còn dám cáo mượn oai hùng, nhìn ta không làm ngươi chết. A Đông tức giận, lần nữa rút đao ra, A Đông, dừng tay, bất quá là một con chuột mà thôi, hơn nữa con này con chuột nhỏ toàn thân kim hoàng, cùng bình thường chuột không giống nhau, xem ra cũng không phải vật vô chủ. Diệp Tử Yên cười cười, nhìn Ninh Kỳ một mắt, đạo, hừ, dạng gì chủ nhân dưỡng dạng gì sủng vật, một đại nam nhân, vậy mà dưỡng một đầu chuột làm sủng vật, thực sự nực cười. A Đông Kinh thường dễu cực nói, ha ha ha, A Đông đại ca nói cực phải, ta còn thực sự chưa thấy qua cầm chuột làm sủng vật đây này. Kỳ thực các ngươi không biết, có chút thịt chuột ăn cực kỳ ngon, chất thịt kiều nộn, xương cốt xốp giòn, cắn xuống một cái, đầy miệng cũng là dị hương. Chật chật, chuột ta là không dám ăn, cũng chỉ có ngươi cái này miệng rộng cái gì cũng dám hướng trong miệng lấp đầy, các ngươi có thể còn không biết, mặt trời đỏ người của đế quốc liền thích ăn sống đồ vật, ta đã thấy một lần, rõ ràng có hỏa, bọn hắn nhất định phải đem mang máu thịt cá chấm tương ăn, còn đắc ý, cũng không biết những cái kia ca cơ trên người có không có bệnh. Xuyệt, tiểu thư còn ở lại chỗ này đâu, đừng nói những thứ này. Có người nhỏ giọng nhắc nhở, cái kia đắc ý quên hình, chuẩn bị đem chính mình khi xưa chuyện tình gió trăng từng cái nói ra tráng háng trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, cười khang một tiếng, ngậm miệng không nói, tiểu kim khinh thường phủi a đông một mắt, lại chạy đến ngoài điện. Ám đường, kiếm trưởng lão, theo lý thuyết nơi đây khoảng cách Bạch Sơn Tông cũng bất quá hơn 300 dặm lộ trình, bố trưởng lão hẳn là hôm qua liền có thể trở về, nhưng vì sao còn chưa có tin tức của hắn? Chẳng lẽ là gặp phải nguy hiểm? suy làm sao có thể, ai dám động đến chúng ta Huyết Sát Tông, chớ đừng nhắc tới bố trưởng lão chính là Huyết Sát Tông thập đại cao thủ một trong, báo ra danh hào liền xem như tầng đường đế nước hoàng đế tầng chính, đều phải lấy lễ để tiếp đón. Chuyện này có chút cổ quái, bốn người các ngươi cùng đi nhìn một chút. Kiếm không máu trầm giọng nói là Chíp 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 Tiểu Kim đột nhiên chạy đến Ninh Kỳ bên cạnh, kích động kêu to, thanh âm của nó, lập tức ầm ĩ đến rồi A Đông đám kia hộ vệ, ngậm miệng. A Đông nhịn không được, mở to mắt đứng dậy hướng Ninh Kỳ đi đến, Diệp Tử Yên khẽ trao mày, bọn này hộ vệ cũng không phải thân tính của nàng thủ hạ, mà là nàng trên danh nghĩa tay của phụ thân phía dưới muốn mở miệng khuyên can lại trông thấy a đông bộ kia biểu tình dữ tợn do dự một chút vẫn là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến càng nhiều nguyên nhân vẫn là ninh kỳ trước đây vô lễ để cho nàng trong lòng cũng có chút không cao hứng hơi giáo húng một chút cũng tốt bọn hắn tới ninh kỳ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đứng dậy hướng đi ra ngoài điện lúc này a đông cái kia to con thân thể chắn trước mặt hắn các hạ có chuyện gì ninh kỳ vấn đạo ngươi nuôi chuột ầm ĩ đến chúng ta nghỉ ngơi, đã ngươi không quản giáo, ta liền thay ngươi quản một chút. A Đông cười lạnh một tiếng, nói xong cũng vung đao hướng tiểu kim chém tới, Ninh Kỳ nhìn xem một màn này, cũng không ngăn cản, chỉ là mặt mỉm cười, tại người khác xem ra, Ninh Kỳ đây là sợ choáng váng, đám kia hộ vệ trên mặt nhau nhau lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười, làm lưỡi đao sắp chém vào tiểu kim trên người thời điểm, tiểu kim đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét lên, trực tiếp cắn một cái đánh gãy chui này hoàng giai trung phẩm đấu khí, trước mọi người ngạc nhiên mặt, đem nó nhai nát, nuốt xuống, sau đó thì uy tựa như hướng A Đông làm một cái mặt quỷ, cái này, làm sao có thể? A Đông trợn mắt hốc mồm nhìn lấy mình trong tay chỉ còn lại nửa đoạn đau gãy, còn không có từ nơi này biến hóa kinh người bên trong lấy lại tinh thần, ngay sau đó, tiểu kim hóa thành một đạo kim quang, đụng vào A Đông ngực, A Đông kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, đại ca. Đám kia hộ vệ vội vàng tiếp lấy A Đông, phốt, A Đông một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng, hiển nhiên là bị trọng thương, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn qua Ninh Kỳ cùng Tiểu Kim, còn lại hộ vệ nhau nhau cảnh giác lên, vừa sợ vừa sợ nhìn qua Ninh Kỳ, không nghĩ tới sủng vật của hắn đã vậy còn quá lợi hại, không chỉ có đem hoàng giai trung phẩm đấu khí làm đậu hủ một dạng nuốt vào, còn một chiêu liền đem thất tinh đấu sư đánh trọng thương, liền như vậy phán đoán, đây tuyệt đối là một đầu yêu thú cấp 3 trở lên, chấn kinh sau khi, trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia hoảng sợ, tại ngoại địa sợ nhất là trêu chọc đến mình không thể trêu chọc tồn tại, đối phương nếu là đem bọn hắn giết đi, đoán chừng không có một năm nửa năm, gia tộc cũng không có từ biết được, chết cũng là chết vô ích, Diệp Tử Yên môi đỏ hơi hơi mở ra, kinh ngạc từ áo da bên trên đứng lên, vội vàng hướng ninh kỳ đạo, vị công tử này, chuyện này đại gia có chút hiểu lầm, không bằng. Nàng còn chưa có nói xong, ninh kỳ liền trực tiếp mang theo tiểu kim, nhìn cũng không nhìn bọn hắn, đi ra ngoài điện. Loại này bị người coi thường cảm giác, mọi người trong lòng vô cùng khó chịu, Diệp Tử Yên nhíu mày, cho hắn vi một khỏa hồi xuân đan. Nói xong, nàng liền đuổi theo ra ngoài điện, ta không quan trọng, các ngươi nhanh đi bảo vệ tốt tiểu thư, đừng cho tên kia làm bị thương nàng, A Đông dãy dỗ đứng lên, ra lệnh, còn lại hộ vệ vội vàng hướng ngoài điện đuổi theo, chỉ để lại một người trong non, ngoài điện, Ninh Kỳ ngửa đầu nhìn chân trời, tiểu kim đứng ở hắn trên bờ vai, vừa chỉ phương nam, một bên chích 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 gọi, Diệp Tử Yên đi đến Ninh Kỳ bên cạnh, dùng lời nhỏ nhẹ đạo, Công tử, vừa mới có nhiều chỗ đắc tội, tiểu nữ tử thay thủ hạ xin lỗi ngươi." Xuyệt. Ninh Kỳ duỗi ra một đầu ngón tay đặt ở bên miệng, Diệp Tử Yên lơ ngơ, không biết Ninh Kỳ trong hồ lô bán là thuốc gì, nàng những hộ vệ kia thì rất là lo lắng, tiểu thư khoảng cách đối phương gần như vậy, nếu là đối phương đột nhiên bạo khởi, nhóm người mình căn bản không kịp bảo hộ a, ta khuyên các ngươi bây giờ rời đi nơi đây." Ninh Kỳ đột nhiên mở miệng nói, tại hắn hy vọng phương hướng, xuất hiện bốn cái điểm đen. Không biết công tử đây là ý gì." Diệp Tử Yên nhíu nhíu mày, "Ha ha, hiện tại các ngươi muốn đi, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi." Ninh Kỳ khóe miệng treo lên một tia tà mị nụ cười, "Bảo hộ tiểu thư." Diệp Tử Yên hộ vệ còn tưởng rằng Ninh Kỳ muốn làm loạn, lập tức cảnh giác đem Ninh Kỳ vây quanh, một người trong đó lôi kéo Diệp Tử Yên tay cấp tốc ra khỏi vòng vây, A Đông ở một cái hộ vệ nâng đỡ, vừa đi ra đại điện, đã nhìn thấy cảnh này. Hắn vội vàng hối hận đạo, ta liền nói gia hỏa này có chút cổ quái, hắn quả nhiên không phải người tốt. A Đông đại ca, bây giờ không phải là hối hận thời điểm, đối phương một đầu yêu sủng đều mạnh như vậy, chúng ta như thế nào là đối thủ của hắn, không bằng chúng ta đi trước đi, ngược lại lão gia cũng không rất ưa thích vị tiểu thư này. A Đông hộ vệ bên cạnh thấp giọng khuyên nhủ, A Đông lập tức lắc đầu, không được, bảo hộ tiểu thư là chức trách của ta, ngươi nếu là sợ, liền đi trước a. Về tài, sao phải khổ vậy chứ? Không đúng, hắn không có ý tứ động thủ. A Đông nhãn tình sáng lên, Ninh Kỳ đứng tại chỗ, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, con mắt một mực nhìn là bầu trời, theo Ninh Kỳ ánh mắt nhìn lại, A Đông lập tức cả kinh nói, bốn cái đấu vương. Điểm đen càng ngày càng gần, qua trong giây lát đã đến chùa miếu bầu trời, Ninh Kỳ lập tức cất cao giọng nói, bầu trời huyết sát tông bằng hữu, xuống tụ họp một chút a. À. Thanh âm của hắn tại đấu khí khoái động phía dưới, phản phất sấm mùa xuân vang dội chấn bốn phía hộ vệ lỗ tai ong ong kêu to đầu đều có chút mê muội chỉ này một chút đám người liền đã minh bạch ninh kỳ tu vi e rằng xa xa không chỉ là đại đấu sư đơn giản như vậy muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay huyết sát tông chẳng lẽ là cái kia huyết sát tông diệp tử yên cùng đám kia hộ vệ kinh hải muốn chết ngẩng đầu nhìn lại cuối cùng nhìn thấy cái kia bốn cái điểm đen lập tức có chút hải hùng kiếp vía khó trách hắn một mực tại khuyên chúng ta rời đi nguyên lai mục tiêu của hắn là huyết sát tông diệp tử yên thầm cười khổ. Nếu như sớm biết là nguyên nhân này, bọn hắn đã sớm lòng bàn chân bôi dầu chạy, nào dám còn ở lại đây, mọi người đều biết, huyết sát tông người giết người không chớp mắt, người người tu vi cao mạnh, tùy tiện một người học trò đều có thể đem nàng loại kia đẳng cấp gia tộc diệt bên trên 10 lần có thừa, ngoại trừ mua hung giết người, không có người nguyện ý cùng huyết sát tông giao tiếp, nếu là không hơi tâm đắc tội bọn hắn, ngày nào ngủ đứng lên, liền không tìm được đầu lâu của mình, A Đông hộ vệ bên cạnh sững sờ đạo, hắn, hắn nhận biết huyết sát tông người a đông mắt choáng váng không biết nên nói cái gì trên không phía dưới có người ở gọi chúng ta bốn cái huyết sát tông trưởng lão hơi sững sờ một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói đi xuống xem một chút xem nói xong bốn người hóa thành một đạo lưu quan cơ hồ là trong nháy mắt tự ra bây giờ ninh kỳ trước mặt lạnh lùng nhìn xem ninh kỳ là ngươi đang gọi chúng ta một cái đỉnh phong đấu linh một đám đấu sư nói cho ta biết các ngươi làm sao biết chúng ta là huyết sát tông nói chuyện tên này huyết sát công trưởng lão tạc mi thử nhãn con mắt tại dịp tử yên trên thân dừng lại khá lâu nhìn dịp tử yên vội vàng cúi đầu trong lòng có chút sợ hãi đồng thời nàng cũng âm thầm kinh hãi ninh kỳ quả nhiên không phải đại đấu sư lại là đỉnh phong đấu linh chỉ thiếu chút nữa chính là đấu vương còn trẻ như vậy tu vi lại khủng bố như thế e rằng chỉ có thanh lam tông dạng như tông môn mới có thể bồi dưỡng ra đi các ngươi không phải tới tìm ta sao ninh kỳ hỏi ngược lại là ngươi Nghe Ninh Kỳ kiểu nói này, bốn người lập tức nhận ra Ninh Kỳ. Ha ha ha, nghĩ không ra, ngươi vậy mà tự đưa tới cửa. Tên kia tạc mi thử nhãn huyết sát tông trưởng lão cười lên ha hả. Ba người khác sắc mặt lại hơi động một chút. Một người trong đó lạnh giọng nói, ngươi có thể thấy được qua bố thiết y. Có thế một chút đem bọn hắn nhận ra, đảo khách thành chủ, chủ động hiện thân. Ninh Kỳ chuỗi này cử động, để bọn hắn ba cái trong lòng sinh ra chút hoài nghi. E rằng bố thiết y bạc vô âm tính, là cùng người này có liên quan, bằng không, Thế gian nào có loại này trùng hợp, bố thiết y, muốn biết, liền cùng ta tới A. Nói xong, Ninh Kỳ quay người hướng trong điện đi đến, diệp tử yên bọn người đứng tại chỗ, căn bản không dám thiện động, đi qua A đông bên người thời điểm, Ninh Kỳ phủi hắn một mắt, còn không ly khai nơi này. Vân vân, A đông cung kính gật gật đầu, đối với người khác nâng phía dưới, chạy chậm đến diệp tử yên bên cạnh, hắn bây giờ rốt cuộc biết, Ninh Kỳ phía trước khuyên bọn họ rời đi nguyên nhân, nguyên lai like không phải hắn nói mạnh miệng mà là bên này quả nhiên có chuyện lớn xảy ra, như thế nào, có vào hay không đi. Ha ha, ngươi sợ sao, thế gian này, còn không người dám mai phục chúng ta huyết sát tông trưởng lão A. Đó là tự nhiên. Vào xem hắn làm cái quỷ gì, bố thiếp y cũng thật là, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều phải trước tiên trở về bẩm báo A. Bốn người ngắn ngủi trao đổi một chút, liền hướng trong điện đi đến, tiểu thư, chúng ta mau rời đi nơi này đi, xem ra cái kia bốn cái huyết sát tông cao thủ, cùng tên kia là có thù oán, chờ sau đó đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ lan đến gần chúng ta. A Đông nhỏ giọng khuyên nhủ, đồng thời trong lòng của hắn có chút xấu hổ, bởi vì chính mình lỗ mãn, suýt chút nữa đắc tội một cái đỉnh phong đấu linh A. Đúng vậy A Tiểu Thư, lão đại nói không sai, thần tiên đánh nhau, gây họa tới phàm nhân. Cứ việc rất nhiều người đều ở đây đồng thời thuyết phục Diệp Tử Yên, thế nhưng là Diệp Tử Yên không muốn từ bỏ có thể cùng một cái đỉnh phong đấu linh dắt lên quan hệ cơ hội, nếu là cứ như vậy rời đi, nàng về sau nhất định sẽ hối hận chúng ta trốn đến trong góc yên lặng theo dõi kỳ biến a diệp tử yên đạo ai mắt thấy diệp tử yên không nghe khuyên bảo a đông cũng không biện pháp không thể làm gì khác hơn là tận lực tại thời điểm nguy hiểm bảo vệ được diệp tử yên trong điện bốn người trông thấy bên trong không có một ai chỉ có một tòa đổ nát phật tượng liền âm thanh lạnh lùng nói có lời cứ nói đừng giả bộ thần dở trò ninh kỳ xoay người nhìn qua bốn người nhếch miệng lên một tia tà mị nụ cười, bây giờ cả người hắn nhìn, trên thân vậy mà tản mát ra một cổ nồng nặc tà ý, các ngươi không phải muốn biết Bố Thiếp y tung tích sao? Ninh Kỳ khẽ cười một tiếng, xem ra ngươi thật sự đã cùng hắn đã gặp mặt, Bố trưởng lão không thể lại thả ngươi rời đi, chẳng lẽ? Bốn người trong lòng có một cái không ổn ngờ tới, ngay sau đó bọn hắn tự dễu lắc đầu, đối phương chỉ là một cái đỉnh phong đấu linh, làm sao có thể tính toán đến một cái lục tinh đấu hoàng, đây quả thực là lời nói vô căn cứ rất có thể là bố thiếp y là phát hiện sự tình gì, trong thời gian ngắn không thoát thân được, ngươi rất bình tĩnh đi, chỉ sợ ngươi cũng nghe nói, ta huyết sát tông đối với ngươi hạ tất sát lệnh, sắp chết đến nơi, vì cái gì còn mặt nở nụ cười, là làm chuẩn bị cẩn thận chết đi sao. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, mang theo một tia trào phúng, a à, lấy ra ngươi cái thanh kia đón nhận thượng cổ băng long truyền thừa đấu khí, để cho chúng ta kiến thức một chút, nếu là vui vẻ, liền để ngươi chết nhanh. Tên kia tạc mi thử nhãn trưởng lão cười nhẹ một tiếng, đạo, bọn hắn phản phất mèo vần chuột một dạng nhìn xem Ninh Kỳ, so sánh thực lực của hai bên cách xa, bốn cái lục tinh đấu hoàng, đối mặt một cái đỉnh phong đấu linh, căn bản vốn không cân nhắc đối phương là có phải có cái gì mai phục, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng là vô dụng, ha ha ha. Ninh Kỳ cười dài vài tiếng, đạo, bố thiết y hôm qua cũng là nói chuyện với ta như vậy, kết quả, hắn chết. Bố thiết y chết. Ngươi nghĩ lừa gạt ai đây? ngươi cho chúng ta huyết sát tông trưởng lão, cũng là đồ đần sao, bố thiết y đường đường lục tinh đấu hoàng, làm sao lại chết ở ngươi một cái đỉnh phong đấu linh thủ hạ. Không tin sao, các ngươi xem đây là cái gì. Ninh kỳ ý niệm khẽ động, toàn thân dị chủng đấu khí toàn bộ bị rút sạch, rót vào dấu ở bốn phía đại điện sắc long pháo bên trong, lập tức, một cổ khí tức hủy diệt dâng lên, tràn ngập ở trong đại điện, bốn người sắc mặt lập tức cả kinh, đi mau, là sắc long pháo. Cửu châu đế quốc đồ long thần khí, bọn hắn tự nhiên nhận ra, bốn người trên mặt lộ ra một tia kinh hoảng, đồng thời nhảy lên một cái, vọt thẳng phá đại điện nóc nhà, hướng trên không bay đi. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc biết, bố thiếp y vì sao lại bạc vô âm tính, tại nhiều như vậy tôn sắc long pháo vây công, liền xem như kiếm không máu, không chết thì cũng trọng thương đi. Kẻ này đến cùng lai lịch ra sao, cửu châu đế quốc đồ long pháo không phải từ không đối ngoại bán sao, hắn vậy mà có thế nắm giữ mấy chục vị, chuyện này nhất thiết phải bẩm báo đến lão tổ nơi đó bằng không nếu là trêu chọc đến cửu châu đế quốc hung quý, liền xem như chúng ta huyết sát tông cũng chịu đựng không nổi. Đừng nói nhiều như vậy, chạy trước lại nói. Ngoài điện, Diệp Tử Yên bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, tên kia chẳng lẽ bị giết? A à Đông tự lẩm bẩm, không đúng, nếu như bọn hắn giết tên kia công tử, vì sao muốn chạy như thế hoảng hốt, trực tiếp phá vỡ nóc nhà, bốn người này tại huyết sát tông nội khẳng định có đầu có khuôn mặt, nếu như không phải thời khắc nguy hiểm, tuyệt sẽ không như thế không để ý thân phận. Diệp tử yên hơi nghi hoặc một chút đạo, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đám người rung động nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mấy chục khỏa ngân sắc đạn pháo, theo sát phía sau, hướng bốn người kia bay đi, bốn người né tránh không kịp, trực tiếp bị đạn pháo oanh trúng, trên bầu trời lập tức xuất hiện một đoàn nhức mắt bạch quang, nhường đám người không tự chủ nhắm hai mắt lại, chờ bọn hắn lại mở mắt nhìn thời điểm, trên trời lại rỗng tuyết, đã không nhìn thấy bốn người kia bóng dáng, hồi lâu, ninh kỳ từ trong đại điện đi ra mỉm cười hơi lường bọn hắn cứ vậy rời đi tiểu tiểu thư gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch gì a à? a à đông thanh tuyến có chút run rẩy trong lòng của hắn may mắn không thôi chính mình phía trước vô lễ như thế đối phương cũng không có ra tay đánh chết cái mạng nhỏ này quả thực là từ hố lửa biên giới ngạnh sinh sinh kéo trở về diệp tử yên muốn đuổi theo thời điểm đã đã mất đi ninh kỳ bóng dáng trong mắt lộ ra một tia ý hối hận sau đó thấp giọng nói muốn biết hắn là người nào rất đơn giản mặc kệ huyết sát tông cái kia bốn cái cao thủ sống hay chết vị công tử này hiển nhiên là cùng bọn hắn có cừu oán hơn nữa hắn là chủ động tại đây đợi huyết sát tông sẽ không liền như vậy bỏ qua e rằng qua một thời gian ngắn huyết sát tông sẽ phát ra huyết sát lệnh đến lúc đó chính là a miêu a cẩu đều sẽ nghe được vị công tử kia tên huyết sát lệnh a đông sắc mặt cực kỳ khó coi này lệnh là huyết sát tông máu tanh nhất thủ đoạn huyết sát lệnh một khi thả ra liền tuyệt không thu hồi có thể tất cả ám đường đệ tử sẽ toàn bộ xuất kích, buông xuống trong tay chuyện, toàn lực truy sát huyết sát lệnh muốn giết người kia, thậm chí ngay cả huyết sát lão tổ cũng có thể tự mình ra tay. Đây chính là trong truyền thuyết đấu tông cấp đại cao thủ, một người có thể khiến một cái đế quốc thần phục tồn tại. Hôm nay sự tình, không cần nhiều lời, nếu như bị người biết chúng ta mắc thấy chuyện này, huyết sát tông vì mặt mũi, sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Diệp tử yên lạnh trên một tiếng, đạo, vốn là có mấy cái rụt rịch, dự định bí mật đi tìm huyết sát tông ám đường cung cấp tin tức hộ vệ, sắc mặt lập tức biến ảo chập chờn, trên trán toát ra nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh, Diệp Tử Yên đem một màn này để ở trong mắt, trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng, đi thôi, nơi đây cũng không thể ở lâu. Diệp Tử Yên ra lệnh, đã trải qua chuyện này, bọn này hộ vệ đối đãi nàng thái độ, rõ ràng càng thêm cung kính, thống khoái, huyết sát tông lần này gãy năm cái lục tinh đấu hoàng, lần sau hẳn là sẽ phái mạnh hơn gia hỏa đến đây a, hắc hắc, nếu như Tuyết Linh ở đây trực tiếp liền vết đến hắn hang ổ vậy khẳng định càng thêm sảng khoái chỉ tiếc a không biết lần sau gặp được tuyết linh lại là lúc nào ninh kỳ một bên bay vừa nghỉ đại khái bay ba 400 dặm đường xá ninh kỳ tìm một cái tĩnh lặng rừng chuẩn bị duy nhất một lần đem ngày hôm qua cùng hôm nay tuôn ra ba cái đánh cược gói quà mở ra ninh kỳ xoa xoa đôi bàn tay hơi có chút chờ mong mở ra thứ nhất đánh cược gói quà hệ thống hết thảy xuất hiện tám cái tuyển hạng huyền giai cực phẩm đấu khí cùng long đao kèm theo kỹ năng cuồng long trảm, cái này cũng không tệ lắm, có thể cho Trương Long triệu hổ hai người sử dụng, huyền giai cực phẩm đang dược hồi xuân đan, hồi phục 3000 điểm điểm sinh mệnh, gân gà, huyền giai thượng phẩm khôi lỗi, kim qua thiết mã, một tôn tương đương với đỉnh phong đại đấu sư chiến ngẫu. Huyền giai trung phẩm công pháp Tam Dương nhập thể quyết. Huyền giai vũ kỹ trung phẩm Hàng băng chú. Thập đại danh khí ca cơ một cái. Tàn sát long thương thành rút thưởng khoáng. Cảm tạ tham dự. Từng cái tuyển hạng nhìn sang, ngoại trừ hồi xuân đan, những thứ khác đều không tệ, chỉ bất quá cái tên này khí ca cơ cái quỷ gì, Ninh Kỳ liếc mắt, nhìn tiếp cái cuối cùng tuyển hạng, Tàn Sát Long Thương Thành rút thưởng khoáng, đây là vật gì, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy, Ninh Kỳ hơi kinh ngạc, nhưng là từ hắn ý trên mặt chữ không khó lý giải, chính là có thể tại Tàn Sát Long Thương Thành dùng rút thưởng khoáng, mặc dù còn không biết trúng thưởng tỷ lệ là bao nhiêu, Ninh Kỳ trong lòng đã có chút mừng như điên, dù sao Tàn Sát Long Thương Thành bên trong đồ vật hàm cái tất cả hắn có thể tưởng tượng đến, nhỏ đến dao móng tay, lớn đến phi thuyền vũ trụ, rác rưởi đến hoàng giai công pháp, cực phẩm đến thần cấp công pháp, đó là cái gì cần có đều có oa, liền cái này thưởng khoáng, tu hành Phật chủ phù hộ đệ tử có thể cầm tới nó, nhiều như vậy đánh cược gói quà, lần thứ nhất xuất hiện, nhất định là rất khó được đồ vật, thỉnh ngàn vạn thần Phật cùng một chỗ phù hộ đệ tử, gia trì đệ tử thần lực. Phản phất niệm kinh đồng dạng, tiến hành một phen cầu nguyện, Ninh Kỳ mới mong đợi bắt đầu đánh cược. Kim đồng hồ nhanh chóng quay vòng lên, Ninh Kỳ hết sức chăm chú nhìn chầm chầm kim đồng hồ, trong lòng không ngừng mặc niệm, vé sổ số, vé sổ số, cho ta vé sổ số, kim đồng hồ chậm rãi ngừng lại, mục tiêu cuối cùng nhất là, tàn sát long thương thành rút thưởng khoáng, ha ha ha, ta yêu chết các ngươi rồi. Ninh Kỳ cao hứng cười ha hả, lập tức đem tấm này vé sổ số lấy ra tinh tế quan sát, đồng thời thẩm tra tác dụng của nó, vé sổ số vẽ ngoài rất phổ thông, một trương màu vàng cứng trắng tấm thẻ giấy, trên đó viết, tàn sát long thương thành rút thưởng cuốn, trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì văn bản chứng minh, thuộc về vứt trên mặt đất cũng sẽ không có người nhặt lên nhìn nhiều cái chủng loại kia, hệ thống, mau nói cho ta biết tác dụng của nó. Tàn sát long thương thành rút thưởng cuốn, có thể nhường túc chủ có một lần ngẫu nhiên từ trong thương thành rút ra tùy ý vật phẩm tỷ lệ, nhưng chỉ giới hạn trong túc chủ đã từng triệu hoán qua, mua sắm hàng hóa. Vậy cái này có ích lợi gì, không phải rác rưởi sao, ta mới từ trong thương thành mua qua đồ vật gì, Ninh Kỳ lòng nhiệt huyết trong nháy mắt bị rót một chậu nước lạnh, con mẹ nó ngươi chơi cũng. Thỉnh túc chủ đừng ra miệng thành bẩn, hệ thống phán định không được túc chủ ý tứ. Vậy xin hỏi hệ thống các hạ, ngươi đưa ra như thế cái đồ chơi tới, có ý gì sao, không thể rút ra vật phẩm khác, tại sao muốn gọi tàn sát long thương thành rút thưởng cuốn để cho người ta hiểu lầm. Đồ long thương thành rút thưởng cuốn phía trên còn có thanh đồng rút thưởng khoáng, bạch ngân rút thưởng khoáng, hoàng kim rút thưởng khoáng, bạch kim rút thưởng khoáng, kim cương rút thưởng khoáng, nếu như túc chủ nhận được kim cương rút thưởng khoáng, thậm chí có thể chỉ định một cái loại lớn tới tiến hành rút thưởng, túc chủ nếu là nghĩ cặn kẻ giải, thỉnh hoa năm đồ long tệ tới thẩm tra. Lăng Ninh Kỳ cuối cùng đã biết, hắn bắt được trương này là cấp thấp nhất rút thưởng cuốn, chỉ có thể từ chính mình triệu hoán qua, mua qua trong gì đó mặt rút thưởng phẩm, để cho ta tính toán, ta triệu hoán qua lữ bố, quan nhị ca, đỏ luyện tiên tử, kiều ban chủ, mua qua dưỡng linh đan, đan phương, bùa ẩn thân, đồ bơm nước các loại, như thế tính toán, Ninh Kỳ sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, mình cũng mua qua thật nhiều đồ vật, chỉ cần không phải rút đến tái diễn đan phương, dưỡng linh đan các loại để cho người ta sẽ hộp máu phần thưởng, khác tự hồ cũng còn có thể tiếp nhận, sử dụng đồ long thương thành rút thưởng cuốn. Ninh Kỳ tâm niệm vừa động, trong tay hắn rút thưởng khoáng lập tức hóa thành một đạo bạch quang nhàn nhạt, biến mất ở trong không khí, theo tới chính là hắn xuất hiện trước mặt một cái giả tưởng đại luân bàn, đồ vật phía trên cũng là hắn đã từng triệu hoán cùng từng hối đoái. Tam tinh đấu vương Kiều Phong, tuyệt kỹ giáng long thập bát trưởng nếu là rút đến kiều ban chủ cũng là tốt nhiều đồ như vậy bên trong ninh kỳ đối với một hai dạng có hứng thú trong đó liền bao quát kiều phong đương nhiên hắn không phải là vì chơi gay mà là kiều phong kèm theo thần cấp võ kỹ không thể làm thông thường đấu vương đến đối đãi sau này không gian phát triển còn rất lớn có thể nắm giữ trở thành đấu tông tiềm lực bắt đầu rút thưởng kim đồng hồ chậm rãi bắt đầu chuyển động tốc độ nhanh liền tựa như phi cơ trực thăng cánh quạt ước chừng mười hơi đi qua Tốc độ của nó mới bắt đầu dần dần chậm lại, không muốn dưỡng linh đan a. À. Kim đồng hồ mỗi xẹt qua một lần dưỡng linh đan, Ninh Kỳ liền cầu nguyện một lần, tuyệt đối không nên cho hắn rút đến giá trị một đồ long tiền dưỡng linh đan, bằng không Ninh Kỳ nhất định sẽ thổ huyết bỏ mình, làm kim đồng hồ tốc độ càng ngày càng chậm, chậm đến sắp dừng lại thời điểm, nó chỉ hướng là kiều ban chủ. Ha ha. Ninh Kỳ vui vẻ không thôi, sau một khắc, sắc mặt của hắn lại hơi đổi chỉ thấy cái kia kim đồng hồ phản phất rất không cam tâm nhẹ nhàng xê dịch một phần khoảng cách, chính là chỗ này một phần, nó vượt qua kiều ban chủ tuyển hạng, Ninh Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi, phản phất ăn một ngụm cứt chó, kiều ban chủ bên cạnh là cái gì? a, à, tựa như là đỏ luyện tiên tử, Ninh Kỳ tập trung nhìn vào, quả nhiên kim đồng hồ cuối cùng vững vàng đứng tại đỏ luyện tiên tử lý mặt buồn trên thân. Đinh, chúc mừng túc chủ vĩnh cửu nhận được triệu hóa người vật đỏ luyện tiên tử lý mặt sầu. Đinh, đỏ luyện tiên tử lý mặt sầu bây giờ ở vào trạng thái tử vong, thỉnh túc chủ tiêu hao 200 đồ long tệ giúp nàng phục sinh. Không có rút đến Kiều Phong, Ninh Kỳ có chút thất vọng, bất quá còn tốt, tối thiểu nhất rút được nắm giữ tuyệt mỹ dung mạo, hỏi thế gian tình là gì Lý Mạc Sầu, còn tính là có chút an ủi, làm hệ thống nhắc nhở Lý Mạc Sầu ở vào trạng thái tử vong thời điểm, Ninh Kỳ có chút xấu hổ, lúc đó Lý Mạc Sầu vẫn là vì hắn mà chết đâu, kết quả hắn vẫn không có giúp nàng phục sinh, ân, phục sinh Lý Mạc Sầu. Đinh, đỏ luyện tiên tử Lý Mạc Sầu phục sinh thành công. Ninh Kỳ xuất hiện trước mặt một đoàn sương mù tím, sương mù tím tán đi sau đó, Lý Mạc Sầu tấm kia lãnh diễm vô song khuôn mặt lại một lần nữa xuất hiện ở Ninh Kỳ trong tầm mắt, sắc mặt của nàng có chút mờ mịt, mình không phải là đã chết rồi sao? Sau đó nàng đã nhìn thấy Ninh Kỳ, lại là này tên tiểu tử. Ninh Kỳ cười nói, tiên tử, đã lâu không gặp, gần nhất còn tốt đi. Ngô. Lý Mạc Sầu không biết nên trả lời như thế nào, tô lông mày cau lại, ha ha nhìn thấy ta quá kích động không biết nên nói cái gì a à? không có việc gì, ngược lại trên đường thời gian còn rất dài, chúng ta có thể nhiều làm quen một chút. Ninh Kỳ cười nói, Lý Mạc Sầu gật đầu một cái, sau đó hai người liền cùng rời đi nơi đây. Ninh Kỳ kinh ngạc phát hiện, tại hắn giao diện thuộc tính điểm kinh nghiệm một cột, nhiều hơn một đầu điểm kinh nghiệm, đó là Lý Mạc buồn, chẳng lẽ nàng cũng có thể giết quái lên cấp. Ninh Kỳ nghĩ đến liền làm, tùy tiện tìm một đầu nhất giai yêu thú giết, quả nhiên phát hiện điểm kinh nghiệm tăng lên mấy trăm dựa vào nếu là dạng này ta chẳng phải là có thế tổ kiến một cái triệu hoán đại quân cũng không cần cân nhắc thiên tư của bọn hắn trực tiếp không ngừng giết quái một mực giết đến đấu tông thậm chí là đấu tôn cũng không khó khăn ninh kỳ lại phát hiện một đầu trở nên mạnh mẽ chi lộ lý mặc sầu tại điểm kinh nghiệm dâng lên sau đó trên mặt có chút kỳ quái nghi ngờ nói tại sao ta cảm giác tăng gia tu vi một chút ninh kỳ lộ ra thần bí khó lường nụ cười bởi vì ta có một loại công pháp gọi thoát dương bổ âm có thể ở trong hư không, trực tiếp cho ngươi truyền thụ dương khí, tu vi của ngươi tự nhiên là sẽ tăng lên Phát dương bổ âm, có bực này thần công Lý mặt sầu một mặt chấn kinh, không tin, tới, hôm nay trước tiên cho ngươi tăng lên tới tứ tinh đấu linh Ninh kỳ cười lớn một tiếng, lên núi rừng sâu chỗ đi đến Tam giai trung đẳng yêu thú phong nhận chi ưng, giết Tam giai cao đẳng yêu thú khát máu chi hổ, giết Tam giai cấp tinh anh yêu thú ăn mòn con dơi, càng đáng giết kèm theo ninh kỳ chém giết từng đầu yêu thú, lý mặt buồn sắc mặt càng ngày càng chấn kinh, nàng có thế rõ ràng cảm nhận được mình tu vi lấy một loại ổn định đều tốc nhanh chóng dâng lên lấy, không nghĩ tới thế gian này thật sự có thần công như vậy. Lý mặc sầu nhìn xem ninh kỳ bóng lưng, phát ra một tiếng cảm thán, không bao lâu, đinh một tiếng, trên người nàng bốc lên một đoàn sương mù tím, thăng cấp, từ tam tinh đấu linh, lên tới tứ tinh đấu linh, chỉ dùng nửa ngày thời gian. Cái này, Lý Mạc Sầu khiếp sợ đứng chết chân tại chỗ, nàng có thế rõ ràng cảm thấy, võ học của mình tu vi lại tiến nhập một tầng thứ mới, Ninh Kỳ đi đến bên cạnh nàng, mỉm cười đạo, ngươi xem, ta không có lừa ngươi a, à, về sau đi theo ta, ăn đan dược tốt nhất, thăng nhanh nhất cấp, dùng tốt nhất đấu khí, đi mạnh nhất lộ. Tại sự thật phụ trợ phía dưới, Lý Mạc Sầu đã bị Ninh Kỳ lừa dối xoay quanh, ngẫu nhiên Ninh Kỳ kéo nàng một hai cái cánh tay, cũng sẽ không có kịch liệt phản kháng, cái này ở trước đây, là tuyệt đối không dám tưởng tượng, vài ngày sau, vì cái gì liền bọn hắn cũng không thấy kiếm không máu ánh mắt dần dần ngưng trọng lên hắn cuối cùng kìm nén không được đứng dậy rời đi ám đường muốn đích thân đi tìm bố thiết y đám người dấu vết đồng thời hắn phân phó phụ cận mười mấy ám đường đệ tử toàn bộ điều động tìm kiếm đầu mối có giá trị nhất thiết phải lập tức báo cáo kiếm không máu đi bạch sơn tông lại đi mây xanh tông khi hắn phát hiện mây xanh trong tông chỉ có hai cái đấu sư còn lại toàn bộ đều là đấu giả hoặc người bình thường thời điểm hắn không hỏi một tiếng rời đi ở đây hắn thấy đấu hoàng thế giới cùng đấu sư thế giới liền giống với là nhân loại cùng con kiến ở giữa khác nhau, con kiến làm sao lại biết được loài người chuyện đâu, nửa ngày sau, hắn tìm tòi phương viên mấy trăm mà, mỗi một tất đều sưu tỉ mỹ, ngoại trừ gặp phải một đầu tam giai bốt cấp yêu thú bạch viên vương, liền một cái đấu linh cũng không có, bọn hắn rốt cuộc là gặp được chuyện gì, bố thiết y độc thân nếu như bị người mai phục, còn nói quá khứ, có thế bốn tên lục tinh đấu hoàng cùng một chỗ, liền xem như ta ra tay, cũng chưa chắc có thế toàn bộ lưu lại, nếu như là đỉnh phong đấu hoàng ít nhất sẽ có một chút dấu vết chiến đấu mới đúng. Kiếm vô huyết đứng tại trên không trầm tư nói, đột nhiên, ánh mắt của hắn vừa vặn liếc đến phía dưới một tòa vứt bỏ chùa miếu, thần sắc hơi động một chút, thân hình lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện ở một tòa trước đại điện, tòa đại điện này trần nhà, phá một cái lớn vô cùng động, kiếm vô huyết đi vào đại điện, dương mắt đã nhìn thấy mặt mỉm cười Phật chủ kim tượng, trên mặt hắn thoáng qua một tia khinh thường, sau đó cẩn thận quan sát trần nhà vết tích, a, à, cái mùi này, là bọn hắn. Kiến vô huyết thần sắc lập tức lạnh lùng đứng lên, hắn đã có thể xác định, ở chỗ này, phát sinh qua một trận chiến đấu, trong đó một phương chính là hắn mang tới cái kia vài tên trưởng lão, phe bên kia không biết là ai, cũng không để lại đầu mối hữu dụng, khi hắn tiếp tục tìm kiếm đầu mối thời điểm, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn phát hiện ngoại trừ trần nhà bên ngoài, lại tìm không đến khắc động thủ vết tích, điều này nói rõ đối phương rất có thể là nhất kích liền đem cái kia vài tên trưởng lão đánh bại, rốt cuộc là ai đối với ta huyết sát tông ra tay, thanh lam tông, bách thảo tông kiếm vô huyết kinh sợ không chắc hắn mang theo năm cái trưởng lão đi ra bây giờ toàn bộ mất tung ảnh coi như lấy thân phận của hắn trở lại tông nội cũng tất nhiên sẽ bị xử phạt trừ phi hắn có thể đem chuyện này làm chấm dứt hoặc là tìm được thi thể của bọn hắn hoặc là đem hung thủ cho bắt được hảo ta sẽ nhìn một chút các ngươi có thể hay không mai phục ta kiếm vô huyết lạnh lùng nở nụ cười rời đi chùa miếu hắn cũng định trước tiên đem truy sát ninh kỳ sự tình thả một chút dù sao ninh kỳ giết bất quá là một cái đấu vương mà bây giờ mất tích là năm cái đấu hoàng, cái gì nhẹ cái gì nặng, kiếm vô huyết vẫn là phân đi ra ngoài. Ninh Kỳ mang theo Lý Mạc Sầu một đường cùng sát, điên cùng thăng cấp, khi bọn hắn hai người trở lại kinh thành thời điểm, Lý Mạc Sầu đã từ sớm nhất tam tinh đấu linh, đã biến thành lục tinh đấu linh, ước chừng thăng lên tam cấp, lấy dưới loại tốc độ này đi, không bao lâu, nàng cũng có thể trở thành đấu vương. Ninh Kỳ mang theo Lý Mạc Sầu trở lại trong phủ thời điểm, không làm kinh động ra ngoài người, phát hiện trước nhất Ninh Kỳ chính là đặng ba, hắn bởi vì phải bảo hộ điêu hoa công chúa, toàn bộ hầu phủ cơ hồ đều ở đây hắn thần niệm phía dưới, các ngươi đã về rồi. Điêu hoa công chúa cao hứng chạy tới, đặng ba đi theo phía sau của nàng, mặt lộ vẻ mỉm cười hướng ninh kỳ gật gật đầu, trông thấy lý mặt buồn thời điểm, khóe miệng của hắn treo lên một tia nam nhân đều hiểu nụ cười, a, nữ nhân này là ai, tuyết linh tỷ tỷ đâu. Điêu hoa công chúa nhìn thấy lý mặt sầu phía sau, sắc mặt lạnh lẽo, tiếp đó hướng ninh kỳ vấn đạo, tuyết cô nương về nhà. Ninh Kỳ thành thật trả lời, cái gì? Tuyết Linh tỷ tỷ đáp ứng mang ta đi nàng lão gia chơi, như thế nào như thế không giữ lời hứa, Điêu Hoa công chúa khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng vô cùng, đây là muốn giận giữ khúc nhạc dạo, Đặng Tam Liên bận điên điên cuồng hướng Ninh Kỳ nháy mắt, Ninh Kỳ quyết định nhanh chóng đạo, công chúa đừng nóng vội, Tuyết cô nương nói muốn trước trở về cùng người trong nhà thương lượng, sau đó lại tới đón công chúa đi qua, công chúa điện hạ ngươi cũng biết, Tuyết cô nương dù sao cũng là long tộc, nếu như không đánh âm thanh gọi liền mang ngươi về nhà chơi, bị cha mẹ của nàng, hoặc huynh đệ tỷ muội đem ngài ăn, cái kia làm sao bây giờ? a à, đúng nha. Điêu hoa công chúa bừng tỉnh gật đầu, tuyết linh tỷ tỷ có phải bao lâu sao? Nàng lại hỏi, không nói, nhưng chắc là không bao lâu. Ninh kỳ đạo, ai, trước mấy ngày phụ hoàng ta truyền đến tin tức, vì trắng hạo sự tình, để cho ta trở về giảng giải, người nhất thời thống khoái giết hắn nhiều như vậy đấu hoàng thủ hạ, bây giờ làm hại là ta, vốn định chờ tuyết linh tỷ tỷ trở về, cáo biệt đi liền, đã như vậy, ta hôm nay trở về Bạch Hổ Đế Quốc. Điêu Hoa Công Chúa hướng Ninh Kỳ liếc mắt, quá tốt rồi, Điêu Hoa Công Chúa muốn trở về, cái này đồ long hậu phủ cuối cùng lại đến phiên ta làm chủ. Ninh Kỳ trong lòng reo hò đạo, nhưng mà nét mặt của hắn, lại toát ra một tia một chút không muốn, cùng hổ thẹn, thấp giọng nói, là tại hạ hại công chúa, vì bù đắp công chúa, tại hạ chuẩn bị một vạn khỏa cực phẩm dưỡng linh đan, thỉnh công chúa vui vẻ nhận. Một vạn khỏa, vẫn là cực phẩm, đặng ba khiếp sợ nhìn xem ninh kỳ điêu hoa công chúa phản phất không có nghe rõ một dạng cái gì một vạn khỏa hoàng giai cực phẩm dưỡng linh đan ninh kỳ lập lại có thật không quá tốt rồi có cái này một vạn khỏa hoàng giai cực phẩm dưỡng linh đan ta có thể ngăn chặn phụ hoàng miệng trắng hạo cũng không có biện pháp bắt ta ha 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 ninh kỳ tốt không hổ là ta cửu công chúa vũ cung phụng luyện đan sư điêu hoa công chúa cùng hỉ không thôi công chúa vui vẻ là được rồi ninh kỳ mỉm cười nói nhanh mau đưa đang dược lấy ra, ta đây liền muốn lên lộ, xem trắng hạo tiểu tử kia cáo ta cái gì. Điêu hoa công chúa không kịp chờ đợi đạo, không bao lâu, điêu hoa công chúa nhận được một vạn khỏa hoàng giai cực phẩm dưỡng linh đan, đắc ý ngồi trên xe ngựa, từ đặng ba lái xe, còn lại ba tên đấu hoàng vần quanh tại xa giá bốn phía, mười mấy tôn đấu vương bảo vệ đường, tại khiếu thiên bạch hổ kéo động phía dưới, chậm rãi rời đi kinh thành, tin tức này cấp tốc bị các đại gia tộc biết được, trong lòng bọn họ một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Điêu Hoa công chúa ở thời điểm, bọn hắn lúc nào cũng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ đắc tội nàng, một chút hoàng khố tử đệ, càng là ngay cả xuất môn cũng không dám. Bây giờ Điêu Hoa công chúa vừa rời đi, liền thanh lâu sinh ý đều sau mọi khi tốt mấy lần, ca cơ nhóm vẻ mặt tươi cười, kiếm cái chậu đầy bát đầy. Ninh Kỳ trở lại hầu phủ vào lúc ban đêm, liền cùng tâm triệt tứ nữ trong phòng làm một cái nghiêng trời lệch đất, động tĩnh lớn vô cùng, liền bên ngoài viện đi qua nha hoàng đều nghe gặp, vội vàng cúi đầu đỏ mặt chạy đi, vốn là tiểu nguyệt nhi cùng trái linh nhi ở bên trái thị dẫn đầu dưới muốn tới tìm ninh kỳ chơi vừa nghe thấy thanh âm này tả thị liền mang theo hai cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiểu thí hài chạy ra đi nương thiếu gia đang làm gì vì cái gì tâm triệt tỷ tỷ các nàng kêu thê thảm như vậy chẳng lẽ là các nàng đã làm sai chuyện bị thiếu gia trừng phạt sao trái linh nhi ngây thơ vấn đạo tả thị sắc mặt đỏ lên đúng vậy thiếu gia đang trừng phạt các nàng cho nên hai người các ngươi về sau tuyệt đối không nên nghịch ngợm cẩn thận thiếu gia cũng trừng phạt đám các ngươi trái linh nhi sợ hết hồn lắc đầu liên tục ta tuyệt không nghịch ngợm tiểu nguyệt nhi đang nghi ngờ đi qua nhưng tiểu quỷ đại nàng ẩn ẩn biết ninh kỳ đang làm gì nghe người khác nói đây là đang sinh tiểu hài chẳng lẽ thiếu gia muốn sinh trẻ nít trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới một tòa độc lập tiểu viện thà tam gia lỗ tai hơi động một chút sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười xem ra không bao lâu nữa trong phủ liền muốn sinh con trai cốt, rất tốt rất tốt ha 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 sáng sớm hôm sau Ninh kỳ thần thanh khí sản từ trong phòng đi ra, đi theo phía sau bốn đóa thiên kiều bá mị bông hoa, tâm triệt tứ nữ tại Ninh kỳ thoải mái phía dưới, sắc mặt càng ngày càng đỏ nhuận, trong lúc vất tay, mang theo một cổ làm lòng người say mị ý, lúc này, Lý Mạc Sầu cũng tại ngoài cửa đợi một cái đêm, Ninh kỳ thấy thế, sợ hết hồn, người sớm như vậy rời giường có việc. Lý Mạc Sầu thản nhiên nói, tu hành không thể đánh gãy, ngươi lại thi triển thoát dương bổ âm chi pháp A. Nguyên lai nàng là thăng cấp thăng lên có vẻ. Các loại, Ninh Kỳ câu mày nói, ngươi thế nhưng là ở ngoài cửa đứng một đêm. Lý Mạc Sầu gật gật đầu, vậy ngươi cái gì đều nghe được. Ninh Kỳ không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị người nghe xong góc tường. Lý Mạc Sầu trong mắt thiểm quá nhất ti vẻ xấu hổ, thần sắc vẫn như cũ bảo trì lãnh diễm, không nói, hiển nhiên là chấp nhận. Tâm triệt tứ nữ bất mãn nhìn về phía Lý Mạc Sầu, cũng không biết thiếu gia nơi nào mang về nữ nhân, đã vậy còn quá không biết xấu hổ. Tối hôm qua nhóm người mình nói những cái kia lời tâm tình, đều bị nàng nghe a. À nghĩ tới đây tứ nữ sắc mặt biến thành khẽ biến hồng. đi luyện công tạm thời chậm rãi. đến lúc đó ta sẽ gọi ngươi. không có chuyện, ngươi tự ra đi dạo đi dạo một vòng, mua một chút đồ vật, tiền đi tả thị bên kia cầm là được rồi. ninh kỳ khoát khoát tay, đạo hảo. lý mặc sầu gật gật đầu, rất quả quyết quay người rời đi. thiếu gia, vị này lý cô nương là cái gì lai lịch a? À? tâm thương tò mò hỏi. ninh kỳ cười nói, các ngươi cũng chớ xem thường nàng, nàng rất nổi danh ngoại hiệu gọi xích luyện tiên tử lý mạc sầu đã từng nói quá nhất câu chấn kinh thế gian tình lữ mà nói lần này tứ nữ nhao nhao tò mò lời gì chấn kinh thế gian tình lữ hỏi thế gian tình là gì luôn ninh kỳ ho khan một cái tiếp đó góc 45 độ ngước nhìn chậm rãi thì thầm xem ra lý cô nương đã từng nhận qua tình thương bằng không cũng sẽ không nói ra như thế thấu triệt ngữ điệu tâm triệt trong mắt thiển quá nhất ti chấn kinh nói nhỏ thiếu gia lý cô nương có phải hay không thích ngươi tâm gợn nhỏ giọng nói cái này sao hẳn tạm thời sẽ không thích thiếu gia thiếu gia dáng dấp cũng không phải nhìn rất đẹp nơi nào có thể làm được vạn người mê đâu chỉ cần các ngươi ưa thích thiếu gia là được rồi ninh kỳ cười khang một tiếng sau đó tốc độ cực nhanh một người vỗ một cái cái mông liền cửa trước chạy ra ngoài tứ nữ phát ra một tiếng kinh hô lập tức hướng ninh kỳ đuổi theo ninh kỳ chạy đến cửa thời điểm chỉ cảm thấy xuất hiện trước mắt một thân ảnh sau đó là hương khí đánh tới người đã đụng vào ai nha tả thị phát ra một tiếng kinh hô liền muốn té ngã trên đất, lúc này Ninh Kỳ một cái lắc mình, đi tới phía sau của nàng, tại nàng sắp chạm đất thời điểm đem nàng bế lên, ngượng ngùng, vừa mới không thấy ngươi. Ninh Kỳ chê cười nói, tả thị sắc mặt soạt một cái đỏ bừng, toàn thân không thể nén run rẩy lên, Ninh Kỳ trong mắt thiểm quá nhất ti nghi hoặc, chẳng lẽ đem tả thị đụng thành nội thương, không có khả năng nha, cuối cùng chính hắn thu phần lớn lực đạo, không có lý do sẽ đem người đụng bị thương, thiếu gia, xin ngài buông tay. Tả thị cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ninh Kỳ lúc này mới phát hiện, mình là dùng cầu lên ôm công chúa tới ôm lấy tả thị. Tâm triệt trên mặt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, các nàng là nữ nhân, đương nhiên trước tiên liền phát hiện cái kia ôm tư là vô cùng có vấn đề, tràn diện lập tức có chút lúng túng, may mắn Tiểu Nguyệt Nhi cùng trái Linh Nhi cũng tại, Ninh Kỳ vội vàng gượng cười hai tiếng, ôm lấy hai nữ đùa đứng lên, tiếp đó thuận miệng hướng tả thị đạo, Lý Cô Nương nếu như tới cùng ngươi đòi tiền, muốn bao nhiêu ngươi trực tiếp cho nàng là được. Tả thị ừ một tiếng, âm thanh rất nhỏ, giống như mũi kêu. Trước đó Ninh Kỳ còn chưa bao giờ chú ý tới nàng, nhưng đã trải qua vừa mới chuyện này, Ninh Kỳ phát hiện tả thị dung mạo cũng là thượng giai, trên thân còn có một loại mỹ phụ khí tức, cùng tâm triệt tứ nữ là mỗi người mỗi vẻ, các loại, ta muốn những thứ này làm gì, Ninh Kỳ vội vàng đem mới vừa hình ảnh vung ra não hải, ho khang một tiếng phía sau, vấn đạo, tả thị, người tới này có thể có cái gì chuyện sao? Tả thị lúc này mới nhớ tới tự mình tới này mục đích, thấp giọng nói, thiếu gia, ta muốn xin mấy ngày nghỉ đi một chuyến nông thôn a à, đi nông thôn làm cái gì ninh kỳ tò mò hỏi tả thị thấp giọng nói ta nghe người nói ta vong phu lão gia bên kia xảy ra chút việc liền nghĩ trở về xem xảy ra chuyện chuyện gì phát giác được tả thị sắc mặt có chút không đúng ninh kỳ cau mày nói không có không có việc gì chỉ là một chút việc nhỏ tả thị trên mặt thiển quá nhất ti vẻ bối rối tả thị ngươi tất nhiên tại ta đồ long hậu phủ chính là ta hầu phủ nhân có chuyện gì không muốn tất giấu nói thẳng đi nếu có khó khăn gì ta nhất định sẽ giúp cho ngươi ninh kỳ nghiêm túc nói đúng vậy a à, tả thư thư có việc liền cùng thiếu gia nói tâm triệt miễn cười nói đoạn thời gian trước ta ở kinh thành gặp một cái vong phu đồng hương nghe nói nơi đó bây giờ tin đồn truyền rất lợi hại nói ta ở kinh thành không tuân thủ phụ đạo tả thị thấp giọng nói những người này tận ưa thích nói huyên thuyên tâm thương tâm gận tức giận nói các nàng cùng tả thị ở chung được một đoạn thời gian đương nhiên biết tả thị làm người cái gì không tuân thủ phụ đạo hoàn toàn là nói hô nói vượng chỉ sợ là trông thấy tả thị bây giờ thời gian tốt hơn tâm sanh tật hận mới như thế ở sau lưng bố trí nhân gia tả thị những lời nói bóng gió này ngươi không cần để ở trong lòng trong lúc rảnh rỗi ta cùng ngươi cùng đi một chuyến a ninh kỳ đạo tốt lắm ta muốn thiếu gia bồi ta cùng đi trái linh nhi vui vẻ nói cái này không tốt lắm đâu tả thị có chút do dự nương nhưng thiếu gia cùng chúng ta cùng đi chứ trái linh nhi biểu môi nói còn có ta ta cũng muốn đi tiểu nguyệt nhi nhất tay đạo thiếu gia chúng ta cũng nghĩ đi tâm thương tâm gợn đạo ha ha nói đến lâu như vậy còn không có tổ chức qua hoạt động tập thể đâu như vậy đi cả nhà chúng ta đều đi đại cổ tử triệu hai bọn hắn cũng đi thà tam gia cũng mang đến ninh kỳ cười nói tốt trái linh nhi cao hứng nhảy dựng lên thích nhất tham gia náo nhiệt tâm thương tâm gợn cũng tại dự định muốn mặc món nào xinh đẹp y phục. Sau đó Ninh Kỳ liền đem tin tức này truyền xuống, bọn hạ nhân đều rất vui vẻ, thà tam gia vốn định không đi, bảo là muốn trấn thủ đồ long hậu phủ, vẫn là bị Ninh Kỳ khuyên động, cuối cùng đám người đóng gói hảo hành lễ, kêu xe ngựa, trước khi đi Ninh Kỳ lưu lại một cái tâm nhãn, đem mẹ cho cốt mang lên, thuận tay bày một hàng giả đi lên, lớn như vậy đồ long hậu phủ, trong nháy mắt không có một ai, động tĩnh lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người chú ý tới vô địch hầu phủ, cái kia nghịch tử làm cái quỷ gì? Hà Hồng Thiên nghe Ninh Tổng quản tin tức truyền đến, cho mày, Nam Cung Ngọc Nhi ở một bên thấp giọng nói, nếu như đồ long hậu phủ thật sự không có bất kỳ ai, không bằng chúng ta thừa cơ phái người đi lục soát một chút, cũng có thể tìm được một chút đang dược cũng khó nói, trong khoảng thời gian này, lão thái gia đem đang dược khống chế càng ngày càng nghiêm, chúng ta cái này một phòng người bây giờ cũng là bất ăn bất mặt. Ta đường đường vô địch hầu, như thế nào hành vi như này đạo chích sự tình, Hà Hồng Thiên trong mắt thiểm quá nhất ti tức giận, khẽ quát, vừa định giáo huấn Nam Cung Ngọc Nhi vài câu, hắn đột nhiên nghĩ tới một vật, thần sắc hơi đổi, liền phái ninh tổng quản đi thôi, những người khác ta cũng không yên tâm đối với. Lão gia, ngươi thay đổi chủ ý. Nam Cung Ngọc Nhi nghi ngờ nói, vừa mới còn lớn hơn phát lôi đình, bây giờ liền thay đổi, nhớ kỹ, đến nơi đó, những vật khác ta mặc kệ, ngươi đi đem vật trong nội đường cho cốt chung mang về. Hà Hồng Thiên trầm giọng nói, nam cung ngọc nhi con mắt lập tức sáng lên đã đoán được thà hồng thiên dự định làm cái gì là tiểu nhân minh bạch ninh tổng quản trên mặt lộ ra một tia cười lạnh lui xuống tả thị vong phu lão gia ở kinh thành nông thôn thanh hà trong trấn hai canh giờ tả hữu liền có thể đến bất quá bởi vì dọc theo đường phong cảnh có chút ưu mỹ đám người lại dừng lại một chút thưởng thức cảnh đẹp cho nên mãi cho đến chạng vạn tối đoàn xe của bọn hắn mới tiến vào tiểu trấn trong trấn nhỏ rất ít người gặp qua hào hoa như vậy xe ngựa đội trong ánh mắt nhau nhau tràn ngập tò mò chi sắc đây là cái nào đại nhân vật a à, thật là đẹp xe ngựa còn có bên ngoài cưỡi ngựa cái cô nương kia cũng quá tuấn đi một cái bác gái hâm mộ nói nàng chỉ cái cô nương kia chính là một mặt lạnh lùng cầm trong tay vất trần lý mặt sầu lý mặt sầu lỗ tai hơi động một chút hướng bác gái phủi một mắt liền không tiếp tục để ý ai nha bọn hắn giống như hướng tả gia đại trạch đi cái hướng kia ngoại trừ tả gia đại trạch chính là lên núi cũng có thể là là lên núi mấy cái thôn phụ đứng chung một chỗ thấp giọng đường rẽ trong xe ngựa tả thị thoáng rèm xe vén lên thấp giọng nói phía trước cách đó không xa cái kia lụi bại nhà chính là ta vong phu tổ trạch triệu hổ ngươi nghe chứ a à. ninh kỳ gật gật đầu hướng ngoài xe ngựa hô triệu hổ vung roi ngựa lên cười nói phải lạc. dưới khống chế của hắn xe ngựa chậm rãi đứng tại thanh hà trấn tích ngoài rìa một tòa gạch ngói đều rơi không sai biệt lắm lụi bại cửa nhà miệng lúc này thanh hà trấn người nhao nhao hướng nơi đây xuống lại chỉ rõ thật sự chính là đi tả gia đại trạch ta không nhớ kỹ tả gia nhận biết cái nào đại nhân vật a à. các ngươi thật đúng là đừng nói tả gia tiểu tử kia trước đây cũng là đấu giả trong kinh thành có thể sẽ nhận biết mấy cái có quyền thế bằng hữu ai mau nhìn có người từ trong xe ngựa xuống một cái sách theo cái quốc lão hán ông cụ già lớn tiếng nói ninh kỳ trước tiên xuống xe sau đó đem tiểu nguyệt nhi cùng trái linh nhi ôm xuống hảo tuấn em bé đám người tháng phục một tiếng, ngay sau đó là tâm triệt tứ nữ, hảo tuấn cô nương A. Lại là một tiếng sợ hãi tháng phục, không ít người ánh mắt đã biến bê đắm, làm tả thị xuống xe ngựa phía sau, đám người lúc này mới cả kinh, sắc mặt đại biến, là tả thị đã trở về. Khó trách, ta nghe người nói tả thị ở kinh thành đồ long hậu phủ cho cái kia hầu gia làm thiếp, thực sự là không biết xấu hổ, trượng phu vừa mới chết không bao lâu, liền không nhịn được. Ta còn nghe nói cái kia hầu gia đã 7, 80 tuổi, chỉ cần tả thị phục vụ hảo, cả một đời vĩnh hưởng vinh hoa phú quý. Nghe nói cái kia hầu gia còn là một cái ngược đãi điên cuồng đâu. Đám người chỉ rõ, nhìn xem tả thị ánh mắt đều tràn đầy kinh thường, thiếu gia, bọn hắn nói ngươi bảy, tám mươi tuổi đâu. Tâm thương cười trộn đạo, người nơi này thật đúng là ưa thích giảng nhàn sự. Ninh kỳ sờ lỗ mũi một cái, chính mình nơi nào bảy, tám mươi tuổi, chỗ nào là ngược đãi điên. Xem ra là có người cố ý ở kinh thành truyền bá đối với mình danh tiếng bất lợi truyền ngôn tả thị sắc mặt rất là trắng bệch, nghe những cái kia hương thân chỉ rõ, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, cực kỳ oan uổng, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt ở bên trong nhấp nhô. Lúc này tả gia trong nhà đi ra một cái bốn năm mươi tuổi nông phụ, trong tay bưng cái chậu, ở sau lưng nàng, còn đi theo một cái làn da ngâm đen, dáng dấp có chút thô bỉ trung niên nhân. Cái kia nông phụ vừa nhìn thấy tả thị, lập tức thét to, ngươi cái này đồ đỉ, còn có mặt mũi trở về. Tiện nhân, ngươi trở về để làm gì, đệ đệ ta đều bị ngươi hại chết, chẳng lẽ muốn muốn cướp chúng ta tả gia cơ nghiệp? Tên kia thô bỉ trung niên nhân cả giận nói, không cho phép các ngươi nói như vậy mẹ ta. Trái Linh Nhi nổi giận đùng đùng từ Ninh Kỳ trong ngực nhảy xuống tới, ngăn tại tả thị trước mặt, hướng hai người quát, nữ nhi cũng như vậy không có gia giáo dạy kèm, cũng cho ngươi trước kia còn là tiểu thư khuê cát, ta nhổ vào. Nông phụ kinh thường phun một bãi nước miếng, thô bỉ trung niên nhân nhìn Ninh Kỳ bọn người một mắt, ánh mắt tại lý mặt sầu trên thân dừng lại lâu hơn một chút nhi, lúc này mới lên tiếng nói, như thế nào, mang nhiều người như vậy tới, là dự định làm gì, ta cho ngươi biết, ta tả ra đồ vật, ngươi một phân một hào cũng đừng nghĩ động. Đại ca, ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn phân tả ra đồ vật. Tả thị mang theo tiếng khóc nức nở đạo, ngươi cũng biết ngươi không mặc mũi điểm A, ha ha, cho là leo lên cái kia đồ bỏ hầu da, liền có thể đến chỗ của ta diễu võ dương oai. Trong thô bỉ niên nhân cười lạnh nói, lớn mật. Triệu hổ hét lớn một tiếng, màu vàng nhạt dị chủng đấu khí trong nháy mắt từ trên người bạo phát đi ra, cả người bao phủ tại một mảnh kim quang bên trong, phản phất thiên thần hạ phàm, uy phong lẫm lẫm, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nông phụ cùng trung niên nhân sợ hết hồn, không tự chủ được hướng sau lưng thối lui, trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi đạo, đấu khí màu vàng kim nhạt, mặc dù trung niên nhân liền đấu giả đều không phải là, nhưng không trở ngại hắn nghe qua một chút truyền ngôn, giống như chỉ có đấu tông đấu khí, mới là màu vàng kim nhạt, nghĩ tới đây, hắn lập tức tim đập rộn lên, hai chân bắt đầu run rẩy. có ai không, có người muốn giết người diệt khẩu A, người tới đây mau. Nông phụ đột nhiên lớn tiếng hét trầm lên, thanh âm này phản phất trải qua đấu khí tăng thêm, toàn bộ thanh hà trấn người đều nghe được, người càng ngày càng nhiều vây quanh, đột nhiên, đám người tách ra, một lão giả mang theo mười mấy hộ vệ bộ dáng tráng háng đi đến, chuyện gì, ai dám tới ta thanh hà trấn nháo sự. Cái kia nông phụ phản phất nhìn thấy cứu tinh, lớn tiếng gào thét nói, đại cửu gia, nhanh cầm xuống tiện nhân này cùng nàng mang tới cẩu các nàng muốn giết người diệt khẩu. Là ngươi. Lão giả trông thấy tả thị, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, nhưng khi hắn trông thấy triệu hổ trên người đấu khí màu vàng kim nhạt phía sau, dưới chân một cái lão đảo, trực tiếp té ngã trên đất, thủ hạ bên người vội vàng đem hắn đỡ dậy, đấu tông, là đấu tông sao, tại sao có thể là đấu tông? Lão giả tim đập nhanh hơn, một mặt sợ hãi hướng triệu hổ nhìn lại, hơi có vẻ kính cẩn đạo, vị tiền bối này, không biết tới ta thanh hà trấn có chuyện gì triệu hổ khinh thường nhìn hắn một cái không có trả lời ninh kỳ cười cười đạo ngươi là nơi này tộc lão a lão giả gặp triệu hổ không nói lời nào trong lòng rất là bối rối vội vàng hướng ninh kỳ đạo chính là tiểu lão nhân ninh kỳ cười nói vậy là tốt rồi ta là ninh kỳ đồ long hậu đồ long hậu lão giả nghe vậy bị hù tại chỗ quỳ trên mặt đất phía sau hắn hộ vệ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng cũng coi như mặt của mọi người quỳ xuống cái gì tiểu Hoa nhi này là đồ long hậu, so với ta Trâu nhà nhi cũng lớn không được mấy tuổi a. À. Không phải nói đồ long hậu 7, 80 sao, không phải là lừa đảo a. À. Ta xem không giống như là lừa đảo. Đám người nghị luận ầm ĩ, cái kia nông phụ cùng trung niên nhân nghe thấy Ninh Kỳ tự giới thiệu, tâm lập tức lạnh thấu, làm sao có thể, tàn sát long hậu làm sao sẽ tới loại này thâm sơn cùng cốc, chẳng lẽ là vì tả thị, bọn hắn chột dạ liếc nhau một cái, Ninh Kỳ cười nói, lão nhân gia, xin đứng lên đến đây đi lão giả lúc này mới chậm rãi đứng dậy, có chút sợ đạo, không biết tàn sát long hậu tới đây có chuyện gì quan trọng. Ninh kỳ đạo, cũng không có chuyện gì, tả thị tại ta phủ thượng làm việc, muốn hồi hương nhìn một chút, trong lúc rảnh rỗi, chúng ta liền cùng một chỗ đến đây, chỉ bất quá, có người vừa thấy được chúng ta liền ác ngôn đối mặt, không biết là vì cái gì. Lão giả nghĩ đến trong trấn trong khoảng thời gian này có quan hệ với tả thị truyền ngôn, lại xem ninh kỳ sau lưng những cái kia xinh đẹp như hoa nữ tử, trong lòng lập tức biết lời đồn đại này chỉ sợ là giả tuổi trẻ như vậy tàn sát long hậu làm sao có thể vừa ý tả thị nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía tảng lời đồn đại này thủ phạm các ngươi thực sự là thật to gan dám đối với hầu gia vô lễ đại cửu gia chúng ta không biết hắn là hầu gia a trong thô bỉ niên nhân cùng cái kia nông phụ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất hầu gia người xem muốn làm sao trừng phạt bọn hắn lão giả lấy lòng nhìn về phía ninh kỳ các ngươi nói một chút vì sao muốn vỉ bán tả thị nàng tại nói thế nào cùng các ngươi cũng là người một nhà a à. ninh kỳ nhìn về phía hai người hai người sắc mặt rất là khó coi bờ môi động mấy lần lại nói không ra miệng ta xem đem bọn hắn chân đánh gãy liền sẽ nói triệu hổ lạnh trên một tiếng đạo không muốn không nên cắt đứt chân của chúng ta lời đồng đại này là kinh thành bên kia truyền tới việc không liên quan đến chúng ta hai người hoảng sợ đạo tả thị cái này nhà vốn là ngươi a à. ninh kỳ đạo Tả thị do dự một chút, khẽ gật đầu, hảo, các ngươi nhìn thấy, lập tức lan ra nơi đây, tả thị chính là ta tàn sát long hậu phủ người, chuyện của nàng chính là ta chuyện, về sau nếu lại để cho ta nghe được bất luận cái gì tin đồn, trực tiếp lấy tung tin đồn nhảm tội xử phạt. Ninh Kỳ lạnh lùng nói, sau đó hắn nhìn về phía đám kia thôn dân, ta nhưng có già 7-80 tuổi, các ngươi từng cái không rõ chân tướng liền bị người mê hoặc theo gió, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Các thôn dân chột dạ cúi đầu xuống đồng thời cũng ẩn ẩn minh bạch tả thị những cái kia tội danh chỉ sợ thật là có lẽ có tàn sát long hậu trẻ tuổi như vậy có triển vọng còn có nhiều như vậy thiên kiều bá mị nữ nhân ở bên cạnh như thế nào vừa ý quả phụ tả thị đại cửu gia tòa nhà này chúng ta cũng có phần không thể đuổi chúng ta đi a à. hai người nghe được ninh kỳ muốn bọn hắn xéo đi lập tức vẽ mặt đưa đám nhìn về phía lão giả hy vọng hắn có thể van ngài còn không ngậm miệng nhìn một chút các ngươi bộ đức hạnh này người tới bắt bọn hắn lại mang về tông miếu lão giả lập tức giận dữ, sau lưng thủ hạ lập tức như lan như hổ hướng hai người phóng đi, tại hai người la to dưới tình huống đem bọn hắn cục chắc mang đi, tả thị vốn là muốn cầu tình, lại bị tâm triệt kéo cánh tay một cái, tâm triệt lắc đầu, thấp giọng nói, dạng này người không đáng thông cảm, hôm nay ngươi nếu để cho bọn hắn cầu tình, ngày sau bọn hắn chắc chắn lấy oán trả ơn, đến lúc đó lấy thiếu gia tính tình, trực tiếp giết cũng có thể. Tả thị nghe xong, cầu tha thứ tâm tư trong nháy mắt phai nhạt, lão giả sau đó hướng ninh kỳ nịnh nọt nói, tàn sát long hậu nếu đã tới ta thanh hà trấn không ngại nhấm nháp một chút nơi này mỹ thực để cho tiểu lão nhân ta tận tận tình địa chủ hữu nghị cũng tốt lão nhân gia xin mời ninh kỳ cười gật gật đầu lão giả trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên sau đó tại hắn an bài xuống ninh kỳ bọn người ăn một bữa vô cùng hào hoa phong phú tiệc rạng sáng hôm sau ninh kỳ bọn người liền xuất phát rời đi thanh hà thôn hướng kinh thành phương hướng đi đến tả thị bởi vì chấm dứt một kiện tâm sự nụ cười trên mặt so lúc đến muốn thêm mấy phần trở lại hầu phủ ninh kỳ đầu tiên là đi phật đường một chuyến nhìn qua rỗng tuếch bàn thờ phật ninh kỳ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh vô địch hầu không nghĩ tới ngươi quả thật vô sĩ như vậy may mắn ninh kỳ đã sớm lưu lại điểm tâm đem thật sự cho cốt chung mang đi lưu lại một cái giả làm ninh kỳ đem cho cốt chung một lần nữa mang lên đi sau đó triệu hai bỏ chạy tới bẩm báo nói hầu gia vô địch hầu phủ đưa tới một phong thư chỉ rõ phải giao cho ngươi thư ninh kỳ tiếp nhận xé mở sau khi xem xong hắn liền cười lạnh một tiếng đi ra phía ngoài vô địch hầu phủ thà hồng thiên cùng nam cung ngọc nhi ngồi chung tại chủ vị nhị phu nhân liễu minh ngọc tam phu nhân chim đài hy văn cùng với con của các nàng bây giờ đều ở đây trong đại sảnh cái kia con hoang có thể hay không tới nam cung ngọc nhi cau mày nói thà hồng thiên mỉm cười yên tâm đi hắn sẽ đến hôm nay ta liền muốn giải quyết chuyện này hầu gia ta đi bên ngoài nhìn một chút Ninh Tổng quản ở một bên thấp giọng nói, ân. Khi hắn vừa đi ra đại sảnh, liền gặp được đâm đầu đi tới một thân ảnh, Ninh Tổng quản trong lòng cả kinh, nghĩ đến chính mình mang về món đồ kia phía sau, trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh, dễu cật đạo, tàn sát long hậu, ta còn đang nhớ ngươi lúc nào tới đây chứ. Nô tài, cút sang một bên. Ninh Kỳ lạnh lùng nhìn hắn một cái, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, hướng đại sảnh mà đi. Ninh Tổng quản trên mặt lộ ra một tia nổi giận, hận hận nhìn xem ninh kỳ bóng lưng ta nhìn ngươi chờ sau đó còn thế nào phách lối đứng lên đáng chết con hoang trước đây ta như thế nào không đem ngươi đánh chết để cho ngươi năm lần bảy lượt nhục nhã ta làm ninh kỳ tiến vào đại sảnh tất cả mọi người thần sắc cũng hơi biến đổi ninh kỳ con mắt đảo qua thà hồng thiên nam cung ngọc nhi liễu minh ngọc chim đài hy văn thà lửa cùng với danh nghĩa mình lên những cái này huynh đệ khóe miệng treo lên một tia cười tà ha ha nhiều người như vậy ở đây nên đón ta thật là làm bản hầu có chút thụ sủng nhược kinh lớn mật, nhìn thấy phụ thân còn không quỳ xuống. Thà Hồng Thiên Nhị Nhi tử thà khoảng không hướng Ninh Kỳ hét lớn, ngươi có tư cách gì theo ta nói chuyện? Ninh Kỳ dễu cật nhìn về phía hắn, ngươi. Thà khoảng không giận dữ, chẳng lẽ ngươi tưởng tượng thà lửa một dạng trở thành một phế vật sao, vậy ta có thể thành toàn ngươi, sau này ngươi ngàn vạn lần đừng bước ra vô địch hầu phủ nửa bước, ta xem tại lão thái gia mặt trên, sẽ không ở hầu phủ động tới ngươi, nhưng ngươi nếu là ra hầu phủ, bị người phế bỏ hai tay hai chân, thì trách không thể ta. Ninh Kỳ mỉm cười nói, tất cả mọi người nghĩ không ra hắn sẽ như vậy quan minh chính đại uy hiếp, sắc mặt lập tức cả kinh, đặc biệt là thà khoảng không, hắn nghe xong Ninh Kỳ câu nói này phía sau, lửa giận biến mất, ngược lại đổi chi chính là sợ hãi, lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp nữa, thà lửa xong quyền nắm chặt, sắc mặt chợt đỏ bừng, quán độc trừng Ninh Kỳ, trong khoảng thời gian này trở thành phế vật sau đó, hắn đã cảm nhận được đám người miệt thì ánh mắt, nếu không phải là Nam Cung Ngọc Nhi uy vọng còn tại, chỉ sợ hắn hạ tràng sẽ cùng ninh kỳ trước đây một dạng, bị người khi nhục, nghịch tử, ở chỗ này còn dám ngông cuồng như thế. Hà Hồng Thiên xanh mặt khiển trách quát mắng, ninh kỳ mỉm cười, nhìn thẳng Hà Hồng Thiên hai mắt, hôm nay ngươi gọi ta tới đây, có chuyện gì, có rắm mau thả, thân ta là tàn sát long hậu, có rất nhiều công vụ phải bận rộn, không rảnh ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái kia nông phụ cùng trung niên nhân nghe thấy ninh kỳ tự giới thiệu, tâm lập tức lạnh thấu, làm sao có thể tàn sát long hậu làm sao sẽ tới loại này thâm sơn cùng cốc chẳng lẽ là vì tả thị bọn hắn chột dạ liếc nhau một cái ninh kỳ cười nói lão nhân gia xin đứng lên đến đây đi lão giả lúc này mới chậm rãi đứng dậy có chút sợ đạo không biết tàn sát long hậu tới đây có chuyện gì quan trọng ninh kỳ đạo cũng không có chuyện gì tả thị tại ta phủ thượng làm việc muốn hồi hương nhìn một chút trong lúc rảnh rỗi chúng ta liền cùng một chỗ đến đây chỉ bất quá có người vừa thấy được chúng ta liền ác ngôn đối mặt không biết là vì cái gì lão giả nghĩ đến trong trấn trong khoảng thời gian này có quan hệ với tả thị truyền ngôn lại xem ninh kỳ sau lưng những cái kia xinh đẹp như hoa nữ tử trong lòng lập tức biết lời đồn đại này chỉ sợ là giả tuổi trẻ như vậy tàn sát long hậu làm sao có thể vừa ý tả thị nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía tảng lời đồn đại này thủ phạm các ngươi thực sự là thật to gan dám đối với hầu gia vô lễ đại cửu gia chúng ta không biết hắn là hầu gia a trong thô bỉ niên nhân cùng cái kia nông phụ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất hầu gia người xem muốn làm sao trừng phạt bọn hắn lão giả lấy lòng nhìn về phía ninh kỳ các ngươi nói một chút vì sao muốn vỉ bán tả thị nàng tại nói thế nào cùng các ngươi cũng là người một nhà a à. ninh kỳ nhìn về phía hai người hai người sắc mặt rất là khó coi bờ môi động mấy lần lại nói không ra miệng ta xem đem bọn hắn chân đánh gãy liền sẽ nói triệu hổ lạnh trên một tiếng đạo không muốn không nên cắt đứt chân của chúng ta, lời đồng đại này là kinh thành bên kia truyền tới, việc không liên quan đến chúng ta. Hai người hoảng sợ đạo, Tả thị, cái này nhà vốn là ngươi a. Ninh Kỳ đạo, Tả thị do dự một chút, khẽ gật đầu, hảo, các ngươi nhìn thấy, lập tức lan ra nơi đây, Tả thị chính là ta tàn sát long hậu phủ người, chuyện của nàng chính là ta chuyện, về sau nếu lại để cho ta nghe được bất luận cái gì tin đồn, trực tiếp lấy tung tin đồn nhảm tội xử phạt. Ninh Kỳ lạnh lùng nói. Sau đó hắn nhìn về phía đám kia thôn dân, ta nhưng có già 7, 80 tuổi, các ngươi từng cái không rõ chân tướng liền bị người mê hoặc theo gió, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Các thôn dân chột dạ cúi đầu xuống, đồng thời cũng ẩn ẩn minh bạch, tả thị những cái kia tội danh, chỉ sợ thật là có lẽ có, tàn sát long hậu trẻ tuổi như vậy có triển vọng, còn có nhiều như vậy thiên kiều bá mị nữ nhân ở bên cạnh, như thế nào vừa ý quả phụ tả thị, đại cửu gia, tòa nhà này chúng ta cũng có phần, không thể đuổi chúng ta đi a. À. Hai người nghe được Ninh Kỳ muốn bọn hắn xéo đi, lập tức vẻ mặt đưa đám nhìn về phía lão giả, hy vọng hắn có thể vang này, còn không ngậm miệng, nhìn một chút các ngươi bộ đức hạnh này, người tới, bắt bọn hắn lại mang về tông miếu. Lão giả lập tức giận dữ, sau lưng thủ hạ lập tức như lan như hổ hướng hai người phóng đi, tại hai người la to dưới tình huống đem bọn hắn cục chắc mang đi, tả thị vốn là muốn cầu tình, lại bị tâm triệt kéo cánh tay một cái, tâm triệt lắc đầu, thấp giọng nói, dạng này người không đáng thông cảm, hôm nay ngươi nếu để cho bọn hắn cầu tình, ngày sau bọn hắn chắc chắn lấy oán trả ơn, đến lúc đó lấy thiếu gia tính tình, trực tiếp giết cũng có thể. Tả thị nghe xong, cầu tha thứ tâm tư trong nháy mắt phai nhạt, lão giả sau đó hướng ninh kỳ nịnh nọt nói, tàn sát long hậu nếu đã tới ta thanh hà trấn, không ngại nhấm nháp một chút nơi này mỹ thực, để cho tiểu lão nhân ta tận tận tình địa chủ hữu nghị. Cũng tốt, lão nhân gia, xin mời. Ninh kỳ cười gật gật đầu, lão giả trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên sau đó tại hắn an bài xuống, Ninh Kỳ bọn người ăn một bữa vô cùng hào hoa phong phú tiệc, trạng sáng hôm sau, Ninh Kỳ bọn người liền xuất phát rời đi Thanh Hà Thôn, hướng Kinh Thành Phương hướng đi đến, tả thị bởi vì chấm dứt một kiện tâm sự, nụ cười trên mặt so lúc đến muốn thêm mấy phần, trở lại hầu phủ, Ninh Kỳ đầu tiên là đi Phật đường một chuyến, nhìn qua rỗng tuyết bàn thờ Phật, Ninh Kỳ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, vô địch hầu, không nghĩ tới ngươi quả thật vô sĩ như vậy. May mắn Ninh Kỳ đã sớm lưu lại điểm tâm, đem thật sự cho cốt chung mang đi, lưu lại một cái giả, làm Ninh Kỳ đem cho cốt chung một lần nữa mang lên đi sau đó, triệu hai bỏ chạy tới bẩm báo nói, hầu gia, vô địch hầu phủ đưa tới một phong thư, chỉ rõ phải giao cho ngươi. Thư Ninh Kỳ tiếp nhận xé mở, sau khi xem xong, hắn liền cười lạnh một tiếng, đi ra phía ngoài, vô địch hầu phủ, hà hồng thiên cùng nam cung ngọc nhi ngồi chung tại chủ vị, nhị phu nhân liễu minh ngọc, tam phu nhân chim đài hy văn, cùng với con của các nàng, bây giờ đều ở đây trong đại sảnh, cái kia con hoang có thể hay không tới. Nam Cung Ngọc Nhi cao mày nói, Thà Hồng Thiên mỉm cười, yên tâm đi, hắn sẽ đến, hôm nay ta liền muốn giải quyết chuyện này. Hầu gia, ta đi bên ngoài nhìn một chút. Ninh Tổng quản ở một bên thấp giọng nói, ân. Khi hắn vừa đi ra đại sảnh, liền gặp được đâm đầu đi tới một thân ảnh, Ninh Tổng quản trong lòng cả kinh, nghĩ đến chính mình mang về món đồ kia phía sau, trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh, dễu cực đạo, tàn sát long hậu ta còn đang nhớ ngươi lúc nào tới đây chứ nô tài cút sang một bên ninh kỳ lạnh lùng nhìn hắn một cái trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua hướng đại sảnh mà đi ninh tổng quản trên mặt lộ ra một tia nổi giận hận hận nhìn xem ninh kỳ bóng lưng ta nhìn ngươi chờ sau đó còn thế nào phách lối đứng lên đáng chết con hoang trước đây ta như thế nào không đem ngươi đánh chết để cho ngươi năm lần bảy lượt nhục nhã ta làm ninh kỳ tiến vào đại sảnh tất cả mọi người thần sắc cũng hơi biến đổi Ninh Kỳ con mắt đảo qua Thà Hồng Thiên, Nam Cung Ngọc Nhi, Liễu Minh Ngọc, Chim Đài Hy Văn, Thà Lửa, cùng với danh nghĩa mình lên những cái này huynh đệ, khóe miệng treo lên một tia cười tà, ha ha, nhiều người như vậy ở đây nên đón ta, thật là làm bản hầu có chút thụ sủng nhược kinh. Lớn mật, nhìn thấy phụ thân còn không quỳ xuống. Thà Hồng Thiên nhị nhi tử thà khoảng không hướng Ninh Kỳ hét lớn, ngươi có tư cách gì theo ta nói chuyện. Ninh Kỳ dẻo cật nhìn về phía hắn, ngươi. Thà khoảng không giận dữ, chẳng lẽ ngươi tưởng tượng thà lửa một dạng trở thành một phế vật sao vậy ta có thể thành toàn ngươi sau này ngươi ngàn vạn lần đừng bước ra vô địch hầu phủ nửa bước ta xem tại lão thái gia mặt trên sẽ không ở hầu phủ động tới ngươi nhưng ngươi nếu là ra hầu phủ bị người phế bỏ hai tay hai chân thì trách không thể ta ninh kỳ miễn cười nói Tất cả mọi người nghĩ không ra hắn sẽ như vậy quan minh chính đại uy hiếp, sắc mặt lập tức cả kinh, đặc biệt là thà khoảng không, hắn nghe xong ninh kỳ câu nói này phía sau, lửa giận biến mất, ngược lại đổi chi chính là sợ hãi, lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp nữa, thà lửa song quyền nắm chặt, sắc mặt chợt đỏ bừng, quán độc trừng ninh kỳ. Trong khoảng thời gian này trở thành phế vật sau đó, hắn đã cảm nhận được đám người miệt thị ánh mắt, nếu không phải là nam cung ngọc nhi uy vọng còn tại, chỉ sợ hắn hạ tràng sẽ cùng ninh kỳ trước đây một dạng, bị người khi nhục, nghịch tử, ở chỗ này còn dám ngông cuồng như thế. Hà Hồng Thiên xanh mặt khiển trách quát mắng, Ninh Kỳ mỉm cười, nhìn thẳng Thà Hồng Thiên hai mắt, hôm nay ngươi gọi ta tới đây, có chuyện gì, có rắm mau thả, thân ta là tàn sát long hậu, có rất nhiều công vụ phải bận rộn, không rảnh ở chỗ này lãng phí thời gian. Ninh Hồng Thiên giận quá thành cười, ha ha ha. Sau khi cười xong, hắn lấy ra một cái tro cốt chung, nghịch tử, ngươi có thể nhận ra vật này. Ninh Kỳ biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Lão gia ý tứ rất đơn giản, con hoang, đây là mẹ ngươi tro cốt chung, bên trong là mẹ ngươi trên đời này còn để lại duy nhất chi vật, nếu là ngươi hôm nay ngoan ngoãn mà nghe lời, có thể cái này cho cốt chung chúng ta sẽ trả cho ngươi, không phải vậy, ngươi liền sẽ đừng nghĩ nhìn thấy nó. Nam Cung Ngọc Nhi lạnh lùng nói, ngươi không phải rất hiếu thuận sao, muốn ta ở nơi này tiện nhân trước mặt quỳ xuống đất nhận sai, ta hôm nay cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ tự phế tu vi, ta liền đem nó trả lại cho ngươi, không phải vậy. Ninh Hồng Thiên khóe miệng câu khởi nhất ti nụ cười dễu cực, trên bàn tay đấu khí màu tím trong nháy mắt bụi tóc, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vỗ, cho cốt chung liền sẽ biến thành cho tàn. Ninh Hồng Thiên, ngươi làm người có thể nào vô sĩ đến nước này ninh kỳ câu mày nói tại mọi người xem ra ninh kỳ đây hoàn toàn là yếu thế biểu hiện liễu minh ngọc chim đài hy văn đám người trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười nhìn có chút hả hê nhìn xem ninh kỳ đối phó ngươi dạng này nghịch tử thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng có vô sĩ hay không ngươi nói không tính ta cho ngươi mười hơi thời gian chính ngươi quyết định đi ninh hồng thiên cười lạnh nói thời gian một giây vài giây trước tất cả mọi người mong đợi nhìn xem ninh kỳ trong cậy vào hắn tự phế tu vi nhưng mà rất nhanh mười hơi đi qua ninh kỳ lại không có bất kỳ động tác gì ngược lại trên mặt lộ ra vẻ trào phúng nhìn qua ninh hồng thiên ninh kỳ ngươi ngày bình thường biểu hiện như vậy hiếu thuận bây giờ để cho ngươi tại tu vi và mẹ ngươi cho cốt chung hai người ở giữa chọn một ngươi cũng không động hợp tác cũng bất quá là một cái cướp gà trộn chó hạng người thà lửa lạnh lùng cười nói nghịch tử đã ngươi không muốn nó ta liền thay ngươi hủy nó ninh hồng thiên nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn một chưởng vỗ xuống, chậm đã, Ninh Kỳ một tiếng quát lớn, Ninh Hồng Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn thật sự có chút sợ Ninh Kỳ không quan tâm, vậy hắn hôm nay trạng thái như vậy, liền hoàn toàn không có hiệu quả, bất quá bây giờ xem ra, Ninh Kỳ vẫn là sợ, Ninh Hồng Thiên miễn cười, như thế nào, không muốn, ngươi lập tức tự phế tu vi, ta lập tức đem nó trả lại cho ngươi. Nam Cung Ngọc Nhi tâm tình vô cùng vui vẻ, xem ra lập tức liền có thế trừ bỏ ninh kỳ căn này cái đinh trong mắt, chỉ cần hắn tu vi một phế, ta liền lên đi đem hắn đánh cái gần chết, có hầu gia bảo đảm lấy, nhiều nhất bị chút trừng phạt. Ninh tổng quản chăm chú nhìn ninh kỳ bóng lưng, khóe miệng treo khởi nhất ti nụ cười tàn khốc, ninh kỳ trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạng, đạo, ta thật sự nghĩ không ra, đường đường vô địch hầu, vậy mà cầm một bình bột mì tới uy hiếp ta. Bột mì, ninh kỳ điên rồi sao, hắn đang nói cái gì? Trên mặt mọi người thăng khởi nhất ti nghi hoặc chỉ có Ninh Hồng Thiên, Nam Cung Ngọc Nhi mấy người tự hồ trong nháy mắt minh bạch Ninh Kỳ hàm nghĩa trong lời nói. Ninh Hồng Thiên xanh mặt, đem bình mở ra, dùng ngón tay xính chút bột phấn phóng tới chóp mũi vừa nghe, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ nổi giận. Lão gia, cái này con hoang là gạt người chớ, hắn muốn kéo dài thời gian, ngươi nhanh nói cho hắn biết, nhưng hắn tự phế tu vi. Nam Cung Ngọc Nhi mong đợi nhìn xem Ninh Hồng Thiên, Ninh Tổng quản tâm trong nháy mắt nắm chặt, cái này cho cốt chung là hắn tự tay từ bàn thờ Phật bên trong cầm về, không có lý do là bột mì a à. Ninh Kỳ cười nói, tại sao không nói chuyện, tiếp tục uy hiếp ta, nhìn ta một chút có thể hay không vì một bình bột mì tự phế tu vi. Ninh Hồng Thiên lạnh trên một tiếng, ngươi đi đi. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời biết, cái kia tro cốt chung bên trong đồ vật, đích đích xác xác là Ninh Kỳ nói tới bột mì, bằng không Ninh Hồng Thiên là tuyệt sẽ không nhường Ninh Kỳ như vậy rời đi nơi này. Ninh Tổng quản sắc mặt soạt một cái biến trắng bệch, Nam Cung Ngọc Nhi ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Ninh Kỳ cười nói, Ninh Hồng Thiên vừa mới còn tại uy hiếp ta, bây giờ lại muốn để ta đi, có hay không chuyện tốt như vậy? Hôm nay không cho ta một cái công đạo, ta sẽ không đi. Giao phó, ngươi muốn cái gì giao phó? Cút nhanh lên a, à, ta không muốn gặp đến ngươi. Ninh Hồng Thiên cười lạnh một tiếng, khoát khoát tay, ở đây rất náo nhiệt a. À. Trữ Lão Thái gia thanh âm từ bên ngoài truyền đến, sau đó hắn liền mang theo mấy tên thủ hạ cùng đi tiến đại sảnh, ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhìn qua đám người, Lão Thái gia tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ ninh kỳ mỉm cười nói lão thái gia ngươi tới cũng quá trễ vừa vặn hí kịch không nhìn thấy trữ lão thái gia cười lạnh một tiếng ta đã sớm ở bên ngoài nghe xong rất lâu nên biết ta cũng đã đã biết yên tâm đi hôm nay chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo cha ninh hồng thiên nghe vậy có chút chột dạ trữ lão thái gia nhìn hắn một cái thở dài hồng thiên ngươi làm ta quá là thất vọng cha sự tình không phải như thế ngươi đừng nghe nghịch tử này khích bác ly gián. Ninh Hồng Thiên liền vội vàng giải thích, đúng a, à, lão thái gia, ngài đừng hiểu lầm lão gia. Nam Cung Ngọc Nhi phụ họa nói, các ngươi coi ta là đồ đần sao, kẻ điếc sao. Trữ lão thái gia đột nhiên hét lớn một tiếng, nhất tinh đấu hoàng uy thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, khí tức đáng sợ hướng đám người bao phủ mà đi, đứng mũi chịu sào chính là Ninh Hồng Thiên, hắn bị của lực lượng này bức lui ước chừng ba, bốn bước. Ninh Hồng Thiên kinh hải muốn chết nhìn về phía trữ lão Thái Gia, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, bắt người ta mẹ cho cốt tới bi hiếp hắn, còn nhường hắn tự phế tu vi, ha ha ha, tốt, đây chính là ta dạy dỗ hảo nhi tử. Trữ lão thái gia cười lớn một tiếng, chỉ là tiếng cười có chút thê lương, có chút tự trách, tùy theo lời nói xoay chuyển, người quán quân này hầu, ngươi cũng không cần lại làm đi xuống. Lời này vừa nói ra, liền ninh kỳ đều có chút chấn kinh, nam cung ngọc nhi phản phất bị đạp cái đuôi mèo hoang, trong nháy mắt hét trầm lên, lão thái gia, ngài không thể dạng này cha, ngươi vì nghịch tử này, rút lui ta tước vị. Ninh Hồng Thiên thần sắc âm trầm xuống, trong mắt có một tí không dám tin, ta không có thể, chê cười, Nam Cung Ngọc Nhi, nếu không phải lòng ngươi ngực nhỏ hẹp, chuyện này sẽ nháo đến hôm nay loại tình trạng này, ta thật hối hận cho Ninh Hồng Thiên tuyển ngươi, nếu là lại cho ta một lựa chọn, ta liền là tiền thối lại heo gã cho hắn, cũng so tìm ngươi hảo. Trữ lão Thái Gia cả giận nói, Liễu Minh Ngọc cùng chim đài hy văn nghe vậy, cứ việc lúc này Ninh Hồng Thiên tình thế có chút không ổn, trong mắt hay không có thế ức chế toát ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Nam Cung Ngọc Nhi trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, nhìn xem sắc mặt có chút giữ tận trữ lão thái gia, trong nội tâm nàng đột nhiên thăng khởi nhất tia sợ hãi, chuyện này cứ như vậy xác định, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng a, à, ta sẽ từ huynh để ngươi trong mấy người lại chọn lựa một vị kế thừa tước vị. Trữ lão thái gia nói xong, nhìn Ninh Kỳ một mắt, quay người rời đi, Ninh Kỳ vội vàng đi theo, Ninh Hồng thi ngơ ngác đứng tại chỗ, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, hoàng thượng sẽ không đáp ứng ta ninh hồng thiên đã làm nhiều năm như vậy vô địch hầu không có công lao cũng có khổ lao hoàng thượng tuyệt sẽ không một lời không hợp liền rút lui ta nghe sau lưng ninh hồng thiên cái kia có chút tuyệt vọng gầm thét ninh kỳ khóe miệng câu khởi nhất ti vui sướng ý cười trữ lão thái gia mỉm cười nói bây giờ ngươi có thế thư thái một chút mặc dù còn chưa đủ hả giận nhưng là miễn cưỡng có thế đón nhận hà kỳ gật gật đầu nếu không thì ta nhường hoàng thượng đem quan quân hầu truyền cho ngươi trữ lão thái gia thử dò xét nói quên đi thôi ta đã là tàn sát long hậu cái danh xưng này cũng không tệ lắm quan quân hầu mà nói vẫn là để thất thúc ninh hồng đều tới làm a à. hà kỳ cười nói lão thất vì cái gì trữ lão thái gia trong mắt lóe lên vẻ nghi hoạch bởi vì này sao nhiều người bên trong ta cũng liền nhìn thất thúc thuận mắt một chút kể từ ta đem cái kia hai cái gian phu dâm phụ cầm ra đến từ phía sau thất thúc thái độ đối với ta cũng có chỗ cải thiện để hắn làm quan quân hầu về sau hai nhà chúng ta còn có thể có chỗ liên hệ. Hà Kỳ rất thẳng thắn đạo, trữ lão thái gia nhíu mày trầm tư một phen, gật gật đầu, hảo, liền để lão thất đảm nhiệm A. Ngày thứ hai, trữ lão thái gia liền tiến vào hoàng cung gặp mặt tầng chính, khi hắn nhìn thấy tầng chính thời điểm, Ninh Hồng Trời đã ở chỗ này, lão hầu gia, ta nghe quan quân hầu nói ngươi muốn rút lui hắn, có thể hay không báo cho ta biết nguyên nhân gì, ngươi phải biết một cái tước vị không phải nói rút lui liền rút lui, huống chi còn là hầu tước tần chính mặt mỉm cười đạo ninh hồng thiên không dám nhìn trữ lão thái gia ánh mắt có chút trốn tránh lúc này hắn tâm cũng nhấc lên cúi đầu nhìn mũi chân của mình trữ lão thiên gia lạnh trên một tiếng hoàng thượng nghịch tử này là một kiện làm trò cười cho thiên hạ chuyện lão phu cũng không muốn nhiều lời miễn cho quan quân hầu phủ biến thành trăm năm trò cười hôm nay lão phu này tới chính là nghĩ khẩn cầu hoàng thượng hạ một đạo ý chỉ miễn đi hắn quan quân hầu chi vị đem vị trí truyền cho lão thất ninh hồng đều tần chính nghe xong có chút hơi khó lắc đầu, nếu là không có lý do, bản hoàng không cách nào làm như vậy. Ninh Hồng Thiên Nhãn bên trong dân lên một tia hy vọng, ai ngờ đến trữ lão Thái Gia ngay sau đó nói, nếu là không như thế, chỉ sợ tàn sát Long Hậu trong lòng không phục, hoàng thượng, tàn sát Long Hậu bây giờ đã không phải trước kia ai cũng có thể lấn nhục tiểu nhi, hắn không chỉ có là luyện đan đại tông sư, còn cùng bạch hổ đế quốc cửu công chúa quan hệ chặt chẽ, nếu là hắn nổi giận đứng lên, làm ra một chút chuyện khó coi, liền xem như ta, cũng không cách nào ngăn cản. Cái gì, chuyện này cùng tàn sát Long Hậu có liên quan? Tần chính chân mày cau lại, quét ninh hồng thiên một mắt, trước ngươi vì cái gì không nói. Hoàng thượng, cái kia nghịch tử nói hô nói vượng, lão thái gia là bị hắn che đậy. Ninh hồng thiên ngụy biện nói, ngươi mới là nghịch tử, cầm nhân gia mẹ cho cốt người uy hiếp nhà, muốn hắn tự phế tu vi, ngươi nói một chút, ngươi loại này cách làm, cùng chở búa lên những tên lưu manh kia có cái gì khác nhau nhất định phải ta nói ra mất mặt xấu hổ sao trữ lão thái gia cuồng nộ không thôi nếu không phải là tại hoàng cung hắn đã sớm một chưởng vỗ tới muốn tàn sát long hậu tự phế tu vi tầng chính sắc mặt âm trầm xuống thà kỳ đối với tầng đường đế nước tác dụng cùng cống hiến người sáng suốt đều nhìn gặp Ninh hồng thiên cũng dám xuống tay với hắn đây cũng không phải là thà kỳ chuyện của một cá nhân cái này liên quan đến giang sơn xã tắc lão hầu gia bản hoàng đã có chỗ quyết đoán cứ dựa theo ngươi nói làm a à, đến nỗi hắn nhìn về phía ninh hồng thiên ánh mắt trở nên lạnh đến nỗi ngươi ta xem tại ngươi trước kia công lao phân thượng sẽ không làm nhiều tuyên dương chính mình trở về bế môn hối lỗi nói xong hắn hướng bên cạnh một mực không lưng đứng lâm thiên lâm công công đạo chuyện này điệu thấp xử lý ngươi cùng lão hầu gia cùng một chỗ đốc thúc chuyện này là hoàng thượng lâm thiên gật gật đầu ánh mắt đảo qua ninh hồng ngày thời điểm lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác ninh hồng thiên thất hồn lạc phách đứng tại chỗ sự tình đến trình độ này, đã không cách nào vãn hồi, nghịch tử, cũng là cái kia nghịch tử làm hại, nếu để cho ta tìm được cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi, đem cùng ngươi có liên quan hệ người toàn bộ giết chết, đáng chết con hoang. Lâm Thiên động tác rất nhanh, không tới một ngày, liền đem Ninh Hồng Thiên tất cả đảm nhiệm chức vụ đều cho dọn dẹp, quan phục đoạt lại, quan ấn đoạt lại, đồng thời Nam Cung Ngọc Nhi mấy người cũng bị đuổi ra khỏi hầu gia chuyên trúc viện tử. Đem đến cách đó không xa một tòa kích thước nhỏ gấp 3-4 lần tiểu viện thà lửa bọn người sách theo bao lớn bao nhỏ, trong lòng vô cùng khuất nhục, phản phất cảm thấy mỗi một cái nhìn thấy bọn họ hạ nhân, đều ở đây vụng trộn chế dễ bọn hắn, vô cớ đánh mấy cái hạ nhân một trận, nhưng trong hầu phủ hạ nhân thần hồn nát thần tính, mãi cho đến lúc này, tin tức mới dần dần truyền ra, đại ca bị rút lui. Ninh Hồng chấn động dưới biển kinh hải nhìn mình mấy cái khắc huynh đệ, đúng vậy a à, vừa mới lâm công công dẫn người tới chúng ta phủ thượng cầm đi rất nhiều thứ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nghe nói cùng thà kỳ tiểu tử kia có liên quan, cụ thể gì tình huống, ngươi có lẽ có thể đi tìm ninh tổng quản hỏi một chút, hắn nhất định tin tường. Các ngươi nhưng có nghe nói, tiếp theo nhâm quan quân hầu sẽ là ai, lão thái gia cũng không thể cách đời truyền vị cho thà kỳ tên kia a, lại nói hắn đã là tàn sát long hậu, làm sao có thể thân kim hai cái tước vị. Có thể ta có thể tranh một chuyến. Ninh Hồng Hải đột nhiên cảm thấy chuyện này chưa hẳn đối với mình có hại, ngược lại có lợi, nếu như có thể nhận được tước vị này, sau này mình tài nguyên tu luyện cũng không cần buồn con của mình cũng có thể được cao thâm nhất công pháp nhận được càng nhiều đan dược quan quân hầu phủ tông đường trữ lão thái gia cùng lâm thiên cũng xếp hàng ngồi ở phía dưới đứng quan quân hầu phủ tất cả nhị đại tử đệ cùng đệ tử đời thứ ba khoảng chừng hơn trăm người đây đều là quan quân hầu phủ hạch tâm đương nhiên trong đó không có ninh hồng thiên nhất mạch cái bóng hôm nay gọi các ngươi tới là có một sự kiện tuyên bố trữ lão thái gia chậm rãi mở miệng nói bởi vì một ít chuyện ninh hồng thiên không còn gánh nhâm quan quân hầu hắn tước vị cũng bị hoàng thượng hạ chỉ ý bãi nhiệm cho nên hôm nay muốn một lần nữa tuyển một vị công nội đường an tỉnh dị thường ánh mắt mọi người đều hội tụ tại trữ lão thái gia trên thân tâm tình có chút khẩn trương nhân tuyển ta đã quyết định lão thất ngươi đứng ra trữ lão thái gia tiếp tục nói đám người trong nháy mắt sững sờ lão thất ninh hồng đều chẳng lẽ tiếp theo nhâm quan quân hầu từ hắn đảm nhiệm ninh hồng hải sắc mặt soạt một cái biến rất là xanh xám Ninh Hồng đều chính mình cũng có chút không hiểu thấu, đang lúc mọi người ngưng thị phía dưới, đi ra, lâm thiên chậm rãi đứng lên, bày ra trong tay thánh chỉ, đạo, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, hiện phong Ninh Hồng đều là quan quân hầu, chấp trưởng cửu long vệ, vì ta tần đường đế quốc mở mang bờ cõi, thủ hộ biên cương. Cái gì? Thật là Ninh Hồng đều, không phải nói trưởng ấu có thứ tự sao, lão thái gia vì cái gì không truyền ngôi cho nhị lão gia tam lão gia, mà là truyền cho thất gia. Xuyệt! chuyện của cấp trên chúng ta cũng không cần dễ dàng thảo luận thì tốt hơn, lão thái gia tự có hắn lý do. Thất đệ, ngươi thực sự là tốt, Ninh Hồng Hải lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ninh Hồng đều bóng lưng, trong lòng cắn răng nghiến lợi đạo, lão thái gia, ta làm quan quân hầu. Ninh Hồng đều một mặt không dám tin, có chút mê mang, hắn cái này một, hai năm tới, tu vi có một chút tiến bộ, đặc biệt là tại thà kỳ bắt được cái kia hai cái cậu nam nữ sau đó, hắn liền toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện ở trong, từ nhất tinh đại đấu sư, tấn thăng đến tứ tinh đại đấu sư, có hy vọng trở thành đấu linh, nhưng hắn tư chất, cũng giới hạn nơi này, coi như thành đấu vương đều cực kỳ khó khăn, lão thái gia làm sao sẽ để cho hắn gánh nhâm quan quân hầu, khó khăn nhất tin là, hoàng thượng còn hạ chỉ ý, còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Trữ lão thái gia mỉm cười nói, là, thần lĩnh chỉ. Ninh Hồng đều vội vàng quỳ xuống, Lâm Thiên cười hiếp mắt đem thánh chỉ đưa cho hắn, sau đó nói, chúc mừng thà hầu gia, chúc mừng thà hầu gia, về sau các ngươi vô địch hầu phủ cùng đồ long hậu phủ một mạch đồng khí, là ta tần đường đế nước phúc lợi. Đồ long hậu, chẳng lẽ là... Ninh Hồng đều đã nghĩ đến một cái khả năng, đã biết sao không hiểu thấu trở thành vô địch hầu, chỉ sợ cùng Ninh Kỳ có liên quan, hắn sẽ giúp ta, hắn chẳng lẽ không hận ta sao? Nguyên lai là Ninh Kỳ, tiểu tử này cũng dám nhúng tay đại sự như thế, quả thực là đại nghịch bất đạo. Ninh Hồng Hải phản ứng cực nhanh, từ Lâm Thiên trong lời nói nghĩ tới chỗ mấu chốt, không khỏi kèm thêm ninh kỳ cùng một chỗ hận hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn hắn vốn cho là mình ít nhất có năm thành cơ hội trở thành vô địch hầu lại bị lão thất cho cướp đồ thực sự đáng hận lão hầu gia ta còn có việc đi trước một bước lâm thiên nói cáo từ ta đưa tiễn ngươi trữ lão thái gia đứng dậy cười nói một mực đưa tiễn đến rồi cửa ra vào lâm thiên mới thấp giọng nói lão hầu gia nếu là có cơ hội vô địch hầu vị trí này vẫn là giao cho đồ long hậu thì tốt hơn ta cảm đảm bảo đảm, nếu để cho hắn, ít nhất trong vòng trăm năm, sẽ không suy yếu, người tiên thăng sau đó, vô địch hầu phủ cũng có một người lãnh đạo. Hắn cùng trữ lão thái gia vốn là có quan hệ cá nhân, cho nên mới sẽ nói ra như vậy xuất phát từ tâm can mà nói tới, ta tự nhiên sẽ hiểu, đáng tiếc ninh kỳ đứa nhỏ này, đối với hầu phủ thành kiến quá sâu, không có việc gì, ta ít nhất còn có một chừng trăm năm việc làm tốt, qua mấy mười năm xem có thể hay không tiêu trừ hắn đối với hầu phủ oán hận lại để cho hắn nhận tổ quy tông A. Trữ lão thái gia thở dài nói, cũng chỉ đành như thế, cáo từ. Lâm Thiên gật gật đầu, chắp tay nói, đại khái qua một hai ngày, trên cơ bản trong kinh thành nhị lưu trở lên huân quý, đều chiếm được Ninh Hồng Thiên bị bãi miễn tước vị tin tức, chấn kinh sau khi, nhao nhao bắt đầu nghe ngóng nguyên do sự tình, lão gia, tuyệt không thể dạng này buông tha giả chủng đó, bây giờ ngươi không còn tước vị tại người, chỉ sợ hắn sẽ càng thêm tệ hại hơn khi dễ chúng ta mẫu tử. Nam Cung Ngọc Nhi con mắt đỏ bừng đạo, Ninh Hồng Thiên mặt âm trầm, đứng tại bên người nàng, hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, nghịch tử này thân phận bây giờ không tầm thường, muốn động hắn, nhất định phải chọn tốt thời cơ, trước ngươi cùng Nam Cung Khải tinh thương lượng sự tình, còn không có động tĩnh sao? Cái gì, lão gia ngươi biết? Nam Cung Ngọc Nhi sợ hết hồn, ngươi ở đây dưới mí mắt ta lấy đi nhiều như vậy tài vật, thật coi mắt của ta mù sao, khuyết sát tông bên kia vẫn là không có tin tức. Ninh Hồng Thiên trầm giọng nói. Đúng vậy, vẫn không có tin tức truyền đến, gần nhất liền nơi này ám đường người đều đi hết sạch, không biết huyết sát tông chuyện gì xảy ra. Nam Cung Ngọc Nhi thấp giọng nói, đi, ta mấy năm nay cất ước chừng 100 vạn lượng hoàng kim, toàn bộ lấy đi, đầy đủ mời một đấu hoàng ra tay rồi, đem ninh kỳ bức họa đưa cho bọn hắn. Chuyện này từ Nam Cung Khải Tinh đi làm, nơi đây ám đường tìm không thấy người, liền đi địa phương khác, ta cũng không tin huyết sát tông nhiều như vậy ám đường, chúng ta còn liên lạc không được. Ninh Hồng Thiên âm ngoan đạo, Nam cung Ngọc Nhi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, 100 vạn lượng hoàng kim, không nghĩ tới ninh hồng thiên cam lòng như vậy, chỉ cần mời đến đấu hoàng ra tay, ninh kỳ giả chủng đó nhất định sống không được, không bao lâu, nàng liền tất hơn trăm vạn hai kim phiếu đi tới Nam cung gia, tìm được Nam cung thải tinh, đem sự tình nói một lần, cuối cùng Nam cung thải tinh một người một ngựa nhanh chóng rời đi kinh thành, chiếc châu phủ, huyết sát tông ám đường, Nam cung thải tinh lúc đến nơi này, đã tìm ba bốn ám đường, đều không tìm được huyết sát tông người, lần này hắn cũng chỉ muốn thử thử vận khí, kết quả vừa mới đi vào, thì có một đạo sát cơ phong tỏa lại hắn, Nam Cung Khải Tinh lập tức nói, ta muốn giết một người. Ai? Bức họa ở đây, muốn đấu hoàng ra tay, đây là tiền đặt cọc 50 vạn lượng hoàng kim. Muốn đấu hoàng ra tay. Một người trung niên không biết lúc nào xuất hiện ở Nam Cung Khải Tinh trước mặt, người này xem xét chính là đấu vương cấp tồn tại, Nam Cung Khải Tinh trong lòng âm thầm chấn kinh, không nghĩ tới chiếc châu phủ ám đường lại có như thế cao thủ đồng thời đối với huyết sát tông thì càng thêm có lòng tin. Hắn đánh giá Nam Cung Khải Tinh một mắt phía sau, khóe miệng lộ ra một nụ cười, miên lai là Nam Cung gia đại thiếu gia, kính đã lâu kính đã lâu. Ha ha, huyết sát tông tin tức quả nhiên linh thông. Nam Cung Khải Tinh cười khang một tiếng, sau đó đem ninh kỳ bức họa đưa cho đối phương, đối phương tùy ý đảo qua, đột nhiên, biểu lộ ngưng trệ, sau đó thận trọng lên, móc ra mặt khác một bản vẽ giống so sánh, phía trên theo thứ tự là cùng là một người, người này là ai? hắn lạnh lùng nói, trong mắt lại có khó mà áp chế vui sướng, ngươi nhận ra hắn, đây là Ninh Kỳ, đồ long hậu. Nam Cung Khải Tinh con mắt liếc tới hắn lấy ra mặt khác một bản vẽ giống, rất rõ ràng, không phải mình vẽ, điều này nói rõ có người khác cũng mời huyết sát tông người đến ám sát Ninh Kỳ, đồ long hậu Ninh Kỳ, hảo, đơn sinh ý này chúng ta huyết sát tông tiếp nhận, ngươi trở về chờ đợi tin tức tốt A. À. Trung niên nhân khoát khoát tay, làm Nam Cung Khải Tinh rời đi về sau, hắn chân sau cũng rời đi ám đường, không nghĩ tới, kiếm không máu đại nhân muốn tìm người, ngay tại tầng đường đế quốc, chờ ta đem tin tức này tự mình truyền cho kiếm không máu đại nhân, đại nhân nhất định sẽ thưởng thức ta, ha ha ha. Khi nào đi tu luyện? Còn không đi không? Hôm nay có đi hay không? Mấy ngày nay, Lý Mạc Sầu mỗi ngày sáng sớm tự ra bây giờ ninh kỳ phía ngoài phòng, nhưng hắn cùng tâm triệt tứ nữ phiền phức vô cùng, một mực tái diễn cùng một sự kiện, chính là luyện cấp, ninh kỳ bây giờ kẹt tại đỉnh phong đấu linh, hệ thống cũng không dưới đạt QEST up level, nói muốn kiểm tra xem xét hơn nửa năm, đi thiên phong rừng rậm cũng là đi không, còn không bằng luyện chế nhiều một chút dưỡng linh đan, trong nhà cùng tâm triệt các nàng cùng cuộn ga giường, vi uy yêu thú, treo chọc tiểu nguyệt nhi cùng trái linh nhi, cuộc sống như vậy nhiều nhàn nhã, xích luyện tiên tử, ngươi lại nghe ta chân tường, ta liền để ngươi buổi tối bồi ta đi ngủ, tin hay không? Ninh Kỳ uy hiếp nói, nhưng mà, Lý mặt Sầu trong lòng có một khỏa trở thành thiên hạ đệ nhất, chấp nhất tại võ học tâm, đối với Ninh Kỳ uy hiếp, giống như không nghe thấy, cuối cùng, Ninh Kỳ bị nàng phiền không chịu nổi, tốt, ta cho ngươi luyện chế một nhóm đan dược, ngươi đừng phiền ta. Cái gì đan? Tóm lại ngươi ăn có thể thăng cấp đan. a à, hảo. Ninh Kỳ đi tới hầu phủ phòng luyện đan, tâm thần đắm chìm vào đồ long trong thương thành, hắn bây giờ có 49.900 đồ long tệ, mua sắm cấp thấp đan phương ngược lại là vấn đề không lớn lắm, ngưng khí đan, đối với đại đấu sư phía dưới có hiệu quả, miễn cưỡng xem như nhị giai đang dược, không cân nhắc. Tăng nguyên đan, mặc dù đấu vương phía dưới đều có thể ăn, hơn nữa hiệu quả rất tốt, nhưng mà chỉ có thể ăn 10 khỏa, đỉnh không xong việc, không cân nhắc. Tụ khí đan, tứ giai đang dược, cấp bậc cao nhất vì huyền giai cực phẩm, vẻn vẹn đối với đấu linh hữu hiệu, không có hạn chế số lượng, ăn được hai khỏa cần tiêu hóa một ngày. Tương đương với bình thường tu luyện hơn 10 ngày, có thể một lần ăn liền đến đỉnh phong đấu linh mới thôi, ngô, này ngược lại là rất thích hợp. Ninh Kỳ nhìn xuống giá cả, 3.000 đồ long tệ, không đắt lắm, trực tiếp mua xuống, tiếp đó trong đầu của hắn liền có thêm tụ khí đang phương pháp luyện chế, sau đó hắn đổi 5 ngày cấp thấp tu hành sân huấn luyện, trong sân huấn luyện, hắn như cái cần cù ông mật nhỏ một dạng, đem hồng đan trong các mua được linh thảo toàn bộ đổ ra, một phần phân phối hợp, cuối cùng hợp với hơn 1.000 phần tụ khí đang linh thảo, đi qua mấy chục lần thất bại, Ninh Kỳ có thể ổn định luyện chế ra huyền giai hạ phẩm tụ khí đan, vốn là hắn một canh giờ chỉ có thể luyện chế hai khỏa bất quá có đan vương diệu điển 6 gấp bội thành, một canh giờ liền có thể luyện chế 12 viên, một ngày có thể luyện chế 140 khỏa tả hữu, chẳng qua nếu như xuất hiện về phẩm chất tăng tình huống, tỉ như huyền giai trung phẩm, vậy thì cần gia tăng gấp đôi thời gian, huyền giai thượng phẩm lại thêm gấp đôi, nếu là luyện chế ra, huyền giai cực phẩm tụ khí đan, ước chừng muốn 8 canh giờ, cứ như vậy, hắn ngạnh sinh sinh tại sân huấn luyện bên trong ngây người ước chừng 150 thiên, mới miễn cưỡng luyện chế ra chừng 1000 khỏa tụ khí đan phẩm dai từ hạ phẩm đến cực phẩm không đợi, hạ phẩm ước chừng hơn 700 khỏa, cực phẩm chỉ có hơn 60 khỏa, nếu như ninh kỳ độ thuần thuộc vượt qua 100 vạn, trở thành ngũ giai luyện đan sư, ngoại giới tục xưng đan vương, như vậy hắn hẳn là có thể mỗi lần luyện chế đều khóa chặt tại huyền giai cực phẩm, mà không phải giống bây giờ như vậy không quá ổn định, phòng luyện đang đại môn từ từ mở ra, Trương Long Triệu Hổ đang tận trung cương vị đứng ở bên ngoài canh chừng. Ninh Kỳ liếc mắt nhìn hai người tu vi, trong khoảng thời gian này có chút không để ý đến hai người bọn họ, dẫn đến tu vi của bọn hắn đình trệ tại tứ tinh đấu linh không nhiều lắm tăng trưởng, đã như vậy, liền đem bọn hắn cũng bồi dưỡng thành đấu vương A, nghĩ đến đây, Ninh Kỳ hướng hai người mỉm cười, đạo, khổ cực các ngươi. Trương Long Triệu Hổ lập tức đạo, không khổ cực. Nơi này có 200 khỏa huyền giai hạ phẩm tụ khí đan, các ngươi điểm A. Ninh Kỳ cười móc ra 20 bình đang dược đưa cho bọn hắn, 200 khỏa huyền giai hạ phẩm tụ khí đan. Hai người choáng váng, thẳng đến Trương Long trước tiên phản ứng lại, đem đang dược tiếp nhận triệu hổ mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại kế tiếp các ngươi không cần đi theo ta không có việc gì liền tu luyện a tu vi quá thấp cũng không tốt đúng không ninh kỳ cười nói hai người lập tức cảm thấy ngượng ngùng ninh kỳ hiện tại cũng là đỉnh phong đấu linh mà bọn hắn nhưng vẫn là tứ tinh đấu linh trước đó còn có thể bảo vệ một chút ninh kỳ hiện tại lời nói nhiều lắm là xem như một cái tiểu tùy tùng nhân vật cùng triệu hai cũng chênh lệch không đến đi đâu vốn là bọn hắn còn nghĩ tự tuyệt bị ninh kỳ kiểu nói này trực tiếp đáp ứng xuống, chuẩn bị kế tiếp một đoạn thời gian lợi dụng những thứ này tụ khí đang, thật tốt đột phá một phen, hai người vừa rời đi không bao lâu, Lý Mạc Sầu không biết lúc nào lại xuất hiện ở Ninh Kỳ trước mặt, cầm lấy đi. Ninh Kỳ quả quyết đem huyền giai hạ phẩm tụ khí đang toàn bộ cho nàng, những đan dược này đầy đủ nàng ăn một trận, Lý Mạc Sầu tiếp nhận đan dược, xoay người rời đi, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói, sớm muộn phải thật tốt dạy dỗ ngươi một phen. Ninh Kỳ nhìn nàng kia Anna đa tư bóng lưng, chửi bậy một tiếng. Cùng lúc đó, hai cái thân ảnh đi tới tàn sát Long Hậu phủ cửa chính, một cái hơn 40 tuổi bộ dáng trung niên nhân, hắn chiều cao 7 thước, rộng ít nhất 6 thước, béo nục béo nịch, mọc ra một trương Phật di lặc mặt của, quần áo đại hồng đại tử, vô cùng tao khí, còn có một cái cùng trữ lão thái gia không sai biệt nhiều, 70 tới tuổi bộ dáng, dáng người thẳng, cái cầm giữ lại một tia râu dài, nếu có đấu hoàng cấp cao thủ nhìn thấy hắn, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là Phượng Đô Thành Tôn gia lão thái gia, Tôn Thiên Kiện, lúc còn trẻ, đã từng ở kinh thành phi hổ trong quân đảm nhiệm qua chức vị quan trọng về sau bởi vì gia tộc phát triển cần mới chủ động từ thôi chức vụ thối lui đến phượng đô thành sáng tạo ra một cái không kém gì kinh thành nhị lưu huân quý thế gia chu sư phó ở đây chính là tàn sát long hậu phủ tôn thiên kiện thản nhiên nói chu đại tráng lạnh trên một tiếng xác định chính là tàn sát long hậu giết ta đồ như sao chính là tôn thiên kiện gật gật đầu dừng một chút đạo chẳng qua hiện nay thân phận của hắn lạ thường phương pháp bình thường, e rằng báo không được thù. Chu Đại Tráng cười lạnh một tiếng, hừ, ta gần nhất đột phá đến luyện đan đại tông sư, ngay tại đan đạo phía trên cùng hắn phân cao thấp, lập xuống đổ ước, đến lúc đó hắn bại, tự nhiên phải tiếp nhận trừng phạt, không có người có thể nói ra một cái lý tới. Tôn Thiên Kiện mỉm cười, vậy làm phiền Chu Sư Phó. Nếu như không phải là bởi vì Chu Đại Tráng lần đột phá này, hắn cũng sẽ không lựa chọn lại đến Kinh Thành, dù sao đoạn thời gian trước tin tức truyền đến đều quá kinh người, mở cửa, Chu Đại Tráng một cước đá vào môn thượng, đi ngang qua người đi đường nghe được âm thanh, sợ hết hồn, nhao nhao hướng bên này nhìn lại, hai người này là ai a? À, cũng dám đá tàn sát Long Hậu phủ đại môn, không biết bây giờ tàn sát Long Hậu so thần võ công còn muốn uy phong sao. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, lai lịch của đối phương chắc chắn cũng không bình thường, bằng không sao dám lớn mật như thế. Nghe được đối thoại của bọn họ, Chu Đại Tráng trực tiếp xoay người nói, ta chính là Chu Đại Tráng, hôm nay chính là muốn cùng tàn sát Long Hậu đấu đan các ngươi đều cho lão tử chờ lấy, tàn sát long hậu thua không nghi ngờ, đến lúc đó các ngươi nhớ kỹ giúp lão tử tuyên dương tuyên dương. Người qua đường thấy thế, cũng không dám phản bác, dù sao đối phương khẩu khí lớn như vậy, chỉ sợ cũng có chút tài năng, chỉ là trong lòng có chút quán thầm, cho rằng người này chỉ sợ là muốn mượn ninh kỳ danh tiếng bỏ ra tên, ai vậy ồn như vậy, còn dám đá môn. Đại môn mở ra, triệu hai không nhịn được thò đầu ra, trông thấy chu đại tráng quần áo đại hồng đại tử, còn bị sợ hết hồn, tưởng rằng cái nào kỹ viện bên trong kỹ nữ tìm tới cửa, tập trung nhìn vào, mới biết được không phải, triệu hai sắc mặt lạnh xuống, các ngươi tìm ai, biết đây là địa phương nào sao, cũng dám đá đại môn, cẩn thận đem ngươi chân chặt đi. Cẩu nô tài Chu đại tráng một cước đem triệu hai đá bay, tiếp đó hai người lại lớn như vậy dao động xếp đặt đi tới hầu phủ, Hà tam gia cùng ninh kỳ đồng thời cảm nhận được tôn thiên kiện trên người đấu hoàng khí tức, cơ hồ một trước một sau, xuất hiện ở hai người trước mặt. Ninh Kỳ trông thấy triệu hai ngã trên mặt đất trú thảm, khẽ trao mày, tiến lên cho hắn cho ăn một khỏa hồi xuân đang phía sau, hướng tôn thiên kiện cùng chu đại tráng đạo, cho các ngươi mười hơi thời gian, nếu như không cho ra một cái để cho ta hài lòng giảng giải, hôm nay cũng đừng rời khỏi nơi này. Hắn người mang 30 tôn sắc long pháo, tự nhiên lực lượng 10 phần, tiểu tử thực sự là cuồng vọng, trả lại cho ta 10 hơi thời gian, chẳng lẽ giết người không cần đền mạng sao? Chu đại tráng cười lạnh một tiếng, Ninh Kỳ lúc này nhìn lướt qua hai người thuộc tính, trông thấy tôn thiên kiện phía sau, đã biết ý đồ của đối phương, hắn cười lạnh một tiếng, nguyên lai là phượng đô thành tôn gia lão thái gia tôn thiên kiện, là vì tôn tử của ngươi mà đến. Tôn thiên kiện mỉm cười, đại năng hắn như thế nào đi nữa không có tiền đồ, dù sao cũng là cháu của ta, không thể không công chết đi. Ta nghe nói ngươi là cái luyện đan sư, như vậy đi, chúng ta đấu đan, thua ngươi liền tự vẫn cho ta đồ nhi đền mạng, nếu là thắng, chuyện này liền như vậy bỏ qua, về sau lại không tính toán. Chu Đại Tráng âm thanh lạnh lùng nói, thà Ba lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người, nhếch miệng lên một nụ cười trào phúng. Các ngươi biết nơi này là nơi nào? Không phải là các ngươi có thể dính vào chỗ, đường đường tàn sát Long hậu, tại sao muốn tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Nguyên lai like là nhát gan bọn chuột nhắc, Chu Đại Tráng trên mặt lộ ra nụ cười dễ cật. Hà Tam gia, không có việc gì, chuyện này ta sẽ xử lý. Ninh Kỳ cười cười, sau đó nhìn về phía Chu Đại Tráng. A, à, tôn đại năng thì ra là ngươi đệ tử nhìn ngươi luyện đang tạo nghệ cũng không thấp, dạy thế nào đi ra ngoài đệ tử như vậy vô năng. Đều vô năng, chờ đấu đang kết thúc tự có kết quả, ngươi có dám đón lấy khiêu chiến của ta, nếu là không dám, ngươi chính là không bằng heo chó bọn chuột nhắc. Chu Đại Tráng khiêu khích nói, cũng tốt, ta đón lấy khiêu chiến của ngươi, bất quá vì để tránh cho các ngươi quyệt nợ, ta sẽ mời đến bách thảo đường tông sư luyện đang lục vô thường tới làm bình phán, đến lúc đó hoàn thành giao đấu tràng tỷ thí. Công Thiên Kiện trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ cần ninh kỳ đáp ứng đấu đan chuyện này thành công một nửa ngày mai ta tại hoàn thành giao đấu tràn chờ ngươi hy vọng ngươi không muốn lâm trận bỏ chạy chu đại tráng cười lạnh một tiếng liền cùng tôn thiên kiện quay người rời đi thà tam gia trên mặt lộ ra một tia lo lắng người này ta chưa bao giờ tại tầng đường đế quốc gặp qua đã là đấu vương cấp tu vi ngươi nhưng có lòng tin ninh kỳ cười an ủi yên tâm đi thà tam gia luyện đan thuật bên trên ta đến nay còn chưa thấy đến có thể thắng ta tồn tại coi như hắn là luyện đan đại tông sư, cũng không ngoại lệ. Cái gì, hắn lại là luyện đan đại tông sư? Hà ba nghe vậy cả kinh, ân, bất quá là nhập môn này cảnh, tiểu nhân vật thôi. Ninh kỳ lòng tin mười phần đạo, hắn không phải mù quán tự tin, cùng nắm giữ đồ long thương thành chính hắn so sánh, đối phương chính là mang đến đan vương, Ninh kỳ cũng có thể gian lận đến hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác, huống chi, hắn còn có đan vương diệu điển, đang luyện đan phương diện tốc độ, liền đã vượt xa đối phương tôn thiên kiện cùng chu đại tráng rời đi tàn sát long hậu phủ sau đó lại đi một chút lão hữu phủ thượng trong đó liền bao gồm thần võ công phủ long gia khổng gia tào gia đem hắn muốn vì tôn nhi báo thù tin tức truyền ra ngoài chỉ có dạng này hắn có thể chiếm đoạt tiên cơ nhưng ninh kỳ thua thời điểm không cách nào đổi ý bằng không hắn cũng sắp không có mặt mũi tại tầng đường đế quốc ở lại coi như hoàng đế biết được chuyện này về tình về lý cũng không cách nào ngăn cản ninh kỳ lại muốn cùng người đấu đan Nghe nói lần này đối phương cũng là luyện đan đại tông sư, là phượng đô thành tôn gia lão thái gia cháu trai ruột, tôn đại năng sư tôn. Ninh kỳ giết tôn đại năng, ta liền biết tôn gia sẽ không từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới bọn hắn sau lưng lại có một tôn luyện đan đại tông sư, nếu không phải bởi vì chuyện này, chúng ta e rằng đến bây giờ còn không biết được, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Tàn sát long hậu thực sự là không bớt lo a. À. Trong hoàng cung, tầng lưỡi mắt cười khổ một tiếng ở bên cạnh hắn đứng một cái hình dạng cùng hắn rất giống nhau trung niên nhân, chính là tầng đường đế quốc đệ nhất luyện khí sư tầng vô song, Vĩ thiên diệt địa lục thần đao chính là xuất từ hắn, không nghĩ tới ta chỉ bất quá rời đi mấy năm, kinh thành tựu ra một vị như vậy thanh niên tuấn tài, chỉ sợ sau lưng của hắn có một thần bí tông môn đang chống đỡ a. À. Tầng Tần vô song mỉm cười nói, có lẽ là, có thể không phải, nhị đệ, ngươi thành công bái nhập mên mông thánh địa. Tần lưỡi mắt cười nói, tần vô trong hai mắt lóe lên một tia đắc ý, có một vị trưởng lão coi trọng ta luyện khí thiên phú, để cho ta trở thành ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử, nhị đệ, thêm chút sức, nếu có thể trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó liền có thể nhường chúng ta tầng đường đế quốc thoát ly bách thảo tông thống trị, hàng năm cũng không cần nộp lên trên cái kia bút làm lòng người đau cống phẩm. Tầng lưỡi mắt ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vỗ vỗ tầng vô đôi bả vai, trở thành nội môn đệ tử, nói nghe thì dễ, nếu ta bây giờ là đỉnh phong đấu hoàng, ngược lại là có cơ hội thử một lần. Tần vô song lắc đầu, đừng nản chí, ngươi năm nay bất quá hơn 40 tuổi, còn có một mấy trăm năm thời gian, đỉnh phong đấu hoàng, chưa hẳn không có hy vọng, ngươi thời điểm ra đi, đại ca tiễn đưa ngươi một nhóm đang dược. Tần lưỡi mắt khít lệ nói, đa tạ đại ca. Tần vô song gật gật đầu, bách thảo đường, liễu xanh, chỉ sợ ninh kỳ lần này cần thất bại. Lục vô thường mặt hiện vẻ lo lắng, liễu xanh hơi sững sờ, cha, lời này bắt đầu nói từ đâu, lục vô thường đạo chu đại tráng người này ta đã từng có nghe nói qua sư tôn của hắn là một gã đan vương cùng chúng ta bách thảo tông đại trưởng lão là bạn tốt mười mấy năm trước từng mang chu đại tráng tới qua bách thảo tông khi đó cha cũng chỉ là luyện đan đại sư cùng đấu thắng đan kết quả đây cha ngươi thắng liễu xanh hơi kinh ngạc không nghĩ tới chu đại tráng lai lịch đáng sợ như vậy lại có đan vương sư tôn thua cha thua thất bại thảm hại lục vô thường cười cười xấu hổ có chút tịch mịch đạo không nghĩ tới hôm nay hắn đã là luyện đan đại tông sư ta lại ngay cả đại tông sư cánh cửa đều sờ không tới quả nhiên là thiên phú có khác biệt cha không có chuyện gì coi như hắn thiên phú mạnh lại như thế nào trêu chọc ninh kỳ hạ tràng cũng không khá hơn chút nào đừng quên ninh kỳ cũng là luyện đan đại tông sư liễu sanh lòng tin mười phần đạo ngươi ngược lại là đối với hắn vô cùng có lòng tin lục vô thường trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu nữ nhi trưởng thành cũng có bí mật nhỏ của mình ngày thứ hai hoàn thành giao đấu tràng lần nữa chật ních vô luận là con dòng cháu giống vẫn là dân chúng bình thường chỉ cần mua nổi vé vào cửa đều nghĩ đến xem cái này thế kỷ chi chiến dù sao hai vị cũng là luyện đăng đại tông sư nếu như lần này không nhìn có thể cả một đời đều không cơ hội gặp được ninh công tử ninh kỳ đám người đi tới giao đấu tràng cửa chính vừa vặn gặp đồng quán toàn gia đồng anh khoảng không hưng phấn hướng ninh kỳ vẫy tay đồng cô nương ninh kỳ mỉm cười đi tới Lý Mặc Sầu nhìn Đồng Anh khoảng không một mắt, nhìn về phía Ninh Kỳ ánh mắt lại nhiều mấy phần kinh thường. Nàng đời này hận nhất không chuyên tình người, thế nhưng, nhưng trong lòng có một cổ lực lượng vô danh trở ngại lấy nàng, bằng không nàng đã sớm rời đi Ninh Kỳ. Mau nhìn, đây không phải là tàn sát Long Hậu sao? Đúng vậy a, à, cùng hắn nói chuyện trời đất những người kia là lai lịch ra sao, ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Ngươi không biết a, à, là kinh thành Tam Tứ Lưu gia tộc, gia chủ gọi đồng quán, nhất tin đấu linh là kỵ binh dũng mãnh doanh một cái du kích tướng quân. Chật chật, gia tộc như vậy cùng tàn sát long hậu dắt lên tuyến, sau này còn không lên như diều gặp gió. Hắc hắc, người nói như vậy cũng không phải không đạo lý, ta đoán chừng không bao lâu, hai nhà chính là quan hệ thông gia, không thấy đồng quán nữ như nhìn xem tàn sát long hậu ánh mắt sao, nhất định chính là phát xuân tiểu cô nương nhìn thấy người trong lòng của mình đồng dạng, có chút nhãn lực kình đều nhìn ra. Người đi đường trò chuyện âm thanh truyền vào đồng quán trong tai, nhìn xem bọn hắn một mặt biểu tình hâm mộ, trong đó còn có mấy cái so với mình chức quan còn cao cấp trên, đồng quán tâm tình vô cùng vui vẻ thống khoái, hắn cười ha ha một tiếng, hướng Ninh Kỳ chắp tay nói, Ninh hiền chất, hôm nay đấu đan, ta đem toàn bộ tài sản đều đặt ở trên người ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đánh bại cái kia đồ bỏ chu đại tráng. Ninh Kỳ mỉm cười nói, đồng bá phụ, tin tưởng như vậy tiểu chất, đơn giản nhường tiểu chất rất cảm thấy áp lực, bất quá lần này mở ra người là ai? Tựa như là thần võ công phủ đồng quán đạo tâm triệt chờ sau đó tính toán dòng giỏi của ta có bao nhiêu cũng để lên đi ninh kỳ lập tức hướng bên người tâm triệt đạo tâm triệt bây giờ cũng tại thay ninh kỳ quản lý một chút trên mặt nổi tiền phần trăm nhưng vốn cũng không tin thông tính toán đại cẩu tử giảm bớt không thiếu gánh vác là thiếu gia tâm triệt mỉm cười gật gật đầu thiếu gia đây là muốn nhường thần võ công phủ xuất ra đại giới a đồng quán gặp ninh kỳ có tự tin như vậy lập tức cảm thấy mình quyết định vô cùng anh minh chỉ cần thắng hắn tích lũy mười mấy năm tài sản sẽ tăng lên gấp bội ha 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 chính mình đè chính mình đừng chờ phía dưới thua liền quần đều không phải xuyên cười to một tiếng truyền đến chu đại tráng cùng tôn thiên kiện hai người cùng nhau đi tới ở tại bọn hắn bên cạnh thân còn có mấy cái gương mặt quen tỷ như hoàng phủ chính khiếu chờ kinh thành nhất lưu huân quý gia chủ ai nha thần võ công tới thật đúng lúc nghe nói lần này là ngươi mở trang ta đè bao lớn đều thu không ninh kỳ không để ý đến chu đại tráng mà là một mặt ngạc nhiên hướng hoàng phủ chính khiếu đạo hoàng phủ chính khiếu mỉm cười trong mắt lóe lên một tia lãnh ý đạo đó là tự nhiên tâm triệt ngươi nghe chứ không cần vì thiếu gia tiết kiệm tiền chờ sau đó toàn bộ đè đi vào ninh kỳ quay đầu cười nói là thiếu gia tâm triệt mỉm cười sau đó hai đội nhân mã cứ như vậy song song đi vào giao đấu tràng lục vô thường đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngồi ở trên đài cao trên khán đài mấy vạn người ánh mắt dừng lại tại ninh kỳ cùng chu đại tráng trên thân hai người đưa mắt nhìn bọn hắn lên đài cao, thỉnh thoảng cúi đầu giao lưu một phen, hoàng phủ gia mở trang chỗ, một trưởng lão đang không ngừng nhận lấy tiền đặt cược, trong khoảng thời gian ngắn đã có hơn trăm vạn lượng hoàng kim nhập trướng, trong đó đè Ninh Kỳ thắng lợi có 40 vạn lượng, những người này số đông là dân chúng bình thường, còn thừa cái kia 60 vạn lượng hoàng kim, trên cơ bản cũng là Ninh Kỳ đối đầu đè, ta muốn đặt cược. Tâm Triệt đi đến trước mặt hắn mỉm cười nói, trưởng lão phủ nàng một mắt, lơ đãng nói, giao đấu sắp bắt đầu. Ngươi muốn phía dưới bao nhiêu, nhanh một chút. Nơi này có 200 vạn lượng kim phiếu, toàn bộ đè đồ long đợi thắng. Nói xong, tâm triệt từ trên người móc ra khoảng chừng bàn tay dày kim phiếu, ném lên bàn, mỗi một tấm ngạch, cũng là một vạn lượng. Người trưởng lão này sợ hết hồn, nhìn về phía tâm triệt ánh mắt không còn tản mạn, lập tức bắt đầu kiểm kê trên bàn kim phiếu, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Cô nương, ngươi thật muốn đè nhiều như vậy, ta khuyên ngươi một câu, hôm nay đồ long đợi thua không nghi ngờ trưởng lão hiếp mắt nói, tất nhiên dạng này, vì cái gì ngươi phải khuyên ta, ta cho các ngươi hoàng phủ gia đưa tiền còn không có muốn không? Tâm triệt mỉm cười, hừ, hảo, ta hoàng phủ gia nhận. Trưởng lão lạnh trên một tiếng, sau đó cho tâm triệt đánh một trương biên lai, tâm triệt rời đi về sau, hắn mới sai người đi đem tin tức này bẩm báo cho hoàng phủ chính khiếu, đã ngồi ở chỗ ngồi hoàng phủ chính khiếu nhận được tin tức sau đó, hướng ninh kỳ phương hướng nhìn lướt qua, nhếch miệng lên một tia ý trào phúng nhớ tới tối hôm qua chu đại tráng đối với hắn thố lộ ý hôm nay chu đại tráng muốn luyện chế là phá giai đan đấu hoàng phía dưới ăn một khỏa liền có thể trực tiếp đột phá nhất tinh tu vi mặc dù một người tối đa chỉ có thể ăn ba viên liền sẽ mất đi hiệu quả nhưng là không trở ngại nó trở thành tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ tầng đường đế quốc một lần đều chưa từng xuất hiện thần đan cho nên hoàng phủ chính khiếu cực kỳ có lòng tin liền đợi đến nhìn ninh kỳ chê cười giao đấu trên đài lục vô thường hướng hai người chắp tay một cái cười nói không biết hai vị hôm nay muốn tỷ thí luyện chế đang dược gì, ninh kỳ nhất định là luyện chế dưỡng linh đan, hắn hôm nay nhất định phải thua. hoàng phủ đào ánh mắt lộ ra ý trào phúng, mỉm cười, đúng vậy a, à, hắn ngoại trừ dưỡng linh đan, cũng chính là dị đấu đan, cùng chu đại sư muốn luyện chế đang dược so ra, không cần luyện chế cũng đã thua. ngồi ở cách đó không xa lỗ thiên thích trung phía dưới cây quạt, mong đợi nhìn xem ninh kỳ, trừ cái này hai nhà, còn có rất nhiều gia tộc đều nhận được tin tức cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy đem tiền đặt ở chu đại tráng trên thân, nếu không phải là xem ở hoàng phủ chính khiếu trên mặt, bọn hắn đoán chừng muốn đè người nhà, hoàng tộc trên khán đài, nghe nói, chu đại tráng luyện chế là phá giai đan. Tần vô song thấp giọng nói, tần lưỡi mắt cao mày nói, truyền ngôn là như thế truyền, bất quá muốn gặp được mới biết được, thân là tông sư luyện đan, hắn tự nhiên biết phá giai đan đại biểu cho cái gì, từ tình lý bên trên, hắn hy vọng là ninh kỳ thắng lợi, dù sao ninh kỳ cùng hoàng tộc quan hệ, coi như không tệ hôm nay e rằng có một hồi long tranh hổ đấu tần vô song khóe miệng treo lên một tia nhìn có chút hả hê nụ cười ta hôm nay muốn luyện chế là phá giai đan chu đại tráng ngửa đầu tất cao giọng nói thanh âm của hắn tại đấu khí khoái động phía dưới truyền khắp toàn bộ giao đấu tràn phá giai đan cái gì người này muốn luyện chế phá giai đan vị huynh đài này nhìn ngươi kinh ngạc như vậy phá giai đan là cái gì chẳng lẽ so sánh được dưỡng linh đan ngươi này liền không hiểu a à hoàng giai hạ phẩm phá giai đan đấu giả phục dụng lập thăng nhất giai hoàng giai trung phẩm phá giai đan đấu sư phục dụng lập thăng nhất giai ngươi nói phá giai đan là cái gì đan xong đời ta áp đồ long đợi ước chừng 100 lạng vàng a à, lần này nhất định phải thua ta chẳng lẽ không phải ta ngay cả tài sản đều để lên đi nếu là sớm biết hắn muốn luyện chế phá giai đan ta nhất định không đè đồ long đợi mẹ nó trên khán đài ít nhất chính thành người đều sắc mặt trắng bệch xanh xám hối hận thật là phá giai đan, tôn gia nơi nào tìm đến cao thủ bực này. Kinh thành huân quý hàng này nhao nhao âm thầm tắt lưỡi, phá giai đan, xong đời. Đồng quán suýt chút nữa từ chỗ ngồi té xuống, đồng anh khoảng không không hiểu cái gì là phá giai đan, vẫn là một mặt lòng tin mười phần nhìn xem ninh kỳ. Lúc này, vô địch hầu phủ bên kia kháng đài, chủ vị ngồi là mới vừa trở thành vô địch hầu thà hồng đều, hắn lần này mang theo hai mươi mấy cái tử đệ đến đây quan sát. Khi nghe đến Chu Đại Tráng muốn luyện chế là phá giai đan phía sau, bọn hắn sắc mặt tất cả đều hơi đổi, cùng lúc đó, Hoàng thượng giá lâm. Lâm Thiên Thanh âm từ cửa chính truyền đến, tầng chính mang theo Hoàng hậu cùng đi đi vào, bên cạnh đi theo kết bè kết đội hộ vệ, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đám người liền vội vàng đứng lên hành lễ, chỉ có một người, chính là Chu Đại Tráng, chỉ là lãnh đạm chấp tay một cái, Hoàng thượng cũng đích thân tới, xem ra lần này đấu đang kết quả rất trọng yếu a. À. Nghe nói đồ long đợi nếu bị thua, muốn trước mặt mọi người người mặt tự vẫn, cái gì, nghiêm trọng như vậy, khó trách hoàng thượng sẽ đến. Tần chính miễn cười hướng đám người gật gật đầu, liền đã đến hoàng tộc trên khán đài, tần lưỡi mát cùng tần vô song hai huynh đệ vội vàng đem chủ vị nhường lại. Các ngươi không cần phải để ý đến bản hoàng, bản hoàng hôm nay đến đây, chẳng qua là khi cái an tĩnh quần chúng. Tần chính gặp tại chỗ lặng ngắt như tờ, bầu không khí có chút nặng nề, liền mỉm cười, âm thanh đi qua đấu khí kích phát, truyền khắp toàn trường, lục vô thường ho khang một tiếng, nhìn về phía Ninh Kỳ, đồ long đợi, ngươi muốn luyện chế là cái gì đang dược? Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều ngừng thở, khẩn trương nhìn qua Ninh Kỳ, Chu đại tráng trong mắt vẽ trào phúng không giảm trái lại còn tăng, cười nhẹ lẩm bẩm, nghe nói tàn sát long hậu chỉ có thể luyện chế dưỡng linh đan, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức. Ninh Kỳ mỉm cười, đạo, ta hôm nay luyện chế đang dược, cũng là phá giai đan. Cũng là phá giai đan. Mặc dù tiếng nói đã mất, nhưng là dư âm lượng lờ, bên tai không dứt ta không nghe lầm, tàn sát Long Hậu cũng là luyện chế phá giai đan. Hoàn toàn chính xác không nghe lầm, ta cũng nghe đến rồi. a, à, quá tốt rồi, tiền của ta cuối cùng không phải trắng đè, có cơ hội hồi vốn. Những cái kia tại Ninh Kỳ trên thân ném trọng chú người, vui mừng hớn hở, mà cùng Ninh Kỳ là đối đầu kinh thành huân quý hàng này, thì sắc mặt khó coi, đặc biệt là Hoàng Phủ đang rít gào, hắn thân là nhất gia chi chủ, vốn là hỉ nộ không lộ, nhưng bây giờ trên mặt cũng không miễn lộ ra chấn kinh chi sắc làm sao có thể, hắn làm sao lại luyện chế phá giai đan. Giấu ở dân chúng trong ninh viêm, ánh mắt quán độc bên trong lộ ra vẻ không dám tin, bởi vì thà hồng thiên quan hệ, tăng thêm hắn bây giờ chính là một tên phế nhân, cho nên không có mặt mũi đi gia tộc kháng đài, liền tùy ý mua tấm vé, trốn ở trong đám người, hắn hôm nay sẽ đến, cũng là nhận được hoàng phủ đào thông tri, nói có trò hay nhìn, lúc này mới tới, làm chu đại tráng nói muốn luyện chế phá giai đan thời điểm, ninh viêm không biết đến cỡ nào vui vẻ bởi vì này đại biểu Ninh Kỳ phải thua, thua liền muốn tự vẫn, có thế ngay sau đó, khi hắn biết được Ninh Kỳ cũng là luyện chế phá giai đang sau đó, phản phất trái tim bị người dùng trọng chù y hung hăng đánh, vô cùng khó chịu, vì cái gì, vì cái gì hắn mỗi lần đều có thể gặp giữ hóa lành, không, có thể hắn phá giai đang phẩm chất không sánh được đối phương, còn có hy vọng. Ninh Viêm cầm thật chặt nắm đấm, móng tay thân hãm đến trong thịt, chu đại tráng nao nao, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn xem Ninh Kỳ, hồi lâu, trên mặt hắn lộ ra một tia vẽ trào phúng, vậy liền để ta nhìn ngươi có thể luyện chế ra cái gì phẩm giai phá giai đang a. 20 năm trước, sư Tôn liền truyền thụ cho hắn phá giai đang phương pháp luyện chế, 20 năm qua, từng bước một tiến bộ, từ hoàng giai hạ phẩm đến trung phẩm, lại đến thượng phẩm, cho tới bây giờ huyền giai hạ phẩm, đạt đến phá giai đang đỉnh phong, hắn không tin, ninh kỳ một cái rưỡi lộ ra nhà tiểu tử, có thể ở phá giai đang phía trên thắng qua hắn, Lục Vô thường trong mắt lóe lên một tia kinh dị ninh kỳ tiểu tử này mỗi lần đều có thể mang đến cho hắn kinh hỷ xem ra hôm nay phần thắng chưa chắc sẽ rất thấp như vậy để cho công bằng chờ cái này một nén nhang đốt xong các ngươi liền có thể động thủ luyện chế ra lục vô thường điểm một nén nhang đạo chu đại tráng lạnh lùng quét ninh kỳ một mắt quay người đi vài bước ngồi xuống con mắt hơi hơi đóng lại giao đấu tràn bầu không khí rất là khẩn trương tất cả mọi người đang chờ mong cái kia nén hương nhanh lên đốt xong theo thời gian trôi qua hương dần dần đốt tới dưới đáy sau ba hơi thở ánh lửa lóe lên, hương diệt, Chu đại tráng lòng bàn tay lập tức bốc lên một đoàn dị hỏa, cái này dị hỏa cùng hắn mặt rất giống nhau, cũng là đại hồng đại tử, nhìn giống như một đóa diêm vú hoa tươi, tê. Đám người hít sâu một hơi, kinh hải nhìn qua Chu đại tráng trong tay dị hỏa, xá tử yên hồng, lại là bản dị hỏa xếp hạng thứ 63 xá tử yên hồng. Huynh đài, này hỏa có lai lịch gì? Nói lên cái này dị hỏa, thì không khỏi không nói tại xa xôi phía bắc, có một chủng tộc, cùng bọn ta nhân tộc khác biệt, miễn cưỡng xem như yêu tộc là hoa cùng người kết hợp được xưng là hoa yêu nhất tộc trong đó lại có mấy trăm loại bất đồng chi mạch xá tử yên hồng chính là mấy trăm loại hoa yêu trong quý tộc các nàng sinh ra trong miệng liền hàm chứa một đoàn dị hỏa tên là xá tử yên hồng uy lực vô cùng đáng sợ loại này dị hỏa vô cùng hiếm thấy bởi vì xá tử yên hồng nhất tộc truyền thuyết có một tôn sống mấy ngàn năm kinh khủng tồn tại có lẽ là đấu tôn có lẽ là đấu thánh thì ra là thế xem ra người này tại dị hỏa phía trên đã hơi thắng tàn sát long hậu một bậc, cảm thụ được đám người ánh mắt khiếp sợ, chu đại tráng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đưa tay chọc một cái, một đoàn linh thảo tự ra hiện tại hắn lòng bàn tay, trong nháy mắt bị dị hỏa hòa hợp chất lỏng. A, à, tàn sát long hậu bên kia thế nào còn không có động tĩnh, hắn đang làm gì? Không hiểu, chẳng lẽ hắn căn bản sẽ không luyện chế phá giai đan? Không thể nào, đáng chết. Ha ha ha, nguyên lai like hắn là khoác lác a, à, ninh kỳ phải thua, quá tốt rồi. Ninh Viêm nhịn không được cười ha hả, bá bá bá, vô số đạo phản phất muốn ánh mắt giết người từ hắn bốn phương tám hướng đánh tới, những người này cũng là tại Ninh Kỳ trên thân đè ép trọng chú, nhìn cái gì vậy, ta chính là vô địch hầu phủ Ninh Viêm, lại nhìn liền đem toàn bộ các ngươi nắm đi. Ninh Viêm cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi cùng mọi người đối mặt, gì, vô địch hầu phủ Ninh Viêm, đám người lập tức dời đi ánh mắt, phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, ha ha, hắn nhất định phải thua. Hoàng Phủ đang rít cào trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nụ cười nhạt nhòa đạo, lần này, nhìn Ninh Kỳ như thế nào chuyển bại thành thắng. Hoàng Phủ đào nhếch miệng lên một tia trào phúng, hoàng tộc trên kháng đài, tầng chính chân mày hơi nhíu lại, hoàng hậu Trần Thấm Ngọc an ủi, hoàng thượng, có thể tàn sát Long Hậu có cái gì ác chủ bài nơi tay, không cần lo nghĩ. Tần chính thấp giọng nói, nếu như hôm nay tàn sát Long Hậu chết ở giao đấu tràng, ta sợ không tốt cùng cửu công chúa giao phó. Yên tâm đi, Trần Thấm Ngọc vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, miễn cười nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, phá giai đang luyện chế cực kỳ khó khăn, sắc trời từ Thái Dương phủ đầu, đến rồi trăng sáng treo cao, từng đoàn từng đoàn bó đuốc tại bốn phía đốt lên, chiếu sáng toàn bộ giao đấu tràng, cái này muốn luyện chế bao lâu a? À? Ta cũng không biết, có thể sáng sớm ngày mai liền có thể có kết quả. Nhưng vì cái gì tàn sát Long Hậu vẫn là không có động tĩnh. Chẳng lẽ, hắn thật là đang khoác lác, nói mạnh miệng, không nghĩ tới tàn sát long hậu là người như vậy, ta thực sự là đã nhìn lầm hắn, 100 lạng vàng coi như cho chó ăn. Có người bất mãn phát tiết đạo, Ninh Kỳ ngồi lặng lặng, mặc kệ người xem là thế nào đánh giá hắn, hắn từ đầu đến cuối bất động như núi, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, thiếu gia là ở làm gì, ngủ thiếp đi sao? Trái Linh Nhi nghi ngờ hỏi, Tiểu Nguyệt Nhi mỉm cười nói, thiếu gia đây là đang chuẩn bị đâu, đừng nóng vội, nhìn xuống a. A. Trái Linh Nhi gật đầu một cái. Đến rồi sáng sớm hôm sau, ước chừng qua 12 canh giờ, chỉ thấy Chu đại tráng trong tay tia sáng đại tác, một cổ dị hương bay ra, một khỏa huyền giai hạ phẩm phá giai đang xuất hiện ở trong tay của hắn. Ha ha ha, Ninh Kỳ, đem ta đồ nhi mệnh trả lại đi, ngươi ngồi một ngày một đêm, còn nghĩ không ra nên như thế nào luyện chế sao? Chu đại tráng đứng dậy cười to nói, nhìn xem Ninh Kỳ ánh mắt rất là hả giận, hắn chờ đợi một ngày này đã đã lâu, Tôn Thiên Kiện từ chỗ ngồi đứng lên, thần sắc có chút kích động lần này không chỉ có thể báo thù rửa hận, còn có thể nhường tôn gia uy vọng tăng lên tới một cái đỉnh điểm, đến lúc đó liền xem như tầng chính, đều phải lần nữa tới tìm hắn thương lượng làm quan sự nghi, mẹ nó, tàn sát long hậu thật sự thua, ta nhổ vào. Trên kháng đài dần dần xuất hiện một chút tiếng chửi rủa hoàng tộc trên kháng đài, một đám hoàng tộc tử đệ bao quát tầng chính, sắc mặt đều không dễ nhìn, một mực tỉnh táo nhất, e rằng chỉ có bách thảo đường kháng đài, trương long triệu hổ, lý mạc sầu, đại cẩu tử, cả thị bọn hắn, đối với Ninh Kỳ tràn đầy lòng tin, dù cho đến loại này thời điểm, bọn hắn cũng cho rằng Ninh Kỳ nhất định thắng. Ta nói qua cho các ngươi, Ninh Kỳ bất quá là một cái khoác lát hạ lưu, các ngươi còn không tin, ha ha ha, thà lửa đắc ý đứng dậy cười to, bốn phía người xem sắc mặt khó coi dị thường, trở ngại thà lửa thân phận, không dám phản bác, lục vô thường trong lòng thở dài, nhìn xem Ninh Kỳ đạo, tàn sát long hậu, ngươi còn chưa ra tay, phải chăng liền như vậy chịu thua. Chịu thua, ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn chịu thua, tỷ thí vừa mới bắt đầu thôi ninh kỳ mở hai mắt ra nụ cười nhạt nhòa đạo âm thanh đi qua đấu khí khoái động tại tỷ đấu trong tràng vang vọng không dứt a à, ngươi còn có cái gì chiêu bây giờ ta đã luyện ra huyền giai hạ phẩm phá giai đan ngươi muốn làm sao thắng ta có phải hay không muốn không tuân thủ đổ ước nếu ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu mấy cái nói ta ninh kỳ là tạp chủng phế vật tức chó có thể ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chu đại tráng cười nhạo nói chê cười 12 canh giờ mới luyện ra Huyền giai hạ phẩm phá giai đan, liền tự cao tự đại, cho là thắng chắc, trong mắt ta, ngươi giống như rác rưởi. Ninh Kỳ gầm nhẹ một tiếng, kế tiếp nhìn lão tử biểu diễn, để cho ngươi biết cái gì mới gọi luyện đan đại tông sư. Nuốt Long Nghiệp Hỏa từ trong lòng bàn tay hắn bốc lên, tiện tay nắm một cái linh thảo vứt xuống phía trên, trong nháy mắt hóa thành chất lỏng, mấy hơi sau đó, một đạo quang mang thoáng qua, một quả tròn vo đang dược xuất hiện ở Ninh Kỳ trong tay, bất luận là lộng lẫy hay là tức vị đều cao hơn chu đại tráng viên kia giao đấu tràn lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này viên này huyền giai trung phẩm phá giai đan phải chăng sau ngươi hạ phẩm phá giai đan mạnh hơn mà ta chỉ bất quá bỏ ra mấy hơi thời gian thôi ninh kỳ lạnh lùng nhìn xem chu đại tráng nhếch miệng lên một tia cười tà không có khả năng ngươi gian lận chu đại tráng ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin vọt tới ninh kỳ trước mặt khi hắn trông thấy ninh kỳ trong tay quả nhiên là phá giai đan hơn nữa phẩm chất so với hắn cao hơn một bậc sau đó cho rằng ninh kỳ tuyệt đối là đùa nghịch thủ đoạn liền xem như sư tôn của hắn luyện chế phá giai đan cũng muốn sáu canh giờ thời gian ninh kỳ làm sao có thể chỉ dùng mấy hơi liền có thể luyện chế được đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường thua muốn quyệt nợ sao ta gian lận ta như thế nào gian lận tại chỗ mấy vạn ánh mắt nhìn xem hoàng thượng cũng tại lục tiền bối cũng tại liền ngươi cũng tại nhìn xem ngươi ngược lại là nói một chút ta như thế nào gian lận huống chi ngươi trông thấy qua huyền giai trung phẩm phá giai đang sao long chi đại lục bên trên có người luyện chế ra qua huyền giai trung phẩm phá giai đang sao không có chỉ có ta ninh kỳ mới có thể luyện chế ninh kỳ cười lạnh nói phá giai đang cao giai nhất liền giới hạn tại huyền giai hạ phẩm tại sao có thể có trung phẩm làm sao lại nếu là hắn có cái chủng này thủ đoạn hôm qua vì cái gì không thi triển tại sao muốn đợi đến buổi sáng hôm nay đối với đây là cố ý đang nhục nhã ta nhục nhã ta à ta hận a à. Chu đại tráng bị Ninh Kỳ một phen ngôn ngữ nói ngu ngơ ngay tại chỗ, hồi lâu, đột nhiên một nguồn máu tươi từ trong miệng hắn phun tới, cả người nặng nề ngửa mặt lên trời ngã về phía sau, oanh, to béo vô cùng thân thể ngã trên mặt đất, hệ so sánh đài đấu cũng có đôi chút chấn động, cặp mắt của hắn trợn lên, chỉ là đã không còn khí tức, lại là bị Ninh Kỳ sống sờ sờ làm tức chết, chuyện gì xảy ra? Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tôn Thiên kiện thần sắc biến đổi, phi thân đến giao đấu trên đài, ngồi sổm ở chu đại tráng bên cạnh tra xét một phen phía sau, âm lãnh đạo, hắn chết. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn về phía Ninh Kỳ, chu đại tráng chết là bởi vì ngươi, ngươi chờ tiếp nhận sư Tôn hắn lửa giận a. Nói xong hắn liền ôm lấy chu đại tráng thi thể, cũng không cùng những người khác chào hỏi, cứ như vậy trực tiếp phá không bay khỏi giao đấu tràng, người trên khán đài cho tới bây giờ, mới rốt cục phản ứng lại, lập tức bộc phát ra một trận mãnh liệt tiếng hô, Tàn sát Long Hậu vô địch. Tàn sát Long Hậu Su Bác Thà lửa phun ra một nguồn máu tươi, hai mắt ảm đạm tối tăm như bị điên, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, làm sao có thể. Người lân cận lập tức dùng ánh mắt dẻo cực nhìn qua thà lửa, trong miệng kêu lớn tiếng hơn, kích thích thà lửa suýt chút nữa đã hôn mê tại chỗ, ta phát đạt, ta phát đạt, ha ha ha, ta đè ép toàn bộ tài sản. Ước chừng một nghìn lượng hoàng kim A, quá tốt rồi, ta muốn trở về chế tạo tàn sát long hậu bài vị cung phụng. Cùng lúc đó, hoàng phủ chính khiếu sắc mặt có chút tái nhợt, đứng dậy thời điểm, suýt chút nữa lão đảo một chút, cha, làm sao bây giờ, lần này chúng ta phải bồi thường ra ước chừng mấy trăm vạn lượng hoàng kim A. Hoàng phủ đào vẽ mặt đưa đám, mạnh như thần võ công phủ, lần này cũng muốn xuất ra đại giới một phen, thà hồng đều trên mặt lộ ra vẽ trào phúng, hoàng phủ chính khiếu không bán mấy đầu khoáng mạch, đoán chừng lấp đầy không được khoản nợ này, ha ha ha. Khắc vô địch hầu phủ đệ tử, gương mặt kiêu ngạo, bởi vì ninh kỳ thắng, dù nói thế nào, ninh kỳ cũng là vô địch hầu phủ xuất thân, cùng bọn hắn một mạch tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, kể từ thà hồng cũng làm lên vô địch hầu, bây giờ trong phủ có khuynh hướng ninh kỳ phái này đệ tử trưởng lão càng ngày càng nhiều, thà hồng thiên thế lực đang từ từ suy yếu, hảo. Tần chính đột nhiên đứng lên, vỗ tay đạo, đám người thấy thế, hoàng thượng đều dậy, bọn hắn có thể không đứng lên sao, liền hoàng phủ chính khiếu đều xanh mặt, không tình nguyện vỗ nhẹ nhẹ đánh hai cái bàn tay, ta tuyên bố, lần này đấu đang người thắng, là tàn sát long hậu lục vô thường cất cao giọng nói sau đó hắn lập tức dùng chảy nước miếng ánh mắt nhìn qua ninh kỳ đang dược trong tay huyền giai hạ phẩm phá giai đang đối với đấu vương hữu hiệu cái kia huyền giai trung phẩm phá giai đang chẳng phải là đối với đấu hoàng hữu hiệu không chỉ có là hắn cơ hồ tại chỗ tất cả đấu hoàng cấp nhân vật toàn bộ nghĩ tới điểm này tần vô song hai mắt tỏa sáng trong lòng đã bắt đầu tính toán nên như thế nào đi ninh kỳ nơi đó đòi hỏi ba viên huyền giai trung phẩm phá giai đan dạng này hắn trong thời gian ngắn liền có thể từ nhất tinh đấu hoàng biến thành tứ tinh đấu hoàng, đến lúc đó mênh môn thánh địa chắc chắn đối với hắn rất là coi trọng, thăng làm nội môn đệ tử cũng khó nói, Lâm Thiên, đi đem tàn sát Long Hậu mời đến trong hoàng cung tới, ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Tần Chính Miễn cười nói, nô tài tuân mệnh. Lâm Thiên không lưng rời đi, Ninh Kỳ hướng lục vô thường chấp tay một cái, sau đó liền hướng Trương Long triệu hổ bọn người đi đến, tại trải qua hoàng phủ gia kháng đài thời điểm, hắn dừng lại một chút, thần võ công, lần này kiếm lời ngươi một chút tiền nhỏ, hy vọng chớ để ý a, à, lần sau có cơ hội chúng ta còn có thể hợp tác. Ninh Kỳ cười nói, Hoàng Phủ Chính khiếu da mặt trung động mấy cái, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, ha ha, chỉ là mấy trăm vạn lượng hoàng kim, ta thần võ công phủ hay là cho lên, chỉ bất quá tàn sát long hậu sau này có thể hay không như thế xuôi gió xuôi nước, liền khó nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Chu đại tráng sư tôn, không phải ngươi trêu chọc nổi, ha ha ha. Hắn nói xong, liền cười lớn mang hoàng phủ gia tử đệ quay người rời đi, lòng đang đổ máu liền đổ máu đi, hà tất miễn cưỡng vui cười đâu. Ninh kỳ thở dài, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng vừa vặn có thể bảo chứng hoàng phủ đang rít gào có thể nghe gặp, hoàng phủ đang rít gào bước chân, rõ ràng lão đảo một chút, có thể thấy được nội tâm bên trong, đã vô cùng bạo nộ rồi. Ninh kỳ mừng thầm không thôi, cùng trương long triệu hổ bọn người tụ hợp sau đó, liền phân phó tâm triệt đi đem thắng tiền cùng tiền vốn cùng một chỗ lấy trở về. Hoàng Phủ Gia còn không dám làm đến quyệt nợ một bước này, tàn sát Long Hậu, chúc mừng chúc mừng A. À. Một đoàn trước đó không thể nào quen, bây giờ cũng không quá quen kinh thành huân quý như bị điên hướng Ninh Kỳ bên này chen đến, miệng bên trong nói lời khen tặng, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng. Ninh Kỳ tùy tiện cùng bọn hắn hàng huyên hai câu, đang định rời đi thời điểm, Lâm Thiên cười hiếp mắt đi tới, Lâm công công. Ninh Kỳ nhiệt tình nên đón tiếp lấy, Lâm Thiên thấy thế, trong lòng rất thoải mái không nghĩ tới hôm nay ninh kỳ còn có thể lấy loại thái độ này đối với hắn quả nhiên không hổ là trữ lão thái gia xem trọng người vô luận là tư chất vẫn là tâm tính đều vượt xa tầng đường đế quốc thế hệ tuổi trẻ ý niệm tới đây lâm thiên cười hít mắt nói hầu gia hoàng thượng muốn gặp ngươi vậy thì đi thôi ninh kỳ gật gật đầu thà tam gia ngươi trước dẫn bọn hắn trở về ta đi một chút liền đến ninh kỳ trước khi đi hướng thà ba thông báo một tiếng thà tam tiếu đạo yên tâm đi ngay sau đó, ninh kỳ liền theo lâm thiên đi tới hoàng tộc trên khán đài. một đoàn hoàng tộc tử đệ nhao nhao dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn qua ninh kỳ. bất quá bọn hắn cùng ninh kỳ đều rất quen. dù sao phía trước ninh kỳ bán một nhóm dưỡng linh đang cho bọn hắn, chỉ là có tần chính tại, bọn hắn không nói gì phần, chỉ có thể đứng yên lặng. tàn sát long hậu, bản hoàng quả nhiên không nhìn lầm ngươi. tần chính cười to hướng ninh kỳ nghênh đón. phản phất trưởng bối trong nhà một dạng vỗ vỗ ninh kỳ bả vai. thần gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Ninh Kỳ kính cẩn hành lễ nói. Trần Thấm Ngọc vẽ mặt tươi cười nhìn qua Ninh Kỳ, cười nói: Tàn sát Long hậu thực sự là tuổi trẻ tài cao, tựa như chưa từng hôn phối, không bằng xem trong cung đám công chúa bọn họ, nhưng có phù hợp ngươi, nhưng Hoàng thượng gả cho ngươi như thế nào? Công chúa, Ninh Kỳ đối với cái từ này không có chút nào cảm mạo. Tần Chính cũng cười nói: đúng vậy a, à, như vậy đi, ta cái thứ bảy nữ nhi tại Tiên Phượng Tông, ít ngày nữa phải trở về tới thăm người thân, đến lúc đó ta giới thiệu ngươi nhận biết, vừa vặn rất tốt thất muội thất tỷ một đám hoàng tộc tử đệ trong lòng cả kinh vị công chúa này lúc ba tuổi liền bị dạo chơi ở đây tiên phượng tông trưởng lão ôm đi qua nhiều năm như vậy cũng chỉ trở lại qua hai lần mỗi một lần đều để bọn hắn rất là chấn kinh lần thứ nhất trở về thời điểm là bảy tuổi vậy mà đã là đại đấu sư lần thứ hai trở về thời điểm là 13 ba tuổi đã là đỉnh phong đấu linh so chim đài thanh huyền thiên phú cũng mạnh hơn rất nhiều lần bây giờ đoán chừng đã đấu vương tần chính có thể nói ra loại lời này chứng minh hắn đối với Ninh Kỳ coi trọng, đã đến một cái cực cao tình cảnh. Ninh Kỳ mỉm cười nói, thần bây giờ một lòng tu luyện, tạm thời không muốn nói nghi nữ chi tình, chỉ sợ làm hoàng thượng thất vọng. Nghe nói chỗ ở của ngươi có mấy cái xinh đẹp như hoa nữ tử, vừa mới ta ở đây cũng nhìn thấy các nàng, quả thật là xinh đẹp vô cùng, khó trách tàn sát long hậu không muốn nói tình nói yêu. Trần Thấm Ngọc trêu đùa, đâu có đâu có, nhưng hoàng hậu chê cười. Ninh Kỳ da mặt chính là dày, một chút cũng không có hoang ngôn bị vạch trần lúng túng. Ha ha ha, không đàm luận những chuyện này, tới nói chuyện phá giai đan A, à, viên này huyền giai trung phẩm phá giai đan, có thể hay không bán cho bản hoàng. Tần chính cười to ba tiếng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, cái này, thần viên đang dược kia, là muốn hiếu kính lão thái gia. Ninh kỳ mỉm cười từ chối nhã nhặn, trong lòng mọi người oán thầm không thôi, e rằng tần đường đế quốc, cũng chỉ có ninh kỳ cái này thế hệ trẻ quái vật dám ngay mặt cự tuyệt tần chính đi. Tần chính cũng không tức giận, ngược lại gật gật đầu, đây là phải, hiếu đạo xếp số 1, như vậy ngươi sau đó luyện chế phá giai đan có thể hay không bán cho bản hoàng. Hắn tại lục tinh giai đoạn ngây người năm 6 năm, một điểm đột phá dấu hiệu cũng không có, nếu như có thể nhận được huyền giai trung phẩm phá giai đan, liền có thể nhất cử đột phá đến cửu tinh, đến lúc đó tầng đường đế quốc quốc lực, cũng sẽ tùy theo dân lên, những cái kia một mực mạo phạm biên cương tiểu quốc, liền muốn suy nghĩ một chút lại quấy rối, tầng chính có thể hay không tự mình giết đến bọn họ kinh thành kỳ thực hôm nay có thể luyện chế ra viên này huyền giai trung phẩm phá giai đan là có một ít thần không tiện thố lộ nguyên nhân về sau tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra huyền giai hạ phẩm phá giai đan ninh kỳ đạo viên đang dược kia ước chừng bỏ ra hắn năm nghìn đồ long tệ tần chính muốn huyền giai trung phẩm phá giai đan mộng đoán chừng là muốn bể nát bất quá cái này năm nghìn đồ long tệ làm tức chết chu đại tráng ninh kỳ vẫn cảm thấy rất đáng lời này vừa nói ra tần vô song trong lòng lập tức có chút thất lạc đồng thời có chút không tin dạng này Tần chính chân mày cau lại, gặp Ninh Kỳ thần sắc không giống giả mạo, nghĩ đến Long Chi Đại Lục đích xác không có huyền giai trung phẩm phá giai đang tồn tại, cao cấp nhất cũng bất quá huyền giai hạ phẩm, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút tin tưởng, nhưng mà hắn vẫn không cam tâm, tàn sát Long Hậu. Đã ngươi có thể làm ra huyền giai trung phẩm phá giai đang tới, ngươi sao không lấy giống nhau phương pháp lần nữa thi hành? Tần chính vấn đạo, hoàng thượng, giá quá cao, thần tạm thời còn đảm đương không dậy nổi. Ninh kỳ cười khổ nói, bản hoàng cùng ngươi cùng một chỗ đảm đương, còn không được sao. Tần chính đạo, cái này đại giới, e rằng tần đường đế quốc cũng giao không ra. Ninh kỳ lắc đầu, đám người nghe vậy, hít sâu một hơi, toàn bộ tần đường đế quốc cũng giao không ra, đây rốt cuộc là như thế nào đại giới, đã như vậy, bản hoàng cũng không làm khó tàn sát long hậu. Tần chính thở dài, Ninh kỳ thấy thế, thức thời chấp tay nói, cái kia vi thần liền xin cáo từ trước. Đi thôi. Tần chính khoát khoát tay, ninh kỳ rời đi giao đấu tràng không có trực tiếp hồi phủ cũng không cùng trương long triệu hổ bọn hắn tụ hợp mà là xuất hiện ở vô địch hầu phủ gỡ giáp viên tàn sát long hậu lão thái gia bên cạnh đám kia ban đầu thị vệ hôm nay tay sai dùng ánh mắt khác thường nhìn qua ninh kỳ chắp tay hành lễ đây nếu là đổi lại trước đó tuyệt đối không thể lão thái gia mỉm cười nói thắng thắng ninh kỳ cười gật gật đầu tại lão thái gia ngồi đối diện xuống hảo 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 lão thái gia trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, cười to ba tiếng, Ninh Kỳ nhìn hắn bộ dáng, sau mấy năm trước, tự hồ lại già mấy phần, mấy năm xuống, tu vi của hắn vẫn không có tiếng thêm, vẫn là nhất tinh đấu hoàng, đây là ta hiếu kính ngài. Ninh Kỳ lấy ra phá giai đan, đưa tới, a à. Lão thái gia trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, tiếp nhận đang dược xem tường tận, phía sau hắn người hầu nhau nhau đem lực chú ý từ Ninh Kỳ trên thân, chuyển dời đến đang dược trên thân, đây là đang dược gì? Lão Thái Gia vấn đạo Ninh Kỳ cười nói, huyền giai trung phẩm phá giai đan, lão thái gia vừa vặn dùng tới được. Phá giai đan, trên mặt mọi người lộ ra một tia chấn kinh, không dám tin nhìn qua Ninh Kỳ, lão thái gia lăng lăng đạo, đây quả thật là phá giai đan, huyền giai trung phẩm. Ninh Kỳ gật gật đầu, thiên chân vạn sát. Theo ta được biết, phá giai đan không phải chỉ có huyền giai hạ phẩm sao, ngươi chính là dựa vào nó, thắng được hôm nay giao đấu. Lão thái gia trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, chính là, lúc nhận được ninh kỳ câu trả lời khẳng định sau đó lão thái gia trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên thiên muốn hưng thịnh ta thiên muốn hưng thịnh ta hai hàng nhiệt lệ từ hốc mắt của hắn bên trong lăn xuống xuống lão hầu gia sau lưng người hầu kích động nửa quỳ trên mặt đất ninh kỳ sờ lỗ mũi một cái đến nỗi kích động như vậy đi hắn cười nói lão thái gia rất nhiều người trong mà thèm viên đang dược kia ngươi vẫn là bây giờ ăn vào a à? hảo trữ lão thái gia trực tiếp đem đang dược ném vào trong miệng căn bản vốn không hoài nghi nó là không phải độc dược, đang dược vào bụng sau đó, một cổ nóng bỏng nhiệt lưu từ đan điền của hắn bên trong sinh sôi, sau đó thông hướng toàn thân bách mạch, tại lão thái gia bên cạnh, dần dần xuất hiện một cổ gió lốc, trên đất lá cây bị gió lốc cuốn lên, vây quanh trữ lão thái gia mà chuyển, tất cả mọi người không tự chủ được lùi lại bảy, tám bước, sau đó mong đợi nhìn qua lão thái gia, không bao lâu, một cổ đậm đà tử quan xuất hiện ở trên người hắn, đây là đấu khí tràn ra tạo thành hiệu quả. Cái trạng thái này ước chừng kéo dài chung trà thời gian, chỉ thấy lão thái gia đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dị tượng tiêu thất, trên mặt hắn hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, khóe mắt nếp nhăn đều thiếu đi hai ba đầu, nhìn ước chừng trẻ ba, bốn tuổi bộ dáng, chúc mừng lão thái gia tiến gia nhị tinh đấu hoàng. Bọn người hầu kích động hét lớn, lúc này, Ninh Hồng Đô mang theo thị vệ gào thét mà đến, xảy ra chuyện gì? Hắn nghe được lão thái gia thét dài, cho là có thích khách vào phủ, cho nên thần sắc có chút khẩn trương. Ninh Hồng Hải mấy người cũng cái này tiếp theo cái kia có mặt, không bao lâu, gỡ giáp trong viên liền trở nên phi thường náo nhiệt, toàn bộ trong hầu phủ tám thành nhân toàn bộ đều ở nơi này, là Ninh Kỳ. Tàn sát Long Hậu Hắn không phải là bị Hoàng thượng gọi đi sao, như thế nào xuất hiện ở đây? Ninh Hồng Đô trong lòng dân lên vẻ nghi hoặc, Ninh Hồng Hải trước tiên chú ý tới lão Thái Gia thần Thái, trong lòng đột nhiên thoáng qua một tia ngờ tới, tiếp đó mừng như điên đạo, lão Thái Gia, ngài đột phá. Cái gì? Lão Thái gia đột phá? Đây chẳng phải là nhị tinh đấu hoàng. Mọi người vẻ mặt chấn động, nhao nhao nhìn về phía lão Thái gia, lão Thái gia mỉm cười, gật đầu nói, may mắn mà có tàn sát long hậu phá giai đan, ta nhiều năm chưa từng tiến thêm tu vi, rốt cuộc lấy đột phá. Phá giai đan. Ninh Hồng đô lập tức biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà một chút không có đi hoàn thành sân đấu võ hầu phủ tử đệ, lại một mặt khiếp sợ nhìn về phía Ninh Kỳ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phá giai đan? đấu vương ăn vào một khỏa có thể trong nháy mắt đề thăng nhất tinh tu vi, ninh hồng chấn động dưới điển cả kinh nói, bất quá phá giai đan không phải đối với đấu hoàng trở xuống cao thủ có hiệu lực không? Có người rất nghi hoặc. Lúc này, ninh hồng đô quét ninh kỳ một mắt, hướng đám người trầm giọng nói, lần này tàn sát long hậu đấu với người đan, luyện chế ra đan dược chính là huyền giai trung phẩm phá giai đan. So trong đồn đải, cao cấp nhất phá giai đan còn cao hơn một cái phẩm giai. Người kia cũng bởi vì như thế, trực tiếp tức giận thổ huyết bỏ mình về sau hoàng thượng tự mình triệu kiến tàn sát long hậu ta còn tưởng rằng phá giai đang hội bị hắn muốn đi không nghĩ tới tàn sát long hậu lại cho lão thái gia nói đến phần sau trong giọng nói của hắn mang theo vẻ vui vẻ yên tâm những lời này khiếp sợ đám người nói không ra lời chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua ninh kỳ hắn vậy mà đã có thể luyện chế huyền giai trung phẩm phá giai đang không nghĩ tới tàn sát long hậu mạnh như vậy ninh hồng trong hải nhãn thoáng qua một chút hối hận sớm biết trước đó liền cùng ninh kỳ tạo mối quan hệ bây giờ chắc chắn cũng có chỗ tốt, có thế luyện chế phá giai đang tồn tại, trong mắt bọn hắn, địa vị đã so hoàng đế cao hơn, liền xem như bách thảo tông, cũng không có nghe nói có người biết luyện chế loại đan dược này, hoàng thượng gọi ngươi đi qua. Lão Thái Gia nhíu mày, Ninh Kỳ gật gật đầu, hắn theo ta muốn đan dược, ta không cho. Ngươi không sợ hắn chặt ngươi đầu. Trữ Lão Thái Gia trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn dám không? Ninh Kỳ cười hỏi lại, hắn dám không, hắn dám không? Ba chữ này từ Ninh Kỳ trong miệng phun ra, không ngừng đang lúc mọi người trong đầu quanh quẩn, ngắn ngủi thời gian mấy năm, khi xưa một cái hầu phủ con hoang, lại phát triển đến loại tình trạng này, hắn nói không sai, lấy Ninh Kỳ bản thân luyện đang đại tông sư thân phận, tăng thêm sau lưng Bạch Hổ Đế quốc cửu công chúa, đừng nói là Tần Chính, Bách Thảo Tông đều chưa chắc dám động Ninh Kỳ, lão thái gia, nếu đang có chuyện liền phái người cho ta biết, ta đi trước một bước. Ninh Kỳ cười nói, đi thôi. Lão thái gia gật gật đầu, sau đó Ninh Kỳ trực tiếp kích phát tật phong chi dày, ngay trước mặt mọi người, phá không mà đi, đấu vương. Tàn sát Long Hậu đã là đấu vương. Không thể nào. Đám người lần nữa bị chấn kinh, liền Ninh Hồng Đô cũng không ngoại lệ, chỉ có đấu vương cấp cường giả, mới có thể phá không mà đi. Trữ lão Thái Gia tự nhiên nhìn ra Ninh Kỳ tu vi, cũng chú ý tới dưới chân hắn dày, bất quá lười nhát cùng mọi người giảng giải. Nói thẳng, không cho phép ai có thể đều rời đi ta gỡ giáp viên, thật tốt một cái thanh tỉnh chi địa bị các ngươi làm ầm ĩ không chịu nổi. Là. Trên mặt mọi người lộ ra một tia xấu hổ, quay người thối lui, hồng đô, ngươi chờ một chút. Lão Thái Gia đạo, lão Thái Gia, có gì phân phó? Ninh hồng đô kính cẩn đạo, đi phái thiệp cưới, nhưng những lão gia hỏa kia đều tới chúng ta hầu phủ uống rượu, ta muốn xử lý một trăm đại thọ. Trữ lão Thái Gia mỉm cười nói, có thế ngài còn không có đầy một trăm. Ninh hồng đô nghi ngờ nói, sớm xử lý không được sao, nhanh đi, nhớ kỹ thái tử thái bảo phủ nhất định muốn phát. Trữ lão thái gia không nhịn được vất vất tay, là Công thiên kiện sách theo chu đại tráng thi thể về tới hầu phủ, mệnh hạ nhân cho hắn chế tạo một bộ quan tài sau đó, liền vội vàng rời đi tầng đường đế quốc, một đường hướng đông bay đi, tại xa xôi phía đông, có một tòa đứng thẳng trong mây sơn phong, ngọn núi này tên là Vân Vụ Phong, tại đỉnh núi, quanh năm có mây mù vần quanh, ngoại nhân từ chân núi nhìn lên trên mà nói, là không nhìn thấy đỉnh núi toàn cảnh, phụ cận cao thủ, không người nào dám tiếp cận ngọn núi này, không phải là bởi vì phía trên có đáng sợ cự long, mà là bởi vì đỉnh núi chiếm cứ một cái thanh danh hiển hách tán tu, Chu Tang, người này là đỉnh phong đấu hoàng bước vào sinh tử chính quan ải thứ nhất cường giả, hỉ nộ vô thường, mất mạng ở dưới tay hắn cao thủ vô số kể, dần già, liền không có người còn dám tới trêu chọc hắn, coi như biết được hắn là một cái đan vương, cũng rất ít có người dám tới mời hắn luyện đan. Công Thiên Kiện bay thẳng đến đỉnh núi, ở một cái hang đá trước mặt chắp tay nói, Tầng đường đế quốc Phượng đô thành Tôn gia trang Thiên kiện cầu kiến Chu Dung tiền bối. Tôn Thiên kiện, ngươi có chuyện gì? Theo Tôn Thiên kiện vừa dứt lời, một thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như là thuấn di một dạng, liền Tôn Thiên kiện đều chắc chắn không được hắn động tác quỷ tích, trong lòng âm thầm chấn kinh, Chu Dung bề ngoài nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi dáng vẻ, thần sắc lại dị thường âm trầm, hai mắt hốc mắt thân hãm, toàn thân cao thấp tản ra một cổ lệ khí, chỉ có Tôn Thiên kiện biết, hắn kỳ thực đã 130 tuổi hơn có thể coi là một cái lão yêu quái, chu dung tiền bối, chu đại tráng hắn. Tông Thiên Kiện khuôn mặt thượng lộ ra một tia ngượng nghịu, chu dung sắc mặt hơi đổi một chút, quát lạnh một tiếng đạo, hắn thế nào, có lời cứ nói, đừng như thế ấp a à ấp úng. Hắn chết. Tông Thiên Kiện khẽ cắn môi, đạo, nói xong, hắn liền cúi đầu, trong lòng có mấy phần sợ hãi, sợ chu dung dưới cơn thịnh nộ hướng hắn ra tay, nếu như không phải là bởi vì chu dung tồn tại, chu đại tráng chết thì chết, hắn chưa chắc sẽ tới đây chủ động bẩm báo, chủ động còn có mấy phần đường sống, nếu là không chủ động, Chu Dung tự mình biết chuyện này phía sau, hắn công thiên kiện chắc chắn phải chết, hồi lâu, không có hắn tưởng tượng trong nổi giận, Chu Dung chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn là chết như thế nào, từ nói thật tới, không cho phép bỏ sót nửa phần. Công thiên kiện đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, khi biết được Chu Đại Tráng là cùng ninh kỳ đấu đang sau đó, tức hỗn hển thổ huyết bỏ mình, Chu Dung giận quá thành cười, ha ha ha, thú vị, tuổi trẻ như vậy luyện đăng đại tông sư chắc hẳn hắn xuất thân bất phàm a à. công thiên kiện đạo theo ta được biết hắn nói mình sư tôn là nhàn vân giả hạt một cái đến nay không người gặp qua chu dung âm thanh lạnh lùng nói ngươi cũng đã biết chu đại tráng ngoại trừ là đệ tử của ta bên ngoài còn có cái gì thân phận có gì thân phận công thiên kiện khuôn mặt thượng lộ ra vẻ nghi hoặc hắn là nhi tử ta con trai ruột của ta ta con độc nhất chu dung đột nhiên nổi giận trống chấn nhiếp sơn lâm bọn hắn lại là phụ tử quan hệ tôn thiên kiện khuôn mặt thượng lộ ra chấn kinh chi sắc dám hại chết ta nhi tử thù này ta muốn cầm một ngàn cái nhân mạng tới lấp chu dung gầm nhẹ một tiếng vừa dứt lời hắn trực tiếp đưa tay hướng tôn thiên kiện chọc tới tôn thiên kiện kinh hải muốn chết lại không có chút nào trở tay năng lực trực tiếp bị chu dung nhất trong tay hướng tầng đường đế nước kinh thành bay đi tôn thiên kiện thấy thế trong lòng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm mạng của mình xem như bảo vệ kế tiếp, hắn khuôn mặt thượng lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, kinh thành sợ rằng phải nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, Ninh Kỳ, chờ xem, xem lần này, ai còn có thể cứu ngươi. Ngươi nói người trên bức họa, là tầng đường đế quốc đồ Long Hậu Phủ Ninh Kỳ. Kiếm không máu lạnh lùng nhìn trước mắt quỳ một chân trên đất trung niên nhân, ở trong tay của hắn, có hai tấm bức họa, người ở phía trên cùng Ninh Kỳ giống nhau đến bảy phần, là, thuộc hạ dám lấy tính mệnh đảm bảo. Trung niên nhân kiên định đạo. Hảo, nếu quả như thật là hắn, ngươi liền lập một cái công lớn, về sau trực tiếp trở lại công môn theo ta, nhưng nếu như không phải hắn, liền tự mình cùng huyết sát lão tổ giảng giải đi thôi. Kiếm không máu hiếp mắt nói, trung niên nhân nghe được huyết sát lão tổ bốn chữ này thời điểm, cơ thể không tự chủ một hồi run rẩy, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất chắc chắn phán đoán của mình, đảm nhiệm chiếc châu phủ ám đường đường chủ nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ nhìn nhầm qua, ninh kỳ, hừ. Kiếm không máu nhìn xem bức họa, lạnh rên một tiếng, trong mắt lộ ra một tia sát ý ngập trời. tần đường đế quốc, kinh thành, đồ long hậu phủ, triệu quản gia, đây là nhà ta lão gia bái thiếp, còn xin lão nhân gia ngài chuyển giao cho đồ long hậu. tiểu nhân ở này cảm ơn. một cái đỉnh phong đại đấu sư nhúng nhường đứng tại triệu nhị trước mặt, kính cẩn đưa qua một trương thiếp mời. triệu nhị cười híp mắt đem thiếp mời tiếp nhận. lúc này đối phương lại lặng lẽ đẩy đi tới một trương ngân phiếu. triệu nhị con mắt đảo qua, ai gia, một nghìn lượng, đây là hắn lúc trước làm cả đời đều không kiếm được tiền a. À nhưng mà, triệu nhị trừng mắt, ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi muốn cho ta phạm sai lầm, ta đường đường đồ long hậu phủ quản gia, muốn ngươi một ngàn này hai phá tiền, nhanh lấy về. Vân vân. Tên này đỉnh phong đại đấu sư một mặt xấu hổ, khác đang tại xếp hàng chuẩn bị đưa bái thiếp nhân, nhau nhau đem dấu ở trong tay ngân phiếu thu vào, đồng tình hướng người kia nhìn lại, triệu nhị phủi hắn một mắt, đạo, yên tâm, bái thiếp ta sẽ trình đi lên, về sau chư vị đều nhớ, ta đồ long hậu phủ cùng các chỗ không giống nhau không tới giả, là triệu quản gia nói rất đúng có như thế anh minh thần võ quản gia lo gì đồ long hậu phủ không thịnh vượng từng đợt a du nịnh hót mà nói truyền đến triệu nhị cảm thấy lỗ tai thoải mái vô cùng mang theo nụ cười đem từng trương bái thiếp đón lấy kể từ hắn tới ở đây thời gian qua là càng ngày càng hảo đã từng những cái kia trong mắt hắn cao cao tại thượng nhân vật bây giờ lại nhún nhường ở trước mặt hắn chỉ sợ chọc giận hắn đây hết thảy đều là bởi vì một người ninh kỳ gương mặt kia hiện lên ở triệu nhị trong đầu hắn khuôn mặt thượng lộ ra kính để thần sắc, hầu gia tuổi còn nhỏ, bây giờ lại đánh xuống như vậy gia nghiệp, trong kinh thành liền hoàng thượng đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi bội phục, bội phục a. À. triệu nhị trong lòng cảm thán một tiếng, lại tại lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, đồ long hậu ninh kỳ, ngươi giết nhi tử ta, nhanh chóng nạp mạng đi. âm thanh giống như cuồng cuộn lôi đình, ầm ầm vang dội, trên trời vốn có mấy đóa bạch vân, giống như cũng bị thanh âm này cho đánh tan, lộ ra một mảnh trời xanh không tốt, có địch đột kích, triệu nhị liền vội vàng xoay người tiến vào hầu phủ, thuận tay đem đại môn gắt gao đóng lại, tiếp đó hướng ninh kỳ viện tử chạy tới, hoàng cung, tần chính trước tiên ngẩng đầu, khiếp sợ nói, cổ khí thế này, thanh âm này, chẳng lẽ là chu dung. Trần Thấm Ngọc cao mày nói, vân vụ sơn vị kia tán tu. Tần chính gật gật đầu, ánh mắt lộ ra nhất ti hoảng nhiên hiểu ra chi sắc, chu đại tráng, chu đại tráng, đồng dạng họ chu, không nghĩ tới, hắn lại là chu dung nhi tử sau đó tần chính ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn tôn gia cùng chu dung dính líu quan hệ giữ kín không nói ra chỉ sợ trong lòng có điểm ý nghĩ chẳng lẽ tôn thiên kiện lão gia hỏa kia muốn tạo phản trần thấm ngọc cả kinh nói hoàng hậu ngươi quên hắn trước kia là như thế nào rời đi kinh thành sao ta xem hắn là không cam tâm coi như không phải tạo phản cũng muốn cho chúng ta hoàng tộc hung hăng nhất kích tần chính lạnh trên một tiếng nghe nói chu dung là đỉnh phong đấu hoàng còn bước vào sinh tử chính quan cửa thứ nhất hoàng thượng chúng ta nên làm cái gì? Trần Thấm mặt Ngọc Thượng lộ ra một tia lo lắng, đạo, trước xem tình huống một chút. Tần Chính Cao Mày nói, lấy đối phương thực lực, muốn đánh lui hắn, sợ rằng phải lấp cốt nhất mấy cái quân đoàn, tổn hao như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tần Chính Tuyệt sẽ không lựa chọn làm như vậy, thần võ công phủ, Hoàng Phủ đang rít cào đột nhiên đứng lên, hắn khuôn mặt Thượng lộ ra một tia mừng như điên, ha ha ha, là Chu Dung, Ninh Kỳ xong. Cái này tiếp theo cái kia cao thủ, từ riêng mình trong phủ bay đến giữa không trung tụ tập, không bao lâu, trên kinh thành khoảng không tựu ra hiện 20 tôn đấu hoàng, trên trăm tôn đấu vương, tại nơi hơn 100 tôn đấu vương bên trong, thà hồng thiên mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt có một tia khó mà phát giác chờ mong chợt lóe lên. Tào Đỉnh Long dễ cực nhìn về phía một mặt nghiêm túc trữ lão Thái Gia, người cháu trai này chọc quá nhiều cừu gia, lần này lại là ai tới trả thù. Trữ lão Thái Gia lạnh trên một tiếng, bất kể là ai, Ninh Kỳ Thủy chung là đồ long đợi, chẳng lẽ lão gia hỏa ngươi dự định khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, hắn nhìn về phía khác đấu hoàng, hoàng phủ đang rít gào ánh mắt cố ý cùng hắn dịch ra, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, nam cung bá thiên ha ha cười nói, ông thông gia, nếu là ngươi đem hồng thiên tước vị còn cho hắn, xem ở ngọc nhi mặt trên, ta sẽ xuất thủ. Trữ lão thiên gia cười ha ha một tiếng, chuyện nhà của ta, không tới phiên ngươi tới vung tay múa chân, nam cung bá thiên, nếu không phải xem ở lão bà của ngươi phân thượng, ta đã nhường Nam Cung Ngọc Nhi chạy trở về nhà mẹ đẻ. Hà Hồng Thiên sắc mặt lập tức biến xanh xám, hận hận nhìn xem trữ lão thái gia bóng lưng, Nam Cung bá thiên long mày nhướng lên, phát ra cười lạnh một tiếng, vậy thì nhìn một chút một mình ngươi, có thể hay không chống chọi được tôn thần này bí cao thủ A. À? Hoàng Phủ đang rít gào cười, người này là Chu Dung, trước kia ta nghe qua hắn âm thanh, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ hợp lại, e rằng cũng không địch hắn một chiêu. Chu Dung, cái kia vân vụ phong tán tu, đỉnh phong đấu hoàng, trên mặt mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc loại tồn tại này liền xem như tần chính ra tay cũng đánh không lại a à. trữ lão thái gia khóe mắt lắc một cái thần sắc càng ngày càng nghiêm túc cùng lúc đó chân trời một thân ảnh phi tốc tiếp theo chính là chu dung cùng tôn thiên kiện chu dung tiền bối đám người này là kinh thành các đại gia chủ tôn thiên kiện nhắc nhở sâu kiến mà thôi chu dung cười lạnh một tiếng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn quét đám người một mắt âm thanh lạnh lùng nói các ngươi là dự định ngăn cản ta. Không dám, Chu Dung tiền bối uy danh, phản bối sớm đã nghe nói, nếu là ngươi cùng bổn quốc đồ long đợi có cái gì ân oán cá nhân, tại hạ thần võ công phủ, sẽ không nhúng tay. Hoàng phủ đang rít gào mỉm cười nói, ta nam cung gia cũng không nhúng tay. Nam cung bá thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta khổng gia cũng không nhúng tay. Lỗ khiếu phong cười khổ nói, Chu Dung tiền bối, ta tạo đỉnh long mặc dù không là đối thủ của ngươi, nhưng thân là tần đường đế quốc thái tử thái bảo, tự nhiên không thể đối ngoại địch nhìn như không thấy ra mọi người dự kiến Tào đỉnh long vậy mà mở miệng lựa chọn cùng ninh kỳ đứng cùng một trận doanh hoặc có lẽ là hắn không phải đứng tại ninh kỳ bên kia mà là đứng ở tầng đường đế quốc bên này trữ lão thái gia nhàn nhạt nhìn hắn một cái tiếp đó hướng chu dung đạo ninh kỳ là của ta tôn nhi người nếu có cái gì chuyện hướng ta tới lão thái gia hồ đồ rồi sao đáng chết đối phương thế nhưng là đỉnh phong đấu hoàng hắn muốn đem ta vô địch hầu phủ chôn vùi a Hà Hồng Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ha ha ha, hảo, lấy trước hai người các ngươi đầu cẩu mệnh, tế con ta trên trời có linh thiên. Chu Dung trong mắt lóe lên một tia sát ý, đặc biệt là nhìn về phía trữ lão thái gia thời điểm, sát ý phản phất trở thành thực chất, trực tiếp nhường đám kia đấu vương cảm thấy cơ thể rất lạnh không thôi. Hắn trực tiếp một chưởng đánh ra, đấu khí màu tím sẫm ngưng kết thành một cái to lớn chưởng ấn, trực tiếp hướng hai người nắp đi. Đỉnh phong đấu hoàng ném giận ra tay, quy lực một kích này, chỉ sợ đủ để đem trữ lão thái gia cùng tàu đỉnh long đánh thành hôi phi yên diệt, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại, gia gia. Người phía dưới trong đám, tàu chính phát ra một tiếng kinh hô, lão thái gia. Vô địch hầu phủ người so tàu chính cũng không khá hơn chút nào, mắt thấy hai người muốn mất mạng tại chu dung thủ hạ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, một bóng người xuất hiện ở hai người trước mặt, bác hoang thần công. Trấn hoàng quyền. Một tiếng long ngâm vang lên đấu khí màu đen đặc hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt hắc long hướng cái kia to lớn chưởng ấn nghênh đón cả hai va nhau phía dưới phát ra một tiếng vang thật lớn oanh tầng chín bay ngược mà chu dung thì đứng lặng ở trong hư không lạnh lùng nhìn xem tầng chín hoàng thượng đám người giật nảy cả mình tào đỉnh long tay mắt lanh lẹ bay người lên phía trước đỡ lấy tầng chín tầng chín khóe miệng có một tí tiên huyết hắn tự tay tùy ý xoa xoa tiếp đó cười hít mắt nhìn về phía chu dung chu tiền bối thật sâu dày công lực hoàng thượng ra tay rồi, đó là hắn dị chủng đấu khí. Không hổ là bác hoang thần công, không hổ là trấn hoàng quyền, vậy mà có thế ngăn cản được chu dung nhất kích. Ai, đáng tiếc. Hoàng phủ đào trong lòng thở dài, da da không chết, quá tốt rồi. Tào chính nhẹ nhàng thở ra, trên trán đã cũng là mồ hôi lạnh, chu dung âm thanh lạnh lùng nói, tần chính, ngươi là dự định ngăn cản ta báo thù sao? Tần chính miễn cười nói, lão hầu gia cùng thái tử thái bảo như thế nào đắc tội ngươi, ngươi liền muốn lần tiếp theo sát thủ, thật coi bản hoàng không dám lên tiếng, nếu ta bây giờ điều động kinh thành tất cả quân đoàn, tăng thêm chúng ta đồng loạt ra tay, chỉ sợ chu dung tiền bối cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồng A. Hừ, ngươi phong đồ long đợi giết con trai của ta, nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa. Chu Dung trong mắt lóe lên một tia vẻ kiên dè, đó là đồ long đợi, cùng hai vị không quan hệ. Tần Chính cười lạnh nói, Chu Dung lạnh lùng nhìn hắn một cái, trực tiếp mang theo Tôn Thiên Kiện hướng đồ Long Hậu phủ phương hướng bay đi. Hoàng thượng, trữ lão thái gia trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, Tần Chính thở dài, Trấn An nói, lão hầu gia, Chu Dung tu vi của người này thông thiên, chúng ta ngăn cản không tới, con cháu tự có con cháu phúc, nếu là ngươi cũng trộn vào, chỉ sợ các ngươi mạch này hương hỏa, liền kế thừa không nổi nữa. Đám người theo bản năng nhìn Thà Hồng Thiên một mắt, Thà Hồng Thiên bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Trữ lão thái gia há to miệng, cuối cùng biến thành một loại tuyệt vọng, tại tầng chính không chú ý thời điểm, hắn đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng Chu Dung đuổi theo, các ngươi nhanh đi đem lão hầu gia mang về. Tầng chính hét lớn một tiếng, đạo, lão gia hỏa, ngươi như thế nào như thế không lý trí đâu. Tào Đỉnh Long trong lòng mắng to một tiếng, cùng các mấy cái đấu hoàng cùng một chỗ hướng trữ lão thái gia đuổi theo, đồ long hậu phủ, hầu gia, không tốt rồi, có địch đột kích. Triệu hai đại âm thanh quát, lỗ tai ta không có điếc. Ninh Kỳ mang theo Trương Long Triệu Hổ đi ra, trợn nhìn Triệu Hai một mắt, Triệu Hai ngượng ngùng cười một tiếng, ngay sau đó Thà Tam Gia, Lý Mạc Sầu, Tâm Triệt, Tả Thị các nàng cũng đều đi ra, cơ hồ toàn bộ hầu phủ nhân, đều tụ tập đến rồi Ninh Kỳ trong tiểu viện, thiếu gia, lại có bại hoại sao? Tiểu Nguyệt Nhi giống như một cái như tiểu đại nhân cao mày, đạo, trái Linh Nhi, không sợ, chúng ta có thể đem bại hoại đánh chạy. Thà Tam Gia mỉm cười quét hai nữ một mắt, nhìn về phía Ninh Kỳ, trong mắt có một tí ngưng trọng, người này tu vi không thấp. Ninh Kỳ cười nói, quản hắn là ai, lần này hắn đến nhầm địa phương. Nói xong, hắn đem sắc long pháo từng tôn lấy ra, sắc long pháo. Thà Ba ngạc nhiên nhìn xem một màn này, hắn cũng có một tôn, vẫn là Ninh Kỳ cho, không nghĩ tới Ninh Kỳ trên thân còn ẩn giấu nhiều như vậy, làm Ninh Kỳ hết thảy lấy ra 30 tôn sắc long pháo phía sau, thà Ba trong lòng thở vào một cái, có 30 tôn sắc long pháo tồn tại, đối phương chỉ cần không phải đấu tông, đều không cái gì tốt lo lắng, những này là cái gì? Những người khác tò mò vây quanh, đánh giá sắc long pháo, những thứ này thế nhưng là thứ rất nguy hiểm, các ngươi tất cả mọi người tránh ra một chút, đứng ở đằng sau ta. Ninh Kỳ vội vàng nhắc nhở, đám người nghe vậy, sợ hết hồn, liền Ninh Kỳ đều nói nguy hiểm, tự nhiên là cực kỳ nguy hiểm, cho nên bọn hắn nhao nhao chạy đến Ninh Kỳ sau lưng, không còn dám tới gần sắc long pháo, lúc này, Chu Dung cùng Tôn Thiên Kiện đã bay đến tàn Sát Long hậu phủ bầu trời liếc mắt liền nhìn thấy Ninh Kỳ trong viện rậm rạp chằng chịt bóng người, chính là hắn. Chu Dung âm thanh lạnh lùng nói, Tôn Thiên Kiện gật gật đầu, nhìn xem Ninh Kỳ trong mắt lộ ra một tia hận ý, là hắn. Hảo! Chu Dung bay đến đám người bầu trời, cư cao lâm hạ nhìn qua Ninh Kỳ, chính là ngươi giết con ta, hôm nay ta muốn huyết tẩy ngươi tàn sát Long Hậu Phủ, để cho con của ta ở dưới cửu tuyền, cũng có thể nghỉ ngơi. Tôn Thiên Kiện, Chu Dung, đỉnh phong đấu hoàng, ha ha, con của ngươi chính là Chu đại tráng tên ngu xuẩn kia, dạng này ngu xuẩn đồ vật, chết thì đã chết, ngươi sẽ lại không đi sinh một cái sao, có cần thiết chém chém giết giết. Ninh Kỳ một mặt thành khẩn cười nói, đáng chết. Chu Dung giận dữ, không được tổn thương cháu ta. Trữ lão thái gia từ đằng xa bay tới, tại hắn sau lưng, Tào Đỉnh Long mấy người đang đau khổ đuổi theo, lão thái gia, không tốt. Ninh Kỳ đột nhiên hét lớn một tiếng, lão thái gia, ngươi đừng tới, người này ta có thể xử lý. Ngươi nếu là tới hại ta, hối hận không kịp. Tiếng hô của hắn tại đấu khí khoái động phía dưới, trong nháy mắt truyền đến lão thái gia trong tai, thân hình hắn một trận, một mặt hồ nghi, cứ như vậy một cái chớp mắt công phu, Tào Đỉnh Long đã đuổi tới trữ lão thái gia bên cạnh, đưa tay bắt hắn lại cánh tay, cười khổ nói, lão gia hỏa, ngươi không muốn sống nữa sao? Tàn sát Long hậu mình có thể xử lý, vì cái gì có lòng tin như vậy, vẫn không muốn liên lụy lão hầu gia. Khác vài tên đấu hoàng tùy theo đuổi tới, Nghe xong Ninh Kỳ mà nói, trong lòng dân lên một đoàn nồng đậm nghi vấn, mấy hơi sau đó, tầng chính mấy người cũng đi tới trữ lão Thái Gia bên cạnh, tàn sát Long Hậu nói mình có thể xử lý, nực cười, chu dung tiền bối chính là đỉnh phong đấu hoàng, còn bước vào sinh tử chính quan cửa thứ nhất, hắn một cái đỉnh phong đấu linh, xử lý như thế nào, lần trước cái kia cao thủ thần bí tự hồ cũng không ở trong hầu phủ, nếu là nàng ở đây, lời này cũng có bảy tám phần có độ tin cậy. Hoàng Phủ đang rít gào trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, cười nói. Tần chính lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đạo, không ra mặt còn chưa tính, hà tất dài trí khí người khác diệp uy phong mình. Hoàng Phủ đang rít gào nghe vậy, cười ngượng ngùng một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, ha ha ha, thật là một cái cuồng vọng gia hỏa a. À. Chu Dung ngửa mặt lên trời cười dài, hài hước nhìn xem Ninh Kỳ, hắn không có ý định nhường Ninh Kỳ chết quá dễ dàng, nhất định phải hung hăng ngược sát, mới có thể tiết mối hận trong lòng, cuồng vọng không cuồng vọng, ngươi lập tức liền biết. Ninh Kỳ trên mặt lộ ra một tia nụ cười dễ cực, kẻ này chẳng lẽ điên rồi, Tôn Thiên Kiện thấy thế, âm thầm nghĩ tới, không chỉ có một mình hắn muốn như vậy, tất cả những người khác ý nghĩ cũng giống như hắn, Ninh Kỳ là sợ choáng ván A. À. Đoán chừng là, hắn xuôi gió xuôi nước quá lâu, gặp phải ngăn trở, cũng cho là mình có thế vận khí tốt tránh thoát đi, đáng tiếc lần này. Ta cảm thấy có điểm gì là lạ, tàn sát Long Hậu không phải người bình thường, bị giết đấu hoàng còn thiếu sao? Phía trước bạch hổ đế quốc 13 hoàng tử đám kia đấu hoàng thị vệ, từng khỏa đầu người phản phất đèn lồng một dạng treo ở cửa ra vào, các ngươi đều quên sao? Đó là có thần bí cao thủ giúp hắn. Bây giờ cao thủ thần bí không ở hầu phủ, ai có thể cứu hắn? Hãy chờ xem, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hôm nay kết quả sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng. Nực cười. Ta lập tức liền biết, khi bên cạnh ngươi xinh đẹp như hoa nữ tử ngược lại là thật nhiều, sau khi ngươi chết ta sẽ từng cái tiễn đưa các nàng xuống thấy ngươi đương nhiên cũng là ta chơi tàn phế sau chu dung cười to nói lớn mật lý mặt sầu lạnh trên một tiếng tiểu cô nương lòng can đảm vẫn còn lớn đi chờ sau đó thứ nhất liền từ ngươi bắt đầu chu dung nhìn về phía lý mặt sầu nhếch miệng lên một tia dâm tà nụ cười uy chu dung nhìn bên này đối với chính là chỗ này tới cười một cái quả cà ninh kỳ vẫy tay đem chu dung chú ý của lực hấp dẫn tới tiếp đó trong nháy mắt phát động sắt long pháo 30 mươi khỏa mang theo hủy thiên diệt địa chi khí tức năng lượng pháo trong nháy mắt hướng chu dung bay đi tại nửa đường bên trong bởi vì đường đạn quan hệ còn dung hợp lại với nhau trở thành một khỏa khoảng chừng một tòa căn phòng nhỏ lớn như vậy đáng sợ gia hỏa đây là vật gì chu dung trên mặt cả kinh sau một khắc trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hải muốn chết đồ long pháo đáng chết hắn tại sao có thể có loại này sát khí một mực tâm thái cao cao tại thượng trong nháy mắt nổ Chu Dung sợ hãi nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, liền đón đỡ dũng khí cũng không có, Tôn Thiên Kiện ngây ngốc đứng tại chỗ, đồ long pháo bay qua thời điểm, mang đi hắn nửa người, đến chết, Tôn Thiên Kiện cũng không biết chuyện gì xảy ra, đồ long pháo thế đi không giảm, tốc độ giống như sấm sét, trực tiếp đánh vào Chu Dung trên thân, oanh, giữa không trung xuất hiện một đóa diễm lệ hỏa hoa, Ninh Kỳ, ta tuyệt không tha cho ngươi. Hỏa hoa tán đi sau đó, chỉ thấy Chu Dung toàn thân trơn bóng, trên thân tất cả lông tóc đều bị đốt rụi, một mảnh đen kịt, cánh tay trái thiếu một đoạn, chân trái cũng mất, tiên huyết không ngừng từ không trung nhỏ xuống, chật vật hướng nơi xa bay đi, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng điên cuồng gầm thét, đáng tiếc a, à, không hổ là bước vào sinh tử ải thứ nhất cao thủ, này cũng dứt không chết hắn. Ninh Kỳ thở dài, chuyện gì xảy ra? Bao quát tầng chính ở bên trong, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Chu Dung xa trốn bóng lưng, ha ha ha, Chu Dung bại, thua ở ta Thà Huyền Hoảng cháu trai trong tay. Trưởng lão Thái Gia từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, tiếp đó liền vui sướng cười ha hả, trong tiếng cười, tất cả đều là không che giấu được đắc ý, đến cùng chuyện gì xảy ra, có người có thể nói cho ta biết không, vì cái gì Chu Dung cứ như vậy bại. Một đám đấu vương vẫn là một mặt mộng bức bộ dáng, chỉ có mấy cái đấu hoàng, tự hồ nghĩ tới điều gì, vẻ khiếp sợ trên mặt biến càng thêm nồng đậm, nhìn về phía ninh kỳ ánh mắt, tràn đầy sợ hãi cùng kiên kỵ, kẻ này như vậy cũng không chết. Hà Hồng Thiên trong lòng nhất lên thao thiên cự lãng, trong mắt lóe lên một tia oán độc hoàng phủ đang riết gào sắc mặt đầu tiên là trắng bệch sau đó biến xanh xám hắn vừa mới còn mở miệng nói ninh kỳ không đối phó được chu dung lúc này sắp đã bị đánh khuôn mặt nếu không phải hắn sớm luyện thành một cái trương kiếm đâm không phá da mặt dày chỉ sợ bây giờ không phải là xanh xám sắc mà là tử hồng sắc trên đường phố kinh thành đám kia con dòng cháu giống từng cái ngay người tại chỗ hồi lâu hoàng phủ đào mở miệng nói các ngươi biết chu dung là bị cái gì đánh lui sao Lỗ thiên thích tiểu bạch kiểm lúc này càng trắng nõn, hắn khiếp sợ nói, ta chỉ trông thấy cái kia công kích là từ tàn sát long hậu trong phủ truyền ra. Thật là đáng sợ. Liền đỉnh phong đấu hoàng đều chật vật mà chạy, kinh thành còn có ai là của hắn đối thủ. Cái này chúng ta đã từng miệt thị gia hỏa, đã phát triển đến chúng ta cần mức ngưỡng vọng A. Một con đường khác, đáng chết con hoang, này cũng không chết. Nam Cung Ngọc Nhi tức giận khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Nam Cung Khải Tinh, thà lửa cùng nàng đứng chung một chỗ, lúc này sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, không có việc gì, còn có huyết sát tông. Nam Cung Khải Tinh an ủi, nhưng mà trong lòng của hắn, lập tức cũng có chút không có ngọn nguồn, huyết sát tông, có thế phái ra đỉnh phong đấu hoàng cấp sát thủ sao, dù cho có thế phái ra, có thể đánh lại ninh kỳ sao, mấy người các ngươi đuổi theo Chu Dung, hắn trực tiếp bỏ chạy, nhất định là bản thân bị trọng thương, không có chiến đấu chi lực. Tần chính hướng tả hữu phân phó nói là 5, sáu cái đấu hoàng nhãn tình sáng lên, lập tức hướng Chu Dung bỏ chạy phương hướng đuổi theo, nếu như có thể chém giết Chu Dung, tuyệt đối là bọn hắn trong cả đời, đẹp mắt nhất chiến tích, sau đó, Tần Chính mang theo đám người bay thẳng tiến vào đồ long hậu phủ, rơi vào Ninh Kỳ trước mặt, Ninh Kỳ đã sớm đem thiết long pháo thu vào, làm Tần Chính sau khi rơi xuống đất, hắn cười hiếp mắt tiến lên chắp tay nói, thần gặp qua hoàng thượng. Miễn lễ, đồ long đợi, nói cho trẫm, vừa mới ngươi là đánh như thế nào lui Chu Dung. Tần Chính tò mò hỏi, Ninh Kỳ cười lắc đầu, không thể nói không thể nói, địch nhân của ta quá nhiều, nếu như ác chủ bài lộ ra đi, bị người đánh lén làm sao bây giờ? Nói, hắn cố ý quét hoàng phủ đang rít gào bọn người một mắt, nhìn bọn hắn một mặt mất tự nhiên, liền hoàng thượng ra hỏi đều lý trí như vậy khí tráng không trả lời. Quá kiêu ngạo a. À. Ta ngày nào nếu có thể tới mức này, chết cũng không tiếc. Trong lòng mọi người âm thầm quán thầm, tần chính cũng không sinh khí, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, gật gật đầu, đạo, hoàn toàn chính xác đồ long đợi nói có đạo lý ngược lại là bản hoàng càng rỡ đâu có đâu có nếu là hoàng thượng muốn biết thần có thể vụng trộn nói cho hoàng thượng những người khác cũng không cần nghe xong ninh kỳ cười nói a đã như vậy lão hầu gia lưu lại khắc ái khanh liền lui ra đi tần chính trên mặt lộ ra một tia ý mừng tiếp đó quay người khoát tay nói là cứ việc trong lòng tuyệt không tình nguyện nhưng tần chính mở miệng bọn hắn nhưng không có ninh kỳ lòng can đảm dám chống lại thánh lệnh không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn rời đi. không bao lâu cũng chỉ còn lại có tần chính, lâm thiên cùng trữ lão thái gia ba người. nơi đây không phải nói chuyện mà tới người phòng tiếp khách. tần chính cười nói hoàng thượng mời tới bên này. ninh kỳ cười híp mắt đem ba người dẫn tới phòng tiếp khách. đồ long đợi bây giờ có thể nói a. À. tần chính lộ ra một tia ngạo khí. vừa mới ninh kỳ tại như vậy nhiều người trước mặt bắt mặt mũi của hắn. lúc này như thế nào cũng muốn biểu hiện ra một tia hoàng đế nên có tôn nghiêm đi ra đó là tự nhiên, kỳ thực rất đơn giản, vi thần vừa mới là dùng đồ long pháo đem Chu Dung đánh lui, chỉ tiếc không có đem hắn bắn giết tại chỗ, nhưng hắn chạy trốn. Ninh Kỳ cười nói, nói, trong tay hắn xuất hiện một tôn tuyệt đẹp thiết long pháo, đưa cho Tần Chính, đồ long pháo. Tần Chính nghe vậy, trong lòng lập tức cả kinh, tiếp nhận thiết long pháo hai tay, cũng không tự giác run rẩy lên, chẳng lẽ là cửu châu đế quốc sản xuất đồ long pháo. Lâm Thiên Thất Thanh nói, trữ lão Thái Gia cũng rất khiếp sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Kỳ thế mà nắm giữ loại này sát khí, đây chính là chuyên môn bắn giết cự long thần khí A, đây quả thật là đồ long pháo. Tần chính lục loại một hồi phía sau, thận trọng nhìn về phía Ninh Kỳ, Ninh Kỳ gật gật đầu, đạo, thiên chân vạn sát, không phải vậy Chu Dung tại sao muốn chạy. Đồ long đợi, đồ long pháo cũng là cửu châu đế quốc bảo bối, tuyệt không bên ngoài bán, ngươi là làm cái gì vậy đến, có thể hay không giúp tần đường đế quốc cũng làm mấy tôn. Tần chính vấn đạo, Ninh Kỳ lắc đầu, vật này là ta gặp một cái cửu châu đế quốc luyện khí sư dùng đan dược cùng hắn đổi lấy hắn hành tung phiêu miểu bây giờ lại nghĩ tìm được hắn chỉ sợ khó càng thêm khó dạng này a à. tần chính niệm niệm không thôi nhìn lấy trong tay thiết long pháo cuối cùng vẫn nhịn đau đem nó trả lại cho ninh kỳ trữ lão thái gia cười ha hả nói ninh kỳ nếu là có biện pháp cho hoàng thượng làm mấy tôn đế quốc cường đại đối với ngươi cũng có chỗ tốt ninh kỳ cười gật gật đầu nếu là có cơ hội ta biết Lâm Thiên gặp Tần Chính trong lòng khó chịu, khuyên lơn, Hoàng thượng, đồ Long đợi bây giờ nắm giữ đồ Long pháo bực này sát khí. Nếu là có ngoại địch xâm lấn, hắn tự nhiên sẽ ra tay, giống như là chúng ta Tần Đường đế quốc nắm giữ đồ Long pháo, đều là giống nhau. Lâm Công Công nói rất đúng, nếu là có ai không mở to mắt, Hoàng thượng ngươi thông báo một tiếng là được rồi. Ninh Kỳ cười nói, đồng thời trong lòng của hắn nói thầm một tiếng, chỉ cần ta ở kinh thành. Tần Chính nghe vậy, đúng a? À, Lâm Thiên nói có đạo lý hắn là bởi vì bị tham lam che mắt tâm linh, nhờ vậy mới không có nghĩ tới chỗ này, ý niệm tới đây, trong lòng của hắn thư thản không thiếu, kế tiếp một trận nói chuyện phím đi qua, tần chính liền cùng Lâm Thiên cùng rời đi, chỉ để lại trữ lão thái gia, nói là có chút việc muốn giao phó, tranh con, giấu bao nhiêu đồ long pháo. Trữ lão thái gia cười đùa nói, Ninh Kỳ thở dài, quả nhiên không thể gạt được lão thái gia hỏa nhãn kim tinh. Hỏa nhãn kim tinh, là cái gì võ kỹ? Trữ lão thái gia hơi sững sờ, Ninh Kỳ cười nói, đó là một vị vượt qua đấu đế đại năng sở hội thần thông, ta từ trên sách nhìn đến. A. À, trữ lão Thái Gia gật gật đầu, chính là một cái thoại bản trong chuyện xưa nghĩ ra được đồ vật, căn bản vốn không tồn tại, chớ ngẩn ra đó, còn không móc ra. Trữ lão Thái Gia trừng mắt, Ninh Kỳ cười khổ một tiếng, đem đồ long pháo đều lấy ra, khi nhìn thấy khoảng chừng 30 tôn đồ long pháo xuất hiện ở trước mắt mình, trữ lão Thái Gia trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam, cho ta một nửa. Không được. 10 tôm. Không được. 5 tôm. một tôm, không thể nhiều hơn nữa. Thành giao. Ninh Kỳ sờ tráng một cái lên mồ hôi lạnh, đem trong đó một tôm thiết long thân pháo lên ấn ký cho tiêu trừ, tiếp đó đưa cho trữ lão thái gia, đồng thời nói, kỳ thực ngươi không nói, ta lúc ra cửa, cũng sẽ chủ động cho ngươi một tôm. Ta biết. Trữ lão thái gia vội vàng đem thiết long pháo cầm tới, một bên luyện hóa, một bên đáp, vậy ngươi lão nhân gia còn muốn một nữa cùng ngươi mặc cả chơi vui không được sao trữ lão thái gia trên mặt lộ ra một tia đắc ý lão ngoan đồng ninh kỳ thầm cười khổ một tiếng đúng lão tàu nhà ân oán ta xem cứ định như vậy đi trữ lão thái gia cười nói lão tàu nhà thái tử thái bảo phủ ninh kỳ ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc trữ lão thái gia gật gật đầu đạo phía trước chu dung lúc tới trong nhiều người như vậy mặt chỉ có hắn đứng ra giúp ngươi nói chuyện mặc dù trong lòng của hắn chưa chắc là hướng về ngươi mà là hướng về triều đình nhưng phần tâm ý này chúng ta vẫn phải là ghi ở trong lòng nếu không phải là hoàng thượng đuổi tới chỉ sợ ta cùng hắn cái này hai thanh lão cốt đầu đã thông báo dạng này a à, ta hiểu được ninh kỳ nghiêm túc gật gật đầu chờ lão thái gia mang theo thiết long pháo đắc ý rời đi đồ long hậu phủ ninh kỳ chào hỏi trương long triệu hổ một tiếng chuẩn bị đi tàu gia vốn còn muốn mang lên lý mặt sầu nhưng mà cái này tu luyện cùng ma lại tại bế quan về sau không thể để cho ngươi xích luyện tiên tử lý mặt sầu phải gọi ngươi bế quan cùng ma lý mạc sầu. Ninh Kỳ nói lầm bầm, thà Đại Sư, chúng ta muốn đi đâu? Trương Long vấn đạo, Thái tử Thái Bảo Phủ. Ninh Kỳ đạo, Triệu Hổ trong mắt lóe lên một tia ý mừng, rốt cuộc phải đi giáo huấn tàu chính sao, ta ở Kinh Thành ngây ngô trong khoảng thời gian này, nhìn hắn nhất không thuận mắt. Ninh Kỳ cười không nói, khi mọi người đi đến Thái tử Thái Bảo Phủ thời điểm, tàu gia người đều sợ hết hồn, tàn sát Long hậu tới, chạy mau hắn tới tìm chúng ta tạo gia tính sổ sao. Nhanh đi thông tri gia chủ A. Ai đó, thiếu gia đi thanh thủy cư sao, nhanh chóng đi thông tri hắn, liền nói thà sát tin tới. Nhìn xem tàu gia hạ nhân như ông vỡ tổ tán loạn, bọn hộ vệ nhau nhau sợ nhìn lấy mình, không dám lên phía trước, Ninh Kỳ sờ lỗ mũi một cái, hướng Trương Long triệu hổ đạo, ta nhìn giống rất đáng sợ sao. Trương Long nghiêm túc đánh giá Ninh Kỳ một mắt, đạo, rất tuấn tú. Ân, ừ, rất tuấn tú. Triệu hổ gật gật đầu, tàn sát long hậu, ngài tới đây có chuyện gì? cuối cùng, một quản gia bộ dáng trung niên nhân nơm nớp lo sợ đi tới, trên người của hắn khí tức rất cường đại, là nhất tinh đấu vương loại tồn tại này, bây giờ đối mặt ninh kỳ, lại ngay cả cơ bản nhất tư thái cũng không có, ninh kỳ quét hắn thuộc tính một mắt, a, à, là tàu một a, à, đi thông tri thiếu bảo đại nhân, liền nói ta muốn bái kiến hắn. ninh kỳ miễn cười nói, hắn vậy mà biết tên của ta, tàn sát long hậu quả nhiên thâm bất khả trắc Tào một tâm bên trong lần nữa khiếp sợ một cái, tiếp đó nghe nói Ninh Kỳ muốn bái kiến Tào Đỉnh Long, ngữ khí cũng rất thân mật, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng để xuống, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngài chờ, ta đây liền đi bẩm báo. Không bao lâu, một đạo tiếng cười sang sản truyền đến, ha ha ha, tàn sát Long Hậu, quý khách A, à, ngươi tới gặp Lão Phu có chuyện gì? Tào Đỉnh Long cười lớn mang theo một đám tào gia tử đệ đi ra, Ninh Kỳ cười nói, chẳng lẽ ngay ở chỗ này nói? Ngươi xem, là lão phu già nên hồ đồ rồi mời đến a. Tào Đỉnh Long cười nói, hắn nhìn qua Ninh Kỳ ánh mắt bên trong thoáng qua một tia nghi hoặc, kẻ này tới đây làm gì? Thanh Thủy Cư, Tào Chính, Hoàng Phủ Đào, Lỗ Thiên thích chờ kinh thành con dòng cháu giống đang tụ ở chung một chỗ nói chuyện phiếm, chủ đề chủ nhân chính là Ninh Kỳ, liền thân bên cạnh những cái kia diêm dúa ca cơ cũng không thể gây nên hứng thú của bọn hắn. Các ngươi nói, có phải hay không là hắn phủ thượng còn cất giấu một đám đấu tông cấp cao thủ? không thể nào, tại sao có thể có đấu tông cấp cao thủ cam nguyện làm thủ hạ của hắn? Vậy có phải hay không là cửu công chúa để lại cho hắn hộ vệ? Ta nhớ được cửu công chúa mấy cái kia hộ vệ đều rất mạnh. Cường thịnh trở lại, làm sao có thể mạnh hơn Chu Tăng? Các ngươi đừng quên, Chu Tăng là đỉnh phong đấu hoàng, bước vào sinh tử chính quan. Tào chính lạnh trên một tiếng đạo, quy, thà lửa, ninh kỳ gia hỏa này nói thế nào cũng là đệ đệ ngươi, ngươi thật sự không có biết một chút nào sao? trước đó tại vô địch hầu phủ liền không có phát hiện một cái tam lưu con em của gia tộc tùy tiện hướng thà lửa hô trốn ở góc thà lửa song quyền nắm chặt kiểu người như vậy hắn lúc trước căn bản khinh thường để ý tới nhưng hiện tại hắn không thể không miễn cưỡng vui cười đạo ta thật sự không biết ai cũng khó trách phụ thân ngươi sẽ bị tước đoạt tước vị đắc tội nhân vật như vậy tên kia tam lưu con em của gia tộc thở dài đạo đột nhiên thiếu gia không tốt rồi tàn sát long hậu đến chúng ta phủ thượng đi Tào phủ một người làm lão đảo nghiêng ngã chạy vào, hét lớn, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi, Tào chính đột nhiên đứng lên, cái gì, Ninh Kỳ tới ta Tào gia làm cái gì? Tiểu nhân cũng không biết, ngài mau trở về xem một chút đi. Hạ nhân một mặt lo lắng nói, đi. Tào chính đứng dậy liền đi, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, Tào gia, Tào chính một mặt lo lắng chạy đến đại đường, lại phát hiện Ninh Kỳ không phải giống như trong tưởng tượng của hắn như thế tới nháo sự, ngược lại cùng Tào Đỉnh Long cười cười nói nói, đây là có chuyện gì? Tào Chính nghi ngờ trong lòng không thôi, tới, còn không bái kiến tàn sát Long Hậu. Tào Đỉnh Long hướng hắn vẫy vẫy tay, Tào Chính bất đắc dĩ đi lên trước hướng Ninh Kỳ hành lễ nói, gặp qua tàn sát Long Hậu. Miễn lễ. Ninh Kỳ mỉm cười gật gật đầu, lúc này, Tào gia tất cả mọi người nhìn qua Ninh Kỳ, chờ hắn kế tiếp nói ra ý đồ đến, hàng huyên một hồi phía sau, Tào Đỉnh Long ho khang một tiếng, hướng Ninh Kỳ cười nói, tàn sát long hậu, không biết lần này tới ta phủ thượng, cần làm chuyện gì. Ninh Kỳ cười nói, phía trước Chu Tăng đột kích, đa tạ thiếu bảo đại nhân xuất thủ tương trợ, ta Ninh Kỳ không phải tri ân không báo nhân, hôm nay cố ý đến đây tạ ơn. Hắn là tới tạ ơn. Chẳng lẽ, hắn chuẩn bị cho tào gia chúng ta tặng lễ? Tàn sát long hậu là luyện đăng đại tông sư, hắn đưa lễ vật, chỉ sợ không phải phàm phẩm. Đám người đầu tiên là chấn kinh, tiếp đó liền một mặt mừng rỡ, mong đợi nhìn qua ninh kỳ tào chính nhíu nhíu mày hắn nghĩ không ra ninh kỳ hôm nay tới trước mục đích là đơn giản như vậy báo đáp tạ ơn thật sự như thế sao tào đỉnh long trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đạo tàn sát long hậu không cần như thế kỳ thực ta đứng ra là vì tầng đường đế quốc mà không phải chuyên môn vì ngươi ninh kỳ gật gật đầu đạo ta biết thiếu bảo đại nhân có đức độ quả thực lệnh bản hầu bội phục cho nên những lễ vật này còn xin thiếu bảo đại nhân nhận lấy nói xong hắn từ trong tay áo móc ra từng chai đan dược, triệu hổ ở bên giải thích bình luận, huyền giai hạ phẩm tụ khí đan 10 bình. Huyền giai hạ phẩm tụ khí đan, trời ạ, à, không hổ là luyện đan đại tông sư, vừa ra tay cứ như vậy xa xỉ. Một bình có 10 khỏa A, cái kia 10 bình chính là 100 khỏa, vẫn là huyền giai hạ phẩm tụ khí đan, chỉ những thứ này, đoán chừng thì tương đương với chúng ta thiếu bảo phủ mấy năm thu vào. Huyền giai hạ phẩm tụ khí đan có tiền mà không mua được, cho nên không thể dựa theo lẽ thường tới định giá phần lễ vật này quá nặng đi. Một trăm khỏa huyền giai hạ phẩm tụ khí đan, đủ để cho một người tu vi như ngồi chung hỏa tiễn một dạng tăng vọt, liền xem như từ nhất tinh đại đấu sư, ăn đến đỉnh phong đại đấu sư, cũng không lạ thường, đối với các đại gia tộc bồi dưỡng tử đệ tới nói, quả thực là thần đang dịu dược, cho nên trên mặt mọi người chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm, nhao nhao dùng ánh mắt tham lam nhìn qua bình sứ, trong lòng cũng tại tính toán, đã biết phòng có thế chia được bao nhiêu, còn không có kết thúc, hắn còn tại lấy ra đang dược đám người nhìn thấy Ninh Kỳ lấy ra 10 bình tụ khí đang phía sau, không có ngừng tay, tiếp tục từ trong tay áo móc ra bình sứ tới, triệu hổ trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo thần sắc, cất cao giọng nói, dị đấu đang 10 bình. Dị đấu đang. Quá tốt rồi, có 10 bình dị đấu đang. Nhi tử ta vừa vặn có thể ngưng luyện dị chủng đấu khí. Chật chật, tàn sát long hậu lần này quả nhiên là chân tâm thật ý, bằng không chỉ cần lấy ra tụ khí đan, cũng đủ để tạ ơn. Xem như vậy, nếu là cùng tàn sát long hậu phủ giao hảo, chúng ta ngày sau chỗ tốt, chắc chắn không thiếu đi nơi nào, may mắn tàu chính tên kia không có vào chỗ chết đắc tội ninh kỳ, ha ha. Tàu phủ mọi người thần sắc khác nhau, trong lòng đều có mình tính toán nhỏ nhặt, bất quá lúc này nhìn về phía ninh kỳ ánh mắt, đã biến vô cùng nhu hòa, thật giống như đang nhìn người một nhà một dạng, tàu đỉnh long nhìn qua những đang dược này, trong lòng cuồng hỉ không thôi, khi mọi người cho là lúc kết thúc, ninh kỳ còn tại lấy ra lấy bình sứ. Hoàng giai cực phẩm dưỡng linh đang 10 bình, triệu hổ lớn tiếng nói t đám người hít sâu một hơi hoàng giai cực phẩm dưỡng linh đan cái này có thể cùng trước hai giả hoàn toàn khác biệt dưỡng linh đan có thể trực tiếp đúc cho yêu thú đề thăng yêu thú cấp bậc nhanh chóng từ ấu niên tiến giai đến trưởng thành đây đều là chiến lược a mỗi một con yêu thú đối với gia tộc tác dụng cũng là cực kỳ to lớn cái này hắn như thế nào hào phóng như vậy tào chính ngơ ngác nhìn qua những đan dược kia ninh kỳ phủi tay hướng tào đỉnh long cười nói một chút đan dược bày tỏ lòng biết ơn Tào Đỉnh Long cười to nói, đa tạ đồ long đợi ý tốt, lão phu liền mặt dày nhận. Về sau Tào gia đi bách thảo đường, hết thảy 90% giảm giá. Ninh Kỳ tiếp tục nói, đám người nghe vậy, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, mãi cho đến Ninh Kỳ cáo từ rời đi Tào phủ, đám người phản phất còn tại trong mộng một dạng, nhìn qua những đan dược kia ngẩn người, hồi lâu, Tào Chính đưa tay nắm lên một bình đan dược, mở ra xem, cả kinh nói, thật là dưỡng linh đan. Ha ha, đồ long đợi làm sao có thể ở điểm này làm bộ, ngươi có phần quá coi thường hắn, Tào Chính, về sau không cần treo chọc hắn, nhớ kỹ sao. Tào Đỉnh Long cười nói, Tào Chính gật gật đầu, kỳ thực lấy Ninh Kỳ tu vi hiện tại, hắn cũng không biện pháp treo chọc Ninh Kỳ, nhiều nhất là ở sau lưng nói hắn hai ba câu nói xấu thôi, nhưng hôm nay Ninh Kỳ đưa Tào Phủ nhiều đang dược như vậy, Tào Chính về sau chỉ sợ ở nói Ninh Kỳ nói xấu, đều phải cẩn thận suy nghĩ một chút, đến nỗi những đang dược này đi, các ngươi mấy phòng liền điểm A. Tào Đỉnh Long cười nói, Chu Dung thân ảnh chật vật từ không trung bay qua, tại hắn sau lưng, còn có mấy cái đấu hoàng đang tại đau khổ đuổi theo. Chu Dung, ngươi không muốn chạy trốn. Bây giờ thân ngươi bị thương nặng, có thể bỏ chạy nơi nào, không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta cam đoan cho ngươi vốn có đãi ngộ, sẽ không dày vò ngươi. A, à, cái phương hướng này, Trăm Thảo Tông. Hắn muốn đi Trăm Thảo Tông, không được, không thể để cho hắn được như ý. Mấy cái đấu hoàng sợ hết hồn, tốc độ lập tức tăng tốc mấy phần liền tại bọn hắn sắp đuổi kịp chu dung thời điểm đột nhiên một đạo khí tức đáng sợ phô thiên cái địa mà đến trong nháy mắt bao trùm đám người chu dung sắc mặt vui mừng lập tức hô lớn bách thảo huynh cứu ta bách thảo huynh mọi người sắc mặt cả kinh sau một khắc một cái nhìn liền hai mươi mấy tuổi bộ dáng người mặc áo bào màu trắng thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người mà chu dung thì núp ở phía sau hắn tiền bối chẳng lẽ là trăm thảo tông tông chủ vài tên đấu hoàng không dám lỗ mãn thận trọng hỏi chính là trăm thảo tử lạnh lùng nhìn mấy người đạo các ngươi là tầng chính người bên cạnh vì sao muốn đuổi theo chu dung nói xong hắn giữa lông mày thoáng qua vẻ nghi hoặc hướng chu dung đạo ngươi làm sao lại thụ trọng thương như thế nơi đây còn có người có thể đã thương được ngươi thật là trăm thảo tông tông chủ xem ra lần này bị chu dung trốn qua một kiếp mấy người sắc mặt có chút khó coi nhìn chăm chú một mắt chu dung vội vàng hướng trăm thảo tử đạo bách thảo huynh ngươi trăm thảo tông nước phụ thuộc tầng đường đế quốc đồ long đợi giết con trai của ta ta đi báo thù kết quả bị hắn đồ long pháo anh thành trọng thương đồ long pháo đồ long đợi thú vị trăm thảo tử trên mặt lộ ra một tia tò mò trải qua một phen hỏi thăm sau đó hắn cuối cùng đem chuyện này làm rõ ràng sau đó hướng cái kia vài tên đấu hoàng khoát khoát tay đạo các ngươi trở về đi là mấy người không dám nhiều lời xoay người rời đi chu dung nhìn thấy một màn này có chút bất mãn đạo Bách Thảo Huynh, chuyện này ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Tiểu tử kia giết con trai của ta, thù này không đội trời chung. Trăm Thảo tử nụ cười nhạt nhòa đạo, ta nước phụ thuộc xuất hiện người tài giỏi như thế, ta tự nhiên muốn chiêu mộ được Trăm Thảo Tông, ngươi cùng hắn ở giữa thù hận, liền như vậy để xuống đi. Chu Dung sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia hận ý, nhưng trở ngại Trăm Thảo tử tu vi cao hơn hắn quá nhiều, chính là nhất tinh đấu tông, cho nên không dám trở mặt, chờ ta chữa khỏi vết thương thế, Đến lúc đó trực tiếp đánh lén, ta cũng không tin giết không chết một cái đỉnh phong đấu linh. Chu Dung trong lòng âm thầm nghĩ tới, khoảng cách Chu Dung sự kiện đi qua 7-8 ngày tả hữu, Ninh Kỳ đang tại trong phòng luyện đang luyện chế dưỡng linh đan, hắn âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh, căn cứ vào đối với túc chủ lần trước thăng liền 10 cấp bình trắc, kết quả vì bình thường, bây giờ phát xuống QEST up level. Đinh, thỉnh túc chủ trong vòng 1 năm đến cửu châu đế quốc Vân Khởi Tông. Vân Khởi Tông. Ninh Kỳ trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, dò hỏi, chỉ đơn giản như vậy sao, ta đến rồi Vân Khởi Tông, coi như hoàn thành QEST Up Level. Tại túc chủ đến Vân Khởi Tông phía sau sẽ có sau này nhiệm vụ. Làm thần thần bí bí như vậy, ta với ngươi giảng, nếu để cho ta đi giết cái gì đấu tông đấu tôn, ngươi dứt khoát một chút nói cho ta biết, ta cũng tốt làm chuẩn bị. Ninh Kỳ liếc mắt, nhưng mà hệ thống bên kia lại một điểm đáp lại cũng không có, rõ ràng không có ý định để ý tới Ninh Kỳ. Một năm đến Vân Khởi Tông, chờ tiểu tử hoàn thành lột xác về sau, cũng không phải vấn đề gì, không trải qua cổ trứng thiên long nhiệm vụ kia, thời gian đã qua một bốn, ta lại chỉ thu được tuyết linh tinh huyết, còn kém chính đầu thất giai cự long độ tinh khiết tại 95% trở lên tinh huyết, thực sự không được, chỉ có thể cùng thương thành đổi. Ninh Kỳ thở dài, đồ long trong thương thành cái gì cũng có bán, long tộc tinh huyết cũng không ngoại lệ, nhưng mà một đầu thất giai cự long, độ tinh khiết tại 95% trở lên tinh huyết, liền muốn một vạn đồ long tệ, Ninh Kỳ thực sự không nỡ đem khổ cực kiếm lấy đến đồ long tệ tiêu vào phía trên này, dù sao ấp ra một đầu thiên long cũng chỉ là thú con, không thể trước tiên chuyển hóa làm sức chiến đấu, tiểu kim chính là một cái tiên minh ví dụ, cấp bậc càng cao, đến trưởng thành kỳ thì càng khó, liền tiểu tử đều lập tức sẽ trở thành yêu thú cấp 6, tiểu kim vẫn còn chỉ có tứ giai xung quanh thực lực, Ngô, Cửu Châu Đế quốc cường đại như vậy, nơi đó thị trường có lẽ có long tộc tinh huyết buôn bán, đến lúc đó ta dùng đang dược đổi lại chính là. Nghĩ tới chỗ này, Ninh Kỳ tâm tình vui thích một chút, Hà Đại Sư, Trăm Thảo Tông Nhân tới tìm ngươi. Trương Long Thanh âm tại bên ngoài vang lên, Ninh Kỳ nghe xong, khẽ trao mày, đẩy cửa đi ra phòng luyện đan, hướng Trương Long triệu hổ hai người gật gật đầu, liền hướng tiền thính đi đến, hầu phủ tiền thính, một người trung niên, mang theo bảy tám cái thanh niên, đang ngồi ở chủ vị, Ninh Kỳ xem xét, vẫn là người quen người trung niên kia là Trúc lỏng đoạn rừng sách sư tôn trăm thảo tông tông sư luyện đan hắn tới nơi này làm gì mang theo nghi vấn ninh kỳ đi lên trước cười nói chúc tông sư đã lâu không gặp như thế nào không gặp đoàn huynh đâu lớn mật hạ tùng còn chưa lên tiếng bên người hắn một cái thanh niên liền hướng ninh kỳ quát chói tai một tiếng đạo nhìn thấy ta trăm thảo tông tông sư ngươi nho nhỏ tàn sát long hậu còn không quỳ xuống hành lễ hạ tùng mặt mỉm cười nhìn qua ninh kỳ không có lên tiếng Triệu hổ cười lạnh một tiếng, tông sư tính là gì đồ chơi, dám để cho đại nhân nhà ta quỳ xuống hành lễ, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ, ma cà bông. Thật can đảm, dám mắng chúng ta. Người này nhất thiết phải giết, bằng không ta trăm thảo tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hạ Tùng mang tới những thanh niên kia, nhao nhao đối với triệu hổ trợn mắt nhìn, miệng bên trong nói mang đầy sát ý ngữ, tự hồ chỉ muốn bọn hắn động động ngón tay, triệu hổ liền sẽ chết đi đồng dạng, kỳ quái, phía trước ta gặp được Hạ Tông Sư, cũng không chú ý nhiều như vậy, vì cái gì lần này liền muốn ta quỳ xuống. Ninh Kỳ không hề tức giận, miễn cười nói, vẫn là tên thanh niên kia trả lời, trên mặt hắn lộ ra một tia ngạo khí, đạo, lần này chúng ta là phụng tông chủ chi mệnh, trở lên sự thân phận mà đến, ngươi nếu là không quỳ, chính là đối với ta trăm thảo tông bất kính. Trăm thảo tông, thạch phong, cấp bậc tam tinh đấu linh, công pháp, địa cấp hạ phẩm, thần nông quyết tàn thiên, võ kỹ, địa cấp hạ phẩm, ly hỏa phần thiên, điểm sinh mệnh, 4500, luyện đan thuật, nhị giai luyện đan sư, cùng đoạn rừng sách công pháp võ kỹ đều là giống nhau, xem ra cũng là hạ tùng mạch này đệ tử. Ninh Kỳ nhìn lướt qua tên kia hùng hổ dọa người thanh niên thuộc tính một mắt, trong lòng lập tức có tính toán, hắn cười cười, đạo, hạ tông sư, có chuyện cứ nói chuyện A, à, thân ta là luyện đan đại tông sư, hướng ngươi quỳ xuống, chờ ngươi trở thành đan vương rồi nói sao. Cái gì, luyện đan đại tông sư? Thạch Phong đám người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn một chút ninh kỳ lại nhìn một chút hạ tùng bọn hắn vậy mà không biết hạ tùng lần này đến đây là cái gì mục đích nhưng bọn hắn biết ninh kỳ đã từng nhục nhã qua đại sư huynh của bọn hắn đoạn rừng sách làm hại đoạn rừng sách đến nay tại hậu sơn diễn bích nếu không phải là lần này tông chủ mệnh lệnh hạ tùng đi một chuyến tầng đường đế quốc hạ tùng cũng tại tiếp nhận trừng phạt cho nên bọn hắn mới có thể cố ý cho ninh kỳ ra oai phủ đầu thật tốt ra một ngụm ác khí trong lòng tên đáng chết chờ ngươi tiến vào trăm thảo tông xem ta như thế nào đối phó ngươi hạ tùng trong lòng cười lạnh một tiếng sau đó nụ cười nhạt nhòa đạo tàn sát long hậu tư chất lạ thường trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã trở thành luyện đan đại tông sư quả thực lệnh lão phu bội phục bất quá hôm nay lão phu thật là phụng tông chủ chi mệnh cho nên lễ tiếp không thể thiếu nếu không thì là đối tông chủ bất kính ngươi đảm đương nổi sao ha ha tất nhiên hạ tông sư không có ý định nói chuyện vậy thì xin trở về a à? ninh kỳ cười nói ngươi hạ tùng trên mặt dâng lên vẻ tức giận rất muốn cứ như vậy vung tay rời đi, nhưng mà nghĩ đến cấp trên giao phó, hắn không thể không áp chế lại lửa giận, cười lạnh một tiếng, đạo, tàn sát long hậu, hôm nay ngươi vô lễ sự tình, ta trở lại tông môn tự nhiên sẽ bẩm báo, đến nỗi ta tới này cần làm chuyện gì, tông chủ biết ngươi bây giờ là luyện đan đại tông sư, muốn mời ngươi tiến trăm thảo tông, cho ngươi thời gian 10 ngày, chính mình đi trăm thảo tông đưa tin. Muốn mời ta tiến trăm thảo tông. Ninh kỳ nao nao, mắt thấy hạ tùng đứng dậy chuẩn bị rời đi, Ninh Kỳ đưa tay ngăn lại hắn, cười nói, Hạ Tông Sư, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không có tiếng vào trăm thảo tông dự định, cho nên còn xin ngươi trở về bẩm báo một tiếng. Cái gì? Hạ Tùng sửng sốt một chút, sau đó cả giận nói, ngươi cũng dám cự tuyệt tông chủ mời chào. Ninh Kỳ, đừng tưởng rằng ngươi là luyện đan đại tông sư, liền có thể vũ nhục ta trăm thảo tông. Tông chủ chính là đường đường đan vương, nhất tinh đấu tông, một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Thật sự là càng rỡ ngậm miệng, nơi này có các ngươi nói chuyện phần sau, lại nói nhau nhau, ta toàn bộ cho các ngươi đánh ngã. Triệu hổ giận dữ nói, Trương Long cười lạnh một tiếng, đã làm xong tùy thời tính toán ra tay, trong nhiều người như vậy mặt, hắn duy nhất kiên kỵ chính là hạ tùng vị này đấu vương, những người khác căn bản vốn không để ở trong lòng, sư tôn, bọn hắn quá càng rỡ, cho bọn hắn một chút giáo huấn A. À. Thạch Phong nhìn về phía Hạ Tùng, xin chỉ thị, Hạ Tùng khoát khoát tay, nghiêm nghị nhìn qua Ninh Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, ngươi lặp lại một lần nữa lời vừa rồi, ta không có nghe rõ. Nguyên lai like hạ tông sư lỗ tai không tốt, vậy ta lặp lại lần nữa a, à, ta không có đi trăm thảo tông dự định, hạ tông sư mời trở về đi. Ninh kỳ cười nói, làm một cái tiễn khách thủ thế, hảo, ha ha ha, thật tốt. Hạ tùng cười to ba tiếng, ánh mắt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Ninh kỳ tất nhiên dám cự tuyệt tông chủ mời chào, như vậy hắn muốn làm tốt đối mặt tông chủ lửa giận chuẩn bị, đối với cái này loại kết quả nói thật hạ tùng là phi thường hài lòng tất nhiên tàn sát long hậu không muốn tiếp nhận tông chủ mời chào ta cũng không miễn cưỡng chúng ta đi hạ tùng ra lệnh một tiếng liền dẫn thạch phong bọn người đi ra ngoài đi qua ninh kỳ bên người thời điểm hai người ánh mắt ở giữa không trung đối mặt hạ tùng nhếch miệng lên một nụ cười trào phúng thấp giọng nói tàn sát long hậu hy vọng qua đoạn thời gian ngươi còn có thể như hôm nay như vậy kiên cường ha ha ninh kỳ cười nhẹ một tiếng không có trả lời chờ hạ tùng bọn người rời đi về sau, triệu hổ thấp giọng nói, thà đại sư, không bằng ngươi trước rời đi tầng đường đế quốc tránh một chút a, à, trăm thảo tông thật muốn so đo, chỉ sợ. Hắn ý tứ rất rõ ràng, trăm thảo tông nếu là nổi giận, Ninh Kỳ liền xem như luyện đang đại tông sư, cũng đảm đương không nổi, Ninh Kỳ cười lạnh một tiếng, đạo, trăm thảo tông có thể có thủ đoạn gì, chẳng lẽ bởi vì ta không muốn bị hắn mời chào, liền phái người giết ta sao, yên tâm đi. Trăm Thảo Tông còn không giống huyết sát Tông như thế không nắm chắc hạn, lại giả thuyết có cửu công chúa phủ bốn chữ này tồn tại bọn hắn cũng không dám đụng đến ta trương long gật gật đầu đạo ngài nói có lý trăm thảo tông hạ tùng quỳ gối bách thảo tử trước mặt thanh tuyến có chút run rẩy tông chủ ninh kỳ tên kia không muốn tới chúng ta trăm thảo tông hơn nữa thêm gì nữa bách thảo tử thản nhiên nói hơn nữa hắn trong lời nói đối với chúng ta trăm thảo tông cực kỳ khinh thường không ngừng vũ nhục chúng ta đệ tử của ta cũng có thể làm chứng Hạ Tùng vội vàng nói, Bách Thảo tử lạnh lùng nhìn Hạ Tùng, một mực nhìn thấy Hạ Tùng sau lưng của nổi lên mồ hôi lạnh mới thôi, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, truyền mệnh lệnh của ta, phong sát tàn sát Long Hậu, Trăm Thảo Tông cùng với Bách Thảo Đường không cho phép sẽ cùng hắn làm giao dịch, một gốc linh thảo cũng không thể bán cho hắn. Là, Hạ Tùng cảm thấy cuồng hỉ không thôi, không bao lâu, đạo này dụ lệnh liền từ Trăm Thảo Tông truyền tới tầng đường đế quốc, tầng chính trước tiên nhận được tin tức, hắn nhíu nhíu mày, xem ngồi ở trước mắt một mặt ngạo nghễ hạ tùng tần chính mở miệng nói hạ tông sư không biết trăm thảo tông vì sao muốn phong sát tàn sát long hậu hạ tùng cười lạnh một tiếng liếc tần chính một mắt đạo tần huynh điểm ấy ngươi nên đi hỏi một chút tàn sát long hậu đúng ngươi đi đem tàn sát long hậu kêu đến a à, tông chủ còn có một câu nói để cho ta mang cho hắn tần chính trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng đối phương chỉ là một cái đấu vương liền dám đối với chính mình xưng huynh gọi đệ thật sự là vô lễ đến cực điểm nếu không phải xem ở trăm thảo tông mặt trên chỉ sợ hôm nay hạ tùng liền hoàng cung đại môn đều không chạy được ra ngoài lâm thiên nô tài tại đi tuyên tàn sát long hậu tiến cung là lâm thiên quét hạ tùng một mắt cúi đầu rời đi đại điện cùng lúc đó trăm thảo tông muốn phong sát ninh kỳ tin tức không biết bị ai truyền ra ngoài liền trong phố xá bách tính đều biết bọn hắn đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ may mắn tai nhạc họa cũng có một mặt lo nghĩ Trâm Thảo Tông muốn phong sát Ninh Kỳ, Bách Thảo Đường, Liễu Xanh một mặt khiếp sợ nghe đẹp di hồi báo tin tức là Thiên chân vạn sát Hạ Tùng bây giờ đang ở trong hoàng cung. Đẹp di gật gật đầu, nhanh để cho ta phụ thân đi xem một cái gì tình huống. Liễu Xanh lo lắng nói, nàng và Ninh Kỳ hợp tác siêu cấp vui vẻ, nhưng nàng Bách Thảo Đường từ đầu đến cuối chỉ có thể dựa vào Trâm Thảo Tông sinh tồn. Nếu như Trâm Thảo Tông thật muốn phong sát Ninh Kỳ, Liễu Xanh cũng không thể tránh được gia chủ hôm nay đột nhiên có trên trăm cái du côn lưu manh ở thành phố trong diễn tảng lời đồn đại nói là ninh kỳ muốn bị trăm thảo tông phong sát ta điều tra tin tức này rất có thể thật sự hoàng phủ bay đứng tại hoàng phủ đang rít gào bên cạnh không lưng nói trên mặt của hắn có không ức chế được mừng rỡ hoàng phủ đang rít gào lông mày nhướng lên a à, thật có chuyện này ư tám chín thành có thể hoàng phủ bay gật gật đầu vậy ta tiến cung nhìn một chút hoàng phủ đang rít gào bỏ lại trong tay bút lông đứng dậy mỉm cười nói, ở trước mặt hắn có một bức họa, phía trên vẽ lấy một con rồng, bây giờ chỉ vẽ lên một nửa, có sừng rồng long đầu, long thân vẫn còn không mực, muội muội, Ninh Kỳ tiểu tử này xong đời, hắn liền trăm thảo tông đều đắc tội. Nam cung Khải Tinh vừa nhận được gió, trước tiên chạy tới thông tri Nam cung Ngọc Nhi, Nam cung Ngọc Nhi đang cùng Ninh Hồng Thiên còn có thà lửa cùng nhau ăn cơm, nghe được câu này phía sau, nàng lập tức để đổ xuống, Hồ Nghi nói: thật sự, giả chủng đó làm sao lại đắc tội trăm thảo tông, hắn cùng liễu xanh quan hệ không phải rất tốt sao. Ninh Hồng Trời cũng cau mày nói, Nam Cung Khải Tinh, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Cửu cửu, ngươi không phải là bị người lừa a? À? Hà lửa cũng rất hoài nghi, Nam Cung Khải Tinh liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói, ta có tám chín thành chắc chắn, bây giờ cùng Ninh Kỳ có thù cái vị kia trăm thảo tông tông sư luyện đang hạ tùng, đang tại trong hoàng cung, ta hoài nghi, chính là hắn sai người tản tin tức này. Nếu là như vậy, ta quả thật muốn uống quá 3.000 ly. Ninh Hồng Thiên Đại cười lên, ngoại trừ Ninh Kỳ những cái kia cừu gia vui vẻ bên ngoài, cùng Ninh Kỳ giao hảo người, giờ khắc này ở nhận được tin tức sau đó, nhau nhau có chút khẩn trương cùng lo nghĩ, trăm thảo tông phong sát lệnh cũng không phải đùa giỡn, điều này đại biểu chỉ cần Ninh Kỳ tại trăm thảo tông địa giới bên trong, bất kể là tại tầng đường đế quốc cũng tốt, vẫn là mặt trời đỏ đế quốc cũng tốt, vẫn là những thứ khác trăm thảo tông nước phụ thuộc, cũng mua không được cần linh thảo, này đối một cái luyện đan sư tới nói, nhất định chính là tuyệt cảnh, Ninh Kỳ còn chưa tới hoàng cung thời điểm, triều đình văn võ bá quan đã lần lượt chạy đến, trăm thảo tông phong sát tàn sát long hậu, đây là một kiện đại sự, đặc biệt là cùng Ninh Kỳ có thù gia tộc, nghe được tin tức này sau đó, phản phất ăn tết đồng dạng vui vẻ, hoàng phủ đang rít gào trước tiên vào điện, hắn tiên triều tần chính thi lễ một cái, tiếp đó liền một mặt kính cẩn hướng hạ tùng đạo, chúc tông sư, Nghe nói ngươi lần này đến đây là vì truyền đạt trăm thảo tông dụ lệnh. Là tông chủ dụ lệnh. Hạ Tùng cười nói, thần võ công, nơi đây không phải ngươi nói chuyện phiếm chi địa. Tần chính quét hoàng phủ đang rít gào một mắt, hoàng phủ đang rít gào thần sắc khẽ động, liền không nói nữa. Ngay sau đó Tào Đỉnh Long cũng tới, sau đó là Lỗ Kiếu Phong, Nam Cung Bá Thiên, làm Ninh Hồng đều bước vào đại điện thời điểm, sắc mặt có chút khó coi, hắn thay thế Ninh Hồng ngày chức vị, cho nên cũng có thể đứng hàng trên triều đình, như thế nào? tàn sát long hậu hắn không dám tới sao hạ tùng quét một đám đại thần một mắt nhếch miệng lên một nụ cười trào phúng tần chính hiếp mắt cười nói chúc công sư ngươi vẫn là chờ một chút a à, theo ta được biết lấy tàn sát long hậu cá tính hắn biết sợ đồ vật thực sự quá ít chỉ sợ ngươi không ở tại bên trong liệt kê hừ hạ tùng sắc mặt lúc trắng lúc xanh tần chính hiển nhiên là đang giễu cợt hắn lạnh rên một tiếng thầm nghĩ trong lòng chờ xem đem ninh kỳ phong sát về sau ngươi tầng đường đế quốc sớm muộn có một ngày, sẽ bị mặt trời đỏ đế quốc thay thế, tầng chính, ngươi xem ta không lên, ta ngay tại sau lưng ngươi cắm một cây đao tử, xem ai cười đến cuối cùng. Bên ngoài đại điện, Lâm Thiên đi theo một mặt nghiêm nghị ninh kỳ bên cạnh, vừa đi, một bên thấp giọng nói, tàn sát long hậu, ngươi đến cùng nơi nào đắc tội trăm thảo tông, bọn hắn lại muốn phong sát ngươi. Ninh kỳ cười nhạo một tiếng, bởi vì ta không muốn tiếp nhận trăm thảo tông mời chào. Cái này. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, khuyên, tàn sát Long Hậu, không nếu như để cho Hoàng thượng từ trong làm hòa sự lão, đem trong đó hiểu lầm giải trừ, trăm thảo tông dù sao cũng là đại tông môn, kỳ tông chủ bách thảo tử tu vi thâm bất khả trắc, chính là một đời tông sư, đang đạo bên trên hắn cũng là đan vương, cùng kết thù kết oán, thật là không khôn ngoan, hơn nữa e rằng đối với đế quốc cũng sẽ có chút ảnh hưởng, đối với ngươi cũng không tốt. Lâm Công Công, ngươi không cần khuyên ta, đến nỗi trăm thảo tông, yên tâm đi, hắn muốn phong sát liền để hắn phong sát một ngày nào đó ta sẽ thay vào đó ninh kỳ cười nói cái gì suy nói nhỏ chút nếu như bị người nghe thấy chỉ sợ đêm nay ngươi tàn sát long hậu phủ cũng sẽ bị nhổ tận gốc lâm thiên sợ hết hồn không nghĩ tới ninh kỳ vậy mà nói ra những lời này liền xem như tần chính cũng chỉ là ngẫu nhiên bí mật cùng người phàn nàn một câu chưa bao giờ dám nói muốn đối trăm thảo tông thay vào đó nếu là truyền đến bách thảo chết trong lỗ tai chỉ sợ tần chính hoàng đế đều không làm tiếp được ha ha, không cần sợ, nơi đây ngoại trừ ta, chính là Lâm Công Công, ta tin tưởng Lâm Công Công sẽ không bán đứng ta. Ninh Kỳ cười nói, Lâm Thiên lau tráng một cái lên mồ hôi lạnh, viết mắt, sau đó cũng sẽ không thuyết phục Ninh Kỳ, liền sợ hắn chờ sau đó đến rồi trên đại điện lại đến thêm mấy câu như thế, tại Lâm Thiên dẫn đầu dưới, Ninh Kỳ nhanh chân đi tiến đại điện, bá bá bá, vô số đạo ánh mắt quét mắt tới, trong đó có hữu hảo, mang theo lo nghĩ, cổ vũ, cũng có oán độc, cười trên nỗi đau của người khác, vui mừng hớn hở, Ninh Kỳ toàn bộ không nhìn, chẳng qua là cho Ninh Hồng đều đối xem thời điểm, hơi gật đầu một cái, tiếp đó liền hướng Tần Chính hành lễ nói, thần Ninh Kỳ, gặp qua Hoàng thượng. Tần Chính gật gật đầu, miễn lễ. Tạ Hoàng thượng. Ninh Kỳ nâng người lên, nhìn về phía ngồi ở Tần Chính dưới tay chỗ hạ tùng, hôm nay tuy ngươi qua đây, là chúc tông sư có trăm thảo tông tông chủ dụ lệnh muốn truyền đạt cho ngươi, ngươi lại nghe. Tần Chính đạo, Ninh Kỳ khẽ gật đầu, trên mặt mang một nụ cười, phản phất hoàn toàn không lo lắng sẽ phải đi tới bảo tố hạ tùng hắn giọng một cái nhìn có chút hả hê nhìn qua ninh kỳ nhếch miệng lên một nụ cười tất cao giọng nói ta trăm thảo tông có lệnh kể từ hôm nay phong sát tàn sát long hậu ninh kỳ hết thảy đang dược linh thảo không được cùng hắn giao dịch nếu có tự mình kẻ trái lệnh coi là địch nhân giúp cho trừ chi trên triều đình một mảnh xôn xao không nghĩ tới tin tức này thật sự trăm thảo tông phong sát ha 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 ninh kỳ gia hỏa này đáng đời lúc trước hắn liên hợp bách thảo đường phong sát Long Gia, bây giờ chính mình báo ứng tới, ta phải đi thông tri Long Cửu Thiên, nhưng hắn nhanh chóng trở lại kinh thành, Đông Sơn tái khởi. Nghe nói Long Gia tại mặt trời đỏ đế quốc lẫn vào phong sinh thủy khởi, trong đó khẳng định có thần võ công phủ công lao. Quả thực là nhân họa đắc phúc, chờ Long Gia trở lại kinh thành, việc buôn bán của hắn đem phạm vi lớn bao trùm hai đại đế quốc, trong đó thần võ công phủ được chỗ tốt e rằng nhiều nhất. Xem tàn sát Long Hậu là như thế nào ứng đối, nếu như không có linh thảo hắn chỉ có luyện đan thuật cũng vô dụng võ chi mà hơn nữa nhìn bộ dáng trâm thảo tông không phải đơn giản phong sát hắn đến nỗi phía sau còn có hay không hậu chiêu chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến a hoàng thượng, trâm thảo tông có thể nào tùy ý phong sát hầu tước ninh kỳ hắn không chỉ có là tàn sát long hậu hay là luyện đan đại tông sư vi thần không phục đột nhiên một cái không cùng một dạng âm thanh ở trong triều đường vang lên hà hồng đều một mặt tức giận đứng ra lớn tiếng bác bỏ đạo, hắn nhìn về phía hạ tùng ánh mắt, phản phất là trong địa ngục đi ra ngoài ác quỷ, hận không thể nuốt thịt, gặm kỳ cốt, ninh kỳ xuất hiện, nhưng hắn nhìn thấy quan quân hầu phủ quật khởi hy vọng, chỉ cần an ổn mấy năm xuống, siêu việt thần võ công phủ cũng chỉ là vấn đề thời gian, có thế trăm thảo tông đột nhiên muốn phong sát ninh kỳ, này giống như tại phong sát quan quân hầu phủ, thân là quan quân hầu, thà hồng đều không thể không lên tiếng, lớn mật, chỉ là một cái đấu linh, có tư cách gì ở chỗ này lên tiếng hạ tùng đột nhiên đứng lên trực tiếp một chưởng hướng thà hồng đều đánh tới đấu khí màu tím điên cùng bao phủ mà ra như cùng phong mưa to nếu là thà hồng đều bị một chiêu này đánh trúng chỉ sợ ở bỏ mình tại chỗ hoàng phủ đang riết gào đám người ánh mắt lộ ra ý cười quan quân hầu phủ như thế nào nhường dạng này đồ đần làm tới gia chủ lúc này không chỉ có không tạm thời tránh mũi nhọn còn muốn cùng trăm thảo tông đang đối mặt vừa sau một khắc lâm thiên một cái lắc mình xuất hiện ở hạ tùng công kích đường tắt một tay đem hạ tùng thế công trừ khử sắc mặt có chút khó coi, chút tông sư, nơi đây là triều đình, hết thảy tự có hoàng thượng làm chủ, ngươi nếu là còn dám quá phận, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thật đáng tiếc a. À. Hạ Tùng thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, vậy ta tự xem các ngươi xử trí như thế nào người này, người này là quan quân hầu phủ a, ha ha, cùng tàn sát long hậu đồng xuất một mạch, khó trách muốn vì hắn nói chuyện, ta trăm thảo tông nếu là không có phong sát người tư cách, còn có người nào tư cách, chê cười thất thúc, ngươi không sao chứ. Ninh Kỳ tiến lên thấp giọng nói, Hà Hồng đều trong mắt lóe lên một tia nghĩ lại mà sợ, để cho mình tâm tình trấn định lại, hắn mới chậm rãi nói, ta không sao, lần này e rằng có chút phiền phức. Thất thúc, chuyện này ngươi chớ xía vào, miễn cho nhường quan quân hầu phủ chọc tới một thân tao, chính ta có thể giải quyết. Ninh Kỳ thấp giọng nói, tốt a, à, ta tin tưởng ngươi. Hà Hồng đều ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Kỳ một mắt, sau đó, Ninh Kỳ liền hướng hạ tùng đạo, ngươi hôm nay tới đây, chính là muốn tuyên bố ta bị phong sát, đúng không? Nói xong vậy ta có thể đi được chưa? Các loại. Hạ Tùng quát lạnh một tiếng, còn có chuyện gì? Ninh Kỳ liếc mắt, Tông Chủ nói, ngươi chỉ cần một ngày không vào trăm thảo Tông, liền phong sát ngươi một ngày, nếu như ngươi nghĩ thông, có thể tam bái chính gõ đi gặp hắn, hắn sẽ tha thứ trước ngươi bất kính. Hạ Tùng cười lạnh nói, ha 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 ha, nói cho các ngươi biết Tông Chủ, liền nói ta nghĩ thông suốt ngày đó, sẽ đi tìm hắn. Ninh Kỳ cười to nói, nói xong, hắn hướng tầng chính đạo, hoàng thượng, ta có thể đi được chưa, trong nhà còn có mấy con chó mấy con gà không có bi đâu. Đi thôi. Tần chính gật gật đầu, khoát tay nói, tàn sát long hậu đây là chết vì sĩ diện A. Phục cái thua, cho trăm thảo tông tông chủ dập đầu mấy cái, tiến vào trăm thảo tông còn không phải vui thích. Bây giờ chỉ sợ trong lòng của hắn hốt hoảng muốn chết, mặt ngoài lại bày ra một bộ không thèm quan tâm bộ dáng hắn đây là không biết trăm thảo tông ở chỗ này uy thế a à. các ngươi chẳng lẽ đã quên sau lưng của hắn còn có bạch hổ đế quốc cửu công chúa sao có một trong lòng rất kính để ninh kỳ quan viên nhịn không được rất nhiều người trào phúng ninh kỳ thời điểm lên tiếng nói ha 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 ngươi tin tức quá lạc hậu nghe nói cửu công chúa bây giờ tự thân khó đảm bảo 13 hoàng tử cũng không phải ngồi không ninh kỳ giết hắn nhiều như vậy tôn đấu hoàng thật sự cho rằng những thứ kia là mèo mèo chó chó sao hừ các ngươi chẳng lẽ đã quên tàn sát Long Hậu là chúng ta một thành viên. Yên tĩnh phút chốc, sau đó, ha ha ha. Đám người lớn tiếng chế dễu đứng lên, tên quan viên kia tức giận che mặt mà đi. Tần chính thấy cảnh này phía sau, trong lòng thở dài, Ninh Kỳ đây là cô thần A, dạng này thần tử, kỳ thực là nhường hoàng đế yên tâm nhất, ngược lại giống thần võ công hoàng phủ đang rít gào như thế kết giao vây cánh, kỳ tâm bên trong mục đích, người qua đường đều biết, tần chính chậm rãi đứng lên, hướng hạ tùng cười nói, xin mời, chúc tông sư để cho ngươi nhiều càng rỡ một hồi. Hạ Tùng trong lòng cười lạnh một tiếng, bởi vì Ninh Kỳ, kèm thêm Tần Chính cùng một chỗ hận lên, tàn sát Long Hậu quả nhiên là bị trăm thảo tông phong sát, đáng tiếc. Hắn thân là luyện đan đại tông sư, cũng không nguyện ý tiếp nhận trăm thảo tông mời chào, phong sát cũng rất bình thường, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu là hắn đắc tội quá nhiều người. Đúng là như thế. Cùng ngày, người ở Kinh Thành đều biết tin tức này, trong âm thầm nhau nhau nghị luận lên, bách thảo đường, lục vô thường thở dài, chuyện này không thể vãn hồi nếu là không còn tàn sát long hậu đang dược chúng ta bách thảo đường vừa mới mở tại quy khư chi nhánh liền muốn lập tức thu hồi bằng không đang dược theo không kịp liễu xanh cao mày nói cũng chỉ có thể như thế lục vô thường thấp giọng nói quy khư là một cái lớn vô cùng phường thị nơi đó cạnh tranh rất kịch liệt rất nhiều so trăm thảo tông còn mạnh mẽ hơn tông môn nhất lưu đều phái người trú đóng ở quy khư vừa có trân quý bảo vật xuất hiện bọn hắn liền sẽ mua lại Nghe nói quy cư chi chủ, chính là một tôn đấu tôn, cùng bạch hổ đế quốc hoàng đế tu vi tương xứng. Bây giờ bách thảo đường nếu là không còn cuồn cuộn không dứt dưỡng linh đang cung ứng, căn bản tại quy cư không cách nào đặt chân, đang dược thông thường ở bên kia giống như hàng hóa vỉa hè, quán nhỏ phiến liền có thể bán, bách thảo đường tự nhiên không thể biến thành quán nhỏ phiến, như vậy thì không thể làm gì khác hơn là triệt tiêu chi nhánh. Trở lại hầu phủ phía sau, Ninh Kỳ gặp được trữ lão Thái Gia, ngươi nha, liền trăm thảo tông cũng dám nắc tội lão thái gia thở dài đạo ninh kỳ cười nói trăm thảo tông đáng là gì đắc tội nó lại như thế nào lão thái gia không cần để ở trong lòng như thường lệ sinh hoạt chính là ninh kỳ không gian trong bao còn có hơn ba vạn khỏa hoàng giai cực phẩm dưỡng linh đan trong thời gian ngắn căn bản vốn không thiếu linh thảo lão thái gia ta muốn ra một chuyến xa nhà cái này năm ngàn khỏa hoàng giai cực phẩm dưỡng linh đan ngươi thì lấy đi đổi chút yêu sủng khế ước cùng yêu sủng thú con trở về bách thảo tông phong sát là ta đồ long hậu phủ cùng các ngươi vô địch hầu phủ không quan hệ, bất quá tốt nhất để cho người ta tự mình vận hành, đừng quá khoa trương. Ninh Kỳ từ không gian trong bao lấy ra một đống lớn dưỡng linh đan, giao cho trữ lão Thái Gia. Lão Thái Gia trên mặt lộ ra một tia cuồng hỉ, năm ngàn khỏa, nhiều như vậy, khó trách ngươi không sợ bách thảo tông, liền xem như bọn hắn, đều chưa hẳn có thế duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy hoàng giai cực phẩm dưỡng linh đan. Dừng một chút, trên mặt hắn xuất hiện một tia lo âu, ngươi lại muốn đi xa nhà, đi nơi nào. Ninh Kỳ cười nói, ta kẹt tại đỉnh phong đấu linh có một đoạn thời gian, ra ngoài tìm kiếm đột phá thôi, không cần phải lo lắng. Ngô, vậy ngươi yên tâm đi thôi, bên này ta sẽ giúp ngươi xem. Trữ lão thái gia gật gật đầu, Ninh Kỳ dùng thời gian hai ngày đêm trong nhà chuyện nói rõ ràng sau đó, liền mang theo lý mạc sầu cùng lên đường, Trương Long Triệu Hổ muốn đi theo, tâm triệt tứ nữ cũng nghĩ đi theo, cuối cùng vẫn là bị Ninh Kỳ trấn an xuống, nhìn qua Ninh Kỳ cùng lý mạc sầu đi xa bóng lưng, tâm thương tâm gợn biểu môi nói, hồ ly tinh này, đem thiếu gia hồn đều câu đi. Tâm triệt nhìn hai nữ một mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười, các ngươi nha, đừng nghĩ những thứ này, tăng cao tu vi mới là chuyện khẩn yếu nhất. Nương, chờ ta trưởng thành, cũng có thể cùng thiếu gia cùng đi ra sao? Trái Linh Nhi ngây thơ hướng tả thị vấn đạo, tả thị chưa kịp trả lời, tiểu Nguyệt Nhi đã giành trước đáp, đương nhiên có thể. Tả thị cười nói, chờ ngươi trưởng thành lại nói. Ngay tại Ninh Kỳ cùng Lý Mạc Sầu rời đi Kinh Thành không có mấy ngày, kiếm vô huyết đứng ở đồ long hậu phủ cửa ra vào thùng thùng ai vậy triệu hai mở cửa chính ra trên mặt có một chút không kiên nhẫn khi hắn trông thấy kiếm vô huyết khí thế bất phàm thời điểm lập tức treo lên vẻ mỉm cười đạo vị công tử này ngài tìm ai kiếm vô huyết cười nói đồ long đợi có đây không a à, hầu gia đi ra cửa đoán chừng muốn một năm nửa năm mới có thể trở về triệu hai đạo ra cửa sao, như vậy quấy rầy kiếm vô huyết điểm gật đầu xoay người rời đi. Sau đó hắn đi tới Nam Cung gia, cũng không gõ cửa, trực tiếp nhắm Nam Cung Khải Tinh khí tức, đi tới bên trong phòng của hắn. Nam Cung Khải Tinh bị hù từ trên giường nhảy, nhà hoàng tiểu viện đang trơn bóng trốn ở góc giường, cho là bị người phát hiện hai người gian tình, toàn thân tốc tốc phát rung. Ai? Nam Cung Khải Tinh quát lạnh một tiếng, huyết sát tông. Kiếm vô huyết âm thanh lạnh lùng nói, a, à, huyết sát tông. Nam Cung Khải Tinh trong lòng có chút nghi hoặc, huyết sát tông người làm sao sẽ tới tìm chính mình cái này không phù hợp quy củ a cho nên hắn một bên thỉnh kiếm vô huyết ngồi xuống một bên cảnh giác quan sát đến kiếm vô huyết chỉ cần hơi có gì bất bình thường hắn lập tức liền hét lớn một tiếng đến lúc đó nam cung bá thiên chạy đến liền an toàn kiếm vô huyết quét tiểu viện một mắt tiếp đó móc ra hai tấm bức họa ném cho nam cung khải tinh ngươi xem một chút có phải là hay không cùng một người nam cung khải tinh xem xét có một bản vẽ giống như là hắn tự mình đưa đến chiếc châu phủ ám đường mặt trên còn có hắn làm ký hiệu đến nỗi mặt khác một trương nam cung khải tinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kiếm vô huyết người này chính là ninh kỳ ngô vậy là được rồi kiếm vô huyết điểm gật đầu đứng dậy đem tranh giống lấy đi một cái lắc mình liền biến mất ở nam cung khải tinh trước mặt phía nam cung khải tinh đỉnh phong đấu linh tu vi vậy mà đều không có phát hiện kiếm vô huyết là như thế nào rời đi thiếu gia người này là ai a à, một điểm lễ phép cũng không có tiểu viện tại kiếm vô huyết rời đi sau đó lập tức để Trần Cơ thể từ trên giường đứng lên, đi đến Nam cung Khải Tinh bên cạnh, vừa dùng động tác trêu chọc Nam cung Khải Tinh, vừa nói, Nam cung Khải Tinh không nhịn được đẩy ra nàng, đi mặc quần áo, ta muốn đi một chuyến Vô Địch hầu phủ. Là. Tiểu Viện sững sốt một chút, tiếp đó hơi có vẻ bất mãn gật gật đầu, không bao lâu, Nam cung Khải Tinh đã đến Vô Địch hầu phủ, tìm được Ninh Hồng Thiên cùng Nam cung Ngọc Nhi, đem vừa mới kiếm vô huyết đến sự tình nói một lần, sau đó nhìn Ninh Hồng Thiên, muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn. Ngươi nói hắn lúc rời đi, ngươi một điểm phát giác cũng không có, mà hắn tiến vào gian phòng của ngươi, phụ thân ngươi cũng không phát hiện. Ninh Hồng Thiên trầm giọng nói, chính là Nam Cung Khải Tinh gật gật đầu, tu vi của người này cao thâm vô cùng, có hai tấm nghịch tử bức họa, chứng minh ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có người muốn nghịch tử tính mệnh, hắn này tới là vì xác nhận mục tiêu là cùng một người. Ninh Hồng Thiên nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, Nam Cung Ngọc Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ý mừng, lần này cái này con hoang còn không chết. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, lần trước cái kia chu tan nếu như không phải kinh thường, mà là âm thầm đánh lén ra tay, con hoang đã sớm chết, thực sự là ngu xuẩn. Đổi lại là ta, cũng không nghĩ ra cái kia nghịch tử sẽ có thủ đoạn như thế. Ninh Hồng Thiên Đạo, vậy chúng ta chỉ cần ngồi chờ tin tức là được rồi. Nam Cung Khải Tinh mỉm cười nói, thiên phong rừng rậm, Ninh Kỳ cưỡi tiểu bạch mã nhi, bởi vì trên người nó tản ra ngũ giai khí tức của yêu thú, cho nên một chút đê dai yêu thú căn bản không dám tới gần. Lý Mạc Sầu thấy thế, chính mình chạy đến nơi xa đi tìm yêu thú giết quái lên cấp, ước chừng qua chừng một tháng, Ninh Kỳ liền đã đến Bạch Hổ Đế Quốc. Trong một tháng này, Lý Mạc Sầu lần nữa thăng liền mấy cấp, bây giờ đã là thất tinh đấu linh, như ngươi vậy tốc độ, không bao lâu so với ta còn sớm đến đấu vương. Ninh Kỳ ghen tị đạo, Lý Mạc Sầu mỉm cười, chỉ là ngươi không muốn tu hành thôi. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Kỳ cả ngày không có việc gì, hoang phế thời gian chẳng lẽ ta muốn nói cho người ta phải làm QEST up level mới có thể thăng cấp. Ninh Kỳ trong lòng liếc mắt, không để ý tới nàng, lần này tiếng bạch hổ đế quốc, Ninh Kỳ chỉ tính toán mượn cái đạo đi vân khởi tông, cho nên không có đi đế đô dự định, nhưng mà tại hắn cùng Lý Mạc Sầu tại một nhà tử lâu lúc ăn cơm, lại nghe được một chút truyền ngôn, lần này cửu công chúa thảm rồi, bị lạnh thiên thánh phi nhốt đứng lên, nghe nói là bởi vì nàng ra tay giết 13 hoàng tử thị vệ. Thị vệ không phải liền là nô tài sao, Cửu công chúa thế nhưng là thánh thượng con gái ruột, cũng bởi vì giết mấy cái nô tài bị cầm tù, rất không có khả năng a à. Ngươi cho rằng đó là vậy nô tài, có mấy cái là lạnh thiên thánh phi từ phương gia mang ra ngoài hạ nhân, thân phận địa vị có thể so với đế quốc vương tước. Thì ra là như thế, bất quá cửu công chúa vì sao muốn giết 13 hoàng tử thị vệ. Ta nghe nói là vì một cái nam tử. Xin lắng tai nghe. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, cũng là một chút tin tức ngầm phía trước cửu công chúa không phải là đi tầng đường đế quốc, về sau 13 hoàng tử cũng đi sao, nghe nói cửu công chúa muốn đi tìm ý trung nhân, bị 13 hoàng tử biết, hắn vì không để cửu công chúa làm ra bực này chuyện xấu, liền đuổi tới, không nghĩ tới bị cửu công chúa ra tay đem hộ vệ bên cạnh đều giết rồi, cho nên cửu công chúa trở lại đế đô, liền lập tức bị lạnh thiên thánh phi nhốt đứng lên. Hoàng thượng mặc kệ. Ha ha, lạnh thiên thánh phi chính là phương gia tam trưởng lão chi nữ, một số thời khắc, chỉ sợ hoàng thượng cũng muốn để cho nàng nửa bước, ta muốn nàng cũng chỉ là cầm tù cửu công chúa một đoạn thời gian hả giận thôi. Cái kia cửu công chúa vị kia ý trung nhân đâu? Hắn nha, ta đoán chừng là chết chắc. Ninh Kỳ khẽ cho mày, quét những người kia một mắt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Điêu Hoa công chúa bị nhốt, sự tình có chút không ổn a. À. Sau khi cơm nước xong, hai người tiếp tục lên đường, nhưng mà Lý Mạc Sầu phát hiện, vốn nên đi họ Tây Môn, Ninh Kỳ lại hướng cửa Nam đi đến nơi đó là đi đế đô phương hướng, ngươi đi lầm đường A. Lý Mạc Sầu nhắc nhở, không có đi sai, đi một chuyến đế đô. Ninh Kỳ Đạo, đế đô, vừa mới bọn hắn nói cửu công chúa ý trung nhân, không phải là ngươi đi. Lý Mạc Sầu trí thông minh cao vô cùng, trong nháy mắt liền nghĩ đến nguyên nhân, ở trong đó có chút hiểu lầm, bất quá trắng hạo tên kia thị vệ là ta ra tay giết, cùng điêu hoa công chúa không quan hệ, ai làm nấy chịu, chuyện này ta phải phải xử lý. Ninh Kỳ trầm giọng nói, dừng một chút, đế đô cao thủ đông đảo, ta nhìn ngươi hay là chớ đi, chính là ở đây chờ ta. Nếu là ngươi chết, chỉ sợ ta cũng sống không thành A. Lý mặt sầu nụ cười nhạt nhòa đạo, cho nên, vẫn là cùng ngươi cùng đi một chuyến A. Thân là triệu hoáng vật, nếu như túc chủ ninh kỳ chết, Lý mặt buồn xác thực sẽ trực tiếp biến mất ở thế giới này, quay về đồ long thương thành, nàng ngờ tới ngược lại là không sai, ninh kỳ thấy thế, liền gật gật đầu, đạo, vậy được, đến rồi đế đô hành sự tùy theo hoàn cảnh. 7 ngày sau, tại thông qua thủ vệ tầng tầng loại bỏ, Ninh Kỳ cùng Lý Mạc Sầu rốt cuộc đã tới Bạch Hổ Đế Quốc Đế Đô, tùy tiện một người đi đường, đều có đấu sư thậm chí đại đấu sư tu vi, cái gì đấu linh đấu vương cũng dị thường phổ biến, Lý Mạc Sầu trong lòng bản bởi vì trong khoảng thời gian gần đây tu vi nhanh chóng đề thăng, có chút bành trướng, tại nhìn thấy những thứ này đấu vương phía sau, trên mặt cũng ẩn ẩn lộ ra vẻ kiên dè, vì để tránh cho bởi vì nàng dung mạo dẫn xuất tự dưng chuyện tới, Lý Mạc Sầu mua một cái mũ rộng vành mang theo đi lên. Ngươi đi tìm một chỗ ở lại, ta đi một chút liền đến. Ninh Kỳ đạo, "Ân." Lý Mạc Sầu sau khi rời đi, Ninh Kỳ trực tiếp hướng Cửu công chúa phủ mà đi, hắn dựa vào một chút gần Cửu công chúa phủ, liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng, cửa hộ vệ hắn không biết cái nào, Ninh Kỳ vẻn vẹn nhìn bọn hắn một mắt, liền bị người phát giác được, "Ai?" Mấy cái hộ vệ lập tức tiến lên đem Ninh Kỳ vây quanh, "Ở nơi này lén lén lúc lúc, có mục đích gì?" Ninh Kỳ mỉm cười nói, "Kỳ thực cũng không cái mục đích gì." Ta là cửu công chúa phủ cung phụng luyện đan sư, phía trước bên ngoài làm nhiệm vụ, vì cái gì ta không nhận biết các ngươi? Cung phụng luyện đan sư. Mấy người nhìn chăm chú một mắt, một người trong đó lạnh lùng nhìn Ninh Kỳ, đạo, cửu công chúa đắc tội lạnh thiên thánh phi, bây giờ tại hoàng cung bế môn hối lỗi, nàng phủ thượng nhân cũng đều bị giam giữ lên, đã ngươi chính mình thừa nhận là cửu công chúa phủ cung phụng luyện đan sư, liền thỉnh theo chúng ta đi một chuyến a. Cửu công chúa phủ có mấy cái cung phụng luyện đan sư cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tới Ninh Kỳ chính là đắc tội trắng hạo chính là cái kia gia hỏa, bằng không bọn hắn cũng không phải là ôn tồn nói chuyện, mà là trực tiếp động thủ cầm xuống, còn có thể lập cái đại công, dễ nói, chỉ là ta nghĩ trước gặp gặp một lần cửu công chúa, không biết có thể. Ninh Kỳ miễn cười nói, mấy người lộ ra nụ cười dễ cợt, yên tâm, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Hai cái hộ vệ đứng dậy, một trái một phải kẹp lấy Ninh Kỳ, đạo, đi thôi. Ở tại bọn hắn áp giải phía dưới, Ninh Kỳ được đưa đến đế đô một chỗ lao ngục bên trong, một cái nha dịch trông thấy hai tên hộ vệ phía sau, lập tức tiến lên đón, định nọc nói, gặp qua hai vị đại nhân. Hai người lạnh rên một tiếng, gật gật đầu, chỉ vào Ninh Kỳ đạo, đem hắn đưa đến chữ Thiên phòng số 3. Tốt. Nha dịch thuần thục lấy ra xiền xích, sẽ phải cho Ninh Kỳ mang lên, Ninh Kỳ khẽ cho mày, đạo, này liền không cần a, à, ta nếu là muốn chạy, hạ tất cùng các ngươi tới đây. Đừng nói nhảm, nhìn ngươi là luyện đan sư ta mới không có trước tiên cho ngươi còn lại. Lạnh thiên thánh phi thủ hạ lạnh lùng quét ninh kỳ một mắt, răng rắc, ninh kỳ tay chân đều bị mang tới xiền xích, tiếp đó tên kia nha dịch hung tợn hướng ninh kỳ đạo, tiểu tử, đi theo ta. Nói, hắn còn ra tay đẩy ninh kỳ một cái, hai người hộ vệ kia quét ninh kỳ một mắt, trực tiếp quay người rời đi, nha dịch vội vàng bước nhanh đưa bọn hắn mấy bước, sau đó mới đi đến ninh kỳ bên cạnh, gặp ninh kỳ không nhúc nhích, một cước liền đá vào ninh kỳ trên mông còn đứng ngay đó làm gì, lớn hơn gia mời ngươi đi qua. Nha dịch cười lạnh nói, tiến vào cái này lao ngục, bất kể là thân phận gì, muốn ra ngoài đều phải lột một tầng da, càng nhiều hơn chính là trực tiếp chết ở bên trong, cho nên nha dịch biết rõ Ninh Kỳ là luyện đan sư, cũng không có nửa điểm e ngại, huống chi là lạnh thiên thánh phi thủ hạ hộ vệ người mang tới, muốn đi ra ngoài, trên cơ bản không có khả năng, Ninh Kỳ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đạo, chờ sau đó ngươi như thế nào mang cho ta lên xiền xích liền muốn như thế nào cho ta giải khai ngươi đẩy ta một chút đá ta một cước cũng phải trả cho ta nha a à, còn mẹ hắn mạnh miệng ngươi cho rằng đây là khách sạn ngươi là đại gia nhớ kỹ ở nơi này hổ phụng trong ngục lão tử vạn hà đông mới là lớn nhất lại dài dòng văn tự ta liền đem ngươi nhốt đến trong thủy lao đi vạn hà đông phải không ta nhớ kỹ ngươi rồi ninh kỳ mỉm cười tại đối phương lại muốn hạ thủ thời điểm đi về phía trước đi nhường vạn hà đông đá một cái khoản không tiểu tử chờ sau đó nhìn lão tử chơi như thế nào ngươi. Vạn Hà Đông trong lòng cười lạnh một tiếng, chữ thiên số ba nhà tù, tại chỗ sâu nhất, Ninh Kỳ đi vào, bá 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 vô số đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía hắn, Hà Đại Sư. Phòng giam bên trong có mười mấy người, trên mặt mỗi người đều bẩn thiểu, trên thân còn có vết thương, trên quần áo vết máu loan lỗ, nhưng mà Ninh Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn, những người này cũng là đi hoa công chúa hộ vệ, Lâm Cường cùng mạch đi long thình lình xuất hiện, chính là không có đặng ba bóng dáng hắn hẳn là bị giam tại một nơi khác. thà Đại Sư, ngươi không phải tại tầng đường đế quốc sao, như thế nào cũng bị nhốt tiến vào. Lâm Cường trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đạo, hắn muốn đứng dậy, lại đột nhiên nghe răng trợn mắt, hiển nhiên là xúc động vết thương, Ninh Kỳ liếc mắt nhìn, khẽ trao mày, chỉ thấy Lâm Cường hai chân bên trên có vô số đạo vết thương, sâu nhất chỗ đã có thể trông thấy bạch cốt âm u, bọn hắn vậy mà đối với các ngươi xuống tay nặng như vậy. Ninh Kỳ lập tức biết, e rằng sự tình lần này có chút nghiêm trọng hắn lập tức từ không gian trong bao lấy ra một chút chữa thương đan dược, ném cho Lâm Cường bọn hắn, sau đó nói, ta vốn là đi qua Bạch Hổ Đế Quốc, nghe nói cửu công chúa có phiền phức, liền đến nhìn một chút. Ngươi nha, thật không nên tới. Lâm Cường ăn vào đan dược phía sau, cười khổ nói, Lâm Cường, hắn làm sao lại không nên tới, chẳng lẽ chúng ta liền nên ở đây sao, nếu không phải là hắn đã giết 13 hoàng tử nhiều như vậy thì vậy, trong đó còn có lạnh thiên thánh phi nhân, cử công chúa đến nỗi bị nhốt lại, liền đặng Tam đại ca cũng không biết sống hay chết, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Đột nhiên có người bất mãn nói, lập tức, có mấy đạo nhìn về phía Ninh Kỳ ánh mắt sẽ không quá thân mật, mạch Hành Long trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, quét những người kia một mắt, Trần Hải Dương, bây giờ nói những thứ này hữu dụng, các ngươi có lá gan vì cái gì không đúng lạnh thiên thánh phi đám kia thủ hạ đi nói, chỉ có thể nhắm vào mình người, không nghe thấy thà đại sư vừa nghe thấy cửu công chúa xảy ra chuyện liền chạy tới sao, đổi lại các ngươi chỉ sợ trốn xa xa đi mạch hành long ta biết ngươi cùng hắn quan hệ tốt không ít thu hắn đang dược a à, nhưng đến rồi tình trạng hôm nay cũng không cần khắp nơi vì hắn nói tốt trần hải dương cười lạnh nói đột nhiên hắn khuôn mặt thượng lộ ra một tia mừng như điên bổ nhào vào hàng rào chỗ hét lớn vạn hà đông ta có tin tức bẩm báo giết chết 13 hoàng tử thị vệ kẻ cầm đầu ở đây các ngươi mau đưa hắn chọc tới giao cho lạnh thiên thánh phi thả chúng ta trần hải dương ngươi dám như thế Lâm Cường cùng Mạch Hành Long lấy làm kinh hãi, muốn ngăn cản, đã không kịp, chỉ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, Vạn Hà Đông xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, khuôn mặt thượng lộ ra vẻ ngờ vực, đạo, giết chết 13 hoàng tử thị vệ chính là cái kia gia hỏa ở nơi nào, ngươi biết trêu chọc ta hạ tràng sẽ như thế nào à? Trần Hải Dương chỉ vào ninh kỳ đạo, chính là hắn, ta tận mắt nhìn thấy hắn đem 13 hoàng tử thị vệ đầu người từng khỏa bổ xuống. Phản đồ Hèn hạ vô sĩ lâm cường cùng mạch hành long phẫn nộ phi thường nhưng mà những người khác lúc này lại cúi đầu không nói tiếng nào trần hải dương thấy thế khuôn mặt thượng lộ ra nụ cười dễ cợt hai người các ngươi xem các huynh đệ khác là thế nào nghĩ nói ta phản đồ ta nhìn các ngươi hai mới là phản đồ chỉ có đem ninh kỳ giao ra công chúa mới có thể không có việc gì là ta cứu được công chúa trần hải dương nói không sai chỉ có giao hắn ra ngoài lạnh thiên thánh phi mới có thể phóng công chúa trở về đúng a à, ai làm nấy chịu cũng không thể hắn làm chuyện, để chúng ta đi tiếp nhận kết quả A. À. Có mấy người mở miệng phụ họa nói, Vạn Hà Đông nhìn về phía Ninh Kỳ, khuôn mặt thượng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng đã được nghe nói sự kiện kia, chết mỗi một cái đều là đỉnh phong đấu hoàng, có mấy cái vẫn là phương gia đi ra ngoài hạ nhân, đám người này, vậy mà đều là kẻ này giết, tiểu tử này nhìn qua không đến 20 tuổi A, à, có mạnh như vậy tu vi. Nghĩ đến vừa mới chính mình khoảng cách gần như vậy đá Ninh Kỳ hai cước, Vạn Hà Đông có chút nghĩ lại mà sợ, đồng thời khuôn mặt thượng lộ ra vẻ mừng như điên chỉ cần hắn đem ninh kỳ giao cho lạnh thiên thánh phi đây chính là lập xuống công lớn a ninh kỳ quét trần hải dương một mắt chợt an ủi lâm cường cùng mạch hành long đạo các ngươi không cần phải lo lắng ta vốn là dự định chính mình đảm đương hậu quả của chuyện này liên lụy đến các ngươi ngược lại là ta thất sách chờ ta trở lại nhất định cùng các ngươi thật tốt uống một chén uống một chén người si nói mộng a ngoại trừ lâm cường cùng mạch hành long những người khác trên mặt đều lộ ra nụ cười dễu cợt, nhìn về phía Ninh Kỳ ánh mắt, phản phất là đang nhìn một người điên. Các ngươi coi chừng hắn, ta đây liền đi bẩm báo lạnh thiên thánh phi, chỉ cần hắn thật là kẻ cầm đầu, ta tin tưởng các ngươi cả đám đều sẽ không có chuyện gì. Vạn Hà Đông hướng Trần Hải Dương đạo, Trần Hải Dương gật gật đầu, đi nhanh về nhanh, lão tử ở lại đây đều nhanh mốt meo. Vạn Hà Đông quay người vội vàng rời đi, hắn đi thẳng hổ phụng ngục, một đường chạy chậm, đi tới hoàng cung cửa chính hổ phụng ngục nha dịch tới đây làm cái gì hoàng cung thị vệ lạnh lùng quét vạn hà đông một mắt trầm giọng nói vạn hà đông nịnh nọt nói ta có chuyện quan trọng bẩm báo lạnh thiên thánh phi đối phương rõ ràng sững sờ ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ vạn hà đông đạo ta có chuyện quan trọng bẩm báo lạnh thiên thánh phi còn xin các hạ hỗ trợ thông báo một chút ha 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 ngươi một cái nho nhỏ nha dịch lại muốn gặp lạnh thiên thánh phi ngươi điên rồi đi bọn thị vệ cười lên ha hả Nhìn qua Vạn Hà Đông trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, chờ sau đó xem các ngươi còn cười ra tiếng hay không. Vạn Hà Đông trong lòng thầm mắng một tiếng, sắc mặt lập tức lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết giết chết 13 hoàng tử thị vệ kẻ cầm đầu ở nơi nào, các ngươi nếu là có nhàn tâm ở chỗ này cười ta, không bằng đi thông truyền một tiếng, có thể cũng có thể mò được một điểm công lao. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt ngậm miệng lại, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Vạn Hà Đông, ngươi nói thế nhưng là thật sự thiên chân vạn sát. Tại bậc này lấy, ta đi thông truyền. Một cái thị vệ xoay người rời đi, Khắc vài tên thị vệ thì nhìn chầm chầm vạn hà đông, dùng khí thế khóa chặt lại hắn, vạn hà đông chỉ cần có trốn chạy ý đồ, bọn hắn trước tiên liền có thể bắt lấy hắn, hoàng cung chỗ sâu, tên thị vệ kia đi qua tầng tầng thông báo, cuối cùng gặp được lạnh thiên thánh phi bản thân, thị vệ quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, thấp giọng nói, thuộc hạ lý chính đạo, gặp qua thánh phi. Có chuyện gì? Lạnh thiên thánh phi âm thanh lạnh lùng nói, có một nha dịch nói biết giết chết 13 hoàng tử thị vệ kẻ cầm đầu ở nơi nào, thuộc hạ không biết thực hư, không dám tùy tiện mang đến gặp thánh phi, liền đi trước bẩm báo một tiếng, còn xin thánh phi định đoạt. Lý chính đạo thấp giọng nói, kẻ cầm đầu. Lạnh thiên thánh phi trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, thánh phi, chẳng lẽ là ninh kỳ tên kia. Phương đàn phương thư lập tức từ trong bóng râm đi ra, thấp giọng nói, đi xem một cái, nếu thật là hắn, cũng miễn cho ta đi trong nhà mời người đến nỗi các ngươi nói tới đầu kia cự long nhanh chóng ra rõ ràng hắn nội tình lạnh thiên thánh phi âm thanh lạnh lùng nói là một mực chờ đợi tại phía ngoài hoàng cung vạn hà đông thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn quanh một mắt khuôn mặt thượng lộ ra một tia lo lắng thế nào còn không có tin tức truyền đến đột nhiên hắn nhìn thấy một chi sang trọng đội xe tại vô số hộ vệ bảo vệ dưới chậm rãi lái tới là lạnh thiên thánh phi mấy cái thị vệ xem xét vội vàng quỳ một chân trên đất Vạn Hà Đông thấy thế, cũng quỳ xuống, xe chậm rãi dừng ở Vạn Hà Đông bên cạnh thân, bên trong truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng, ngươi là nơi nào nha dịch, như lời ngươi nói chính là cái kia người ở nơi nào. Vạn Hà Đông thân thể có chút run rẩy, hắn vẫn lần thứ nhất khoảng cách lạnh thiên thánh phi gần như vậy, vội vàng nói, bẩm báo thánh phi, tiểu nhân Vạn Hà Đông, chính là hổ phụng ngục nha dịch, người kia bây giờ đang nhốt tại chữ thiên phòng số 3 bên trong. Ân, nếu thật là hắn, ta tất có trọng thưởng. Tạ thánh phi vạn hà đông khuôn mặt thượng lộ ra vẻ mừng như điên sau đó tại hắn dẫn đường phía dưới lạnh thiên thánh phi đi tới hổ phụng ngục vạn hà đông cấp trên bọn người nghe tiếng mà đến nhao nhao quỳ một chân trên đất cho lạnh thiên thánh phi hành lễ trong đó phẩm cấp cao nhất một người chính là hổ phụng nha môn phủ doãn thất tin đấu hoàng thượng quan hồng nhạn thượng quan hồng nhạn quét vạn hà đông một mắt phía sau hướng lạnh thiên thánh phi nịnh nọt nói không biết thánh phi giá lâm cần làm chuyện gì bản cung muốn gặp chữ thiên số ba phạm nhân còn xin thượng quan đại nhân dẫn đường đi." Lạnh Thiên Thánh phi thản nhiên nói, "Là, Thánh phi mời tới bên này." Thượng quan hồng nhạn gật gật đầu, liền dẫn Lạnh Thiên Thánh phi tiến vào hổ phụng ngục, Vạn Hà Đông thấy thế, vội vàng theo sát phía sau, lúc này, cấp trên của hắn Lý Lâm Ngọc đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Vạn Hà Đông, chào ngươi gan to, nhìn ngươi tại sao cùng thượng quan đại nhân giao nộp." Vạn Hà Đông nghe vậy, đầu tiên là sợ hết hồn, nhưng nghĩ tới chính mình lập hạ công lao, cũng không sợ như vậy hắn mỉm cười, thấp giọng nói, đại nhân, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, loại này công lao, nếu để cho cho chư vị đại nhân, tiểu nhân lúc nào mới có thể ra đầu. Nói xong, hắn bước nhanh đuổi kịp đám người, ngươi giỏi lắm vạn hà đông, đơn giản gan to bằng trời. Lý Lâm Ngọc lạnh lùng nhìn vạn hà đông bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia sát cơ, hổ phụng trong ngục, lạnh thiên thánh phi chậm rãi đi tới chữ thiên số ba nhà tù phía trước, phương cầm phương thư lập tức tiến lên, con mắt đảo qua, trông thấy ninh kỳ phía sau, hai nữ khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười hướng lạnh thiên thánh phi đạo thánh phi chính là hắn thánh phi hết thảy đều là hắn làm hắn mới là kẻ cầm đầu còn xin thả cửu công chúa trần hải dương bọn người vội vàng quỳ xuống đất thấp giọng nói ngậm miệng nơi đây không có các ngươi tư cách nói chuyện phương cầm quét trần hải dương một mắt nghiêm nghị nói đấu tông khí tức trong nháy mắt tản mát ra trực tiếp đem trần hải dương bọn người đè tê liệt ngã xuống trên mặt đất trần hải dương trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi lập tức không dám lên tiếng lạnh thiên thánh phi nhìn qua ninh kỳ ánh mắt có chút bình thản chính là ngươi giết con ta nhiều như vậy hộ vệ ninh kỳ mỉm cười gật gật đầu là ta lạnh thiên thánh phi bị ninh kỳ thái độ sở kinh quái lạ đạo ngươi không sợ ta ninh kỳ cười nói lạnh thiên thánh phi xinh đẹp như hoa dung mạo tuyệt thế khuynh thành tại hạ như thế nào sợ yên tĩnh tại ninh kỳ câu nói này ra miệng phía sau tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía hắn hắn cũng dám dùng như thế giọng nói kinh bạc cùng lạnh thiên thánh phi nói chuyện đây là không muốn chết và đã mẻ không sợ rơi sao thà đại sư lá gan ngươi cũng quá lớn a à. lâm cường cùng mạch đi trên mặt trồng lộ ra một nụ cười khổ ninh kỳ trong mắt bọn hắn bây giờ đã là một cái người chết liền công chúa bảo hiểm tất cả không được hắn thật to gan tiểu tử này là ai thượng quan hồng nhạn nhìn thật sâu ninh kỳ một mắt đang muốn mở miệng quát lớn phương cầm phương thư đã động thủ trực tiếp đập nát nhà giam hàng rào đem ninh kỳ vồ tới, dơ lên cao cao, thánh phi, kẻ này cũng dám khinh bạc ngươi, không bằng ngay tại chỗ giết chết. Phương cầm đạo, ninh kỳ tính mệnh, tại lạnh thiên thánh phi trong mắt, giống như sâu kiến, liền xem như luyện đang đại tông sư cái thân phận này, cũng không vào pháp nhãn của nàng, nhưng mà, nàng còn không làm rõ được tuyết linh bối cảnh, cho nên nàng chậm rãi mở miệng nói, tạm thời lưu hắn một cái mạng chó, mang về cung đi, ta muốn thật tốt thẩm vấn một phen. Phương cầm không cam lòng đem ninh kỳ để xuống. Hắn vậy mà không có bị tại chỗ tứ tử. Vạn Hà Đông khiếp sợ nhìn xem Ninh Kỳ, nghĩ mãi mà không rõ đối phương đã khinh bạc như vậy Lạnh Thiên Thánh Phi, Lạnh Thiên Thánh Phi đều không muốn tính mạng của hắn, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an, Trần Hải Dương bọn hắn cũng rất khiếp sợ, rốt cuộc là nguyên nhân gì, nhưng Lạnh Thiên Thánh Phi đối với Ninh Kỳ như thế khoan dung, này cũng không chết, không hổ là Thà Đại Sư. Lâm Cường trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, sau đó Ninh Kỳ liền bị Phương Cầm nắm lấy, mang về hoàng cung có lẽ là vì suốt ngụm ác khí, Phương cầm lại tại trên người hắn tăng thêm hơn 10 đầu xiền xích, xiền xích nặng vô cùng, nếu không phải là ninh kỳ tu luyện là long tượng bàn nhược công, có tứ long tứ tượng chi lực, e rằng liền lộ đều không chạy được động, ngay tại ninh kỳ bị bắt tiếng hoàng cung không bao lâu, Bạch Hạo đã nghe tin chạy tới, hắn vừa thấy được ninh kỳ, trực tiếp hét lớn một tiếng, nâng đao hướng ninh kỳ cổ chỗ chém tới, Phương cầm khẽ trao mày, con ngón búng ra, một đạo đấu khí bắn ra, chặn Bạch Hạo một kích này, Bạch Hạo lập tức đối nó trợn mắt nhìn, Phương Cầm, ngươi muốn tạo phản. Phương Cầm âm thanh lạnh lùng nói, Thánh Phi muốn giữ lại mệnh của hắn, hoàng tử nếu là gấp gáp, có thế xin chỉ thị Thánh Phi sau đó mới động thủ. Bạch Hạo còn muốn tranh luận, lúc này lạnh thiên Thánh Phi chậm rãi từ phía sau đi ra, quét Bạch Hạo một mắt phía sau, lại nhìn phía Ninh Kỳ, âm thanh lạnh lùng nói, nói cho bản cung, con rồng kia là lai lịch gì? Nàng nói là Tuyết Linh. Ninh Kỳ tâm tư khẽ động, lập tức nói, nàng chính là thượng cổ Tuyết Long nhất tộc công chúa, cũng là bạn của ta, Thánh phi nếu là muốn gặp nàng, tại hạ ngược lại là có thể dẫn tiếng một phen. Thượng cổ Tuyết Long nhất tộc công chúa, Phương Cầm Phương thư sắc mặt đại biến, các nàng xuất thân chính đại gia tộc cao cấp Phương gia, đối với Dragon tai hiểu rõ không phải người bình thường có thể sánh ngang, cho nên Ninh Kỳ nói chuyện là Thượng cổ Tuyết Long, các nàng liền biết điều này đại biểu cái gì, đây chính là một chi đỉnh cấp cự long tộc đàn, có thập nhị giai cự long tồn tại đáng sợ, liền xem như Phương gia, đối mặt quái vật khổng lồ này cũng bất quá là sâu kiến thôi. Lạnh Thiên Thánh phi sắc mặt biến thành hơi động, xem kỹ lấy Ninh Kỳ, hồi lâu, nàng mở miệng nói, Đông Huyền chi địa sớm đã không có Tuyết Long nhất tộc tồn tại, người đây là đang lừa gạt ta. Đông Huyền. Ninh Kỳ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, ha ha ha, liền Đông Huyền là cái gì cũng không biết, thực sự là ngu xuẩn. Bạch Hạo cười nhạo nói, a, cái kia 13 hoàng tử có thể vì ta giải hoặc. Ninh Kỳ cười nói, lăng. Bạch Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ninh kỳ cũng không sinh ký trực tiếp hỏi lên đồ long hệ thống long chi đại lục tổng cộng chia làm bốn cái bản khối theo thứ tự là đông huyền tây huyền bắc huyền nam huyền túc chủ sở tại chi địa vẻn vẹn đông huyền đây chẳng phải là nói tam đại long tộc cửu châu đế quốc cũng chỉ là đông huyền đất thế lực tại tây huyền bắc huyền nam huyền còn có tới ngang hàng thế lực chính xác không chỉ có là ngang nhau bốn cái bản khối đông huyền chi địa yếu nhất thì ra là thế Đinh Kỳ trong lòng cảm thán một tiếng, cái này Long Chi đại lục thật đúng là vô cùng cực lớn, như vậy Tuyết Linh trước đây nói nàng bị cơn lốc quét đến sơn hải vực, vậy nàng rất có thể xuất thân tại mặt khác ba cái bản khối bên trên, Thánh Phi, ta vị kia Long tộc bằng hữu, nói nàng là bị một cơn lốc xoắn tới. Ninh Kỳ đạo, cơn lốc quét tới. Lạnh Thiên Thánh Phi trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi, hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, coi như nàng thật là Tuyết Long nhất tộc công chúa a, đó cũng không phải là tại Đông Huyền chi địa, cho nên còn không bảo vệ tính mạng của ngươi, ngươi giết con ta nhiều như vậy thì vệ, trong đó còn có ta tự mình từ phương gia mang ra ngoài hạ nhân, hay dùng mệnh của ngươi tới lấp. Nói xong, nàng xem hướng Bạch Hạo, Bạch Hạo trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, giữ tận nhìn về phía Ninh Kỳ, đạo, ha ha ha, trước ngươi còn không phải rất càng rỡ sao, bây giờ rơi xuống trong tay ta a, à. yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy giết ngươi. Ta muốn đem bạch hổ đế quốc 108 loại hình phạt đều ở đây trên người ngươi dùng một lần. Chậm đã ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Ninh Kỳ hét lớn một tiếng, ngươi muốn nói gì? Lạnh Thiên Thánh Phi lạnh lùng nhìn xem Ninh Kỳ, mệnh của ta mới đáng giá mấy đồng tiền, chẳng lẽ Lạnh Thiên Thánh Phi không biết ta là một cái luyện đan đại tông sư, những cái kia đấu hoàng, ta dùng đang dược đổi chính là. Ninh Kỳ đạo, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Bạch Hạo nụ cười dễu cực đạo, nhưng mà Lạnh Thiên Thánh Phi lại lên tiếng, a, ngươi chuẩn bị dùng cái gì đang dược để đổi? Mẫu Phi, Bạch hạo vội vội vàng vàng nhìn về phía lạnh thiên thánh phi, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, hắn nghĩ không ra, mẹ ruột của mình vậy mà thật sự đối với ninh kỳ đề nghị có hứng thú, hoàng nhi đừng nóng vội, vậy đang dược, bạch hổ phòng luyện đan cũng có thể luyện chế, ta xem một chút hắn có thủ đoạn gì có thể cứu về mạng của mình. Lạnh thiên thánh phi trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, trắng hạo lúc này mới yên lòng lại, chỉ là luyện đan đại tông sư, vẫn là tầng đường đế quốc loại kia vắng vẻ chi địa xuất thân, có thể luyện chế đang dược chẳng lẽ vẫn còn so sánh bên trên Bạch Hổ trong phòng luyện đang những đại tông sư kia, Thánh phi đừng nóng vội, để cho ta suy nghĩ một chút, ta sẽ luyện chế đan dược nhiều lắm." Ninh Kỳ cười nói, "Cho ngươi thời gian một chén trà công phu." Lạnh Thiên Thánh phi cười lạnh một tiếng, Ninh Kỳ lập tức tiến vào Đồ Long Thương Thành, đang dược, đang dược, ngô. Hắn không ngừng lật sách đang dược tuyển hạng, mỗi loại đan dược từ trước mắt hắn lướt qua, không phải quá đắt, chính là cấp bậc quá thấp, đột nhiên, hắn thấy được một loại đan dược, Trấn Giang đan hoàng giai hạ phẩm, có thể bảo trụ 50 năm dung mạo không lão, bán giá cả, 100 đồ long tệ. Ha ha, cái này đang dược tốt, ta cũng không tin lạnh thiên thánh phi nàng không thích chân diện. Ninh kỳ đại hỷ, sau đó kiểm tra cấp bậc cao hơn trấn nhan đan. Trấn nhan đan, huyền giai hạ phẩm, có thể bảo trụ 500 năm dung mạo không lão, bán giá cả 1.000 đồ long tệ. Giá cả như vậy thật sự là quá tiện nghi, Ninh kỳ biết. Cái này rất có thể là hệ thống một cái thiếu sót, bởi vì trấn nhang đang tác dụng, tại phương diện chiến đấu là không nhiều lắm thì phụ trợ loại đang dược có thể còn không bằng chữa thương đang giải độc đang cho nên giá cả mới có thể tiện nghi như vậy thế nhưng là hệ thống vạn vạn không nghĩ tới một nữ nhân sẽ nguyện ý vì mình dung mạo trả giá giá bao nhiêu 500 năm thời gian đấu tông cũng liền sống lâu như vậy không sai biệt lắm liền nó a à. ninh kỳ tuyển định mục tiêu lúc này thời gian một chén trà công phu cũng đi qua trắng hạo dẻo cật đạo như thế nào nghĩ không ra đang dược gì tới Ninh Kỳ mỉm cười, không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía lạnh thiên Thánh Phi, đạo, Thánh Phi, không biết huyền giai hạ phẩm trấn nhan đang ngài nhưng có hứng thú, có thể hay không đổi về tại hạ một cái mạng. Huyền giai, hạ phẩm trấn nhan đang. Lạnh thiên Thánh Phi cái kia vạn năm không thay đổi, lạnh phản phất một khối nước đá trên dung nhang, cuối cùng lộ ra một tia chấn kinh, liền phương đàn cùng phương thư, đều chấn động vô cùng nhìn xem Ninh Kỳ, trấn nhan đang. Chẳng lẽ thế gian thật có loại này trong truyền thuyết đang dược, ở trong sách cổ ghi chép, Mấy vạn năm trước Long Chi Đại Lục bên trên, mỗi người dung mạo đến chết cũng sẽ không già đi, đơn giản là lúc đương thời một loại cực kỳ đang dược thông thường, trấn Nhang đan, chính là chỗ này loại đang dược, nhưng một người bình thường, cũng có thể bảo trì chính bình tột cùng nhất nhan trị, mãi cho đến chết mới thôi. Nghe nói hoàng giai hạ phẩm trấn Nhang đan, có thể giữ dung mạo 50 năm không lão, trung phẩm, bảo trì trăm năm, thượng phẩm, bảo trì 200 năm, cực phẩm, bảo trì 300 năm, huyền giai hạ phẩm, đây chẳng phải là ít nhất đều có 4, 500 năm như lời ngươi nói trấn nhan đan, thế nhưng là có thế bảo trì dung mạo không lão đang dược. Lạnh thiên thánh phi chậm rãi mở miệng nói, dựa vào nét mặt của nàng bên trên, Ninh Kỳ biết mình thể đánh bạc cầm đúng, hắn cười nói, đúng là như thế, huyền giai hạ phẩm trấn nhan đan, có thế bảo trì dung mạo 500 năm không lão. Trấn nhan đan đã sớm thất truyền mấy vạn năm, ngươi làm sao lại luyện chế? Phương đàn nhịn không được chất vấn, lạnh thiên thánh phi cũng nhìn chăm chú lên Ninh Kỳ, nhìn hắn trả lời như thế nào? Ninh Kỳ cười nói, ta đã nói rồi, ta là thiên tài, cho nên cửu công chúa mới có thể mời ta làm nàng cung phụng luyện đan sư, trấn nhan đan đối với ta mà nói, không coi là cái gì, không biết loại này thất truyền mấy vạn năm đan dược, có thể hay không đổi ta tính mệnh. Cái gì trấn nhan đan, loại đan dược này có quỷ dùng. Trắng hạo nhịn không được mở miệng quát lớn, lạnh thiên thánh phi nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như ngươi không có gạt ta, thật sự biết luyện chế trấn nhan đan, như vậy xác thực có thể đổi lấy ngươi tính mệnh, bất quá một khỏa không đủ, nương. Trắng hạo cao mày nói, Hoàng Nhi, ngươi tạm thời lui ra đi. Lạnh thiên thánh phi vất vất tay, trắng hạo còn nghĩ nói chút gì, lại tại trông thấy lạnh thiên thánh phi trong mắt lãnh ý sau đó, lập tức ngậm miệng không nói, không cam lòng quay người rời đi, trước khi đi, còn hung tận trừng ninh kỳ một mắt, cho ta ba viên, mệnh của ngươi ta sẽ không cầm. Lạnh thiên thánh phi đạo, ba viên là không có vấn đề, chỉ bất quá. Ninh kỳ muốn nói lại thôi, chỉ bất quá cái gì, nói lạnh thiên thánh phi âm thanh lạnh lùng nói nghe nói cửu công chúa bị ngài nhốt có thể hay không thả nàng ninh kỳ chê cười nói tiểu cửu ha ha xem ra ngươi tự chui đầu vào lưới cũng là vì nàng lạnh thiên thánh phi ánh mắt lộ ra ý trào phúng sau đó gật gật đầu chỉ cần ngươi đem đang dược cho ta thả nàng cũng không thành vấn đề còn có một cái vấn đề ninh kỳ đạo nói đi đừng cho là ta cùng ngươi làm giao dịch ngươi liền có thể vĩnh viễn đưa ra yêu cầu Lạnh thiên thánh phi thanh âm biến rét lạnh vô cùng, một cổ đấu tông đặc hữu khí tức tản ra, nhưng ninh kỳ không rét mà run. Cô gái này công pháp chỉ sợ cũng là lại âm thuộc tính trên người ta tài liệu chỉ đủ luyện chế một khỏa trấn nhan đan. Nếu là thánh phi có thế tìm đến linh tài, đừng nói ba viên, ba mươi khỏa ta cũng cho ngài luyện chế. Ninh kỳ cười nói chuyện này là thật. Lạnh thiên thánh phi trong mắt lóe lên một tia ý mừng, nàng muốn ba viên trấn nhan đan không phải đưa hết cho chính mình phục dụng mặt khác hai khỏa là chuẩn bị hiến tặng cho phương gia trong kia mấy cái quanh năm bế quan lão yêu bà. Nếu là ninh kỳ thật có thể luyện chế càng nhiều trấn ngang đan, như vậy nàng không chỉ có thể cùng trong gia tộc mấy cái kia lão yêu bà tạo mối quan hệ, còn có thể cùng nàng cần ngưỡng vọng mấy vị kia thành lập được giao tình, không dám lừa gạt thánh phi. Ninh kỳ gật gật đầu, nói đi, muốn cái gì linh tài? Lạnh thiên thánh phi đạo, kỳ thực những thứ khác linh tài ngược lại không có gì, mấu chốt là thuốc dẫn, cần thất giai đờ ra gông tai tinh huyết, hơn nữa không thể là huyết mạch độ tinh khiết hơi thấp tạp giao long tộc. Ninh Kỳ một mặt thành thẩn đạo, thất giai dragon tai tinh huyết, khó trách trấn nhan đang sẽ thất truyền. Lạnh Thiên Thánh Phi bừng tỉnh đại ngộ, mấy vạn năm trước, long tộc còn không có địa vị bây giờ, khi đó long tộc tinh huyết cũng tốt hơn thu hoạch, nhưng bây giờ, long tộc bao trùm vạn tộc phía trên, muốn thu hoạch dragon tai tinh huyết, vô cùng khó khăn, liền xem như Bạch Hổ Đế quốc trong quốc khố, cũng chỉ tồn lấy ba loại thất giai cự long tinh huyết, do dự một chút, lạnh thiên thánh phi mở miệng nói ta lệnh người đi lấy tinh huyết bất quá chỉ có ba phần người bây giờ đi trước đem viên thứ nhất trấn nhan đang luyện chế được nếu là dám gạt ta chính người biết sẽ có kết cục gì đó là tự nhiên ninh kỳ trong lòng cuồng hỉ vô cùng một nghìn đồ long tệ đổi một loại thất giai cự long tinh huyết đơn giản không cần quá hoa toán khoảng cách như vậy hắn thượng cổ trứng thiên long nhiệm vụ hoàn thành ngày cũng không xa tại ninh kỳ dưới sự yêu cầu phương đàn phương thư hai người mang theo hắn đi tới một gian phòng luyện đan hai vị, cũng không nên nhìn lén, bằng không ta không cẩn thận, luyện đang thất bại, lạnh thiên thánh phi lửa giận tất cả mọi người đảm đương không nổi. Ninh Kỳ mỉm cười nói, nói xong, hắn liền tiến vào phòng luyện đan, sau lưng phương đàn phương thư hai người sắc mặt có chút khó coi nhìn chăm chú một mắt, sau đó đứng tại đại môn hai bên, làm hộ vệ, bạch hổ đế quốc, quốc khố, làm lạnh thiên thánh phi lúc đến nơi này, thủ hộ quốc khố một cái nhị tinh đấu tông vội vàng từ chỗ bế quan đi ra, đối với lạnh thiên thánh phi có chút cung kính hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua Thánh Phi. Lạnh thiên Thánh Phi khẽ gật đầu, đạo, ta muốn cầm mấy thứ đồ, mở cửa ngươi liền lui ra đi. Là, hắn thông qua đặc thù thủ pháp, mở ra quốc khố đại môn, sau đó liền quay người rời đi. Lạnh thiên Thánh Phi chậm rãi đi vào, trực tiếp xuyên qua từng hàng bày đầy rất nhiều bảo bối giá đỡ, đi tới quốc khố chỗ sâu nhất, ở chỗ này trên vách tường, có một ngăn chứa, an tĩnh trưng bày ba cái bình thủy tinh, bên trong chứa màu sắc khác nhau long tộc tinh huyết. Lạnh thiên thánh phi vung tay lên, liền đem hắn đặt vào trong tay áo, tiếp đó quay người rời đi, nàng rời đi về sau, quốc khố thủ hộ giả tên kia nhị tinh đấu tông cố ý đi nhìn lướt qua, phát hiện không còn ba bình long tộc tinh huyết, một bên kỳ quái một bên đăng ký tại trên quyển sổ, phòng luyện đang bên ngoài, lạnh thiên thánh phi chậm chậm tới, phương cầm phương thư nhìn thấy nàng phía sau lập tức tiến lên hành lễ, đạo, thánh phi. Lạnh thiên thánh phi gật gật đầu, nhìn lướt qua phòng luyện đang, hắn còn chưa đi ra. Ân, thánh phi, ta cảm thấy kẻ này nói năng ngọt xớt, rất có thể là ở kéo dài thời gian. Phương cầm thấp giọng nói, ha ha, nếu như hắn không luyện chế được trấn nhan đan, giết chết chính là, ở chỗ này, hắn còn có thể chấp cánh chạy không thành. Lạnh thiên thánh phi cười lạnh nói, thánh phi nói là. Phương cầm gật gật đầu, thời gian trôi qua, rất nhanh thời gian một ngày đi qua, làm lạnh thiên thánh phi đã có chút không nhịn được thời điểm, đại môn từ từ mở ra, ninh kỳ nở nụ cười đi ra, hướng lạnh thiên thánh phi đạo, thánh phi, không phụ kỳ vọng. Vừa nói, hắn một bên đưa một cái bình sứ đi qua, phương cầm phương thư hai nữ trong mắt lóe lên một tia kinh dị, kẻ này chẳng lẽ thật sự biết luyện chế cái này thất truyền mấy vạn năm thần đan. Nghĩ như vậy, trong lòng hai người cũng rụt rịch ngóc đầu dậy, nữ nhân nào không muốn thanh xuân mãi mãi, nếu không thể, ít nhất cũng dung mạo vĩnh trú A, à, lạnh thiên thánh phi mặt không thay đổi tiếp nhận bình sứ, mở ra xem, chỉ thấy bên trong có một khỏa dịch thấu trong suốt đang dược, đại khái to bằng trứng chim quốc tiểu, đem đang dược té ở trên tay, có thể nhẹ nhõm nhìn thấy bàn tay của mình, bên trong còn có một tia khí tức đang chậm rãi du tẩu, phản phất đây không phải một quả đang dược, mà là một cái có sinh mệnh vật sống, đây là trấn nhan đan. Lạnh thiên thánh phi hồ nghi quét ninh kỳ một mắt, ninh kỳ kiên định đạo, thiên chân vạn sát, nếu không tin, thánh phi có thể tự thử một lần. Lạnh thiên thánh phi hơi do dự một chút, liền trực tiếp đem đang dược ném vào trong miệng, nàng không tin lấy ninh kỳ thủ đoạn, có thể lấy ra có thể thương tổn tới đấu tông độc dược làm lạnh thiên thánh phi ăn vào đang dược sau đó phương cầm phương thư thần sắc có chút khẩn trương nhìn qua nàng đang dược vào bụng trong nháy mắt hóa thành một cổ chất lỏng hướng chảy tứ chi bách mạch chỉ thấy lạnh thiên thánh phi cái kia thổi qua liền phá trên da thịt nổi lên một tầng bạch quan nhàn nhạt sau đó làn da của nàng tại mọi người mắt trần có thể thấy dưới tình huống phát sinh cải biến cực lớn càng ngày càng trắng tích càng ngày càng gấp gây nên càng ngày càng trơn mềm sau đó lạnh thiên thánh phi mặt của cũng xảy ra cải biến cực lớn, tại ăn vào đang dược phía trước, nàng mặc dù mỹ lệ, nhìn qua cũng có ba mươi mấy tuổi bộ dáng, nhưng là bây giờ, tuổi của nàng chính nhất hàng tháng giảm bớt, thời gian uống cạn chung trà sau đó, đã đã biến thành 17-18 tuổi thiếu nữ bộ dáng, cứ việc dung mạo vẫn là thuộc về một người, nhưng mà hai người ở giữa khí chất, lại hoàn toàn khác biệt, thật là trấn nhan đan. Phương cầm cả kinh nói, Phương Thư lập tức quét ninh kỳ một mắt, trong lòng có tính toán, dược hiệu hoàn toàn kết thúc về sau, lạnh thiên thánh phi chậm rãi mở hai mắt ra quan sát trong tay làn da lúc này phương thư lập tức lấy ra một mặt gương đồng tiến lên đón làm lạnh thiên thánh phi từ trong gương nhìn thấy chính mình sau đó trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ nàng chậm rãi đưa tay vuốt ve mình một chút gương mặt thấp giọng nói đây là ta chúc mừng thánh phi thanh xuân mãi mãi phương cầm phương thư cùng kêu lên chúc mừng lạnh thiên thánh phi hít một hơi thật sâu đè nén xuống trong lòng cuồng hỉ nhìn về phía ninh kỳ ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa gấp trăm lần nàng mỉm cười thẳng nhiên đạo ngươi quả nhiên không có gạt ta cho đây là ba bình long tộc tinh huyết ngươi lại cho ta luyện chế ba viên trấn nhang đang đi ra sau này làm ta cung phụng luyện đan sư ta sẽ không bạc đãi ngươi ba bình long tộc tinh huyết ninh kỳ nao nao hắn còn tưởng rằng là hai bình không nghĩ tới là ba bình trong lòng cuồng hỷ không thôi lập tức đưa tay tiếp nhận quay người tiến vào phòng luyện đan trong phòng luyện đan ninh kỳ không kịp chờ đợi nghiệm chứng lên ba bình long tộc tinh huyết huyết mạch nồng độ Thất giai long tộc, sơn mạch cự long, tinh huyết, nồng độ tại 9 năm trở lên. Thất giai long tộc, yêu tinh cự long, tinh huyết, nồng độ tại 9 năm trở lên. Thất giai long tộc, cầu vòng cự long, tinh huyết, nồng độ tại 9 năm trở lên. Nghe hệ thống truyền tới giám định thanh âm nhắc nhở, Ninh Kỳ không tiếng động nhếch miệng cười ha hả, lần này tăng thêm tuyết linh tinh huyết, hắn đã gặp đủ bốn cái long tộc huyết mạch, chỉ kém 6 đầu, liền có thể trứng nở thượng cổ trứng thiên long, hệ thống, hối đoái 3 viên huyền giai hạ phẩm trấn nhang đan đồ long tệ lần nữa thiếu đi ba nghìn sau đó ninh kỳ trên tay tựu ra hiện ba viên huyền giai hạ phẩm trấn nhan đan vì biểu hiện càng chân thật hắn nhất thiết phải sẽ ở cái này trong phòng luyện đang ngây ngốc ba ngày tả hữu nhìn lướt qua đồ long tệ còn thừa lại bốn mươi hai nghìn chín trăm ninh kỳ coi lại một mắt thuộc tính của mình túc chủ ninh kỳ cấp bậc đỉnh phong đấu linh điểm kinh nghiệm năm năm chứa đựng điểm kinh nghiệm năm tám công pháp long tượng bàn nhược công tầng thứ tư 8280100000, võ kỹ, giáng long thập bát trưởng tầng thứ tư, 2150100000, huyền giai cực phẩm ngũ hổ đánh gãy môn đao tầng thứ tư, 7810000000, điểm sinh mệnh, 113.450, luyện đan thuật, tứ giai luyện đan sư, độ thuần thuộc không đồ long tệ, 42.900, là thời điểm bế quan một chút, ít nhất đem giáng long thập bát trưởng tăng lên tới tầng 5. Ninh Kỳ trong lòng thầm nghĩ, hệ thống, lại hối đoái trong 3 ngày cấp tu hành sân huấn luyện. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công hối đoái trong 3 ngày cấp tu hành sân huấn luyện, thỉnh tại không phải trạng thái chiến đấu phía dưới tiến vào. Đồ long tệ trong nháy mắt giảm bớt 3.000, còn lại 39.900, Ninh Kỳ mỉm cười, trong lòng mặt niệm, tiến vào. Hắn trong nháy mắt biến mất ở trong phòng luyện đan, bên ngoài, lạnh thiên thánh phi cùng phương cầm hai nữ ba người đồng thời nhớ mày. Các nàng phát hiện trong phòng luyện đang ninh kỳ khí tức trong nháy mắt biến mất. Thánh Phi, kẻ này không phải là chạy a, à, chúng ta vào xem một chút. Phương cầm thấp giọng nói, lạnh thiên thánh phi do dự một chút, chậm rãi lắc đầu, đạo, không cần, hắn không có khả năng chạy trốn, có lẽ là bởi vì công pháp duyên cớ, dẫn đến chúng ta tạm thời bắt giữ không đến khí tức của hắn. Huyền giai hạ phẩm trấn nhan đang quá trọng yếu, luyện đang thời điểm, không cho phép nửa điểm quấy rầy, nếu là bởi vậy dẫn đến luyện đang thất bại, lợi bất cập hại, ba ngày sau. Ninh Kỳ xuất hiện lần nữa đang luyện đan phòng trung cấp tu hành sân huấn luyện một ngày tương đương với 150 thiên, hắn hết thảy ở lại bên trong 450 thiên, khổ luyện gián long thập bát trưởng, cuối cùng đạt tới tầng thứ 5, long tượng bàn nhược công độ thuần thục cũng có chỗ dâng lên, lúc này, hắn thuộc tính xảy ra có chút biến hóa, túc chủ, ninh kỳ, cấp bậc, đỉnh phong đấu linh, điểm kinh nghiệm, 5000000500000000, chứa đựng điểm kinh nghiệm 5800000000, công pháp, long tượng bàn nhược công tầng thứ tư, 165001000000000, võ kỹ, giáng long thập bát trưởng tầng thứ năm, không một huyền giai cực phẩm ngũ hổ đánh gãy môn đao tầng thứ tư, bảy tám một điểm sinh mệnh một trăm ba bốn trăm năm mươi, luyện đan thuật tứ giai luyện đan sư, độ thuần thuộc bốn năm không một đồ long tệ ba mươi chín chín trăm, giáng long thập bát trưởng tăng lên tới tầng thứ năm phía sau, vi lực so tầng thứ tư cao ước chừng gấp hai, nếu như nói phía trước ninh kỳ còn không đối phó được đấu hoàng cấp cao thủ bây giờ đối mặt nhất tinh đấu hoàng chỉ sợ cũng có sức đánh một trận mà hắn chẳng qua là đỉnh phong đấu linh khủng bố như vậy vượt cấp năng lực nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng qua một thời gian ngắn nữa long tượng bàn nhược công cũng có thể tăng lên tới tầng thứ năm đến lúc đó hơn một triệu lượng máu liền xem như đấu tông đánh ta cũng muốn đánh lên một hồi a à. ha 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 ninh kỳ cười to trong lòng đạo sửa sang lại một cái dáng vẻ ninh kỳ mở cửa chính ra đi ra ngoài lạnh thiên thánh phi lẳng lặng nhìn qua ninh kỳ phương đàn phương thư hai người thì đứng ở sau lưng nàng xem ra ba ngày nay tam nữ căn bản không có đi nghỉ ngơi mà là cứ như vậy đứng bên ngoài ba ngày ba đêm ninh kỳ mỉm cười đạo tại hạ không phụ sự mong đợi của mọi người đây là ba viên huyền giai hạ phẩm trấn nhang đan còn xin thánh phi nghiệm thu hắn đưa tới một cái bình sứ lạnh thiên thánh phi mở ra xem đích đích xác xác là nàng phía trước ăn loại đan dược này trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đem bình sứ thu vào mình càng không giới trong ngón tay mười thành tỷ lệ thành đan người này thiên phú luyện đan, e rằng hơn xa luyện đan đại tông sư, trở thành đan vương cũng có thể. Phương cầm tâm bên trong âm thầm cả kinh nói, giống trấn nhan đan loại này tuyệt thế thần đan, cũng có thể trăm phần trăm thành công, đủ để thể hiện ra ninh kỳ luyện đan thực lực. Thánh Phi, lời hứa của ta đã làm đến, ngài có thể thả cửu công chúa đi. Ninh kỳ mỉm cười nói, đi theo ta. Lạnh thiên thánh phi thản nhiên nói, sau đó, lạnh thiên thánh phi mang theo ninh kỳ trong hoàng cung lượng quanh mấy cái vòng lớn, cuối cùng đi tới một tòa vắng vẻ thâm cung, ở đây đại thụ già thiên, dương quang đều chiếu xạ không tiến vào, có một cổ âm trầm chi khí vần quanh, Ninh Kỳ vừa mới bước vào thời điểm, báo đáp ân tình không tự kiềm hãm được trung dậy một chút, đây chính là trong truyền thuyết lãnh cung, lấy đi hoa công chúa cái kia tính tình bị giam trong này bít mà nói, nghẹn không ra khuyết điểm tới mới là lạ. Ninh Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thủ vệ lãnh cung cung nữ vừa thấy được Lạnh Thiên Thánh phi, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, các hạ người nào, thâm cung trọng địa không thể tùy ý đến đây. Các cung nữ quát lớn, bởi vì lạnh thiên thánh phi bề ngoài khôi phục được 17-18 tuổi bộ dáng, lúc này nhìn càng giống là một cái mới vào cung phi tử, cho nên các cung nữ trong lúc nhất thời không có nhận ra, bản cung cũng không nhận ra. Lạnh thiên thánh phi lạnh lùng nhìn các nàng, ngài là, lạnh thiên thánh phi. Các cung nữ sợ hết hồn, vội vàng quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, các nô tỳ mắt vụng về, vậy mà không nhận ra thánh phi, còn xin thánh phi thứ tội trong lòng các nàng vô cùng hoảng sợ, đồng thời chấn kinh tại Lạnh Thiên Thánh Phi dung mạo, tại sao lại đột nhiên biến còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là công pháp có chỗ đột phá, đem cửa mở ra. Lạnh Thiên Thánh Phi thản nhiên nói, không có truy cứu ý của các nàng, trong lòng ngược lại có một chút mừng rỡ, dù sao trấn nhang đang hiệu quả tốt ngoài dự liệu của nàng, là Các cung nữ hợp lực mở ra đại môn, tiếp đó cúi đầu đứng tại hai bên, Lạnh Thiên Thánh Phi quét Ninh Kỳ một mắt, liền hướng trong cửa lớn đi đến làm Ninh Kỳ đi qua cung nữ bên người thời điểm, các nàng lặng lẽ đánh giá Ninh Kỳ một mắt, trong lòng có chút kỳ quái, lạnh thiên thánh phi làm sao lại mang một cái không có thế đi nam tử đi tới thâm cung, các nàng trong cung đợi nhiều năm, sớm lấy luyện thành một cái song hỏa nhãn kim tinh, có thể chỉ bằng mượn tư thế đi, liền có thể phân biệt ra được một cái nam nhân là thái giám, hay là thật nam nhân, không tốt, thánh phi là tới gặp công chúa, phương công tử bây giờ còn tại bên trong đâu. Một cái cung nữ sắc mặt trắng bệt đạo, những người còn lại nghe vậy, nhao nhao bốc lên mồ hôi lạnh, trong lãnh cung, điêu hoa công chúa bị mấy cái xiềng xích định tại trên một cây cột, trên người có nhiều chỗ vết thương, cặp mắt nàng oán độc nhìn trước mắt người, đó là một cái 20 tuổi thanh niên, tên là Phương Thiểu Hàm, là lạnh thiên thánh phi từ phương gia xâm đi ra ngoài mấy cái kia hạ nhân một người trong đó hậu đại, có đấu phương tu vi, bởi vì xuất thân phương gia, cho nên cũng tại lạnh thiên thánh phi dưới trướng nhậm chức, chính là một cái ngũ phẩm đái đao thị vệ, cẩu nô tài, ngươi thân phận gì? cũng dám đến đây tới nhục nhã ta, ta muốn giết ngươi cửu tộc, giết ngươi cửu tộc. Điêu Hoa công chúa hung tận hướng Phương Thiểu Hàm đạo, Phương Thiểu Hàm cười lạnh nhìn qua Điêu Hoa công chúa, trong tay hàng mang lóe lên, trên người nàng lần nữa nhiều hơn một đạo vết thương, quần áo cũng bị cắt ra, lộ ra bên trong da thịt trắng noãn, tiện nhân, nếu như không phải ngươi, gia gia của ta làm sao lại chết, vốn là sang năm, ta thì có cơ hội đi theo gia gia của ta trở lại Phương Gia, trở thành nội đường đệ tử. Nhưng là bởi vì ngươi, ta đã mất đi cơ hội này. Ngươi nói ngươi tiện nhân này có nên hay không chết? Phương Thiểu Hàm vô cùng phẫn nộ đạo, trên mặt hắn lộ ra vẻ điên cùng chi sắc, trên dưới dò xét điêu hoa công chúa, hắc hắc, bây giờ ngươi bị thánh phi trấn áp tại cái này lãnh cung, còn tưởng rằng có thế ra đi không? Nếu là ta ra tay đem ngươi giết, thánh phi cũng sẽ không trách tội với ta. Ngươi dám giết ta, ngươi ăn tim hùng gan báo, phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Điêu hoa công chúa trong mắt đột nhiên lộ ra một tia sợ hãi, bởi vì nàng có thế từ Phương Thiểu Hàm trong giọng nói, cảm nhận được sâu đậm sát ý, tự hồ đối phương không phải là đang nói giỡn, hoàng thượng, hắn dám đụng đến ta sao, phương gia ta người ở bên ngoài phạm tội, cùng lắm thì đưa về phương gia nhường trưởng lão xử trí, ngươi cảm thấy trưởng lão hội bởi vì một nho nhỏ cửu công chúa, liền chiếm tính mạng của ta. Phương Thiểu Hàm lạnh lùng nở nụ cười, lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh không nói lời nào một cái cung nữ thấp giọng nói, phương công tử, muốn động thủ cũng nhanh, miễn cho đêm dài lắm mộng, ở đây mang càng lâu càng nguy hiểm. Nếu như hoàng thượng đột nhiên tới gặp cửu công chúa, chúng ta chỉ sợ sẽ bị tại chỗ trấn áp. Hảo, ta đây liền giết nàng. Phương Thiểu Hàm ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời, thật cao giơ tay lên bên trong huyền giai cực phẩm bảo đao, đi hoa công chúa ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đi chết đi. Phương Thiểu Hàm hét lớn một tiếng, vung đao chém xuống, lớn mật. Ninh Kỳ vừa vặn nghe thấy tiếng trống giận này, lập tức chạy mau hai bước một cước đá văng đại môn, liền gặp được điêu hoa công chúa ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong hắn không chút do dự lấy ra đồ long bảo đao, một đao hướng phương thiểu hàm chém tới, băng long gào thét. Trống, một đầu băng long trong nháy mắt hướng phương thiểu hàm phóng đi, trực tiếp chặt đứt phương thiểu hàm trong tay huyền giai cực phẩm bảo đao, đột nhiên xảy ra loại biến cố này, phương thiểu hàm ba người lập tức ngẩn ngơ, hướng ninh kỳ nhìn lại, cửa ra vào, lạnh thiên thánh phi trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, loại khí tức này chẳng lẽ là tuyết long truyền thừa kẻ này đến cùng cùng tuyết long nhất tộc có quan hệ gì chẳng lẽ hắn là hang dragon kỳ thực đồ long bảo đao đạt được là băng long truyền thừa cùng tuyết long truyền thừa không có nửa xu quan hệ nhưng mà trong này khác nhau cũng chỉ có chân chính long tộc có thể phân biệt đi ra lạnh thiên thánh phi sẽ nhận sai cũng là nhân chi thường tình đi chết đi ninh kỳ không có ngừng phía dưới mà là mắt lộ vẽ điên cuồng hướng vương thiểu hàm công tới giáng long thập bát chưởng năm đầu ngân long trong nháy mắt bay ra mang theo một cổ chí cương chí dương khí tức một chưởng này đủ để miểu sát bất luận cái gì đấu vương Phương Thiểu Hàm giật nảy cả mình, cả giận nói, ngươi là ai, cũng dám tự tiện xông vào lãnh cung cấm địa. Hắn từ Ninh Kỳ quần áo trên người có thể thấy được, Ninh Kỳ tuyệt không phải trong hoàng cung nhân, khi hắn phát hiện Ninh Kỳ chỉ là đỉnh phong đấu linh, lại như bị điên hướng chính mình công tới thời điểm, Phương Thiểu Hàm ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng, đã ngươi muốn tìm chết, thì trách không thể ta. Nghĩ như vậy, hắn nghe răng cười một tiếng, một chưởng hướng Ninh Kỳ đánh tới, oanh, Phương Thiểu Hàm cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề đâm vào một cây trụ phía trên, tiếp đó bắn ra trên mặt đất. Làm sao có thể, ta làm sao sẽ bị một cái đỉnh phong đấu linh một trưởng đánh bại. Phương Thiểu Hàm miệng phun tiên huyết, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Lúc này, Ninh Kỳ tiếp tục hướng hắn phóng đi, liền muốn một đao kết liễu Phương Thiểu Hàm thời điểm. Lạnh Thiên Thánh Phi ra tay rồi, Ninh Kỳ bị một cổ lực lượng trong nháy mắt đánh bay. Lạnh Thiên Thánh Phi thản nhiên nói, người này là phương gia ta tử đệ, không thể giết. Thánh Phi, Phương Thiểu Hàm lúc này mới nhìn rõ lạnh thiên thánh phi, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đồng thời hắn nhìn về phía Ninh Kỳ, cười lạnh nói, chẳng cần biết ngươi là ai, dám xông vào cấm địa, hôm nay chết chắc. Tên kia cung nữ nhìn thấy lạnh thiên thánh phi phía sau, lúc này quỳ trên mặt đất, trung lẫy bẫy, Ninh Kỳ từ dưới đất đứng lên, tất nhiên giết không được Phương Thiểu Hàm, hắn cũng không cưỡng cầu, trực tiếp thẳng hướng điêu hoa công chúa đi đến, trực tiếp vung đao chặt đứt điêu hoa công chúa trên người xiền xích, điêu hoa công chúa lăng lăng nhìn xem Ninh Kỳ trong mắt có một tí không thể tin được, đột nhiên, hốc mắt của nàng trong nháy mắt biến đỏ, tiếp đó bổ nhào vào Ninh Kỳ trong ngực, ông chặt lấy Ninh Kỳ, khóc lớn đạo, Ninh Kỳ, ta vừa mới suýt chút nữa chết, ta vừa mới suýt chút nữa chết. Nước mắt trong nháy mắt thấm ướt Ninh Kỳ cổ áo của, Ninh Kỳ có thể cảm giác được, thân thể của nàng còn tại nhỏ nhẹ run rẩy ta biết, ngươi bây giờ không sao. Ninh Kỳ nhẹ nhàng vuốt điêu hoa công chúa phía sau lưng, nhìn về phía lạnh thiên thánh phi, thánh phi, ta bây giờ có thể mang công chúa rời đi sao? Lạnh thiên thánh phi trầm mặt hồi lâu, ngay tại Ninh Kỳ cho là nàng muốn đổi ý thời điểm, nàng chậm rãi gật đầu một cái, đạo, cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau tới gặp ta, không có ta cho phép, không thể rời đi bạch hổ đế quốc, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đã biết. Ninh Kỳ mặt không thay đổi gật gật đầu, tiếp đó trực tiếp ôm ngang lên điêu hoa công chúa, đi ra phía ngoài, phương thiểu hàm trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, mắt thấy Ninh Kỳ phải mang theo điêu hoa công chúa biến mất ở chính mình trong tầm mắt hắn vội vàng hướng lạnh thiên thánh phi đạo, thánh phi, nhanh cản bọn họ lại a. À. Lạnh thiên thánh phi lạnh lùng nhìn phương thiểu hàm, ai cho lá gan ngươi, để cho ngươi tới này tự mình đối với tiểu cửu động tư hình. Phương thiểu hàm nghe vậy, lập tức sững sờ, hắn lúc này mới nhớ tới, hắn tới đây tự hồ không có đi qua lạnh thiên thánh phi, mà là chủ ý của mình, đến rồi lúc này, hắn cuối cùng có chút minh bạch, e rằng tên kia, chính là lạnh thiên thánh phi mang tới, mà lạnh thiên thánh phi mục đích, nhưng là phóng thích cửu công chúa nghĩ đến đây phương thiểu hàm lập tức cúi đầu xuống thánh phi thuộc hạ biết sai ngày mai ngươi trở về phương gia ta không cần tự tiện hành động không tuân mệnh lệnh thủ hạ lạnh thiên thánh phi âm thanh lạnh lùng nói sau đó quay người rời đi tên kia cung nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu lên thần sắc trên mặt sợ hãi vô cùng nàng có chút oán trách nhìn phương thiểu hàm một mắt phương công tử ngươi suýt chút nữa hại chết ta phương thiểu hàm thì không để ý tới nàng sắc mặt trắng bệch đứng lên lão đảo đi ra ngoài, đi hoa công chúa hai tay gắt gao ôm lấy Ninh Kỳ cổ, ánh mắt nhất động bất động nhìn thẳng Ninh Kỳ, nàng không biết Ninh Kỳ cùng lạnh thiên thánh phi đã đạt thành thỏa thuận gì, cũng không biết Ninh Kỳ làm sao sẽ xuất hiện ở đây, nhưng nàng biết, tính mạng của mình là Ninh Kỳ cứu được, một loại cảm giác khác thường, tại nàng trong đáy lòng dần dần sinh sôi, Ninh Kỳ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Điêu Hoa công chúa dùng lời nhỏ nhẹ vấn đạo, trở về rồi hãy nói. Ninh Kỳ, lạnh thiên thánh phi vì sao lại thả ta đi? trở về rồi hãy nói nàng như thế nào không giết ngươi nàng biết là ngươi giết trắng hạo thị vệ trở về rồi hãy nói ngươi điêu hoa công chúa ánh mắt lộ ra một tia nộ khí ba ninh kỳ thuận tay tại trên mông nàng trọng trọng đánh một chưởng lần này không chỉ có khiên động điêu hoa công chúa vết thương trên người còn nhường điêu hoa công chúa trợn mắt hốc mồm sau đó sắc mặt nàng bá một cái biến đỏ bừng vô cùng phản phất hồng thấu quả táo nhỏ trong hoàng cung thái giám cung nữ thị vệ nhao nhao nhìn qua Ninh Kỳ cùng Điêu Hoa công chúa, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, đây không phải là cửu công chúa sao? Đúng a, à, nàng hẳn là tại lãnh cung bên trong mới đúng, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, ông nàng nam tử kia là ai? Chẳng lẽ nói, người này đi lãnh cung đem cửu công chúa cứu ra? Nhanh, nhanh đi bẩm báo lạnh thiên thánh phi. Dừng lại, ngươi là người nào, cũng dám trong hoàng cung tùy ý hành tẩu. Vài tên đái đao thị vệ nhìn chăm chú một mắt, lập tức ngăn ở ninh kỳ trước mặt, lăn đi. Ninh Kỳ thản nhiên nói, lớn mật, bắt lấy hắn. Giáng Long thập bát trưởng. Oanh, mấy cái đái đao thị vệ trong nháy mắt bị Ninh Kỳ đánh thành trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Ninh Kỳ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một mắt, trực tiếp thẳng hướng ngoài hoàng cung đi đến. Từng bầy thị vệ nghe tin chạy đến, nhao nhao bị Ninh Kỳ một trưởng đánh ngã. Người này bất quá là đỉnh phong đấu linh, như thế nào liền đỉnh phong đấu vương đều không phải là đối thủ. Thật là mạnh trưởng pháp, chẳng lẽ là thiên cấp võ kỹ? A, à, đây không phải tiểu cửu sao. Tam công chúa cùng khác một đám hoàng tử công chúa kết bạn mà đến, vừa vặn trông thấy Ninh Kỳ ôm điêu hoa công chúa, một trưởng đánh ngã một đám đái đao thị vệ một màn kia, tam tỷ, tên kia là ai? Có người kiếp sợ nói, tam công chúa lạnh lùng nhìn Ninh Kỳ, đối với cái này cái giúp cửu công chúa ra mặt, thắng nàng dưới trướng luyện đan sư tư mã từ gia hỏa, tam công chúa là tuyệt sẽ không quên, người này chính là tiểu cửu phủ thượng cung phụng luyện đan sư, cũng là hắn, động thủ giết thập tam đệ thị vệ trong đó còn có mấy cái là lạnh thiên thánh phi từ phương gia mang ra ngoài lão nhân, cho nên tiểu cửu mới có thể bị giam tiếng lãnh cung, xem ra, hắn là tới anh hùng cứu mỹ nhân, ha ha, ta bạch hổ đế quốc hoàng cung trọng địa, chỉ bằng hắn một cái đỉnh phong đấu linh, có thế ra đi không, nực cười. Tam công chúa trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng, nguyên lai là tên kia, nghe nói sau lưng của hắn có một đầu thất giai long tộc, thập tam đệ chính là thua bởi con rồng kia tộc thủ hạ, nhìn bộ dạng này, trong phố xá lời đồn có bảy tám phần có độ tin cậy a à, giữa hai người quan hệ hoàn toàn chính xác không phổ thông bất quá người này xem ra đầu óc không dễ dùng lắm mặc dù không biết tiểu cửu như thế nào bị hắn cứu được ở đây nhưng là muốn rời đi hoàng cung quả thực là người suy si nói mộng tên này hoàng tử vừa dứt lời thì có mấy chục tôn đấu hoàng nghe tin bay tới trong nháy mắt đem ninh kỳ bao bọc vây quanh đem hắn cầm xuống trong đó một tên đỉnh phong đấu hoàng lạnh lùng nhìn qua ninh kỳ đồng thời trong mắt của hắn thoáng qua vẻ nghi hoặc, có chút kỳ quái nên kỳ là thế nào trà trộn vào hoàng cung. Các ngươi dừng tay, là lạnh thiên thánh phi thả chúng ta rời đi, các ngươi dám vi phạm thánh phi dụ lệnh. Đối mặt ngoại nhân, đi hoa công chúa bản tính trong nháy mắt triển lộ, cứ việc trên thân nhiều chỗ thụ thương, còn kém chút bị phương thiếu hàm một đao chém chết, nàng vẫn như cũ trung khí mười phần nghiêm nghị mà nói, cái gì, là thánh phi thả bọn họ đi. Bọn này đấu hoàng cấp thị vệ ánh mắt nao nao, tam công chúa đám người trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc tam tỷ ngươi không phải nói chính là kẻ này giết thánh phi từ phương gia mang tới lão nhân sao vì cái gì thánh phi sẽ thả bọn hắn rời đi tam công chúa cao mày thấp giọng nói tiểu cửu các ngươi cũng không phải không biết có lẽ là nàng đang nói láo thánh phi làm sao có thể thả bọn họ đi cửu công chúa ngươi nhưng có chứng từ tên kia đấu hoàng trầm giọng nói chính các ngươi lăn đi hỏi nàng ta bây giờ mệt mỏi muốn về nhà ninh kỳ chúng ta đi nói xong Đi qua công chúa liền đem khuôn mặt dán thật chặt tại Ninh Kỳ trên lồng ngực, hai mắt đóng lại, Ninh Kỳ nhếch miệng lên một tia cười tà, quét một đám đấu hoàng một mắt, nhanh chân hướng ngoài hoàng cung đi đến, dạng này tư thế, hoàn toàn chính xác không giống như là đang nói láo, một đám đấu hoàng vậy mà không có một cái nào dám ra tay ngăn cản, cứ như vậy, Ninh Kỳ tại vô số hai nhãn thần chăm chú, ông cửu công chúa nghênh ngang rời đi hoàng cung, cửa lớn thị vệ vốn muốn ngăn cản, cũng bị Ninh Kỳ đánh bất tỉnh trên mặt đất, hôm nay chuyện này, bị vô số người nhìn thấy cho nên tin tức phản phất gió lốc một dạng, trong thời gian ngắn, tại Bạch Hổ Đế Quốc nhất lưu hương quý vòng tròn bên trong truyền ra, tất cả mọi người biết, có một nông thôn đến tên là Ninh Kỳ Luyện Đan Đại Tông Sư, lấy lực lượng một người, mang theo cửu công chúa đánh bại vô số hoàng cung đái đao thị vệ, cuối cùng ở dưới con mắt mọi người đường hoàng rời đi hoàng cung, truyền miệng phía dưới, ngay cả này đấu hoàng tại trong chuyện xưa, cũng thành Ninh Kỳ thủ hạ bại tướng, rất nhiều còn chưa xuất giá tiểu cô nương, nghe được cái này cố sự, đơn giản nhiệt huyết sôi trào, mộng tưởng sau này mình phu quân cũng có thể giống ninh kỳ như vậy trong hoàng cung nhanh đi xin phép một chút lạnh thiên thánh phi là có hay không phóng cửu công chúa rời đi tên kia đấu hoàng thủ lĩnh hướng thủ hạ đạo là ninh kỳ ôm điêu hoa công chúa trở lại phủ thượng cửa thị vệ cũng không biết lúc nào bị rút đi lớn như vậy phủ công chúa chỉ có hắn cùng với cửu công chúa hai người ngươi khuê phòng ở nơi nào ninh kỳ vấn đạo sang bên này rẽ trái rẽ phải đi thẳng lại rẽ trái làm Ninh Kỳ ôm Điêu Hoa công chúa đi tới khuê phòng của nàng, đem nàng cẩn thận đặt ngang ở trên giường phía sau, liền lặng lặng nhìn cặp mắt của nàng, một hơi, hai hơi, thời gian dần dần trôi qua, Điêu Hoa công chúa sắc mặt càng ngày càng đỏ, trong lòng có chút hốt hoảng, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ, hắn muốn hôn ta, không được, sẽ mang thai. Hắn vì cái gì nhìn ta như vậy, ai nha, hắn còn nhìn ta. Ánh mắt của hắn thật sâu thúy a, à, ta như thế nào mới phát hiện, Ninh Kỳ dáng dấp cũng thật đẹp mắt, coi như điêu hoa công chúa tâm hoảng ý loạn thời điểm, Minh Kỳ mở miệng, chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một cái đan dược, hướng điêu hoa công chúa trong miệng lấp đầy, trên người ngươi bị thương nhẹ, đem cái này chữa thương đang ăn đi. Đan dược vào bụng, điêu hoa công chúa trong nháy mắt cảm thấy thể nội ấm áp, đau đớn trên người cũng không rõ ràng như vậy, ngươi còn không có nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra đâu, lạnh thiên thánh phi làm sao sẽ để cho ngươi tiến cung, nàng vì cái gì không giết ngươi. Điêu hoa công chúa tò mò hỏi, Ninh Kỳ thản nhiên nói, hẳn là nhìn trúng thuật luyện đan của ta đi. Cái gì, nàng muốn cho ngươi cho nàng luyện đan, không được, ngươi là ta. Điêu hoa công chúa gấp gáp rồi, chuyện này sau đó lại nói, bây giờ đánh cũng đánh không lại nàng, so thế lực cũng không sánh bằng, còn có thể làm sao, đặng tam gia đâu, hắn bị chọc tới chỗ nào, còn có ngươi tiểu hôi cho. Ninh Kỳ nói sang chuyện khác, không biết, ta ngày đó là bị phụ hoàng hô tiến cung, đi vào liền bị lạnh thiên thánh phi đóng lại. Điêu hoa công chúa cao mày nói, là ta liên lụy ngươi. Ninh Kỳ thở dài, ngươi cũng đã cứu ta, hai ta tính toán đánh ngang. Điêu Hoa công chúa thấp giọng nói, công chúa, ngài ở bên trong à? Bên ngoài truyền đến một cái giọng nữ, là Vu Mã Cơ. Điêu Hoa công chúa trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nàng chắc chắn biết đặng ba cùng tiểu hôi cho bọn hắn ở nơi nào. Sau đó nàng cửa trước bên ngoài hô, Vu Mã Cơ, ngươi mau vào, ta ở bên trong. Đại môn chậm rãi đẩy ra, Vu Mã Cơ trông thấy Ninh Kỳ phía sau hơi hơi gật đầu trong mắt lóe lên một tia cảm kích, sau đó hướng điêu hoa công chúa đạo, công chúa, nô tỳ trong khoảng thời gian này cũng bị lạnh thiên thánh phi đóng lại, vừa mới được thả ra, còn xin công chúa thứ tội. Không trách ngươi không trách ngươi, đặng ba bị giam ở nơi nào, cũng thả ra rồi a, à, còn có tiểu hôi cho đâu. Điêu hoa công chúa liên thanh vấn đạo, đặng ba bọn hắn hẳn là cũng được thả ra, đến nỗi tiểu hôi cho. Vu mã cơ sắc mặt có chút khó coi, tiểu hôi cho thế nào? Điêu Hoa công chúa trong lòng đột nhiên có chút dự cảm bất tường, tiểu hôi tro bị hoàng thượng ban cho 13 hoàng tử, nói là bù đắp hắn lần này nhân viên thương vong. Vu Mã Cơ trầm mặt nói, cái gì, đưa cho hắn, phụ hoàng có thể nào như thế? Điêu Hoa công chúa sắc mặt bá một cái biến trắng bệch vô cùng, không được, ta muốn đi đem tiểu hôi tro tìm trở về. Nói, nàng lập tức từ trên giường đứng dậy, Ninh Kỳ đưa tay đè lại bờ vai của nàng, thấp giọng nói, cửu công chúa, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, đến nỗi tiểu hôi tro ta đi cấp ngươi nghĩ biện pháp lấy trở về nói xong hắn quay người rời đi cửu công chúa lăng lăng nhìn qua ninh kỳ bóng lưng hướng vu mã cơ đạo hắn có thể từ trắng hạo trong tay đem tiểu hôi tro lấy trở về vu mã cơ gật gật đầu lại lắc đầu thấp giọng nói công chúa nô tỳ bây giờ cũng nhìn không thấu hắn ngươi cũng đã biết hắn là như thế nào từ lạnh thiên thánh phi trong tay đem ngài mang về đi qua công chúa một mặt mộng bức lắc đầu ninh kỳ mới vừa rời đi cửu công chúa phủ đã nhìn thấy phía trước đường phố đứng một cái đầu đội nón lá người, nhìn thấy Ninh Kỳ phía sau, nàng chậm rãi đi tới, sự tình giải quyết sao? Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, giải quyết, bất quá còn có một chút dấu vết, ngươi trở về khách sạn chờ ta. Ninh Kỳ đạo, ân. Lý Mạc Sầu gật gật đầu, rất quả quyết quay người rời đi, sau đó Ninh Kỳ tìm đúng phương hướng, hướng 13 hoàng tử phủ đi đến, hổ phụng ngục, Trần Hải Dương thỉnh thoảng hướng hàng rào bên ngoài quét mắt một vòng, sắc mặt có chút lo lắng làm sao còn không thả chúng ta rời đi, lạnh thiên thánh phi đều đem ninh kỳ tội kia khôi đầu sỏ mang đi. Trần đại ca, đừng có gấp, có thể thánh chỉ đang tại trên đường đâu. Có người thấp giọng khuyên lơn, lâm cường dễ cợt nhìn hắn một cái, cười nhẹ nói, Trần Hải Dương, coi như ngươi ra đi, ngươi qua công chúa một cửa ải kia. Mạch đi long cười lạnh nói, chỉ sợ công chúa sẽ xảy ra nuốt sống sờ sờ mà lột da hắn. Trần Hải Dương nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, quét hai người một mắt, lạnh trên một tiếng, đạo, ta đây là cứu được công chúa, ngược lại là hai người các ngươi, vậy mà đứng tại ninh kỳ bên kia, không thay công chúa suy nghĩ. Thay công chúa suy nghĩ liền muốn bán đứng người một nhà. Lâm Cường cười lạnh nói, các ngươi đừng nói châm chọc, nếu là có thể ra đi, đến lúc đó lại âm ỉ cũng không muộn. Có người trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, hừ lạnh nói, Lâm Cường hừ một tiếng, không còn lý tới Trần Hải Dương, lúc này trần hải dương đột nhiên trông thấy thượng quan hồng nhạn mang theo vạn hà đông bọn người hướng phía bên mình đi tới trên mặt lập tức lộ ra một tia mừng như điên lâm cường cùng mạch đi long liếc nhau cũng lẫn nhau đỡ lên thượng quan hồng nhạn nhìn qua lâm cường bọn người cười to nói trong khoảng thời gian này nhường chư vị huynh đệ chịu ủy quốc vạn hà đông còn không mau mở cửa là đại nhân vạn hà đông trong lòng mang theo một tia nặng nề nghi hoặc tiến lên mở ra cửa tù khóa lớn trần hải dương vội vàng nói thượng quan đại nhân đây là thả chúng ta rời đi. Ân, ừ, cửu công chúa đã trở lại phủ thượng, các ngươi mau mau trở về đi. Thượng quan hồng nhạn cười hiếp mắt gật gật đầu, ha ha ha, ta đã nói rồi, thánh phi chỉ cần bắt được kẻ cầm đầu, cũng sẽ không liên lụy chúng ta. Trần Hải Dương trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, đặc biệt quét Lâm Cường cùng mạch đi long nhấc mắt. Những người còn lại liên thanh vuốt môn ngựa, đều nói Trần Hải Dương có dự kiến trước. Lâm Cường vội vàng hướng lên trên quan hồng nhạn vấn đạo, thượng quan đại nhân. Đinh Kỳ thế nào, Thánh phi giết hắn sao? Hắn dám giết Thánh phi từ phương gia mang ra ngoài lão nhân, cho dù chết cũng không đủ. Trần Hải Dương cười lạnh nói, nhưng mà, thượng quan hồng nhạn trên mặt lại lộ ra một tia khó mà nắm lấy nụ cười, hướng Lâm Cường đạo, không có, Thánh phi không có giết ngươi hắn, hay là hắn đem cửu công chúa từ lãnh cung xâm đi ra ngoài, chuyện này bây giờ lưu truyền sôi sùng sục, chư vị chỉ cần ra ngoài, liền có thể biết được hiểu, bản quan còn có việc, liền đi trước từng bước. Nói xong, hắn chắp tay một cái quay người rời đi không có vết. trần hải dương ngu ngơ trên mặt đất trạm trang web cỡ bên cạnh hắn mấy người theo bản năng lui về phía sau mấy bước cùng kéo dài khoảng cách giống như hắn khiếp sợ còn có vạn hà đông tiểu tử kia vậy mà không chết hắn đến cùng lai lịch gì xong đời lần này ta không chỉ đắc tội thượng quan đại nhân chỉ sợ còn đá một khối tấm sắt vạn hà đông sắc mặt tái nhật vô cùng lâm cường cười ha ha một tiếng cùng mạch đi long nhất lên đi ra ngoài đi qua trần hải dương bên người thời điểm hắn còn vô cùng dẻo cực nhìn đối phương một mắt chờ bọn hắn trở lại cửu công chúa phủ thời điểm đặng tam gia cũng quay về rồi công chúa đám người quỳ một chân trên đất thần tình kích động không thôi đi hoa công chúa gật gật đầu đạo trong khoảng thời gian này khổ cực các ngươi đều đứng lên đi vu mã cơ đi lấy chút chữa thương đang dược cùng tụ khí đang tới phân cho bọn hắn chậm đã công chúa thuộc hạ có chuyện bẩm báo lâm cường đột nhiên lớn tiếng nói quỳ gối một bên trần hải dương nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ chột dạ, hắn khẽ cắn môi, đột nhiên đứng lên, hướng cửu công chúa chắp tay nói: công chúa điện hạ, thuộc hạ vì cứu công chúa làm một chút chuyện sai, còn xin công chúa tha thứ. cùng nhường Lâm Cường cáo trạng, không bằng hắn tiên hạ thủ Vi Cường. a, à, chuyện gì? đi qua công chúa trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn về phía Lâm Cường cùng Trần Hải Dương hai người, ngươi nói trước đi a. À. nàng chỉ chỉ Lâm Cường, Lâm Cường hướng Trần Hải Dương cười lạnh một tiếng liền rõ ràng mười mươi đêm Trần Hải Dương làm chuyện tốt nói ra, điêu hoa công chúa sắc mặt càng nghe càng khó coi, cuối cùng nàng nổi giận đùng đùng nhìn về phía Trần Hải Dương, hắn nói có thế là thật. Trần Hải Dương vội vàng nói, quan ủng A à công chúa, thuộc hạ cũng là vì cứu công chúa, mới bất đắc dĩ vì đó. Cho nên, ngươi liền có thể bán đứng người một nhà. Đặng ba lạnh lùng nhìn xem hắn, Trần Hải Dương xem xét, liền đặng ba cũng là loại này lập trường, hắn lập tức biết chuyện này e rằng không tốt thu tràng, chuyện này, chờ Ninh Kỳ trở về, chính ngươi hướng hắn giảng giải A. À. Điêu Hoa công chúa tức giận, ách, công chúa Điện Hạ, ta nghe nói là Ninh Kỳ đem ngươi từ trong hoàng cung lãnh ra, hắn bây giờ đi nơi nào? Đặng Tam Vấn Đạo, 13 Hoàng Tử Phủ Quy, ngươi tìm ai A, à, đây là 13 Hoàng Tử Phủ, đừng làm loạn nhìn, cẩn thận đem ngươi con mắt đào xuống tới. Khí phái hoàng cửa phủ, thị vệ hung tận hướng Ninh Kỳ gầm nhẹ nói, Ninh Kỳ khẽ cười một tiếng, chủ nhân ác, cậu cũng ác ngươi nói cái gì, tự tìm cái chết a." À. Tên thị vệ kia giận dữ, đột nhiên, một người thị vệ khác kéo hắn một cái, thấp giọng nói, "Đừng nói lung tung, trước hỏi rõ lai lịch của hắn." Nói xong, hắn hướng Ninh Kỳ trầm giọng nói, "Các hạ người nào?" Ninh Kỳ cười nói, "Các ngươi không xứng biết, đi nói cho Bạch Hạo, liền nói ta Ninh Kỳ tới tìm hắn." "Còn dám hô to hoàng tử tính danh, ngươi nhất định phải chết." Thị vệ kia sợ hết hồn, sau đó uy hiếp Ninh Kỳ một câu, liền vội vàng rời đi xem ra là đi tìm bạch hạo không bao lâu bạch hạo tại một đám thị vệ vây quanh phía dưới đi ra lạnh lùng nhìn ninh kỳ hắn đã nhận được lạnh thiên thánh phi tin tức nhưng hắn không cần khó xử ninh kỳ mặc dù trong lòng không cam lòng cũng không dám chống lại lạnh thiên thánh phi mệnh lệnh bạch hạo âm thanh lạnh lùng nói ngươi còn tới ở đây làm cái gì ninh kỳ mỉm cười nói nghe nói cửu công chúa yêu thú bá thiên viên tại ngươi ở đây ta là tới đem nó phải trở về cửu công chúa dưỡng lâu có chút cảm tình còn xin 13 hoàng tử giúp người hoàn thành ước vọng. Bá thiên viên. Bạch Hạo nhếch miệng lên một tia cười lạnh, dễ cật nhìn xem Ninh Kỳ, đó là phụ hoàng ban cho ta, ngươi có tư cách gì tới đây đòi hỏi, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ đối với ta nương hữu dụng, ta cũng không dám đối với ngươi như vậy, nghe nói luyện đan sư không còn hai chân, cũng có thể luyện đan, như vậy đi, ngươi để cho ta chém đứt hai chân của ngươi, ta liền đem bá thiên viên trả lại cho ngươi, vừa vặn rất tốt. Không bằng dạng này, ta bây giờ đánh gãy hai chân của ngươi, tiếp đó đến chỗ ở của ngươi đem bá thiên viên mang đi, dạng này vừa vặn rất tốt. Ninh Kỳ cười nói, lớn mật. Cũng dám uy hiếp 13 hoàng tử, cẩn thận giết ngươi cửu tộc. Hoàng tử, để cho ta ra tay bắt lấy hắn, nhốt vào thủy lao, nhìn hắn còn dám hay không ngông cùng như vậy. Bạch hạo thị vệ bên người phẫn nộ nói, có lẽ là bởi vì lần trước chết quá nhiều đỉnh phong đấu hoàng, bạch hạo thị vệ bên người cấp bậc giảm xuống không chỉ một bậc, tu vi tại nhất tinh đến lục tinh ở giữa không đợi, cái này cùng thân phận của hắn hoàn toàn bất tương phối hợp, cũng khó trách hắn đối với Ninh Kỳ hận thấu xương, ngay tại Bạch Hạo giận tím mặt thời điểm, nơi xa đột nhiên có một đám người cùng nhau đi tới, người dẫn đầu là một gã người mặc thanh bào, hai tay cắm ở trong tay áo, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng trung niên nhân, tại hắn sau lưng, đi theo mười mấy đạo đồng, nói là đạo đồng, kỳ thực tuổi của bọn hắn đều có chừng 30 tuổi, chỉ có số ít mấy cái nhìn môi đỏ răng trắng mới 13 4 tuổi bọn hắn đi đến hoàng phủ trước mặt, ngừng lại, thạch đại sư, ngươi tới vừa vặn. Bạch hạo trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn lập tức hướng ninh kỳ cười lạnh nói, vị này là bạch hổ phòng luyện đang thủ tịch luyện đang đại tông sư, thạch đồng tâm, ninh kỳ, ngươi nói ngươi cũng là luyện đang đại tông sư, không bằng cùng thạch đại sư sau một hồi, nếu là ngươi thắng, bá thiên viên tặng cho ngươi. Thạch đồng tâm, ninh kỳ quét trung niên nhân một mắt, kiểm tra một hồi hắn thuộc tính, bạch hổ phòng luyện đang, thạch đồng tâm, cấp bậc, tất tinh đấu hoàng, công pháp, địa cấp hạ phẩm huyền hỏa quyết, võ kỹ, địa cấp hạ phẩm hỏa long roi, luyện đan thuật, tứ giai, điểm sinh mệnh, 72.000, thạch đồng tâm nhìn về phía ninh kỳ, khuôn mặt thượng lộ ra vẻ mỉm cười, đạo, a, à, các hạ chính là cửu công chúa phủ cung phụng luyện đan sư, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ cũng đã là luyện đan đại tông sư, khó trách liền lạnh thiên thánh phi đều đối ngươi lau mắt mà nhìn không biết ngươi cùng 13 hoàng tử ở giữa có gì hiểu lầm, không bằng lão hữu từ trong làm hòa sự lão, đem hiểu lầm tiêu trừ, mọi người cũng không nên gặp mặt liền kêu đánh kêu giết đi. Thạch đại sư quá khen, ta cùng với 13 hoàng tử ở giữa hiểu lầm, chỉ sợ dăm ba câu không giải quyết được. Ninh Kỳ miễn cười nói, thạch đồng tâm sắc mặt hơi đổi một chút, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đạo, đã như vậy, vậy lão hủ cũng không tiện lại nói cái gì, nghe nói lạnh thiên thánh phi rất coi trọng thuật luyện đan của ngươi, lão hủ nghĩ lĩnh giáo một phen. Bạch Hạo cười lạnh nói, Ninh Kỳ, ngươi không phải là sợ rồi sao ngươi không phải là muốn bá thiên viên sao chỉ cần thắng thạch đại sư ta sẽ trả cho ngươi nếu là ta thua đâu ninh kỳ miễn cười nói thua cũng không có việc gì liền vây quanh ta hoàng phủ leo lên một vòng học vài tiếng chó sủa là được bạch hạo cười nói dừng một chút khóe miệng của hắn câu lên một nụ cười trào phúng như thế nào không dám vậy được rồi không biết thạch đại sư phải cùng ta so cái gì ninh kỳ nụ cười nhạt nhòa đạo thạch đồng tâm mỉm cười không vội, hôm nay ta tới tìm 13 hoàng tử còn có một chút chuyện quan trọng, như vậy đi, ngày mai, ngày mai ta thỉnh lạnh thiên thánh phi tới chủ trì trận này đấu đan, đến nỗi so cái gì, nhưng lạnh thiên thánh phi tới quyết định đi. Vậy tại hạ ngay tại cửu công chúa trong phủ chờ tin tốt lành, 13 hoàng tử, nhớ kỹ ngày mai đem bá thiên viên mang lên. Ninh Kỳ chấp tay một cái, quay người rời đi, Bạch Hạo oán độc nhìn chầm chầm Ninh Kỳ bóng lưng, mãi cho đến hắn biến mất ở trong tầm mắt phía sau, mới nhìn hướng thạch đồng tâm, Thạch Đại Sư, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Thạch Đồng Tâm Đạo, Hoàng Tử, ngươi lần trước muốn ta luyện chế loại đan dược này, đã luyện ra 10 khỏa, vật của ta muốn, ngươi chuẩn bị xong chưa? 10 khỏa. Bạch Hạo khuôn mặt thượng lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức nói, Đại Sư mời vào bên trong, đồ vật ta sớm đã chuẩn bị xong. Trở lại phủ công chúa, Điêu Hoa công chúa nhìn xem hai tay rỗng kết ninh kỳ, khuôn mặt thượng lộ ra một tia thất vọng, bạch hạo tiểu tử kia không chịu đem tiểu hôi cho trả lại cho ta. Ninh Kỳ mỉm cười nói, hắn tự nhiên không chịu, bất quá ta cùng hắn định rồi một vụ cá cược, ngày mai ta theo thạch đồng tâm tới một hồi đấu đan, nếu như thắng, hắn liền đem tiểu hôi cho còn cho công chúa Điện Hạ. Cái gì, có thật không, vậy thì tốt quá. Đi hoa công chúa khuôn mặt thượng lộ ra một tia ý mừng, vu mã Himegimi sắc khẽ động, đạo, thà đại sư, nếu là ngươi thua đâu. Bạch hạo người này không có dễ đối phó như thế, hắn nhưng cũng nguyện ý cầm bá thiên viên làm tiền đặt cược vậy nói rõ nếu như ninh kỳ thua chỉ sợ trả ra đại giới lớn hơn nữa thua yên tâm đi ta làm sao lại thua ninh kỳ mười phần tự tin đạo thạch đồng tâm chính là bạch hổ đế quốc đệ nhất luyện đan sư chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đan vương chi cảnh ngươi thật có lớn như vậy chắc chắn vua mã himegimi sắc chi bên trong có chút không tin liền xem như đan vương ta cũng chưa chắc e ngại huống chi là chỉ là luyện đan đại tông sư ngươi nếu không tin không bằng chúng ta cũng đánh cược. Ninh Kỳ cười nói, đánh cược cái gì? Vu Mã Cơ Đạo, nếu là ta thắng, ngươi liền hướng ta cười một cái, như thế nào? Ta tự hồ một lần cũng không thấy ngươi cười qua. Ninh Kỳ miễn cười nói, Vu Mã Cơ khẽ cho mày, gật gật đầu, hảo. Cứ quyết định như vậy đi, công chúa, ta đi nghỉ trước. Ninh Kỳ Đạo, các loại, còn có một việc muốn ngươi làm quyết định. Đi qua công chúa đưa tay ngăn lại Ninh Kỳ, chuyện gì? Ninh Kỳ khuôn mặt thượng lộ ra một tia nghi hoặc, chỉ thấy Điêu Hoa công chúa vỗ vỗ tay, Trần Hải Dương liền bị đặng tam thân kèm theo tới, công chúa, ta oan uổng a. À. Trần Hải Dương lập tức quỳ gối trước mặt mọi người, khóc ròng ròng đạo, đặng ba khuôn mặt thượng lộ ra một tia vẻ xấu hổ, hướng Ninh Kỳ đạo, ta dạy bảo vô phương, ra một cái như vậy kẻ phản bội, còn xin thà đại sư thứ lỗi. Làm cái gì vậy? Ninh Kỳ khẽ trao mày, hắn không phải tại hổ phụng trong ngục bán rẻ ngươi sao, muốn chém giết muốn róc thịt, chính ngươi nhìn xem xử lý a. À. Điêu ngoa công chúa đạo, ha ha, cho dù hắn không bán đi ta, ta cũng muốn bán đứng chính ta, bằng không ta có thể nào nhìn thấy lạnh thiên thánh phi. Ninh Kỳ cười lắc đầu, cư cao lâm hạ nhìn Trần Hải Dương một mắt, hướng điêu ngoa công chúa đạo, thả hắn a. À. Ngươi không tức giận. Điêu ngoa công chúa hơi kinh ngạc, Trần Hải Dương cũng ngây dại, sau đó, trong lòng của hắn dâng lên một tia cuồng hỉ, Ninh Kỳ vậy mà không có ý định truy cứu hắn, Ninh Kỳ không có trả lời, mà là cười cười, quay người rời đi. Đặng Tam nhãn bên trong lộ ra vẻ bội phục chi sắc, nhìn qua ninh kỳ bóng lưng đạo, thà đại sư quả nhiên lòng dạ rộng lớn. Công chúa, vậy ta về sau. Trần Hải Dương mong đợi nhìn qua điêu hoa công chúa, ngươi về sau a, à, tẩy chuồng ngựa a. À. Điêu hoa công chúa ngẹo đầu, sau đó làm ra quyết định, đạo tẩy, tẩy chuồng ngựa. Trần Hải Dương kinh ngạc nhìn điêu hoa công chúa, như thế nào? Không muốn cái kia trong phủ đêm hương ngươi liền phụ trách đứng lên đi. Đi Hoa công chúa cười lạnh nói, không không không, thuộc hạ nguyện ý tẩy chuồng ngựa. Trần Hải Dương như đinh chém sắc đạo, mặc dù một cái đỉnh phong đấu vương đi tẩy chuồng ngựa, làm người ở sống rất là mất mặt, nhưng dù sao cũng so chơi đùa đêm hương tốt a, à, còn không cảm ơn công chúa. Đặng ba liếc Trần Hải Dương một mắt, đạo, là, thuộc hạ cảm ơn công chúa khai ân. Trần Hải Dương lập tức dập đầu mấy cái vang tiếng, tại cửu công chúa phủ cách đó không xa, có một tòa tiểu viện tử, Viện này chủ nhân là Bạch Hổ Đế Quốc một cái tiểu quan, năm nay hơn 40 tuổi bộ dáng, cùng quê nhà ở Trung Hòa Thuận, mỗi ngày về nhà, đều sẽ cùng người quen lên tiếng chào hỏi, bên cạnh chỉ có một hơn 60 tuổi hạ nhân, trừ cái đó ra, ngay cả một cái nha hoàng cũng không có phối, Lưu Đại Nhân, hôm nay vừa chuẩn điểm xuống ban rồi. Một cái quần áo một mặt đại thẩm hướng một cái viên viên mập mạp trung niên nhân cười nói, tại trung niên nhân sau lưng, còn đi theo một cái lão đầu, đúng vậy a à, ngô đại thẩm, lão đầu nhà ngươi gần đây thân thể vẫn tốt chứ. Lưu đại nhân hòa ái đạo, còn tốt còn tốt, làm phiền lưu đại nhân quan tâm. Vậy là tốt rồi. Nói xong, lưu đại nhân liền dẫn lão bột về đến trong nhà, lúc này, vốn nên không có một bóng người trong tiểu viện, lại đứng một cái đưa lưng về phía hai người thanh niên, lưu đại nhân thấy thế, cho lão đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lão đầu liền gật gật đầu, lui xuống. Sau đó Lưu Đại Nhân đi đến tên thanh niên kia sau lưng, chắp tay nói, thuộc hạ Lưu Nguyên Hạo gặp qua kiếm vô huyết trưởng lão. Thanh niên chậm rãi quay đầu, chính là một đường truy tìm ninh kỳ dấu chân huyết sát tông trưởng lão kiếm vô huyết. Kiếm vô huyết thản nhiên nói, ta huyết sát tông tại bạch hổ đế quốc, chỉ ngươi một cái như vậy ám đường đường chủ, nhưng mà ngươi lại cả ngày không có việc gì, liền một điểm hữu dụng tình báo đều không truyền về huyết sát tông. Lưu Nguyên Hạo, ngươi có biết tội của ngươi không? Lưu Nguyên Hạo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo trong đế đô, vẻn vẹn đấu hoàng cấp cao thủ, liền nhiều vô số kể, đấu tông cũng không ít, hoàng đế càng là đấu tôn cấp cường giả, thử hỏi kiếm vô huyết trưởng lão, thuộc hạ chỉ là một cái tam tinh đấu vương, nên như thế nào làm việc, không cẩn thận nếu là bại lộ thân phận, chỉ sợ là huyết sát lão tổ đứng ra, huyết sát tông cũng sẽ bị bạch hổ đế quốc cho một mồi lửa a. À. Kiếm vô huyết nghe vậy, lạnh trên một tiếng, đem ninh kỳ bức họa móc ra, đưa cho Lưu Nguyên Hạo, đạo, người có thể thấy được qua người này. Lưu Nguyên Hạo xem xét, lắc đầu, đạo, thuộc hạ chưa bao giờ thấy qua. Ta chiếm được tin tức, người này là bạch hổ đế quốc cửu công chúa cung phụng luyện đan sư ngươi thật sự chưa thấy qua hắn kiếm vô huyết cười lạnh một tiếng cửu công chúa vũ cung phụng luyện đan sư lưu nguyên hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh sau đó lập tức nói nếu quả như thật là hắn như vậy người này bây giờ hẳn là ngay tại cửu công chúa trong phủ quả thật ở đây kiếm vô huyết trên mặt lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ đuổi lâu như vậy cuối cùng đem ninh kỳ cho đuổi tới ngươi tìm một cơ hội đem hắn dẫn xuất đế đô kiếm vô huyết đạo, cái gì, hắn là chúng ta huyết sát tông mục tiêu. Lưu Nguyên Hạo ngẩn người, chợt câu mày nói, kiếm vô huyết trưởng lão, chuyện này còn xin thật tốt châm trước một phen, động hắn, chỉ sợ thuộc hạ cái này ám đường là giữ không được. Châm trước, ngươi cũng đã biết kẻ này giết ta huyết sát tông mấy cái đấu hoàng, bố thiết y trở nên dài lão đều chết ở trong tay của hắn, thù này nếu là không báo, ta huyết sát tông còn có tư cách tại Long Chi Đại Lục đặt chân. Kiếm vô huyết cười lạnh một tiếng bố thiết y trưởng lão đều chết trong tay hắn, vậy được rồi, thuộc hạ tận lực. Lưu Nguyên Hảo bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn tại Bạch Hổ Đế Quốc ở lâu nhiều năm, trong lòng từ đầu đến cuối mang một phần tâm mang sợ hãi, nếu không phải kiếm vô người thân từ đến, hắn tuyệt không có khả năng đi động cửu công chúa phủ cung phụng luyện đan sư. Ngày thứ hai, Đinh Kỳ sáng sớm nhận được thạch đồng tâm chiến thư, liền do điêu hoa công chúa dẫn đường, đi tới trong truyền thuyết Bạch Hổ phòng luyện đan, nói là luyện đan phòng, Kỳ thực là một chỗ chiếm diện tích hơn ngàn mẫu cự hình viện tử, Ninh Kỳ còn chưa tới gần, liền có thể cảm thấy nóng bỏng hỏa diễm khí tức xông vào mũi, đi vào xem xét, phát hiện chừng hơn ngàn tên nhất nhị giai luyện đan sư đang tại cùng nhau luyện đan, trường hợp như vậy, quả thực làm cho người rung động, cả nước bốn thành đang dược, cũng là bọn hắn luyện chế, liền ta phủ công chúa mỗi tháng đang dược, cũng là bọn hắn phụ trách phân phát, cho nhiều cho thiếu, toàn ở thạch đồng tâm một ý niệm. Đi hoa công chúa cảm thán nói: đây không phải là trên địa cầu nhà máy, dây chuyền sản xuất sao, ngày kế, đạt được bao nhiêu vạn viên thuốc, quanh năm tháng dài, số lượng đơn giản kinh khủng. Ninh Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, những luyện đan sư kia chỉ là thoáng liếc mắt Ninh Kỳ bọn người một mắt phía sau, liền không lại để ý tới, mà là chuyên tâm luyện chế trên đầu đan dược, thạch đồng tâm là bạch hổ phòng luyện đan chủ nhân, cũng là lạnh thiên thánh phi dòng chính thủ hạ, là nàng thông qua phương gia quan hệ mời chào trở về, lần này cùng ngươi đấu đan, chỉ sợ là lạnh thiên thánh phi chủ ý, Ninh Kỳ, ngươi nhất định muốn thắng. Đi qua công chúa đạo, yên tâm đi, công chúa Điện Hạ. Ninh Kỳ miễn cười nói, mấy hơi sau đó, Ninh Kỳ phát hiện tất cả luyện đan sư đều dừng lại công việc trong tay, nhau nhau hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thạch đồng tâm mang theo hắn đạo đồng, chậm rãi hướng Ninh Kỳ mà đến, lần này, ở bên cạnh hắn còn đi theo ba người, ba người này tất cả đều là luyện đan đại tông sư, bất quá bọn hắn rớt lại phía sau thạch đồng tâm nửa bước, hiển nhiên là lấy cầm đầu, gặp qua cửu công chúa. Thạch Đồng Tâm hướng điêu hoa công chúa gật gật đầu, lại không có bất luận cái gì hành lễ ý tứ. Vu Mã Cơ ánh mắt lập tức lạnh lẽo, nhìn thấy cửu công chúa đều không được lễ, Thạch đại sư thật vô lễ. Thạch Đồng Tâm hướng Vu Mã Cơ cười cười, tiếp đó nhìn về phía điêu hoa công chúa đạo, lão hủ gần nhất eo bị thương, không cách nào hành lễ, công chúa sẽ không bởi vì này chờ việc nhỏ trách cứ lão hủ a. À. Điêu hoa công chúa cười lạnh một tiếng, trong lòng biết đối phương chính là chiếm lạnh thiên thánh phi là chỗ dựa vững chắc lúc này mới không coi ai ra gì, nhưng mà nàng đích xác cầm thạch đồng tâm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười nói, không sao. Lạnh thiên thánh phi đến. Đám người cùng nhau quay người nhìn lại, chỉ thấy lạnh thiên thánh phi nằm nghiêng tại một cự hình long liễn bên trên, bên ngoài mang theo nửa trong suốt băng gạt, từ mười mấy cung nữ cùng nhau dơ lên, đi vào bạch hổ phòng luyện đan, ở phía sau, còn đi theo một đoàn thị vệ, trắng hạo, cùng với rất nhiều ninh kỳ chưa từng thấy thiếu nam thiếu nữ, xem bọn họ mặt, cũng hẳn là hoàng tộc tử đệ, thuộc hạ thạch đồng tâm, gặp qua thánh phi. Vừa mới còn nói chính mình eo không tốt thạch đồng tâm, bây giờ lập tức quỳ một chân trên đất, hướng lạnh thiên thánh phi hành lễ nói, đều đứng lên đi. Lạnh thiên thánh phi âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ trong màn lộ truyền ra, tạ thánh phi, thạch đồng tâm bọn người lúc này mới chậm rãi đứng dậy, trên mặt cũng là tất cung tất kính chi sắc, nghe nói hôm nay thạch đại sư muốn cùng thà đại sư đấu đan, liền từ bản cung làm trọng tài A. Lạnh thiên thánh phi thản nhiên nói, thỉnh thánh phi chỉ thị thạch đồng tâm chắp tay nói các ngươi luyện chế của mình một loại đan dược căn cứ vào đan dược trình độ hiếm hoi cùng với phẩm giai tới phán định thắng bại thời hạn ba canh giờ lạnh thiên thánh phi đạo thạch đồng tâm trong mắt lóe lên một tia cười lạnh nhìn qua ninh kỳ đạo thà đại sư xin mời ba canh giờ thời gian nếu như nói là luyện chế một chút cấp thấp đan dược đó là dư xài nhưng mà ở trước mắt trường hợp này bên trên luyện chế cấp thấp đan dược cùng chịu thua không khác mà một chút mọi người đều biết thuốc cao cấp luyện chế ít thời gian có tại ba canh giờ trong vòng cho nên lựa chọn luyện chế đang dược gì lần này đấu đang bên trên lộ ra rất là trọng yếu nhất thiết phải không cao hơn thời gian lại phải có thể thắng được tỷ thí nhìn thạch đồng tâm thần sắc ninh kỳ biết hắn sớm đã có chuẩn bị một bộ thắng chắc dáng vẻ thạch đại sư dài ta đây sao nhiều tuổi là tiền bối cho nên vẫn là ngài trước hết mời a tại hạ phải suy nghĩ thật kỹ nên luyện chế đang dược gì ninh kỳ miễn cười nói đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Thạch đồng tâm nhếch miệng lên một tia ý trào phúng, lập tức tại chỗ ngồi xếp bằng, trong tay dị hỏa soạt một tiếng giấy lên, thiên cực hỏa, bản dị hỏa xếp hạng thứ 63 dị hỏa. Tỷ thí lần này không chút huyền niệm, thạch đại sư chính là chúng ta bạch hổ đế quốc đệ nhất luyện đan sư, một cái xã phía dưới xuất thân đứa nhà quê, thế nào lại là đối thủ của hắn? Tam tỷ, lần trước thủ hạ ngươi tư mã từ, chính là thua ở trên tay hắn, lần này thạch đại sư có thể vì ngươi báo thù. Bạch Hạo bên người hoàng tộc tử đệ nhau nhau thấp giọng nghị luận lên, Tam công chúa nghe vậy, nhìn có chút hả hê nhìn về phía Ninh Kỳ, thấp giọng nói, nghe nói hắn lần này cần là thua, được dịp thập tam đệ hoàng phủ bốn phía leo lên một vòng. Bạch Hạo mỉm cười, không chỉ có như thế, còn muốn học vài tiếng chó sủa. Vậy bọn ta liền mỏi mắt chờ mong. Đám người cười to nói, hắn làm sao còn không bắt đầu luyện đan. Phương đàn cao mày nhìn xem Ninh Kỳ, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nói kẻ này là từ bỏ. Cái này thứ đấu đang chỉ có 3 canh giờ thời gian, chậm một bước, có thể chính là thắng bại mấu chốt. Chỉ thấy Ninh Kỳ ngồi ở khoảng cách Thạch Đồng Tâm không đủ xa 7 trượng chỗ, một cái tay nâng cầm lên, cứ như vậy lăng lăng nhìn xem Thạch Đồng Tâm, không có chút nào luyện đang ý tứ. Vu Mã Cơ nhíu mày, hướng Điêu Hoa công chúa thấp giọng nói, "Công chúa điện hạ, tình huống có chút không ổn." Điêu Hoa công chúa lộ ra rất tỉnh táo, "Không cần lo lắng, Ninh Kỳ quỷ tâm tư nhiều lắm, nếu như hắn không có chắc chắn, hôm nay thì sẽ không tới đây." Còn nhớ rõ lần trước hắn cùng với Tư Mã Từ đấu đang sao, cũng là hôm nay như thế. Vu Mã Cơ nghe vậy, gặp Điêu Hoa công chúa đối với Ninh Kỳ có lòng tin như vậy, liền không nói nữa, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, Ninh Kỳ nếu là thua, không chỉ có bá thiên viên nếu không trở lại, về sau cửu công chúa phủ, chỉ sợ sẽ biến thành đế đô trò cười, đây mới là Vu Mã Cơ lo lắng sự tình. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh một canh giờ trôi qua, trong lúc đó, Thạch Đồng Tâm ngẩng đầu nhìn Ninh Kỳ một mắt, thấy hắn còn không có động thủ luyện đan, nhếch miệng lên một tia chế dẻo, bạch hổ phòng luyện đan các luyện đan sư, nhìn về phía Ninh Kỳ ánh mắt càng ngày càng nhẹ xem, phía trước còn nghe nói hắn là luyện đan đại tông sư, hiện tại xem ra, chỉ sợ là cái lừa gạt A. À. Lừa đảo ngược lại không đến nổi, chỉ bất quá luyện đan đại tông sư thân phận này, phải có chút lượng nước, ta xem tuổi của hắn còn nhỏ hơn ta mấy tuổi, mà ta bắt đầu từ lúc 7 tuổi luyện đan, đến nay 20 năm, cũng bất quá là nhị giai luyện đan sư xem ra cái này thứ đấu đang không có gì đáng xem rồi vẫn là thật tốt quan sát một chút thạch đại sư xem có thể hay không từ trong nhận được một chút gợi mở đề thăng một chút thuật luyện đan của chúng ta ân ừ, đúng là như thế lại là một canh giờ trôi qua ninh kỳ vẫn là không có động thủ hai mắt khép hờ tự hồ ngủ thiếp đi một dạng hắn vậy mà tại nơi đây ngủ đây là vò đã mẻ không sợ rơi lừa gạt một chút cửu công chúa coi như xong hôm nay liền lạnh thiên thánh phi đều tự mình đến chủ trì cái này thứ đấu đan, này giống như tại đùa bẩn lạnh thiên thánh phi, chỉ sợ hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này đi. Ánh mắt của mọi người tràn đầy đùa cực, đứng tại thạch đồng tâm sau lưng mặt khác ba tên luyện đan đại tông sư, nhìn chăm chú một mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chút cho phép nghi hoặc, nếu như nói Ninh Kỳ có hậu thủ, cố ý muốn như thế khoe khoang mình tốc độ luyện đan, cái kia ít nhất một canh giờ phía trước, cũng cần phải động thủ A, nhưng bây giờ thời gian còn lại, đã không đủ một canh giờ, hắn còn có thể luyện chế ra như thế nào đang dược bạch hạo cười nhẹ đứng lên ha 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 xem đi ta liền nói ninh kỳ tiểu tử này là hào nhoáng bên ngoài chư vị huynh đệ tỷ muội đến lúc đó còn xin cùng tới ta phủ thượng xem hắn là như thế nào bò dễ nói dễ nói ta nhất định đi ta cũng đi thập tam đệ lần này may mắn mà có ngươi mới có thể để cho tam tỷ ta thật tốt xả cơn giận này tam công chúa hướng bạch hạo cười nói bạch hạo nghe vậy trên mặt đều là vẻ đắc ý, chẳng lẽ tiểu tử này chỉ có thể luyện chế trấn nhan đan? Hẳn là A, à, cái này thứ đấu đan, xem ra là hắn thua. Nếu như Thánh Phi cho thêm một chút thời gian, mà hắn lại có long tộc tinh huyết, luyện chế ra trấn nhan đan lời nói, thắng được trận này đấu đan không khó. Không có nếu như, thua chính là thua, tiểu tử này phía trước cuồng vọng như vậy vô lễ, nhìn hắn thua, ta vui vẻ cũng không kịp. Phương đàn phương thư hai người truyền âm đường rẻ trong đó Phương Đàn đối với Ninh Kỳ ý kiến khá lớn, Phương Thư ngược lại là cảm thấy có chút đáng tiếc, ngay tại thời gian qua sau hai canh giờ rưỡi, chỉ thấy thạch đồng tâm trong tay kim quang bùng lên, sau đó Phương Viên trong vòng mấy dặm, đều bao phủ tại một cổ dị hương bên trong, đang thành, Ninh Kỳ thua, vu mã cơ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, một đôi mắt to trừng Ninh Kỳ, đi hoa công chúa sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nàng không muốn tin tưởng, Ninh Kỳ thật không có biện pháp dự phòng, phía trước một mực là đang nói phép. Thạch Đồng Tâm gặp Ninh Kỳ vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, người ha ha một tiếng, nhanh chân hướng lạnh thiên thánh phi đi đến, sau đó kính cẩn hai tay nâng lên đan dược, đạo thánh phi viên này huyền giai trung phẩm cửu chuyển hoán cốt đan còn xin vui vẻ nhận cửu chuyển hoán cốt đan huyền giai trung phẩm trên mặt mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc liền bạch hạo đều tham lam nhìn qua viên đan dược kia cửu chuyển hoán cốt đan tổng cộng chia làm hoàng giai hạ phẩm đến huyền giai cực phẩm chính là hiếm thấy kỳ đan nắm giữ thoát thai hoán cốt hiệu quả hoàng gia hạ phẩm cửu chuyển hoán cốt đan cũng đủ để cho một cái tư chất không phải rất cốt đấu giả, trở thành một lưu chi tư, nếu ngay cả tục phục dụng chính quả, gặp đủ cửu chuyển số, đủ để chế tạo ra một vị thiên tài, đánh cái so sánh, bạch hổ đế quốc hoàng thất huyết thống ưu lương, cho nên mỗi cái hoàng tộc tử đệ, tư chất đều so với cái kia nhị lưu, tam lưu tông môn thiên kiêu mạnh hơn, tầng đường đế nước chim đài thanh huyền, trước đây liền bị phụng làm thế hệ tuổi trẻ nữ tử đệ nhất nhân, nhưng mà tư chất của nàng, đặt ở bạch hổ đế quốc, liền lộ ra không phải như vậy xuất chúng liền điêu hoa công chúa cũng không bằng. Nói cách khác, bạch hạo tư chất của bọn hắn, cùng cửu châu đế quốc thế hệ tuổi trẻ so sánh, lại hơi kém một chút, mà cửu chuyển hoán cốt đan, có thể nhường một cái xã giả trong phổ thông nông dân, nắm giữ đủ để sánh ngang hoàng thất con em tư chất. Đương nhiên, vẻn vẹn hoàng giai hạ phẩm cửu chuyển hoán cốt đan là làm không tới, nhiều lắm là nhường hắn tư chất cùng tam lưu tông môn thiên tài không sai biệt lắm, tỷ như trương long triệu hổ dạng này. Nhưng mà, nếu như hắn dùng là phẩm giai cao hơn cửu chuyển hoán cốt đan, liền chớ bàn những thứ khác, liên tục phục dụng chính khỏa huyền giai trung phẩm cửu chuyển hoán cốt đan, như vậy vị này nông dân, rất có thể liền có thể trở thành tư chất cùng bạch hạo xê xích không nhiều thiên tài, tư chất, quyết định một đời người thành tựu, cho nên loại đan dược này, luôn luôn là các đại gia tộc, đế quốc, tông môn chiến lược tính chất vật phẩm, trên thị trường cơ hồ không có lưu thông, những tán tu kia nếu là nhận được một khỏa, nhất định sẽ mừng như điên ngất đi, huyền giai trung phẩm cửu chuyển hoán cốt đan, không tệ lạnh thiên thánh phi trên mặt lộ ra một tia ý mừng, đưa tay hút một cái, đang dược liền rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong, tra xét một phen, xác định phẩm giai sau đó, lạnh thiên thánh phi đem đang dược thu vào càng không giới trong ngón tay, tiếp đó nói khẽ, ta tuyên bố, cái này thứ đấu đang. Chậm đã. Vẫn không có động tỉnh ninh kỳ, đột nhiên đứng lên, thô lỗ cắt đứt lạnh thiên thánh phi mà nói, tên lường gạt này muốn làm gì, hắn còn không cam tâm sao. Xem hắn có thế đùa nghịch hoa dạng gì đám người một mặt đùa cợt nhìn qua ninh kỳ lạnh thiên thánh phi âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn nói cái gì ninh kỳ mỉm cười nói thánh phi không phải cho ba canh giờ thời gian sao cái này không còn có gần nửa canh giờ ta còn không thua đâu ha 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 thạch đồng tâm cười to không chỉ ông bụng nhìn xem ninh kỳ ngươi ngươi còn chưa thua chết cười lão phu bây giờ chỉ còn lại gần nửa canh giờ thời gian ngươi có thể luyện chế ra so với ta huyền giai trung phẩm cửu chuyển hoán cốt đang đang dược tốt hơn, ngươi ở đây nằm mơ giữa ban ngày a, à. ha ha ha. Ngươi như thế nào không cười chết đi qua, đồ ngốc. Ninh Kỳ liếc mắt, ngươi. Thạch Đồng Tâm ngưng tiếng cười, tức giận nhìn qua Ninh Kỳ, mặc dù hắn không biết đồ ngốc là có ý gì, nhưng hắn có thể nghe ra trong đó vũ nhục chi ý, Ninh Kỳ, bản cung ở đây, không được càng rỡ. Lạnh Thiên Thánh Phi âm thanh lạnh lùng nói, là, Thánh Phi. Ninh Kỳ Đạo, ngươi xác định, ngươi muốn trong thời gian còn lại luyện đan. Lạnh Thiên Thánh Phi thản nhiên nói, tại hạ vô cùng xác định, chỉ bất quá. Ninh Kỳ tiếng nói kéo dài, ánh mắt liếc về phía Thạch Đồng Tâm, nhếch miệng lên một tia cười tà, chỉ bất quá cái gì. Lạnh Thiên Thánh Phi trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc, có màn lụa cản trở, không có bị người trông thấy, bằng không bọn hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình, có thể để cho Lạnh Thiên Thánh Phi không kiên nhẫn, lại không ra tay đánh giết, dạng này người, e rằng tại Bạch Hổ Đế Quốc, chỉ có số lượng một bàn tay đi. Nếu là ở phía dưới hôm nay may mắn thắng, cái này chứng minh Thạch Đại Sư không thích hợp lại chấp trưởng Bạch Hổ phòng luyện đan. Như vậy tại hạ hoàn toàn có thể lấy mà thay vào, không biết Thánh Phi ý như thế nào. Ninh Kỳ cười nói, lời vừa nói ra, mọi người nhất thời chấn kinh, sau đó nhao nhao dễ cực nhìn xem Ninh Kỳ. Ha ha ha, hắn vậy mà muốn làm Bạch Hổ phòng luyện đan chủ nhân, thật sự là nực cười, cuồng vọng, ngu xuẩn. Bây giờ liền nửa canh giờ cũng chưa tới, hắn còn nghĩ thắng được lần này đấu đan, người này điên rồi đi. Huyền giai trung phẩm cửu chuyển hoán cốt đan, ta thực sự nghĩ không ra có loại nào đang dược chỉ cần gần nửa canh giờ luyện chế, lại có thể so với nó còn hy hữu. Thật là điên rồ. Bạch hổ phòng luyện đan các luyện đan sư, không che giấu chút nào hướng ninh kỳ ném đi cười nhạo ánh mắt, phương đàn cười lạnh một tiếng, kẻ này đến rồi bây giờ tình trạng này, còn như thế quyết chống, đến chết vẫn sĩ diện, trực tiếp chịu thua không được sao. Phương thư thấp giọng nói, có thể hắn thật sự có hậu thủ gì cũng khó nói. Phương Đàn hơi có vẻ dễ cực đạo, ngươi cũng là đấu tông, thật sự cảm thấy kẻ này có thể thắng. Phương Thư sắc mặt hơi đổi một chút, chậm rãi lắc đầu, Ninh Kỳ, ngươi thua liền thua, có phải hay không lo lắng ngươi ở đây ta hoàng bên ngoài phủ mặt học chó sủa, học cẩu bò thời điểm, sẽ bị quá nhiều người nhìn thấy. Trắng hạo nghiêm nghị mà nói, đúng vậy a, à, bây giờ ai cũng biết ngươi thua định rồi, có cần thiết kéo dài thời gian sao? còn muốn làm bạch hổ phòng luyện đang chủ nhân, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi có thể luyện chế ra so huyền giai trung phẩm cửu chuyển hoán quốc đang còn tốt hơn đang dược, chê cười. Hoàng tộc đám tử đệ nhao nhao mở miệng trào phúng, vu mã cơ sắc mặt có chút khó coi, ninh kỳ xấu mặt, chính là cửu công chúa xấu mặt, hắn hiện tại hận không thể một quyền đấm chết ninh kỳ, nhưng khi nàng quay đầu nhìn về phía điêu hoa công chúa thời điểm, lại phát hiện nàng xem thấy ninh kỳ ánh mắt, tràn đầy chờ mong, vu mã cơ nao nao, trong lòng thở dài ngươi nghĩ chấp chưởng bạch hổ phòng luyện đan chuyện này không phải như trò đùa của trẻ con không cần nhắc lại lạnh thiên thánh phi lãnh đạm đạo thánh phi nếu là hắn thật có thể thắng được lần này đấu đan tại hạ nguyện ý nhường ra lúc này đột nhiên thạch đồng tâm mở miệng dừng một chút cặp mắt hắn ngoan lệ nhìn qua ninh kỳ nhưng nếu là hắn thua xin cho phép tại hạ phế bỏ tu vi của hắn nguyên bản kinh ngạc tại thạch đồng tâm vì sao muốn đáp ứng ninh kỳ cái này yêu cầu vô lý nhân cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ trong lòng bọn họ âm thầm cười lạnh nhìn có chút hả hê nhìn qua ninh kỳ nhìn hắn sau này thế nào ứng đối phế bỏ tu vi cũng không phải một chuyện nhỏ ngô đã như vậy tốt a à, ninh kỳ ngươi bắt đầu luyện đan a à. lạnh thiên thánh phi trầm giọng nói thánh phi đáp ứng ha ha bây giờ chỉ còn lại không tới thời gian nữa nén hương xem tên lường gạt này biết luyện chế ra dạng gì đang dược tiểu tử ngươi học chó sổ học định rồi trắng hạo cười lạnh nhìn qua ninh kỳ hà đại sư Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng." Thạch Đồng Tâm hướng Ninh Kỳ khẽ cười nói, trong lời nói tràn đầy đùa cợt ý vị, Ninh Kỳ mỉm cười, gian hai tay tâm, nuốt long nghiệp hỏa trong nháy mắt bốc lên, màu xanh nhạt dị hỏa, phản phất một đóa diêm vú hoa hồng, theo gió mà động, đây là cái gì dị hỏa, ta giống như chưa bao giờ thấy qua. Một cái nhị giai luyện đan sư có chút kinh ngạc nhìn xem Ninh Kỳ trong tay nuốt long nghiệp hỏa, hướng người bên cạnh dò hỏi, "Nuốt long nghiệp hỏa?" Thạch Đồng Tâm trong mắt lóe lên một tia kinh dị, hắn nghĩ không ra ninh kỳ một cái xuất thân từ tầng đường đế quốc loại kia địa phương nhỏ luyện đan sư vậy mà nắm giữ loại này chuyên môn khắc chế đưa ra gông tai dị hỏa chẳng lẽ hắn đã từng ngộ nhập qua long tộc mộ địa nuốt long nghiệp hỏa cho tới bây giờ đều chỉ tại mai táng đông đảo long tộc thi cốt trong mộ địa xuất hiện qua không có những phương pháp khác có thể được thế nhưng là long tộc mộ địa thủ vệ xâm nghiêm không nói đi vào có bao nhiêu khó khăn liền xem như nuốt long nghiệp hỏa vừa mới tạo thành cũng sẽ bị long tộc cho gạt bỏ hắn rốt cuộc là làm thế nào chiếm được cái này nuốt long nghiệp hỏa lạnh thiên thánh phi nhìn qua một màn này thầm nghĩ trong lòng kẻ này quả nhiên cùng tuyết long nhất tộc giao tình không ít liền nuốt long nghiệp hỏa đều cho hắn hắn đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ mọi người ở đây còn tại kinh ngạc nuốt long nghiệp hỏa thời điểm ninh kỳ tùy tiện từ không gian trong bao cầm ra một cái linh thảo nhét vào phía trên linh thảo trong nháy mắt hóa thành chất lỏng mấy hơi sau đó một vệt kim quang bùng lên dị hương lan tràn ninh kỳ trong tay xuất hiện một khỏa vàng ống ánh đang dược một đám luyện đan sư cười nhạo nhìn qua ninh kỳ mấy hơi thời gian thành đan không phải là luyện chế ra một khỏa hoàng giai hạ phẩm hồi xuân đan a ha 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 có lẽ là so hồi xuân đan còn muốn kém cỏi đan dược ta luyện chế hoàng giai hạ phẩm hồi xuân đan cũng muốn thời gian uống cạn chung trà đâu cứ như vậy cũng nghĩ chấp trưởng ta bạch hổ phòng luyện đan thực sự nực cười trắng hạo cười lắc đầu thở dài nói ninh kỳ bây giờ ngươi nên nhận thua a vu mã cơ ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng quả nhiên Ninh Kỳ không có cho nàng mang đến kinh hỷ, chỉ sợ thương tâm nhất hẳn là công chúa, nghĩ như vậy, Vu mã cơ hướng điêu hoa công chúa nhìn lại, lại phát hiện, sắc mặt của nàng có chút không đúng, công chúa, không cần quá thương tâm, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, xem như thế nào đem tiểu hôi cho lấy trở về. Vu mã cơ an ủi, không, không phải, ta không có thương tâm, ngươi xem Ninh Kỳ luyện chế được đang dược. Điêu hoa công chúa lắc đầu, đạo, công chúa, loại rác rưới này đang dược có gì đáng xem. Vu mã cơ thở dài, nhưng vẫn là theo điêu hoa công chúa ánh mắt, hướng ninh kỳ trong tay nhìn lại, cái nhìn này, nàng cũng ngây ngẩn cả người, phát hiện sao, có phải hay không rất giống cửu chuyển hoán cốt đan, liền hương vị, đều cực kỳ giống nhau, chỉ là càng thêm nồng nặc một điểm. Điêu hoa công chúa kích động nói, chẳng lẽ, hắn luyện chế đang dược là. Vu mã cơ trên mặt lộ ra một tia kinh hải, chính, cửu chuyển hoán cốt đan. Thạch đồng tâm nhìn qua ninh kỳ đang dược trong tay, khiếp sợ tự lẩm bẩm, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Nghe được hắn tự nói âm thanh, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó giật nảy cả mình, cùng nhau đem ánh mắt chuyển dời đến Ninh Kỳ trong tay đang dược bên trên. Thật là cửu chuyển hoán cốt đan, làm sao có thể, hắn vừa mới chỉ dùng thời gian bao lâu, liền mấy hơi đều không đủ a à. Không đúng, hẳn là cùng cửu chuyển hoán cốt đan có chút tương tự những đan dược khác, liền xem như thạch đại sư, cũng hao tốn gần tới 3 canh giờ, mới có thể luyện chế được, hắn làm sao có thể chỉ dùng mấy hơi thời gian liền luyện chế ra cửu chuyển hoán cốt đan, nhất định là hắn thi triển cái gì chướng nhãn pháp. Ninh Kỳ đi đến lạnh thiên thánh phi trước mặt, đạo, thánh phi, đây là huyền giai thượng phẩm cửu chuyển hoán cốt đan. Vèo một tiếng, đang dược bị hút vào trong màn lụa, đám người lập tức đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía lạnh thiên thánh phi, chờ đợi nàng mở miệng gạt bỏ Ninh Kỳ, lấy mẹ nhãn lực, tuyệt sẽ không bị kẻ này che đậy. Bạch Hạo nghĩ đến, giờ này khắc này, toàn bộ trắng hổ luyện đang phòng, đều lộ ra yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến đám người có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, đích thật là huyền giai thượng phẩm cửu chuyển hoán cốt đan. Hồi lâu, trong màn lộ cuối cùng truyền đến lạnh thiên thánh phi thanh âm, t Đám người hít một hơi lãnh khí, suy si ngốc nhìn qua ninh kỳ, làm sao lại, hắn làm sao lại lấy đáng sợ như vậy tốc độ luyện chế ra huyền giai thượng phẩm cửu chuyển hoán cốt đan. Chẳng lẽ, hắn là một tôn đan vương? Không có khả năng, nơi nào có tuổi trẻ như vậy đan vương? Vậy ngươi giải thích một chút. Mọi người chấn kinh tột đỉnh, liền phương đàn phương thư hai vị này đấu tông, sắc mặt đều có chút kinh hãi, nương nhất định nhìn lầm rồi, tại sao có thể là huyền giai thượng phẩm cửu chuyển hoán cốt đan. Bạch Hạo xanh mặt, không muốn tin tưởng sự thật này, vốn là vẫn đối với Ninh Kỳ châm chọc khiêu khích hoàng tộc tử đệ, bây giờ cả đám đều không lên tiếng, nhìn về phía Ninh Kỳ ánh mắt, phản phất không phải đang nhìn một nhân loại, mà là một cái quái vật, Ninh Kỳ quay người nhìn về phía Thạch Đồng Tâm, cười nhạt nói, Thạch đại sư ngượng ngùng, sao ngươi đang dược cao một cái phẩm giai, xem ra cái này trắng hổ luyện đang phòng, về sau nên do ta tới chấp chưởng. Không có khả năng, không có khả năng. Thạch đồng tâm phản phất không có nghe được Ninh Kỳ mà nói, mà là hung hăng tự lẩm bẩm, đột nhiên, hắn một nguồn máu tươi từ trong cổ họng tuôn ra, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại, phản phất già đi mấy chục tuổi đồng dạng, hai mắt vô thần, sắc mặt ảm đạm, đứng tại chỗ không nói tiếng nào, Ninh Kỳ thấy thế, cười cười, nhìn về phía Bạch Hạo, 13 hoàng tử, căn cứ vào đổ ước, ngươi nên đem tiểu hôi cho còn cho cửu công chúa. Bạch Hạo nghiêm nghị nói, ngươi không có thắng, ngươi là lừa đảo. Nói xong, hắn hướng lạnh thiên thánh phi đạo, nương, hắn đang dược là giả, ngài lại cẩn thận nhìn một chút. Hạo nhi, thực hiện ngươi đổ ước. Lạnh thiên thánh phi âm thanh lạnh lùng nói, là, nương. Bạch Hạo nghe vậy, sắc mặt đại biến, cuối cùng không cam lòng gật gật đầu, vung tay lên, sau lưng lập tức có thủ hạ mang theo tiểu hôi cho đi tới, trên người nó khóa một đầu thật to xiền xích, một đoạn thời gian không gặp, tự hồ gầy đi không thiếu, tại nhìn thấy cửu công chúa phía sau, điên cuồng chích chích kêu, tiểu hôi cho. Đi qua công chúa lập tức chạy lên phía trước, đau lòng nhìn nó một mắt, tiếp đó lạnh lùng hướng bạch hạo đạo, gọi người thủ hạ đem dây xích mở ra. Mở ra. Bạch hạo hướng thủ hạ âm thanh lạnh lùng nói, hiểu xiền xích sau đó, đi Hoa công chúa lập tức ôm tiểu hôi cho quay người trở lại vu mã cơ bên người. Lúc này, lạnh thiên thánh phi cái kia âm thanh trong trẻo lạnh lùng lần nữa truyền ra. Từ hôm nay trở đi, trắng hổ luyện đang phòng, từ ninh kỳ chấp chưởng, bản cung mệt mỏi, trở về đi. Là, thánh phi. Một đám cung nữ lập tức dơ lên long liễn quay người rời đi, phương đàn phương thư hai người đi ở cuối cùng, trước khi đi, còn cố ý nhìn thật sâu ninh kỳ một mắt, đừng bị ta tìm được cơ hội, bằng không ta đem để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Bạch Hạo oán độc phủi Ninh Kỳ một mắt, đi theo Long Liễn rời đi. Tam công chúa bọn người vội vàng đuổi theo, trên mặt vẫn như cũ lưu lại mới vừa chấn kinh, không có hoàn toàn rút đi. Ninh Kỳ đi đến Điêu Hoa công chúa bên cạnh, đưa thay sờ sờ tiểu hôi cho phía sau, cười nói: "Công chúa điện hạ, ngươi và Vu Mã Cơ đi về trước đi, ta bên này có một đại sạp hàng, muốn trước xử lý xử lý." Lúc này, Điêu Hoa công chúa mới phản ứng được, nàng lập tức nói: "Không, ngươi thân là ta phủ công chúa cung phụng luyện đan sư, Bây giờ là trắng hỗ luyện đang phòng thực tế người cầm quyền, ta có tất yếu đi theo ngươi cùng một chỗ xử lý, ngươi liền để ta ở đây hãy chờ xem. Nói đến phần sau, trong giọng nói của nàng vậy mà mang tới một tia thỉnh cầu, cái này khiến Vu Mã Cơ lập tức có chút dự cảm không ổn. Ngạch, vậy được rồi. Ninh Kỳ gật gật đầu, sau đó hắn cười híp mắt nhìn về phía Thạch Đồng Tâm, Thạch Đại sư, đấu đang có thắng bại đó là chuyện rất bình thường, không cần quá để ở trong lòng, có cái gì chỗ nào không hiểu có thể tới thỉnh giáo một chút ta ha ha vậy sau này liền thỉnh thà đại sư chiếu cố nhiều hơn thạch đồng tâm đau thương cười nói những người còn lại đều không dám nói chuyện nhìn về phía ninh kỳ ánh mắt từ trước đây trào phúng đùa cợt khinh thường đã biến thành hôm nay sợ chấn kinh kiên kỵ dễ nói dễ nói không bằng bây giờ trước hết mời thạch đại sư đem sự vụ chuyển giao đến trên tay của ta a à. ninh kỳ miễn cười nói mời đi theo ta thạch đồng tâm gật gật đầu mãi cho đến bọn hắn biến mất ở trong tầm mắt hơn ngàn tên luyện đan sư lúc này mới bắt đầu châu đầu ghé tai nhao nhao nghị luận ninh kỳ bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra ninh kỳ là thế nào mới ngắn như vậy thế gian bên trong luyện chế ra huyền giai thượng phẩm cửu chuyển hoán quốc đan không có ai biết ninh kỳ vì viên đan dược kia hao tốn hai nghìn đồ long tiền đại giới đây là trắng hổ luyện đan phòng nơi quan trọng nhất bên trong lấy bạch hổ đế quốc tám thành linh thảo chỉ có bạch hổ thánh hoàng cùng ta có thể đi vào ta bây giờ cái chìa khóa giao cho ngươi Thạch Đồng Tâm mang theo Ninh Kỳ đám người đi tới một gian to lớn vô cùng thạch thất trước mặt, đá này phòng đại môn, là từ làm bằng đồng xanh, phía trên ẩn ẩn truyền đến một tia trận pháp khí tức, cổng nhà đá, vậy mà nằm sấp hai đầu bát giai yêu thú, huyền linh bạch hổ, bọn chúng nhìn thấy Ninh Kỳ bọn người đến phía sau, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu liếc một cái, tiếp đó nhìn chăm chú tiểu hôi cho hồi lâu, lại nhắm mắt lại tiếp tục cúi đầu ngủ, tiểu hôi cho trốn ở điêu hoa công chúa trong ngực, có chút sợ len lén liếc hướng cái này hai đầu trưởng thành huyền linh bạch hổ ninh kỳ tiếp nhận thạch đồng tâm đưa tới một khối hình tròn ngọc bài phía trên có một tí khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức hiển nhiên là mở ra thanh đồng đại môn mấu chốt chi vật ninh kỳ đem ngọc bài đặt ở thanh đồng đại môn bên trên trên cửa chính lập tức hiện ra một cái giống bát quái trận pháp chậm rãi chuyển động hồi lâu thanh đồng đại môn một tiếng cọt kẹt hướng hai bên rụt đi vào nhìn một cái đập vào mi mắt là từng đống phân loại xong linh thảo từ hoàng giai hạ phẩm tới địa giai cực phẩm cái gì cần có đều có